siêu cấp máy tính, Trần Húc. Tập 11 Cái này bị mệnh danh là võ đạo gia trò chơi lập tức cho cái thế giới này đưa lên một quả trọng bung tấn. Không có bất kỳ trước xem đưa tin, không có bất kỳ tin tức, như vậy một cái kinh thế trò chơi cứ như vậy đột nhiên mà nhưng, giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện ở trên cái thế giới này. Không có xuất phẩm công ty, mà chỉ có đại lý thương, mà cái này đại lý thương danh tự, cũng là nghiệp nội dậm chân một cái có thể dẫn phát thất cấp địa chấn đấy, Duy Vượng Địch Công Ty, Duy Vượng Địch VIVEDI cái này công ty danh tự có lẽ có ít người cũng không biết, nhưng là Duy Vượng Địch dưới cờ mấy cái trò chơi công ty nhưng đều là như sấm bên tai, Sierra nửa cái mạng, Counter Strike, tiếp theo là Blizzard. Blizzard đại danh, chắc hẳn chỉ cần đối với giới trò chơi có chút hiểu rõ mọi người nghe qua, World of Warcraft, Starcraft, Diablo, Warcraft Blizzard xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Những lời này cùng Blizzard xuất phẩm, nhất định nhảy phiếu vé đồng dạng, đã trở thành giới trò chơi một đại biển chữ vàng. Nhưng là cái này võ đạo ra trò chơi, nhưng lại do duy vượng địch mẫu công ty phát ra bố đấy. Không có trải qua Blizzard, cũng không có trải qua Sierra, thậm chí cả các phóng viên cầm microphone đi phỏng vấn Blizzard người sáng lập một trong David bố lôi Wilker David chỉ chừa cho các phóng viên một câu, Oh my God, ta cầu các người đừng tới lãng phí ta quý giá trò chơi thời gian rất, ta cũng là vừa vừa lấy được cái này trò chơi, hiện tại chính đùa hăng say đây này. Lần này muốn không anh động cũng không được, mà một cái khác anh động tin tức tựu là, Duy Vượng Địch công ty phát ngôn nhân tỏ vẻ, võ đạo ra cái này năm nay kinh điển nhất địa điện tử thi đấu thể thao loại trò chơi. Bọn hắn chỉ là đại lý thương, mà khai phát cái này trò chơi đoàn đội tác thì cũng không để lại bất luận cái gì danh tự. Duy Vượng Địch công ty phát ngôn nhân thì tại hội chiêu đãi ký giả đã nói một cái gần như tại cổ tích giống như câu chuyện, bọn hắn người phụ trách sáng sớm tiến công ty, Tự chứng kiến quản lý máy vi tính là mở ra lấy, bên trong trống rỗng xuất hiện cái này trò chơi. Sau đó còn có một câu, cái này trò chơi huyền bí, cần toàn bộ thế giới người chơi cộng đồng đến nghiên cứu thảo luận, cho nên hy vọng mượn nhờ quý công ty điện lực lượng, toàn bộ miễn phí đem cái này trò chơi đẩy hướng thế giới. Lại là một cái trọng bùm tấn, toàn bộ miễn phí tiêu thụ. Suy vượng địch công ty phát ngôn nhân nói, cái này trò chơi công ty của chúng ta tại chế tác bên trên không có tiến hành bất luận cái gì nhúng tay cũng không có biện pháp tiến hành bất luận cái gì nhúng tay. Nhưng chúng ta đã nhận định đây là một cái kinh thế chi tác, tại trải qua vòng thứ nhất bên trong khảo thí về sau thật sự của chúng ta cho rằng, cái này trò chơi thao tác tính lúc từ trước tới nay cường đại nhất, cũng là đáng giá nhất xâm nhập tìm tòi nghiên cứu đấy. Cho nên chúng ta tuy nhiên còn không rõ ràng lắm cái này trò chơi rốt cuộc là cái đó một đám cao thủ làm ra đến chỗ này, nhưng là chúng ta nguyện ý thôi động cái này trò chơi phát triển, dù sao cái này chính là toàn bộ thế giới địa trò chơi người chơi hạnh phúc. Duy Vượng Địch công ty lời nói này thật thật giả giả. Làm cho này loại đỉnh cấp công ty, Duy Vượng Địch cùng Ích cũng là có nhất định liên hệ, ví dụ như World of Warcraft địa động cơ, trong đó có Ích kỹ thuật ở bên trong. Cái này trò chơi cũng là Ích ném tới lại để cho Duy Vượng Địch phụ trách đưa vào hoạt động, hơn nữa là Ích đặc biệt bàn giao, nhắn nhủ cái này trò chơi muốn miễn phí. Có thể tuy nói là miễn phí, Duy Vượng Địch công ty cũng cũng không phải là không có chỗ tốt đấy cái này trò chơi cường đại tồn tại đủ để cho toàn bộ thế giới ánh mắt đều tập trung tới cái đó sợ không phải duy vượng địch chế tác nhưng tìm không thấy chế tác người các phóng viên các người chơi chú ý lực cũng đều tại duy vượng địch trên người cái này sâu sắc đã kích thích công ty danh vọng cùng cho hấp thụ ánh sáng xuất hà loại này vô hình tài sản cũng rất khả quan bởi vì duy vượng địch công ty đều là thâm niên trò chơi chuyên gia chỉ chơi một hồi có thể xác định cái này trò chơi giá trị quá lớn đem rất nhanh siêu việt Starcraft, Warcraft, trở thành điện tử thi đấu thể thao loại trò chơi chính giữa cầm lái người. U Mỹ bên kia phô thiên cái địa tuyên truyền Trung Quốc bên này còn đã chậm một bước không có động tĩnh gì. A còng A còng có lẽ tất cả đại web portal phóng viên tuy nhiên nhận được tin tức này nhưng là còn chưa kịp phản ứng. Bất quá Trần Húc bên này đã bắt đầu khí thế ngất trời chơi. Dù sao Duy Vượng địch công ty đã cởi mở dưới tái công năng, Trần Húc tự nói mình theo trên mạng đao, người khác cũng căn bản không có chỗ hoài nghi, Huống chi, ngoại trừ đường Bích Hiên, hiện tại cái này một phòng địa mọi người trầm mê ở trò chơi chính giữa. Đương nhiên bất đồng hơn là, Hai Nha là đăng nhập vào trò chơi về sau mà bắt đầu thao tác thực chiến, mà Cao Hiểu Thiết thì tại nghiên cứu trò chơi nhân vật động tác cùng ấn phím thiết trí, quản dịch tắc thì là đang nghĩ biện pháp sáng tạo một cái yêu nghiệt tới cực điểm địa mỹ nữ nhân vật, Trạm Tinh thì là đối với cái này trò chơi lớn nhỏ rất ngạc nhiên, bắt đầu nghĩ biện pháp phá giải trò chơi văn bản tài liệu. Trần Húc cùng Hai Nha đánh cho 10 chàng toàn bộ chiến thắng vui cười miệng đều lệch ra hết cách rồi trần húc đối với cái này trò chơi quen thuộc trình độ vượt xa hai nha cái này chẳng khác nào là một cái lão luyện tại khi dễ nhân vật mới không thắng mới là lạ cái trò chơi này thao tác phi thường cởi mở hơn nữa linh hoạt tuy nhiên hệ thống vốn là tự cấp ra một bộ thao tác khuôn mô hình nhưng là bộ này khuôn mô hình chỉ là nhằm vào nhân vật mới muốn thông qua hệ thống vốn có ấn phím thiết trí để phát huy ra một cái nhân vật lực chiến đấu lớn nhất vậy cơ hồ là chuyện không thể nào đối với động tác xếp đặt thiết kế như thế nào tổ hợp chiêu thức do đó đối với địch nhân tạo thành hữu hiệu đả kích những điều này đều là cần xâm nhập nghiên cứu đấy trong tương lai có một đám người đặc biệt đối với cái này trò chơi tiến hành nghiên cứu thậm chí là coi là một cái nghiêm túc đầu đề trần húc hiện tại sử dụng cái này chiến đấu ấn phím khuôn mô hình trên cơ bản đã là gần như thành thục cái chủng loại kia cũng không phải nói không có rất tốt mà là trần húc không dùng đến cũng dùng không tốt cái kia một bộ được vinh dự là hàng long thập bát trưởng công kích phương thức Tuy nhiên danh tự thật là có chút ác làm, nhưng là đối với thao tác yêu cầu là mỗi phút đồng hồ 400 lần hữu hiệu điểm kích. Cái này cũng quá khoa trương, hữu hiệu thao tác chỉ đúng là tại trên bàn phím đưa vào chỉ lệnh thao tác quá trình. 400 lần, một người bình thường mỗi phút đồng hồ lại để cho hắn đánh đi ra 400 cái anh văn chữ cái đều rất khó khăn, làm sao có thể hiểu rõ 400 lần hoàn toàn chính xác động tác chỉ lệnh thao tác. Nhưng là Trần Húc lại theo kiểu mẫn chỗ đó thấy được loại này thao tác chiến đấu thu hình lại. Cái kia một đôi tay không chiêu chiêu cương mãnh lạnh thấu xương, mở rộng ra đại hạp, rõ ràng nhìn về phía trên rất nhiều sơ hở. Nhưng thế công quá mãnh liệt, đánh chính là đối phương là hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Cái này là hàng Long thập bát trưởng, nghe nói về sau địa phim võ hiệp chính giữa còn tiếp thu cái này bộ động tác nguyên hình, hắn khai phát người cũng đã trở thành một gã nổi danh võ thuật chỉ đạo. Cái này là cái này trò chơi kéo dài tính, nói tóm lại, cái này trò chơi thượng thủ hay vẫn là rất đơn giản đấy thượng thủ vô cùng phức tạp trò chơi không thể nào là tốt trò chơi bởi vì trò chơi luôn dùng con người làm ra bản bình thường thao tác đều phức tạp như vậy nhất định sẽ làm cho người sử dụng quần thể trên phạm vi lớn thu nhỏ lại nhưng là muốn càng thâm nhập nghiên cứu lại có thể phát hiện cái này trò chơi thật sự là bác đại tinh thâm cái này tự là một cái thần tác có đủ điều kiện tất yếu rồi vương minh mị tiểu lô ly bị trần hút ngược đãi vài chục lần nước mắt đều nhanh đến rơi xuống rồi sau đó tự lôi kéo cao hiểu tiết cùng quản dịch giúp nàng báo thù. Bởi vì trò chơi chính giữa có một đặc thù nhiều người chiến đấu hình thức, có thể tiến hành quần ẩu. Nói cách khác có thể một đánh N hoặc là N đánh N. Vương Minh Mỹ Tiểu Loli mang mí mắt xem Trần Húc, biểu ca ngươi rất mạnh đúng không? Vậy thì đến à đến à, có bản lĩnh ngươi một cái chọn chúng ta ba cái. Trần Húc hiện tại thắng liền nhiều như vậy chàng, hơn nữa đều là cơ hồ toàn thắng, hung hăng cản quấy rối tinh rối mù, vì vậy ngoắc ngoắc ngón tay nói, đến đây đi. Cái này đã có thể đem tam nữ cho chọc giận, nhanh chóng tiến vào máy chủ, quản dịch lựa chọn lông mi nói, tốt. Đến lúc đó cũng đừng khóc nhìn xem một nhóm người này cùng tiểu hài tử tựa như đấu khí, chạm tinh ở một bên bất đắc dĩ cười cười. Tiếp tục đi nghiên cứu trò chơi văn bản tài liệu rồi. Bất quá nàng sử dụng rất nhiều loại thủ đoạn, đều không thể phân tích ra cái trò chơi này văn bản tài liệu địa tin tức, trong nội tâm cũng cực kỳ khiếp sợ, đang tại trên mạng thẩm tra cái này trò chơi tư liệu. Trần Húc sáng tạo địa nhân vật rất bình thường, thân cao 175. Điểm số phân phối vô cùng bình quân, cái này trò chơi chính giữa là có chút đếm được phân phối, đại khái chia làm tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, phòng ngự cái này vài loại, đương nhiên, những này điểm số phân phối không phải vạn năng đấy, nhân vật động tác xếp đặt thiết kế, thân hình cũng sẽ có tương đương ảnh hưởng. Trần Húc nhân vật này rất trung dung, như vậy trung dung đích nhân vật mặc dù không có quá lớn ưu điểm, lại cũng không có rất rõ rệt khuyết điểm. Như một ít có điểm đặc sắc người, ví dụ như thân cao như Diêu Minh như vậy, tuy nhiên tay trường chân trường đánh nhau thời điểm có thể chiếm được nhất định địa tiện nghi, nhưng khiếm khuyết tại tính linh hoạt bên trên, mà vóc dáng chỉ 1m5 tiểu thằng lùn. Tuy nhiên tính linh hoạt rất cường, nhưng là lực lượng sẽ rất yếu, đánh đối phương ba quyền không đủ người ta trở lại đến đánh một quyền, bất quá công kích được chỗ hiểm tựu khác tính toán. Cho nên các loại nhân vật đều có hắn chính mình đặc sắc, mỗi chủng loại hình đích nhân vật chính giữa đều có thể xuất hiện cao thủ. Cho nên hay vẫn là câu nói kia, đối với bất luận cái gì cân đối tính rất mạnh trò chơi mà nói, không có rác rưởi nhân vật, chỉ có rác rưởi địa người chơi. Hai nhà địa nhân vật không cần phải nói tựu là thanh xuân vô địch thiếu nữ đẹp hình. Trần Húc cảm thấy nhà đầu kia đối với nhân vật thiết lập khả năng cũng chỉ nhìn dáng người rồi. Đồng thời quản dịch cùng nàng là đồng dạng địa phương, bất quá quản dịch đích nhân vật, ai nha nha, tự nhiên mà vậy là cái yêu nghiệt rồi, hơn nữa còn là một thục nữ yêu nghiệt. Về phần cao hiểu tiết, Cao hiểu thiết đích nhân vật thiết trí vô cùng bình thường, nhưng là Trần Húc biết rõ nàng vừa rồi một mực tại nghiên cứu động tác xếp đặt thiết kế, không biết có cái gì không hiệu quả. Đếm ngược lúc 3, 2, 1 về sau, bốn người đồng thời đăng nhập vào trò chơi địa đồ. Quần ẩu đấu pháp có rất ít đứng tại một cái trên sân thượng sau đó trực tiếp xông đi lên đánh, như vậy quá không có kỹ thuật hàm lượng rồi. Trần Húc lựa chọn cái này địa đồ là ở một cái mang sân nhỏ biệt thự, mấy người xuất hiện tại bất đồng địa điểm, có thể trong phòng, cũng có thể tại sân nhỏ trong bụi cỏ trốn tránh, nói ngắn lại là có thể đánh lén đấy. Trần Húc tự nhiên cũng không có nghĩ qua thật sự đi một đánh ba, vì vậy hắn cũng rất kiên nhẫn ngồi xổm trên nóc nhà, cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh thị giác đến tìm kiếm người. Chơi đối chiến loại trò chơi nha, tự nhiên là không thể nhìn đối phương màn hình, Trần Húc thành thơi thành thơi chọn điếu thuốc hắc hắc hướng về phía tam nữ cười đắc ý, lúc này thời điểm khóe mắt bóng người lóe lên, hắn chứng kiến một cái tiểu loli theo cửa ra vào đi ra. A, à, là Hai Nha. Trần Húc thao túng đích nhân vật lập tức theo trên phòng nhảy xuống, xuống đồng thời tựu là hướng phía hai nha đánh tới. Cái này trò chơi thiết lập đều là cao mô phỏng chân thật, theo 3 mét cao phòng bên trên nhảy xuống nhất định là chịu lấy đến nhất định được tổn thương, nhưng là theo 3 mét cao không chung nhảy xuống nện vào người cũng có thể cấp cho rất lớn tổn thương. Trần Húc cái này một cái chó giữ chụp mồi, hai nha lập tức tựu là một phần ba thanh máu HP không có. Hai choáng nha thao tác xa xa so ra kém Trần Húc, dù sao Trần Húc đã chơi nhanh một tuần lễ, hai nha gần kề chỉ là chơi mấy giờ. Cho nên Trần Húc phản ứng cũng rất nhanh, đến cùng về sau trực tiếp đuổi kịp dừng lại, một trầu hành hung, chờ hai nha thật vất vả xoay người về sau cơ hồ không có huyết rồi. Lúc này thời điểm Trần Húc cùng một cái đằng trước phi chân, trực tiếp đem hai nha đạp bay, toàn thắng, Trần Húc tự từ không trung đến rơi xuống thời điểm bị thương không đến 3% địa lượng HP. Hai nha bị thủ đoạn như vậy đả bại tự nhiên là khí bụng nhỏ phình, thiếu chút nữa tự điều đến tìm Trần Húc chân nhân PK rồi. Trần Húc Chính vui sướng, đột nhiên sau lưng tiếng bước chân vang lên, sợ so tới mức hắn vội vàng quay đầu, tự chứng kiến quản dịch chính là cái kia yêu tinh đi lên chính là một cái xinh đẹp cái kéo chân, trực tiếp đá vào Trần Húc ngực. Bởi vì này khoản trò chơi điểm công kích rất nhiều, chúng mục tiêu bất đồng vị trí hội sinh ra bất đồng hiệu quả. Trần Húc cuống quyết phía dưới tuy nhiên đến không kịp trốn tránh nhưng lại có thể thò tay đón đỡ, lần này chỉ cần hắn một phần trăm địa lượng HP nhưng lại chân sau vài bước. Quản dịch trên mặt đất một cái lý ngư đã đĩnh nhảy sau đó đối với Trần Húc một cái bên trên bước sông quyền, chứng kiến Trần Húc đón đỡ gót cao thấp chân một vấp, Trần Húc không có phòng bị trực tiếp bị trượt chân, nữ nhân này rất dứt khoát ngã xuống, dùng khuỷu tay đối với Trần Húc tiến hành công kích. Móa, đùa rất quen mà, Trần Húc không nghĩ tới nữ nhân này như vậy trong thời gian ngắn dĩ nhiên cũng làm đã thượng thủ rồi, không có để phòng phía dưới ăn thiệt thòi nhỏ. Sự thật chính giữa quản dịch sức chiến đấu là rất cường, bởi vì này nữ nhân dù sao luyện qua, hơn nữa lại cùng lấy Trần Húc luyện bộ kia tập thể dục theo đài về sau. Lực lượng cùng phản ứng đều lớn rất nhiều, mà ở trò chơi chính giữa. Trong hiện thực lực lượng tác dụng tuy nhiên tự là chỉ có thể đem bàn phím cho đạp nát, nhưng là năng lực phản ứng lại là trọng yếu phi thường địa phương. Hơn nữa cùng đối phương giao thủ thật là cần thông qua sơ hở bỏ ra chiêu, cho nên nữ nhân này tuy nhiên tiếp xúc trò chơi thời gian ngắn ngủi, nhưng là từng chiêu từng thức có bài bản hẳn hoi, không nên ra quyền địa thời điểm tuyệt đối không xuất ra. Cái này so về vương minh mị cũng chỉ hội sông đi lên dừng lại, một chầu con rùa loạn đánh quyền công kích hiếu thắng nhiều lắm. Nàng như vậy bày ra tư thái một trận chiến, Trần Húc ngược lại là cũng có chút trộm rồi, không dám vì tiện tiến lên công kích. Mà đang tại hai người rằng qua thời điểm, Cao Hiểu Tiết khống chế địa nhân vật cũng đã giết đi ra. Cao Hiểu Tiết tuy nhiên không giống quản dịch như vậy, trong hiện thực coi như là một cái tiểu cao thủ. Đem làm nhưng cái này cao thủ chỉ là đối với người bình thường mà nói. Nhưng là đối với trò chơi, chắc hẳn ở đây hợp lý trong chỉ có Trần Húc cái trò chơi này người chơi già dặn kinh nghiệm có thể cùng nàng so sánh với. Cùng không sao cả chơi đùa trò chơi nữ hài tử bất đồng, cao hiểu tiết đối với trò chơi thượng thủ thật nhanh, rất nhẹ nhàng tựu nắm giữ cơ bản thao tác, cho nên tại khống chế nhân vật bên trên nàng so quản dịch còn phải mạnh hơn một bậc. Một đôi hai, Trần Húc lập tức lựa chọn chạy trốn. Bởi vì đây cũng không phải là sự thật chính giữa. Dùng Trần Húc thực lực bây giờ, sự thật chính giữa gặp được hai cái ngô nguyên như vậy củi mục, chạy cũng tuyệt đối không phải là hắn. Nhưng là trò chơi là cân đối đấy, trò chơi chính giữa những nhân vật này, thực nói thực lực đều không sai biệt lắm, toàn bộ nhờ thao tác. Thật giống như chân thật thế giới chính giữa, một cao thủ đồng thời gặp được hai cái cùng chính mình không sai biệt lắm cao thủ, dù là kinh nghiệm chiến đấu so với bọn hắn phong phú. Chiêu thức so với bọn hắn lão đạo, nhưng bởi vì song phương thực lực không sai biệt nhiều, cũng không thể tự khinh địch như vậy vô lễ. Chứng kiến Trần Húc vừa chạy, Bên kia quản dịch cùng cao hiểu tiết đồng thời cười mắng một tiếng. Khống chế nhân vật đuổi theo, cái này trò chơi lựa chọn thị giác cũng có nhiều loại, có thể như CS như vậy chỉ lựa chọn một mình thị giác, cũng có thể dùng đứng ngoài quan sát hình thức đến xem. Bất quá loại này đứng ngoài quan sát hình thức chỉ là dùng cho sơ học giả, bởi vì chứng kiến cả người cái động tác càng có lợi cho sơ học giả địa học tập, mà thật muốn đến cao thủ giai đoạn, dùng đứng ngoài quan sát thị giác rõ ràng cho thấy không được đấy, bởi vì này dạng thấy không rõ lắm sơ hở của đối phương. Nhưng Trần Húc dù sao hiện tại thì ra là sơ học giai đoạn, cho nên sử dụng chính là đứng ngoài quan sát góc độ, lợi dụng cái này góc độ hắn có thể thấy rõ ràng quản dịch cùng cao hiểu tiết hai người truy tại chính mình đằng sau. Tại chân thật chiến đấu chính giữa tự nhiên là không thể nào thấy được đằng sau phát sinh tình huống, coi như là đệ nhất thị giác cũng không có khả năng xem đến, nhưng là dù sao đây là trò chơi, PC trên sân thượng trò chơi chắc chắn sẽ có loại này cái loại này bắt, cho nên Trần Húc thấy rõ, mắt thấy hắn muốn đụng vào tường rồi, Trần Húc lại đột nhiên tại trên bàn phím liên tục gõ, một cái thả người nhảy lên nhảy, đưa chân tại trên tường một đá về sau dựa thế quay người, quay đầu tựu là một cái đá ngang. cây roi, 18 loại vũ khí một trong, cái này nhớ quét ngang đá ngang giống như là roi rút tới đồng dạng, trực tiếp tự hung hăng rút ở phía trước quản dịch trên mặt. Quản dịch không có phòng bị, hoặc là nói cho dù thấy được cũng chưa kịp thao tác, thoáng cái bị rút đã bay đi ra ngoài, thành máu HP tối thiểu mất một nửa lúc này thời điểm Trần Húc không rảnh nhìn quản dịch thanh máu HP, rơi xuống đất về sau một cái đấm móc hướng phía cao hiểu tiết công tới. Quản dịch ở bên cạnh kêu to, Trần Húc, người vậy mà đối với Mỹ nữ hạ như vậy máu chảy đầm đìa nặng tay, nhưng lúc này thời điểm Trần Húc đã cùng cao hiểu tiết uốn éo đánh ở cùng một chỗ. Nói là uốn éo đánh, bởi vì song phương thao tác đều rất nhanh nhanh chóng. Cao hiểu tiết tuy nhiên là như vậy nhu nhu yếu ớt một cái tiểu cô nương, nhưng là trên cơ bản trên thị trường có chút danh khí trò chơi nàng đều chơi đùa, cho nên thượng thủ tốc độ so quản dịch cùng Vương Minh Mị phải nhanh nhiều. Bất quá Trần Húc còn là đã chiếm rất lớn ưu thế, xem ta đích nhân vật của hắn mỗi lần ra chiêu hành vân lưu thủy, mau lẹ vô cùng, đấm thẳng, bổ chân, hạ ngã, rất nhanh liền đem cao hiểu tiết đánh chính là không có sức hoàn thủ. Lúc này thời điểm quản dịch tuy nhiên đã khống chế nhân vật lại chạy đến dùng hai địch một, nhưng Trần Húc cũng đã nắm chắc thắng lợi trong tay rồi. Hơn nữa quan trọng nhất là, dùng hai địch một chưa hẳn thì ra là có thể chiếm được đến thượng phong tại cái khác trò chơi, hoặc là tại sự thật thế giới chính giữa, nhiều đánh thiểu tự nhiên là có ưu thế đấy. Nhưng là cái này trò chơi thiết chí có thể cùng với khác trò chơi không giống với, đã có một cái tổn thương đồng đội thiết chí. Nhìn xem game online sẽ biết, bất kể là truyền kỳ, ma thú hay vẫn là đừng, phần lớn là có một cái tổ đội hình thức, chơi Red Alert, tinh tế, cái kia phô thiên cái địa viên đạn cũng rất trên cơ bản sẽ không đả thương người một nhà. Trừ phi là tận lực chịu, nhưng cái này tại trong hiện thực là không thể nào, mà ở cái này trong trò chơi thì ra là như thế. Công kích đối thủ cùng công kích đồng đội đều là đồng dạng, nếu như một quyền không có đánh chúng đối thủ ngược lại đánh vào đồng đội trên người mà không có tận lực giảm bớt lực lượng, như vậy đối với đồng đội tổn thương cũng giống như vậy đấy. Cho nên Trần Húc tuy nhiên lấy một trọi hai, nhưng hắn khống chế tinh xảo, khiến cho quản dịch cùng cao hiểu tiết ngẫu nhiên hội đánh tới đối phương trên người. Dù sao đối với trò chơi còn không hoàn toàn quen thuộc, không hiểu được như thế nào lực khống chế lực, cho nên Cao Hiểu Tiết tự dứt khoát bị quản dịch đánh cho một cái trọng quyền sau còn thừa một chút thanh máu HP, có thể kế tiếp bị Trần Húc cho một cước đá chết rồi. Cái này nhưng lại không sợ như thần đối thủ chỉ sợ như heo đồng đội rồi. Trần Húc có thể khẳng định, nếu như hai nha lúc này thời điểm cũng gia nhập, nàng cái kia con rùa loạn đánh quyền thuần túy tự là đến thêm phiền, đoán chừng chính mình thắng sẽ nhanh hơn. Ok Cao Hiểu Tiết, còn lại quản dịch cũng không đủ sợ, rốt cục cũng bị Trần Húc một cái vật ngã cạo chết. Một VS3, toàn thắng. Chiến thắng về sau Trần Húc vui cười răng đều lệch ra, bất quá kết quả tự nhiên là bị ba nữ tử tại sự thật chính giữa trả thù, hai nhà giống như đầu con nghé con tựa như dùng đầu tại Trần Húc trên người đỉnh à đỉnh à đỉnh, quản dịch cùng cao hiểu tiết thì là luyện nổi lên cửu em mờ bạch cốt xoáy tai chảo. Ai, đáng thương nam nhân à, bất quá cái này trò chơi trò chơi tính nhưng lại lại để cho tam nữ cảm thấy rất thoải mái rất đã ghiên, vì vậy cao hiểu tiết tự phụ giúp chạm tinh nói, tinh tinh à, người tới cũng chơi a à, đừng nghiên cứu, Ngươi nghiên cứu ra cái gì đó sao?" Trạm Tinh thở dài, thực là vật gì đều không có nghiên cứu ra đến, ta liền một cái cơ bản nhất văn bản tài liệu đều không thể cởi bỏ, sắc ngoài quá vững chắc, căn bản không biết bên trong là vật gì. Ai vậy làm hay sao?" Cao Hiểu Tiết cũng lắc đầu, ai biết được, hiện nay ở nước ngoài trên website đều nhao nhao điên rồi, đều đang suy đoán ai chế tạo ra đến cái này trò chơi. Mà Blizzard đã đi ra làm sáng tỏ rồi, tỏ vẻ dùng Blizzard thực lực bây giờ còn chưa đủ để dùng chế tạo ra cái này thần tác. Trạm tinh nhẹ nhàng dùng ngón tay đạn lấy cái bàn, sau nửa ngày mới nói, nếu để cho ta đến suy đoán, ta chỉ có thể nghĩ đến một người. Cao hiểu tiết cùng quản dịch trong mắt sáng ngời. Đối với cái này khoản trò chơi đến cùng phải hay không SMMS làm ra đến, không riêng gì trạm tinh cao hiểu tiết bọn người, toàn bộ thế giới đều tại đoán. Phó đạo gia tuyên bố gần kề 3 ngày thời gian, duy vượng địch công ty, còn có mấy đại web portal nâng lên cung cấp kết nối download số lần cũng đã đột phá 100 vạn đại quan, hơn nữa cái số này vẫn còn kịch liệt tăng vào chính giữa. Hơn nữa những cái kia tại cái khác kết nối vào tìm được hạt giống hơn nữa sử dụng BT, rất phi thường download nhân số còn không có cách nào hoàn toàn công tác thống kê. Về phần Trung Quốc người chơi hiện tại cũng nhận được tin tức, nương theo lấy mấy đại web portal phô thiên cái địa tuyên truyền cùng trò chơi hình ảnh, tư liệu chờ chờ cho hấp thụ ánh sáng, càng ngày càng nhiều người cũng cũng bắt đầu chú ý như vậy một cái trò chơi download lượng càng ngày càng tăng. Duy Vượng Địch cùng Blizzard đều phủ nhận cái này trò chơi là bọn hắn làm dễ dàng, hơn nữa rất thẳng thắn tỏ vẻ ra là chính mình cũng không chuẩn bị khai phát cái này trò chơi thực lực. Mà ba ngày qua này, cơ hồ sở hữu tất cả trò chơi phóng viên đều đem cái này 6 cái gờ hộ khách bưng xuống tái xuống hơn nữa giúp cho thể nghiệm, mà thể nghiệm sau đích kết quả. Là nhất trí sợ hãi thán phục, rất nhiều người căn cứ lúc trước cái kia khoản kim dung bày hiệp chuyện, lại tục tiền duyên kinh thế chi tác nhận định cái này trò chơi khai phát người nhất định là SMMS đại thần, đương nhiên trong nhóm người này dùng Trung Quốc các người chơi chiếm được tuyệt đại đa số. Có thể nói, hôm nay Trung Quốc trong nước vô luận người chơi truyền thông đều nhất trí cho rằng khai phát cái này trò chơi đích nhân vật chính giữa nhất định có SMMS, hoặc là dứt khoát chính là hắn chỗ tổ chức khai phát ra tới đấy. Mà cầm cái này tưởng tượng Pháp U Mỹ người chơi cũng có không thiểu, bởi vì vì bọn họ chính giữa rất nhiều người chơi cũng đều chơi đùa cái kia khoản kim dung bày hiệp truyện. Tuy nói cái kia khoản trò chơi không có chúng văn bản, nhưng rất nhiều trò chơi say mê công việc căn bản là mặc kệ những này, giống như Trung Quốc rất nhiều người chơi tại bách tại bất đắc dĩ dưới tình huống cũng sẽ biết đi chơi anh văn bản cùng tiếng Nhật Bản, U Mỹ bên kia người chơi cũng có chơi tiếng Trung bản đấy. Bất quá khuyết thiếu điểm nội tình đều chưa hẳn chơi địa hiểu. Tại Trần Húc bọn hắn làm chính là cái kia lại tục tiền duyên chính thức trang chủ bên trên thường xuyên thì có bạn trên mạng nhắn lại, trong đó có một đầu nhắn lại đem Trần Húc bọn hắn địa bụng đều cười điên rồi, Phát bài viết chính là cái hải ngoại du học sinh, hắn tại Washington một chỗ đại học du học. Nhưng lại rót một cái coi như không tệ nước Mỹ bạn gái. Kết quả đem làm cái này trò chơi đi ra về sau, cái này ra xúc kinh vi thiên nhân, bạn gái cũng không để ý tới trốn trong nhà chơi trò chơi. Mất đi nàng cái kia nước Mỹ bạn gái có chút khéo hiểu lòng người, vì vậy hãy theo lấy hắn cùng nhau chơi đùa trò chơi. Nhưng tiếng chung trò chơi xem không hiểu à, vì vậy cái này ra xúc tụ một bên chơi một bên phiên dịch. Mọi người đều biết Kim Dung bày hiệp chuyện là căn cứ Kim Dung 14 bộ tiểu thuyết phi thuyết liên thiên bắn bạch lộc, cười sách thần hiệp ỷ bích huyên chính giữa câu chuyện tình tiết triển khai đấy. Mà trong sách tình tiết nhiều như thế, này đây chỉ có thể lựa chọn trong đó một bộ phận sắp xếp trò chơi. Tuy nói lại tục tiền duyên nội dung trò chơi sâu sắc so nguyên bản phong phú, có thể thật muốn nói cùng trong sách nội dung thực sự kém cực xa. Nếu là Kim Dung mê chơi lấy còn chưa tính, dù sao mọi người chơi cái trò chơi này mục đích đúng là vì xác minh tiểu thuyết, câu chuyện tình tiết đều là thuộc nằm lòng đấy, thật cũng không cái gì đại cái gọi là. Có thể một người cho tới bây giờ chưa có xem Kim Dung tiểu thuyết, hơn nữa hay vẫn là một người nước ngoài. Chơi cũng rất phí đầu óc rồi, vì vậy cái kia ra xúc cùng bạn gái giải thích cả buổi bạn gái cũng chợt nghe cái kiến thức nửa vời, nhưng này kiến thức nửa vời nội dung rồi lại làm cho nàng tâm ngứa khó gãi, vì vậy tự nhau nhau lấy muốn xem cả bộ. Nhưng này ra súc tìm tới tìm lui, trên Internet đã tìm được hai bộ kim dung tiểu thuyết Anh Văn Phiên dịch bản, trong đó còn có một bộ là trò chơi chính giữa căn bản không có nâng lên, 14 thiên thư bên ngoài cái kia bản Việt nữ kiếm. Cuối cùng không có cách, tại bạn gái đều uy bức lợi dụ phía dưới, cái này ra súc chỉ có thể thoáng một phát nhẫn tâm, mà mẹ mày, không có phiên dịch bản, lão tử chính mình đến phiên dịch. Cái thằng này anh ngữ trình độ hay vẫn là không tệ, hơn nữa phiên dịch đúng là câu chuyện tình tiết mà không có cái loại này tả cảnh các loại văn tự, chỉ cầu lại để cho người minh bạch trong chuyện xưa địa ý tứ nhưng dù là như thế, vẫn là đem bạn gái cho thật sâu hấp dẫn ở. Hơn nữa lão Mỹ đối với Trung Quốc lịch sử rốt đặc cán mai, có thể kim dung tiểu thuyết nhưng lại cùng lịch sử kết hợp vô cùng chặt chẽ, vì vậy hắn một bên phiên dịch, một bên còn phải giải thích bối cảnh, quả nhiên là khổ không thể tả. Thật không nghĩ, cái kia phiên dịch bản thảo hắn bạn gái xem qua về sau tự truyền đến đồng học chính giữa, cái kia vốn chính là càng nhiều quốc học trường học, đến từ chính toàn bộ thế giới đệ tử đều có, cho nên một cái hai cái bị hấp dẫn về sau đã thành thúc bản thảo đảng, điều kỳ quái nhất chính là bọn hắn đạo sư tại trong lúc vô tình chứng kiến phần này bản thảo về sau cũng thành kim dung mê. Vì vậy cái này hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Hôm nay đã phiên dịch đã xong xạ điêu anh hùng truyện đang tại khắc phục khó khăn thần điêu hiệp lữ. Cuối cùng cái này ra xúc mắt nước mắt lưng chồng phát bài viết nói, sớm biết như vậy ta cũng chỉ phiên dịch một bộ liên thành quyết rồi, lời nói đối với kim lão không tôn kính, quyển sách kia ghi không được tốt lắm, hơn nữa quan trọng nhất là nội dung không dài. Ta dù là phiên dịch tiếu ngạo giang hồ cũng là tốt à. Mụ nội nó địa xạ điêu ba bộ, khúc có ba bộ à, mỗi bộ đều là đại trường thiên. Từ nơi này cũng đó có thể thấy được, Trung Quốc văn hóa chưa hẳn không phải người nước ngoài có thể tiếp nhận, những cái kia trong nước nổi danh đại đạo diễn không nên đi một mặt đón ý nói hùa người phương Tây khẩu vị. Lại muốn đánh ra Trung Quốc cổ điển đặc sắc, kết quả cuối cùng chỉ có thể như vậy trong không chúng dương không dương, giống như quái thai đồng dạng. Tội gì đến quá thay, cho nên Kim Dung bày hiệp chuyện lại tục tiền duyên tuy nhiên ở nước ngoài lực ảnh hưởng không đủ đại, nhưng trên cơ bản có người hoa địa phương sẽ có kim dung, mà ở rất nhiều hải ngoại người hoa khu vực động xuống, cũng có rất nhiều người nước ngoài chơi cái này trò chơi, đối với SMMS cũng là bội phục đầu dạp xuống đất. Bất quá cái này thuyết pháp tại hải ngoại đích xác là chiếm cứ không đến chủ lưu, dù sao tại tuyệt đại bộ phận người ngoại quốc trong mắt, SMMS lộ diện cũng là bởi vì lần kia phong hỏa virus sự tình. Rất nhiều người cũng không biết cùng sờ nết cái kia chàng đọ sức mà rất biết nhiều hơn những chuyện này bên ngoài môi xuất phát từ loại này hoặc là cái loại này nghĩ cách, cũng không có để SMMS danh tự. Nhưng là ngay tại ngày thứ tư thời điểm, một cái thiệp xuất hiện ở NT Software thiên đường cái này tiểu trên website, lập tức Trung Quốc tất cả đại web portal, giải trí truyền thông nhau nhau đưa tin. Thần tác phó đạo ra người chế tác hiện thân, SMMS lại lĩnh làm dáng. Cái kia thiếp mời, bài viết đương nhiên là Trần Húc Phát, bởi vì mọi người đều biết, NT Software thiên đường là SMMS lần thứ nhất xuất hiện địa phương, mà cái kia diễn đàn ID cũng là SMMS chỉ mới có đích. Tuy nhiên NT Software thiên đường chỉ là rất tiểu rất rác rưởi trang web, nhưng là không có bất kỳ hacker dám đánh chú ý của bọn hắn, dám đi nghĩ đến trộm lấy SMMS tài khoản tiếp theo thành danh. Ngày đó SMMS nhấc tay tầm đó đánh bại dễ dàng đương thời xếp hàng thứ nhất sở nếch. tin tức này chỉ cần là một gã hacker tự không khả năng không biết. Ở vào đối với SMMS kính nể cũng tốt, sợ hãi cũng thế, không người nào dám làm loại này đại sơ xuất sự tình. Mà còn có một hữu lực căn cứ chính xác theo là, tại nơi này thiếp mời, bài viết phía dưới đổi mới một cái 10 m phụ kiện, phụ kiện chính giữa thì là một bộ động tác xếp đặt thiết kế lưu trữ chọc vào kiện. Chọc vào kiện tên gọi là Vịnh Xuân, cái này chọc vào kiện là giao phó nhân vật Vịnh Xuân quyền động tác xếp đặt thiết kế. Kỳ thật đây chỉ là một khoản trong tương lai thời đại võ đạo gia xuất phẩm về sau, trò chơi công ty đẩy ra cái thứ nhất võ thuật động tác chọc vào kiện chọc vào kiện so về về sau động tác xếp đặt thiết kế còn xa xa không coi là hoàn mỹ, nhưng là tại hiện tại tất cả mọi người tại lục lọi qua sông thời điểm, đại biểu ý nghĩa nhưng lại vô cùng trọng đại đấy. Võ lâm tuyệt học mấy vịnh xuân, kết hợp cương nhu quỷ thần khiếp. Thốn kính đột phát người khó trốn, mắt phượng lá liễu đoạt nhân hồn. Vịnh xuân quyền là thiếu lâm đích truyền võ thuật một trong, hắn phát nguyên nói chuyện rất nhiều, nhưng lưu hành nhất một loại thuyết pháp là vịnh xuân quyền là tổ sư nghiêm vịnh xuân bởi vì gặp xà hạc đánh nhau khi thì lính ngộ đi ra vì nam quyền bắc chân đem làm trung nam quyền một đại chi mà trước kia lý tiểu long tắc thì sư theo vịnh xuân quyền một đời thay tông sư diệp hỏi đại sư là lúc sau đến tiệt quyền đạo tựu là thoát thai tại vịnh xuân cái này chọc vào kiện tuyên bố về sau đối với người chơi dung động tính cố nhiên là thật lớn nhưng xa xa so không được đối với trung quốc võ thuật giới lực ảnh hưởng vì vậy chọc vào kiện không phải đùa giỡn đó a à chọc vào kiện chính giữa, tự động bổ sung trò chơi thao tác video làm mẫu giáo trình. Bởi vì này văn bản tài liệu là ở trò chơi chính giữa vận hành, cho nên căn cứ chính là trong trò chơi phép tính, ngoại bộ công cụ không cách nào mở ra, đồng dạng video áp súc cũng rất tiểu. Tại trò chơi chính giữa quan sát cái này video thật sự là lại để cho tất cả mọi người rung động vô cùng, bởi vì cái kia một bộ quyền pháp khiến cho thật sự là hành vân lưu thủy uy lực vô cùng, hơn nữa quả thật đấy. Cái kia chính là Vịnh Xuân Quyền, Vịnh Xuân Quyền chính giữa vỗ tay bay thẳng, gối tay sông mạch, bàn tay ôm vỗ tay, còn có bạch hạc quyền, phục hổ tay, quả nhiên là chiêu pháp nhanh như thiểm điện, phòng hộ mưa gió không thấu. Nếu như cái này gần kề chỉ là một cái CG video, cái kia không sao cả, bởi vì hiện tại trên cơ bản các môn các phái trừ đi một tí ẩn dấu kỹ pháp không có sáng đi ra, mặt khác đều không sai biệt lắm có thể trực tiếp trở thành kịch truyền hình vỗ. Hiện tại võ học cũng không giống lấy trước kia dạng coi trọng của mình, Thà rằng kìm nén mà chết thất truyền cũng không ngoài giáo. Hơn nữa như Trung Quốc những này quốc thuật, ngoại nhân cho dù học tập chiêu thức một điểm dùng đều không có, đây không phải trong truyền thuyết cái gọi là nội lực vấn đề, mà là như thế nào phát lực vấn đề, ngoại nhân chứng kiến động tác chiếu vào học, tối đa tự là da lông, không có gì ý nghĩa đấy. Nhưng đây cũng không phải là là cái bình thường CG, mà là dạy học video. Cái gọi là dạy học video tự là mỗi ra một động tác đều có tương ứng ấn phím biểu hiện, nói cách khác. Người chơi chỉ cần chiếu vào dạy học video bên trên thao tác phương thức đến thao tác, như vậy là có thể làm ra đến hoàn toàn giống như đúc động tác. Cái này trò chơi có thể dẫn vào sự thật chính giữa võ thuật thực chiến chiêu thức. Đây là giải thích, cái này trò chơi đã tương đương hoàn mỹ dung hợp Vịnh Xuân Quyền chiêu thức hơn nữa có thể dùng tại trò chơi chính giữa thực chiến. Mà cuối cùng một câu thì là nói, kẻ hèn này cái này trò chơi cần toàn bộ thế giới người chơi đến nghiên cứu thảo luận hắn trò chơi tính, dùng Vịnh Xuân Quyền làm thí dụ bất luận cái gì trong hiện thực có thể hoàn thành động tác tại trong trò chơi đều là có thể làm được. Hy vọng các người chơi phát huy tưởng tượng của mình, khiến cho trò chơi càng thêm đầy đặn cùng giàu có thú vị. Chứng kiến những lời này, đã không người đi hoài nghi cái này trò chơi rốt cuộc là ai mở ra phát được rồi, dùng SMMS loại này địa vị, còn không đến mức làm cái loại này cầm người khác tác phẩm bốc lên nhận thức là chuyện của mình. Mà ít cái lúc này cũng thông qua một ít con đường tại Tây Phương truyền thông bà con cô cậu bày ra, cái này trò chơi đích thật là SMMS làm đấy. Trước khi bọn hắn chưa nói, là vì không rõ SMMS đem trò chơi giao cho bọn họ phụ trách mở rộng ý đồ, nghĩ thầm có phải hay không SMMS không muốn bạo lộ thân phận hay vẫn là làm sao vậy. Ích chuyên môn thành lập một cái người hoa chuyên gia tổ phụ trách cùng S tổ chức thương lượng sự tình, bởi vì người châu Á trong đầu 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 đạo đạo rất nhiều, cái này quy củ cái kia quy củ, người nước ngoài nhóm, đám bọn họ căn bản là không hiểu. Cho nên ít người trước khi lựa chọn trầm mặc, nhưng bọn hắn không biết Trần Húc hoàn toàn chính xác muốn giữ bí mật thân phận kia mà, bởi vì phàm là SMMS sự tình đều cùng bọn họ dính vào quan hệ, vậy thì quá rêu rao rồi. Nhưng là lần này Trần Húc lại cho hấp thụ ánh sáng nói trò chơi là hắn khai phát ra tới, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản á. Bởi vì theo cái này trò chơi giá trị bị người phát hiện, Hàn Quốc nhóm, đám bọn họ đã có mấy gia công ty tuyên bố, cái này trò chơi là bọn hắn làm, sau đó còn muốn đi xin đăng ký độc quyền. Nha trong nội tâm khó chịu à, quả nhiên, đợi đến lúc hắn phát cái này thiếp mời, bài viết về sau lập tức cũng không sao người dám kêu gào rồi, mà có hai nhà bổng công ty con còn chết không biết xấu hổ tiếp tục kêu nói trò chơi là bọn hắn làm đấy, SMMS là sao bọn hắn, gần kề chỉ là 2 giờ về sau. Cái này hai nhà công ty tự lập tức lâm vào lớn tài vụ nguy cơ. Ít tổ chức vì nịnh nọt SMMS, làm sao có thể hội tùy ý đám người kia ở chỗ này kêu gào. Hàn Quốc bọn này tôm tép nhãi nhép sự tình tựu không cần để ý tới rồi, cái lúc này rất nhiều người càng chú ý địa phương thì là cái này trò chơi phải chăng thật sự như hắn nói như vậy, có thể đem trong hiện thực địa quyền pháp cũng thay vào đi vào. Vật này muốn chứng minh rất đơn giản, chỉ cần thí nghiệm thoáng một phát là được rồi. Người bình thường có lẽ không biết những này quyền pháp rốt cuộc là làm như thế nào luyện tập, nhưng là hiện tại tất cả môn phái nhưng lại biết được địa phương. Cái gọi là nghèo văn dầu võ, hiện tại thái cực, ý hình, bát quái, đâm chân, phách quải, vịnh xuân chờ chờ từng cái lưu phái môn hạ đều không thiếu có tiền có chút năng lượng đích nhân vật. Kỳ thật hiện tại cái gọi là hoa hạ võ thuật tàn lụi cũng thực sự không phải là như rất nhiều trong tiểu thuyết chỗ nói như vậy, là cái gì luyện không thành nội lực làm cho võ học sự suy thoái, từ đó làm cho cái gì taekwondo à, karate à, các loại rác rưởi đồ chơi cỏ dại lan tràn. Kỳ thật không phải như thế, hoa hạ võ thuật, bác đại tinh thâm, muốn luyện được điểm môn đạo, cái kia thật sự phải là đông luyện ba chín, hạ luyện tam phục. Cái gọi là, một ngày không luyện tay chân chậm, hai ngày không luyện ném một nửa, ba ngày không luyện thường dân, 4 ngày không luyện chừng mắt xem. Hoa hạ võ thuật tuyệt đối không phải cái loại này tùy tùy tiện tiện qua mọi nhà có thể luyện tập địa đồ chơi. Nhưng vấn đề là, tại đương kim xã hội, lại có bao nhiêu người ăn cái này khổ chịu siêng năng luyện tập. Hết thầy không ít người đến luyện võ thuật, đồ thì ra là một cường thân kiện thể, hay là là thú vị mà thôi. Huống chi, hoa hạ võ thuật lại xưng quốc thuật, chú ý đúng là chỉ giết địch, không nhắc tới diễn, vật như vậy, người bình thường học được về sau hội tạo thành cái gì hậu quả. Về phần karate taekwondo như vậy đấy, bằng tâm mà nói, cái này hai gã vật lộn kỹ nghệ chính tông trình độ, thật đúng cũng coi như bên trên là bao la rồi. Dù sao vô luận là karate, taekwondo hay vẫn là hợp khí đạo các loại những vật này, đều là thoát thai tại Trung Hoa võ thuật. Nói khó nghe điểm tựu là copy, chính thức taekwondo karate cao thủ, cái kia cũng không phải tùy tiện có thể làm cho người dẫm phải chơi địa phương hơn nữa những ngày kỹ nghệ hiện tại càng chú ý chính là buôn bán tính đóng gói đem một ít sát chiêu vứt bỏ mất sau đó làm cái giống như mô hình giống như dạng cái giá đỡ người bình thường luyện thêm mấy ngày có thể có chút ít hiệu quả cho nên hiện tại mới cỏ dại lan tràn cũng thực sự không phải là không có bất kỳ đạo lý bất quá tại đây khoản trò chơi chính giữa lại có thể hoàn toàn mô phỏng ra một người động tác nhân vật thân thể tố chất tự nhiên đều là rất cường cho nên chỉ cần căn cứ khoa học phân phối đem lực lượng nhanh nhẹn những này điểm số dựa theo nhất định là phương thức phân tốt, lại căn cứ Trung Hoa võ thuật địa quyền pháp xáo lộ, phát lực phương thức chờ chờ tiến hành cải tiến, tuy nói không thể hoàn toàn mô phỏng xuất hiện thực chính giữa hiệu quả, nhưng có thể như một 8 9 đến 10%. Dù là chỉ có 8 9 đến 10%, tại thao tác thực chiến, cũng so trò chơi kèm theo địa khuôn mô hình muốn cường đại hơn rất nhiều rồi. Nghèo văn giàu võ, những này luyện võ hợp lý trong tuy nhiên không có nhiều máy vi tính đùa đặc tốt, nhưng người ta có tiền. Chứng kiến Vịnh Xuân Quyền tại trên Internet thoáng cái hỏa, tất cả lưới lớn đứng đều tại báo cáo, nhất là có mấy cái trò chơi cao thủ phát ra tới Vịnh Xuân video. Đương nhiên trong đó chắc hẳn có chính thức Vịnh Xuân Quyền cao thủ tại chỉ điểm, tại trên Internet lập tức tự nhắc lên một hồi Vịnh Xuân Quyền chiều dâng. Dù sao trên Internet những cái kia video quá rung động rồi, cái này võ đạo ra vốn chính là cao mô phỏng chân thật chiến đấu, nhân vật mô hình xem đều giống như chân nhân đồng dạng, tuy nói chiến đấu tương đương bạo lực, nhưng đồng thời cũng siêu cấp nhiệt huyết. Võ đạo ra cái này trò chơi đại hỏa hôm nay đã sớm chiếm đoạt tất cả lưới lớn đứng trang chủ, nhất là mấy cái web portal cùng video trang web. Như yêu khốc, khoai tây, 56 như vậy video trang web càng là chuyên môn khai ra một cái khối phát ra đặc sắc chiến đấu video cùng chiến đấu kỹ xảo. Cái này lưu lượng, thật là ảo ảo đấy. Hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm, nhưng là thật muốn nói, Trung Quốc cái này hai đời thanh thiếu niên cái nào không là từ nhỏ xem tiểu thuyết võ hiệp, điện ảnh và truyền hình tác phẩm lớn lên hay sao cái nào trong nội tâm không có một cái nào đại hiệp mộng. Võ đạo gia, tròn ngươi một cái đại hiệp mộng. Vịnh Xuân Quyền với tư cách SMMS khai phát đệ nhất khoản võ đạo gia công chính quy võ thuật chọc vào kiệt, bị tất cả đại diễn đàn, trang web đăng lại đề cử, trong vòng vài ngày download lượng đã đột phá 10 vạn đợt người, mà từng cái web qua tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua như vậy một cái hấp dẫn ánh mắt cơ hội tốt. Nhào nhào tải võ đạo gia chuyên mục nội lại mở rồi Vịnh Xuân chuyên mục, lại để cho càng nhiều nữ người hiểu Vịnh Xuân Quyền, hiểu rõ hoa hạ chính thống võ thuật. Lần này, Vịnh Xuân quyền danh vọng cũng đã cao đạo hỏa nóng lên, những người khác làm sao có thể không đỏ mắt. Ai, tuy nói hiện tại không còn là năm đó võ lâm thời đại, không có gì hoa sơn luận kiếm quyết định thiên hạ đệ nhất cao thủ là ai sự tình, nhưng từng cái lưu phái cũng không phải đèn đã cạn dầu à, sao có thể nhìn xem người Vịnh Xuân thoáng cái phát dương quang đại rồi, mà chúng ta vẫn còn không có tiếng tăm gì. Cho nên những ngày lưu phái cũng ngồi không yên, tìm kiếm trò chơi cao thủ đến giúp bọn hắn cũng làm một bộ trò chơi chiêu thức xáo lộ đi ra cũng có người muốn tìm tìm SMMS, ngài không thể bất công à. Không thể quang cho người ta vịnh xuân đến làm, không cho chúng ta lưu phái làm a. À? Hay vẫn là nói, SMMS bản thân tựu là một vị vịnh xuân quyền đại sư. Trần Húc đương nhiên không phải cái gì vịnh xuân quyền đại sư, thậm chí trước khi hắn tự chỉ biết là vịnh xuân quyền danh tự mà cho tới bây giờ chưa thấy qua chính tông, sở dĩ lựa chọn vịnh xuân là vì vậy chọc vào kiện ra đến sớm nhất. Trần Húc không ngốc, hắn cũng không muốn sớm như vậy sẽ đem cực phẩm đánh võ chiêu thức thả ra, mà cái này Vịnh Xuân, khai phát không gian cũng rất lớn đấy. Bởi vì Trần Húc cấp cho cái này Vịnh Xuân chọc vào kiện là mặt hướng bình thường người sử dụng, có thể phát huy ra đến nhất định được hiệu quả cần tốc độ tay gần kề chỉ dùng mỗi phút đồng hồ 30 động, cái này người bình thường là có thể làm được. Nhưng là chân chính trên ý nghĩa Vịnh Xuân quyền, thì ra là sau tới tham gia WCG lúc một vị cao thủ sử dụng Vịnh Xuân quyền khuôn mô hình, cần tốc độ tay tắc thì cao tới 100 động. Cái này không phải người bình thường có thể hiểu rõ, cho nên Vịnh Xuân quyền tại võ đạo ra bên trên tiềm lực hay vẫn là có tương lai đấy, mà mặt khác lưu phái võ thuật chiêu thức rất nhanh cũng đã bị phát đã đến trên Internet, tuy nhiên vẫn còn tương đối thô giáp, nhưng là so về hệ thống kèm theo khuôn mô hình muốn cường đại hơn rất nhiều, vì vậy trên Internet rất nhanh tự xuất hiện võ đạo ra các loại lưu phái. Nhìn xem võ đạo ra Baidu Post 3 sẽ biết, Vịnh Xuân môn hạ nhận người, thêm bày. Mọi người cùng nhau nghiên cứu thảo luận Vịnh Xuân Quyền huyền bí, cộng đồng tiến bộ. Đâm Chân môn nhận người, đem Đâm Chân phát dương quang đại, kẻ hèn này đái tiểu lâu, chính là chính tông Đâm Chân môn môn hạ, khổ luyện 30 nóng lạnh, có chỗ tiểu thành, tiếp nhận trong hiện thực bái sư, bái sư phí. 10 cái bánh bao, Trương Thị Thái Cực Quyền chào mừng ngài gia nhập, học tập quốc gia của ta võ thuật chi tinh vĩ thái cực quyền, kính xin nhận thức chuẩn Trương Thị Thái Cực Quyền. Đồng thời trong hiện thực võ quán cởi mở thu người, tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh cố vấn điện thoại võ đạo ra náo nhiệt như Trần Húc sở liệu nhưng là lại ngoài dự liệu của hắn, ngắn ngủn một tuần lễ thời gian trôi qua, những thứ không nói khác, hợp hiệp đại trốn học suất tựu so những năm qua tăng lên 300%, buổi tối phòng tự học ghế trên suất càng là té một cái vô cùng thê thảm tình huống. Nếu là đổi lại là trường cấp 3 thời điểm chắc hẳn trường học lãnh đạo nhất định sẽ hạ lệnh cấm đệ tử chơi cái này trò chơi. Bởi vì Trần Húc trường cấp 2 lúc gặp được qua loại chuyện này à, năm đó Starcraft lúc đi ra lão sư tự hạ lệnh cấm đệ tử đi phòng máy vi tính, mà bây giờ võ đạo ra so năm đó tinh tế còn muốn náo nhiệt. Mỗi lúc trời tối chợt nghe lấy nam sinh phòng ngủ bên này hô to gọi nhỏ cùng đánh bàn phím thanh âm liên tiếp. Bởi vì trên mạng có cao thủ ban bố tại đồng nhất máy tính bên trên xếp vào nhiều bàn phím mà không giúp nhau can thiệp nguyễn kiện, cái này khiến cho một máy tính chỉ cần có đầy đủ USB tiếp lời, có thể tiếp nhập nhiều bàn phím tiến hành đồng thời thao tác. Sau đó trong trò chơi tiếng chém giết, các nam sinh đánh thắng tiếng hoan hô đã thất bại tiếng chửi bậy. Liên tiếp, đã trở thành hôm nay trong sân trường một đạo đặc biệt phong cảnh tuyến. Audio điện tử võ tấn bền Trung Hoa võ thuật, bác đại tinh thâm, nhưng bởi vì này loại hoặc là cái loại này nguyên nhân, Trung Hoa võ thuật hiện tại phần lớn chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết. Nói đơn giản A, à, trong nước võ thuật giải thi đấu rất nhiều đều là vũ thuật giải thi đấu, so đều là động tác võ thuật đẹp, nhìn xem xinh đẹp không thành thật chi tiết chiến. Mà thực chiến phần lớn là tán đả ảnh hưởng đến. Hết cách rồi, thật muốn liều quốc thuật, cái kia chỉ sợ được đánh ra mấy cái nhân mạng đến. Hay vẫn là câu nói kia, quốc thuật, chỉ dùng để tới giết người, mà không phải dùng tới biểu diễn đấy. Nhưng là tại võ đạo gia bên trên lại không giống với, võ đạo gia, nguyên vốn là một cái dùng chiến đấu làm trung tâm trò chơi, ở chỗ này chỉ cần có thể chiến thắng đối thủ có thể. Cái lúc này tự một chút cũng không cần lưu tình, những cái kia độc môn sát chiêu, ngược lại có thể trở thành chiến thắng đối thủ lợi khí. Cương giả Vi Tôn, đương nhiên không phải là không có người nói cái này trò chơi quá bạo lực. Đây là tình hình trong nước rồi, có ít người đây này liền cho rằng Trung Quốc trò chơi người chơi à, dân chúng à vĩnh viễn đều là tiểu hài tử, sợ vật này hội mang đến ác liệt ảnh hưởng vật kia hội mang người xấu. Người cái này đối với học sinh tiểu học mà nói còn phù hợp, người trưởng thành rồi, ai cũng không thể nói dân chúng chỉ số thông minh tựu thực so các người những này chuyên gia muốn thấp dù là ngươi là Einstein chỉ số thông minh 160 lại thế nào dạng rồi hả? Ngươi chẳng phải so đầu óc tối giả cao 100 sao? Rất rất giỏi à, mà loại này thuyết pháp rất nhanh tựu trên chân, bị bên trên xây xuống dưới. Chê cười, không biết SMMS cùng thượng diện quan hệ à, thượng diện nói một câu, N, không tệ, là muốn phát huy mạnh thoáng một phát chúng ta quốc gia truyền thống võ thuật rồi, bên trong đã bị đỉnh trở về, từ nay về sau lại không người nào dám nói nói nhảm. Mà theo võ đạo gia ảnh hưởng, trong hiện thực tập võ làn gió cũng dần dần cường thịnh. Cái này có thể không, Trần Húc hiện tại chính vẻ mặt bất đắc dĩ địa xem lên trước mặt cái này hắc đại hán. Ta nói, ta thỉnh người uống rượu được không, ta người văn minh. Không thịnh hành động thủ, bằng không thì muốn đánh chúng ta đã ở võ đạo ra đi lên đánh, ta cho người nhất quyền nhất cước. Cái kia hắc đại hán trọn vẹn tầm 1m9, thật đúng tính toán bên trên là một cột điện bằng sắt. Nhức đầu chân đại, nói chuyện lên đến thanh âm cũng cùng chuông lớn đồng giảng ta mặc kệ. Hôm nay ta nhất định phải đánh với ngươi một hồi, bằng không thì ngươi dùng vi chúng ta công đại không có người à?" Kỳ thật Trần Húc cũng rất oan uổng, sự tình nguyên nhân gây ra là như thế này đấy. Hôm nay vừa tan học, như vậy cái hắc thiết tháp đồng dạng đại hán trực tiếp đẩy ra phòng học môn tựu vào được, há mồm tựu là giống to một tiếng, ai là Trần Húc. Lúc ấy lão sư đều còn chưa đi, một hơn 40 tuổi nữ lão sư, lúc ấy còn tưởng rằng là tới quấy rối đấy, bị hù có chút choáng váng. Thanh âm run rẩy hỏi: người 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 muốn làm gì? Không làm gì vậy, cái kia hắc đại hán đi đến bục giảng trước, tại trước mắt bao người cầm lấy đi học dùng tiểu ong mật mini loa phóng thanh, sau đó đối với tiểu ong mật nói, cái nào là Trần Húc à? Ta là công đại địa, hôm nay tìm ngươi đến luyện luyện. Vì vậy bá thoáng một phát, tất cả mọi người địa mục quang đều tụ tập đang ngồi tại cuối cùng một vị, dỗi dãy nghe rằng trò chuyện chính ghé vào trên mặt bàn ngủ Trần Húc. Trần Húc thụy nhãn mông lung đứng, luyện cái gì? Cái kia hắc đại hán nói, ta gọi chu không nước mắt, công mùa xuân chiêu khoa thể dục, nghe nói người năm trước đến trường học của chúng ta một cái chọn chúng ta 10 cái đồng học có phải hay không. Xem ra người rất có thể đánh nhau, cho nên ta cứ tới đây ý định với người luận bàn thoáng một phát. Trần Húc đổ mồ hôi thoáng một phát, nghĩ thầm cái này đều chuyện gì à? Vì vậy Trần Húc tự nói, vị này chu đồng học. Ta muốn người khả năng có chút đã hiểu lầm, n, ta lúc ấy là dưới tình thế cấp bách không có biện pháp à, Lúc ấy Trần Húc tại công đại nhất cái đánh 10 cái, liền công đại phó hiệu trưởng đều cho dẹp thành đầu heo sự tình hợp hiệp đại bên này người biết không nhiều lắm, cũng tự quản dịch cao hiểu tiết, còn có Trần Húc phòng ngủ mấy cái ra xúc biết rõ. Sau đó lúc này thời điểm Chu không nước mắt vừa nói, toàn lớp mấy trăm người đều dùng một loại kính ngương ánh mắt nhìn Trần Húc, chật chật, không hỗ là chúng ta địa trần bán tiên à, đều đánh tới công một đi không trở lại rồi hả. Chu không nước mắt một vỗ bàn, nói, người cũng khỏi phải nhiều lời. Xem tại ngươi đem cái kia chán ghét phó hiệu trưởng cho đánh thành đầu heo nằm viện 3 tháng dưới tình huống, ta cũng sẽ không biết đối với ngươi hạ nặng tay, tựu là với ngươi luận bàn thoáng một phát, điểm đến là dừng. Cái này được đi à nha, ta đến tựu là lấy cái mặt mũi trở lại, không hơn. Hắn lời này mặc dù nói không tính xong, nhưng thực sự náo nhiệt tin tức hệ một đám gia súc. Nguyên một đám kêu to, Trần Húc cùng hắn đánh, hung hăng giáo huấn hắn thoáng một phát, đúng vậy chúng ta trên tinh thần ủng hộ ngươi, còn có vị kia tiểu hoa cô nương thét lên, Trần Húc. Ngươi muốn đánh thắng hắn ta gả cho ngươi, ngươi nói như vậy hô Trần Húc còn dám thắng sao? Trần Húc cố sức từ trên ghế nhảy ra đến, N, bởi vì hắn ngồi ở bên trong, hai bên đều là người, hơn nữa hay vẫn là hàng cuối cùng, cho nên tự cố sức từ trên ghế bỏ qua đi. Động tác này thật sự không có gì cao thủ phong phạm. Sau đó vây quanh cửa phòng học, đối với chu không nước mắt ngoác ngoác ngón tay, đi ra trước. Tốt, Chu không hai mắt đấm lệ con người sáng ngời, rõ ràng cho thấy hội sai rồi Trần Húc ý tứ, Trần Húc là muốn cho hắn đi ra nói chuyện, nhưng hắn vẫn tưởng rằng Trần Húc đồng ý, vì vậy đem áo khoác một thoát, bên trong tựu là một kiện ngắn tay tê sớt áo sơ mi, chật chật, tê sớt áo sơ mi dính sát tại trên thân thể, hiển lộ ra phát đạt cơ bắp, xem địa bên cạnh cái kia 40 tuổi nữ lão sư hai mắt sáng lên. Chu không nước mắt đi theo Trần Húc đến cửa phòng học thời điểm, tại còn ly khai trong phòng một đám tầm mắt của người trước khi, hắn cũng có chút nhẫn không vội rồi. Thật giống như khách làng chơi mang theo kỹ nữ trở về đi tới cửa thời điểm đột nhiên hầu vội vã muốn sở hai cái đồng dạng, chu không nước mắt phung quyền tựu hướng phía Trần Húc đánh tới. Trần Húc nghe được sau đầu có phong tiếng nổ, bản năng khẽ cong eo nghiêng người hướng phía chu không nước mắt một cái quét lui phản kích, chu không nước mắt kêu to tới tốt lắm, không tránh không né, thỏ tay ngăn trở Trần Húc chân, sau đó một cái thiết quyền hướng phía Trần Húc trên mặt đập tới lần này nếu đập chúng, trên cơ bản Trần Húc phải hủy khuôn mặt. Bất quá Trần Húc cũng không phải thái điểu, tuy nhiên ứng đối vội vàng, nhưng là lật người lại là một cước, dùng công đời thay thủ. Chu không nước mắt cái này quyền lập tức đã mất đi mục tiêu, hơn nữa khuôn mặt cũng có bị Trần Húc đá dẹp địa nguy hiểm. Chu không nước mắt quát to một tiếng tốt, ngạnh xanh xanh địa biến chiêu, dùng cánh tay chặn Trần Húc tiến công, sau đó một cước đá bay tới. Trần Húc nghiêng người một trốn, thân thể xuống trầm xuống chính là một cái quét chân tay là hai cánh cửa, toàn bộ nhờ chân đánh người, Trần Húc Tại không cần vũ khí địa dưới tình huống, toàn bộ nhờ cái này một đôi chân. Trước khi chơi võ đạo ra, bởi vì mấy ngày qua tất cả mọi người đã quen thuộc trò chơi thao tác, Trần Húc vượt lên đầu ưu thế cũng phát huy không đi ra rồi. Mà bởi vì tại trước mặt mọi người, Trần Húc sử dụng tiểu mẫn cái kia bộ đồ thao tác phương thức quá mức dễ làm người khác chú ý, cho nên dứt khoát tự theo chân bọn họ cùng một chỗ sử dụng bình thường khuôn mô hình. Nhưng vấn đề là như vậy, Trần Húc tự một điểm ưu thế cũng không có, 10 ván cục chính giữa hắn dựa vào hơn người thao tác cũng tự tối đa chỉ có thể thắng bên trên 6-7 ván cục. Bất quá hiện tại Trần Húc đã dần dần bắt đầu sử dụng đệ nhất thị giác rồi, dùng hắn tại giả thuyết ảo cảnh chính giữa bị luyện tập trà đạp kinh nghiệm, cũng có thể nhìn ra đối phương động tác cùng sơ hở. Cho nên vì đề cao trò chơi năng lực, Trần Húc trong khoảng thời gian này tự lại tiến vào giả thuyết ảo cảnh chính giữa siêng năng luyện tập, hơn nữa bộ kia thể thuật cũng luyện càng chịu khó rồi cho nên trong khoảng thời gian này khắc khổ huấn luyện, tự lại để cho Trần Húc đem mình theo nghỉ đông thời điểm mỏi mệt sấp liên tục trong trạng thái rèn luyện đi ra, hiện tại cùng Chu không nước mắt lập tức đã qua mấy chiêu, cũng là chút nào không rơi vào thế hạ phong. Cái này Chu không nước mắt rõ ràng cho thấy luyện qua, trên tay hắn cái kén rất lớn, trên mờ u bàn tay cơ hồ nhìn không tới khớp xương. Những này rất rõ ràng tự là rèn luyện kết quả, trên mờ u bàn tay khớp xương tuyệt đối tự là ngạnh xanh xanh nện bình, về phần là đánh bao cắt hay vẫn là có giãn thép tấm tựu không được biết rồi. Nhưng Trần Húc có thể để xác định chính là mình cái này thân thể chỉ sợ lần lượt hắn không được thoáng một phát. Vì vậy Trần Húc tự ỷ vào thân thể linh hoạt cùng hắn du đấu, căn bản là không dám tới gần, thật vất vả bắt được một cái cơ hội. Trần Húc bay lên một cước đá vào chu không nước mắt trên lồng ngực, đưa hắn đá thân thể một cái lảo đảo, nhưng chu không nước mắt nhưng lại không tránh không né, trực tiếp bắt lấy Trần Húc mắt cá chân, dùng sức hướng bên trên nhách lên, Ai nha nha, chiều này quá ác độc rồi. Trần Húc hiện tại một chi chân gà đứng một chân, trọng tâm bất ổn, như vậy nhếch lên lập tức thân thể tựu sau này ngã sắp xuống, nhưng là tựu trong phòng học đồng học đều còn chưa kịp lên tiếng kinh hô thời điểm. Trần Húc ở giữa không chung dùng tay khẽ chống đấy, đón lấy nhẹ nhàng xảo xảo rơi trên mặt đất. Giống như thiếu lâm bóng đá bên trong cái kia dẫm lên vỏ dưa hấu mỹ nữ lý hủy tại kịch trong cuối cùng một đoạn biểu hiện, dễ dàng một cái xoay người vững vàng đứng lại. Lần này hộc khởi tước rơi, ngay tại cửa phòng học, mấy trăm ánh mắt xem rõ ràng, cuối cùng đem làm Trần Húc ngã sắp xuống thời điểm có nữ sinh đã bị hù muốn tiêm gọi, quản dịch nhướng mày tự muốn lao tới, nhưng cái tiếp Trần Húc vững vàng đứng lại, nhưng lại lập tức đã dẫn phát một hồi đinh tai nhức óc tiếng hoan hô, giống như muốn đem Trần nhà đều cho nhấc lên phá. Chứng kiến Chu không nước mắt còn muốn đi lên, Trần Húc vẻ mặt đau khổ nói, cái kia, chúng ta việc này được rồi được không nào? Nói thật ta thực đánh không lại ngươi, ta đá ngươi mười chân đều cùng gãi ngứa ngứa giống như, nhưng ngươi đánh ta thoáng một phát ta tự nhịn không được rồi. Ta nhận thua còn không được sao? Chu không nước mắt lau một cái đổ mồ hôi nói vậy không được. Còn không có phân ra thắng bại đâu rồi, bây giờ nhìn hay vẫn là ngươi chiếm thượng phong, đến đến lại so qua. Trần Húc trợn trắng mắt, vẫn còn so sánh, lại so chính mình thật sự được tiến trong bệnh viện đi, đây không phải đắc thế không buông tha người sao. Vừa rồi cái thằng này quyền phong theo chính mình trên mũi sẹt qua, lập tức tự lại để cho hắn cảm thấy trên mặt nóng rát đấy thực lần lượt truy cập còn phải rồi hả? Vừa lúc đó, đột nhiên ngoài cửa một thanh âm tiếng nổ, không nước mắt, dừng tay. Trần Húc bọn người theo tiếng nhìn lại, cửa ra vào không biết lúc nào đứng một cái áo trắng phục tóc dài đẹp trai. Vừa nhìn thấy vị này đẹp trai trong lớp các nữ sinh tiểu xì xào bàn tán, tiểu hoa đồng học thậm chí cao giọng thét lên đẹp trai à, tốt có hình à. Mà Trần Húc chờ một đám ra xúc tắc thì thống nhất cho cái đánh giá, đồ chó hoang, trang bức phạm. Có thể không, trang bức sao? một thân tuyết trắng tuyết trắng giống như áo khoác ngoài đồng dạng, trên chân mặc chính là một đôi màu trắng dài vải. Tóc rất dài, đằng sau đâm một cái đuôi ngựa phía trước tóc cắt ngang chán che hạ đến ngăn trở con mắt. Giống như cùng tạ đình phong giống như, lớn lên cũng có như vậy vài phần tương tự, xem xét chính là loại tục xưng con vịt mặt. Có làm con vịt trai bao tiềm chất tiểu bạch kiểm. Áo trắng phục xinh đẹp, ai cũng biết, nhưng là phóng nhãn nhìn xem trong đại học lũ gia súc có mấy cái mặc quần áo trắng hay sao không muốn chính mình giặt rửa à đã qua một học kỳ cho dù là đại nhất lũ gia súc hiện tại cũng biến lười rồi trong phòng ngủ tạng bẩn cùng ổ heo giống như cho dù có mấy cái mua áo trắng trang phục đích cũng là cẩn thận từng ly từng tí dùng đóng gói túi gói kỹ bằng không thì phóng tới trong tủ chén ngày hôm sau tự biến thành đen nhánh rồi kỳ thật nam nhân đối với đẹp trai tâm tư đố kỵ một chút cũng không thể so với nữ nhân đối với mặt khác mỹ nữ tâm tư đố kỵ phải kém quân không thấy năm đó bét căm vì sao nhiều như vậy nữ nhân ưa thích mà nam nhân không thích nói hắn phải dựa vào mặt ăn cơm, ngoại trừ một cước chuyển bóng như dạng mặt khác kỹ thuật tranh lệch rối tinh rối mù. Lúc này thời điểm có rất ít người phát hiện tiểu bối mặc kệ tại England đội tuyển quốc gia hay vẫn là trong câu lạc bộ thời điểm đều là đám người đứng ngoài xem cuồng chạy, một cuộc tranh tài xuống bình quân có thể chạy 10 km ở bên trong tàu điện ngầm nhân hình cầu thủ. Hết cách rồi, lớn lên quá đẹp trai xuất sắc rồi. Rất dễ dàng làm cho bài xích, trước mắt người này tự là, hắn tự như vậy lẳng lặng ngược lại chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, đứng thẳng tắp trong mắt một mảnh thâm thúy đây không phải trang bức là cái gì cao thủ khí phái ta nhổ vào còn cao tay không thấy điên cuồng mà trong viên đá cái kia cao thủ kết cục à hắn vừa rồi cái kia một tiếng cũng không lớn rất vững vàng nhưng mang theo mấy phần không giận tự uy khí thế chu không nước mắt lập tức quay đầu chứng kiến người nọ lúc biến sắc nói thiếu ra ngài làm sao tới rồi hả còn thiếu ra có hay không công chúa á thực trang bức một đám nam sinh trong bụng oán thầm, các nữ sinh tắc thì hai mắt kim hoa ứa ra, thiếu ra. Chẳng lẽ là cái có tiền đại gia tộc địa người thừa kế? Điển hình Đài Loan thần tượng kịch đã thấy nhiều biểu hiện. Chu không nước mắt chứng kiến người nọ về sau tuy nhiên không tình nguyện. Nhưng hay vẫn là rất nghe lời địa à xong một tiếng, đi trở về. Người nọ nhìn xem Trần Húc, vậy mà học cổ nhân như vậy chắp tay nói, mới vừa rồi là tại thật có lỗi, ta cái này huynh đệ quá lỗ mãng rồi. Bất quá Trần Húc đúng không, tại hạ Nam Cung Lam, có thể không hãnh diện đi ra trò chuyện hơn mấy câu. Trần Húc sờ sờ cái mũi, còn họ Nam Cung hay sao? Thực nha sao thực, trang bức, à, không phải là chính mình cho mình lấy nghệ danh a à. vẫn còn xuống, bất quá cái này cũng không trách rồi, cho rằng gần đây theo võ đạo ra quật khởi. Rất nhiều người gặp mặt đều là một miệng địa đạo, mà nói võ hiệp khang, gặp mặt đều gọi đại hiệp, động tự xưng tại hạ, một bộ vẻ nho nhã bộ dạng. Kết quả thực nói đến đánh nhau một cái so một cái dũng mãnh chật chật thế giới này thật là đáng sợ trần hút cười khổ nói Người sẽ không cũng tìm ta đánh nhau a à. nam cung lam còn không có đáp lời đằng sau chu không nước mắt tựu chừng tròng mắt kêu lên chê cười ngươi ngay cả ta đều đánh không lại còn muốn cùng thiếu ra nhà ta đánh tiếp theo bị nam cung lam chừng lập tức tự không nói nam cung lam mỉm cười thoáng một phát không thể phủ nhận hắn cười đích xác rất ánh mặt trời hơn nữa rất có mị lực bên kia tiểu hoa cô nương đã bị điện choáng luôn Hắn hay vẫn là nhú chắp tay nói: "Yên tâm, tất cả mọi người là người có văn hóa, ta trước thay huynh đệ của ta nói lời xin lỗi." "N, tại hạ là có việc muốn nhờ." Trần Húc xem hắn không có ác ý, vì vậy gãi đầu đi ra ngoài nói: "Cái kia, đừng tại hạ tại hạ được rồi." Nghe buồn nôn, tất cả mọi người là người hiện đại, bài này cũng không phải tiểu thuyết xuyên việt. Đổi lại ngữ khí được không? Nam Cung Lam cười cười, đã nói, sau đó mở ra thân thể rời khỏi môn mấy người cùng một chỗ đi ra ngoài. Trong phòng học một đám người trợn mắt há hốc mồm, quản dịch cùng Cao Hiểu Tiết liếc nhau, vội vàng cũng theo đi ra ngoài. Cao Hiểu Tiết vẫn không quên đem chạm tinh cho kéo lên. Tam nữ đi tới cửa, tự chứng kiến Trần Húc đi theo hai người kia quẹo vào bên cạnh trong rừng cây nhỏ, Cao Hiểu Tiết khẩn trương nói bọn hắn sẽ không lại đứng lên đi. Quản dịch nhướng mày, nhanh hơn bộ pháp đi theo, mà chạm tinh cùng Cao Hiểu Tiết vội vàng đuổi theo. Từng cái đại học khu rừng nhỏ thường thường đều là đám tình nhân cuộc hẹn thắng địa, bất quá hiện tại hay vẫn là giữa trưa vừa tan học, trên cơ bản đều vội vàng đi căn tin ăn cơm, cho nên trong rừng cây không có người. Tam nữ nhanh chóng chạy đến rừng cây lúc, lập tức tự thấy được làm cho các nàng trợn mắt há hốc mồm một màn. Cái kia Nam Cung Lam hoàn toàn chính xác tại động thủ, nhưng lại chưa cùng Trần Húc động thủ, mà là cùng cái kia hắc đại hán. Nhìn xem Nam Cung Lam một thân áo trắng, Giống như một chỉ màu trắng hồ điệp đồng dạng tại Hắc Đại Hán bên cạnh bay múa, mỗi lần nhẹ nhàng linh hoạt địa đánh ra một trường, bất quá bàn tay của hắn lại một chút cũng vô dụng thôi lực, chỉ là làm bộ dáng. Cái kia Hắc Đại Hán nhiều lần công kích nhưng lại ngay cả y phục của hắn rác góc đều dính không đến, nếu như tại chính thức trong khi thực chiến, chỉ cần Nam Cung Lam trên bàn tay dùng tới một điểm khí lực, cũng tự tuyệt đối có thể đưa hắn cầm xuống rồi. Nghe phía sau có người, Nam Cung Lam liếc qua, nhưng lại không có dừng lại thân hình thẳng đến một bộ trưởng Pháp đánh xong về sau cái này mới ngừng lại được. Hỏi Trần Húc, ngươi xem hiểu chưa? Trần Húc đầu lắc cùng chống bỏi giống như, cái này Nam Cung Lam là cao thủ, tuyệt đối cao thủ. Vừa rồi hắn nói muốn chính mình xem hắn bộ này trưởng Pháp bộ Pháp, Trần Húc ngẫm lại xem tựu xem quá, chính mình thông minh như vậy lanh lợi địa lại là nhân vật chính, còn không phải liếc mắt nhìn tựu học xong à. Nhưng là chờ hắn một bộ trưởng Pháp đánh xong về sau Trần Húc mới phát hiện mình vừa rồi cái gì đều không có nhớ kỹ chỉ lo được giật mình rồi. Cao hiểu tiết tam nữ nhưng những năm qua miệng, nam cung làm vỗ vỗ tay đi tới, Trần Húc phát hiện trên đầu của hắn liền một giọt đổ mồ hôi đều không có. Hắn nhìn xem tam nữ nói, chắc hẳn ba vị này tựu là cao hiểu tiết, quản dịch cùng chạm tinh đi à nha. Quản dịch nhíu mày nói làm sao ngươi biết, ngươi điều tra qua chúng ta. Nam cung Lam ha ha cười cười, cũng không phủ nhận, hợp hiệp đại học tam đại mỹ nữ địa đại danh tùy tiện hỏi hỏi tự nhiên sẽ biết. Huống chi ta vẫn có sự tình muốn nhờ, Trước đó làm điểm chuẩn bị, sau đó hắn rất nghiền ngẫm nhìn xem Trần Húc, thật đúng hâm mộ Trần Húc đồng học, có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Trần Húc bị chính mình nước bọt chẹn hỏng thoáng một phát, nói, cái kia, hay vẫn là nói chuyện đứng đắn tình A. N, người gọi Nam Cung, Nam Cung cái gì kia mà, tam nữ cùng Chu không nước mắt cũng nhịn không được nước mắt, Nam Cung làm tốt tính tình cười cười, tự giới thiệu thoáng một phát, kẻ hèn này, ách, ta gọi Nam Cung Lam, vị này Chu không nước mắt là ta từ nhỏ lớn lên huynh đệ. A, à, gia tộc bọn ta là bát quái trưởng chính giữa một chi dòng chính truyền nhân, cho nên lần này mạo muội đến đây là muốn nhằm vào cái kia khoản võ đạo gia trò chơi mà phiền toái các vị đấy. Võ đạo gia, a, à, ta cái này chưa bao giờ đụng máy tính người cũng biết cái này trò chơi rồi, mấy vị không có khả năng không biết a. À. Cao hiểu tiết nói chúng ta đương nhiên biết rõ, ngươi, ngươi không phải là muốn lại để cho chúng ta băng giúp các ngươi làm võ công khuôn mô hình a. Nam cung lam cười cười, vội ý thức chắp tay nhưng nhìn nhìn Trần Húc lại có chút xấu hổ thu trở lại nói gia tộc chính giữa truyền lưu một ít quy củ thói quen a à, mấy vị làm trò chơi đại danh ngay cả ta cái này căn bản không biết mạng lưới là vật gì thường dân đều đã nghe qua cho nên lần này Tựu đặc biệt đến khẩn cầu mấy vị hỗ trợ đương nhiên sẽ không để cho chư vị làm không nghèo văn giàu võ tệ gia tộc vẫn có chút tài sản đấy cái này không nói trước quản dịch nói ta chỉ là rất kỳ quái quý phương tại sao phải muốn khởi đến tìm chúng ta mà không phải đi tìm một ít càng chuyên nghiệp nhân sĩ đâu này. Chắc hẳn các người cũng không sợ hoa số tiền này, hơn nữa người ta kỹ thuật cũng so chúng ta muốn tốt hơn nhiều. Nam Cung Lam cười cười, người sáng mắt không nói tiếng lóng, lần này ta đến tìm chư vị, nhưng thật ra là vì vị kia SMMS đại thần. Vì hắn, chúng ta cũng liên hệ không đến SMMS đại thần à. Các người cũng liên hệ không đến. Nam Cung Lam trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, sau đó nói, quên đi, ta vốn tự chỉ là muốn thử một lần, xem hắn biên cái kia bộ đồ vịnh xuân quyền giống như mô hình giống như dạng, hẳn là cái vịnh xuân quyền cao thủ, ta còn muốn tìm hắn luận bàn thoáng một phát đấy. Trần Húc nghe xong lời này thiếu chút nữa một đầu đụng trên cây. Tốt nha, người muốn nói tìm SMMS luận bàn hacker kỹ thuật ngược lại không có gì, có thể thậm chí có người ý định chân nhân PK đã đến. Cái này còn là lần đầu tiên nghe nói, quản dịch tam nữ trên mặt biểu lộ cũng rất kỳ quái, bất quá kế tiếp Nam Cung Lam cười nói, đương nhiên, mấy vị là SMMS xem người tốt chắc hẳn cũng sẽ không khiến ta thất vọng đấy. Trần Húc khách sáo thoáng một phát, chỉ chỉ bên cạnh hắc đại hán chu không nước mắt nói, vậy hắn là chuyện gì xảy ra? Như thế nào hôm nay đột nhiên muốn khởi tới tìm ta đánh nhau? Thốt ra lời này, Nam Cung Lam cũng nhíu mày nói, không nước mắt, người đây là có chuyện gì? Chu không nước mắt nghe nói thiếu gia nhà mình là tới cầu người làm việc, đổ mồ hôi đều ra rồi vội vàng nói, người thiếu gia kia, ta không biết ngày hôm nay muốn tới. Cái này Trần Húc, ách, Trần Húc đồng học, hắn năm trước đã từng đến trường học của chúng ta bắt một cái đổ biến thái cắt hiết hầu nam. Lúc đương thời điểm hiểu lầm, sau đó hắn một cái solo trường học của chúng ta 10 cái nam sinh, sau đó ta nghe nói việc này về sau khí bất quá, tựu Nam cung làm thành sắc chuyển lệ, người sẽ tới tìm hắn đọ sức vậy sao? Hừ, người có biết hay không tay của người có đa trọng, Trần Húc đồng học vừa rồi không có đứng đắn luyện võ qua thuật, người như thế nào có thể ỉ vào võ công để khi phụ người? Trần Húc thoáng một phát, Lời này nghe như thế nào có chút không được tự nhiên à, còn có. Hắn làm sao biết chính mình không có học qua võ công hay sao. Vừa rồi chính mình rõ ràng đánh chính là rất tuấn tú à. Chu không nước mắt vội vàng nói, thiếu gia ta sai rồi. Ta chỉ là ý định cùng hắn luận bàn thoáng một phát, ta cho là hắn là môn phái nào đệ tử. Chứng kiến Chu không nước mắt như vậy cái hắc đại hắn cái chán đổ mồ hôi một cái kính ra bên ngoài bốc lên, giống như rất e ngại bộ dạng. Trần Húc xem có chút không đành lòng tự nói cái kia, Nam Cung, hắn lại nhớ không nổi thằng này gọi Nam Cung cái gì, vì vậy dứt khoát đã kêu Nam Cung, không có việc gì, đùa giỡn mà thôi. Luận bàn thoáng một phát cũng rất tốt sao, Nam Cung làm hung hăng chừng chu không nước mắt liếc, sau đó thật xin lỗi đối với Trần Húc nói, thật có lỗi, huynh đệ của ta đường đột rồi, ta trở về hội hảo hảo giáo huấn hắn. Lạm dụng võ công khi dễ nhỏ yếu là tất cả môn phái tối kỵ, điểm ấy ta sẽ cho ngài một cái công đạo đấy. Trần Húc, chính mình thật sự rất nhỏ yếu sao? không thể nào như thế nào cảm giác cái này ở nhà hỏa trong mắt chính mình giống như cái thái điểu đồng dạng sẽ bị tùy tiện trà đạp tựa như bất quá nói đến bàn giao nhắn nhủ hai chữ thời điểm trần húc chứng kiến chu không nước mắt thân thể nhịn không được run lên giống như rất e ngại bộ dạng đoán chừng bọn hắn đại gia tộc gia giáo rất nghiêm trần húc nghĩ thầm việc này cũng trách không được người phản chính tự mình cũng không ăn thiếu tự hòa giải nói được rồi được rồi không có chuyện gì Nam Cung Ngươi cũng không muốn nghiêm túc như vậy được không? Sau đó hắn tự tay nắm cả Chu Không Nước mắt bả vai, một bộ từ trước đến nay thuộc quen thuộc bộ dạng, ha ha cười nói, không đánh nhau thì không quen biết nha, vị này Chu đồng học cũng không có ác ý gì, đùa giỡn chơi mà thôi, còn có ta không có như vậy yếu đuối a. À. Nhỏ yếu, ta rất nhỏ yếu sao? Nghe nói như thế mấy người đã biết rõ Trần Húc căn bản sẽ không có truy cứu ý tứ, Chu Không Nước mắt cảm kích nhìn Trần Húc liếc, Nam Cung Lam trầm ngâm thoáng một phát, nói đã Trần Húc đồng học không truy cứu, cái kia vậy cảm ơn nhé. Không nước mắt, người còn không cảm ơn Trần Húc đồng học. Trần Húc ha ha cười phất tay, lược qua chu không nước mắt cảm kích. Nam Cung Lam nói, ta xem Trần Húc đồng học hình như là luyện qua, bất quá có chút thiên hướng về quân đội chiến đấu kỹ một loại. Trần Húc sững sờ, nói làm sao ngươi biết. Nam Cung Lam mỉm cười, trong quân chiến đấu kỹ xảo, dung hợp quốc thuật bách gia chi trường, lợi cho học cấp tốc. Chú ý gặp chiêu phá chiêu, cùng sơ hở trong một kích chí mạng nhưng là kiếm đi nhập đề tuy nhiên không thể nói là sai rồi nhưng cuối cùng nhất thành tựu lại đại đô có hạn rất khó thành vi một đời thay tông sư trần húc đổ mồ hôi thoáng một phát hắn nhưng cho tới bây giờ không có loại ý nghĩ này luyện lấy chơi đùa là được cường thân kiện thể gia tăng điểm tự vệ năng lực mà thôi thực nói muốn làm cái tuyệt thế cao thủ loại chuyện này cũng tự là ở trong mộng ngấm lại mà thôi trạm tinh đột nhiên mở miệng các ngươi lại đột nhiên nhớ tới tìm chúng ta làm trò chơi chiêu thức địa Hiện tại võ đạo ra cái này trò chơi đối với các ngươi những này võ thuật thế gia mà nói rất trọng yếu. Nam Cung Lam gật gật đầu nói, hoàn toàn chính xác đúng vậy. Võ đạo ra cái này trò chơi phát hành, đối với người bình thường mà nói có lẽ tự là một cái có thể tiêu khiển trò chơi. Nhưng là đối với tại chúng ta những này võ học lưu phái mà nói, chấn động quá lớn. Bởi vì SMMS làm chính là cái kia Vịnh Xuân chiêu thức. Trong lúc nhất thời khiến cho Vịnh Xuân thanh danh lan truyền lớn. A, à, ta ở cái kia đầu trên đường rất nhiều người trẻ tuổi bây giờ đang ở thảo luận Vịnh Xuân, cái này sao, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Hơn nữa từng cái lưu phái vốn là rất khó nói là ai ai mạnh ai yếu, cho nên gió này đầu không thể để cho Vịnh Xuân một nhà toàn bộ ra đã xong a à. a à, các ngươi không phải trong hội này không biết, đối với chúng ta quân nhân mà nói, thanh danh so cái gì đều trọng yếu. Võ học một đạo, sơ quy đường cái, rất khó nói cái đó hạng võ công thì càng mạnh hơn người khác đấy. Chỉ là trở ngại thời đại điều kiện hạn chế rất khó phát dương quang đại, tên tuổi cũng thời gian dần qua yếu đi. Lần này nương tựa theo cái này trò chơi chế tạo ra đến một cơ hội, gia phụ cảm thấy đây là một cái khai hỏa chiêu bài cơ hội tốt. Hiện tại rất nhiều người trầm mê ở taekwondo, karate những này nước ngoài khoa chân múa tay. Mà không biết quốc gia của ta võ thuật bác đại tinh thâm. Cho nên gia phụ muốn mượn lấy cơ hội này khai hỏa chúng ta nhất phái thanh danh, lo lắng nữa phải chăng mở quán thu đồ đệ sự tình. Muốn nhận đồ, chỉ có thêm nữa. Địa người đến báo danh, như vậy mới có thể có càng lớn tỷ lệ thu được có tiềm chất đệ tử gia phụ một vị vài thập niên bằng hữu cũng bây giờ là xã khoa viện một vị giáo sư hắn tự nói cho gia phụ căn cứ phân tích của hắn theo cái này võ đạo gia lưu hành thế tất sẽ nhấc lên một hồi toàn dân tập võ dậy sóng mà một cái lưu phái muốn đánh nhau tiếng nổ uy vọng không thể thiếu tự muốn nhìn cái này trên sân thượng thành tích a à, vị kia bá phụ nói chúng ta luyện võ nhất phái đấy thường thường quá bưng cái giá đỡ rồi thường thường là xem thường cái này cũng xem thường cái kia, có một số việc không bỏ xuống được tư thái đi làm, cùng thời đại đã có chút tách rời rồi. Nam Cung Lam rất nhẹ nhàng nói như vậy một đống lớn, Trần Húc xem nhìn thời gian không còn sớm tự lôi kéo hắn cùng đi căn tin lầu hai nhà ăn nhỏ ăn cơm, người châu Á nha. Trên cơ bản đều còn là ưa thích tại trên bàn cơm nói chuyện làm ăn địa phương. Trên bàn cơm thời gian, Nam Cung Lam đã nói rất nhiều đương kim võ lâm hiện trạng. Đương kim võ học sự suy thoái, sự phát hiện này giống như đích thật là có. Hơn nữa cũng là phổ biến tồn tại đấy. Trung Quốc võ học kỳ thật cũng không muốn tiểu thuyết võ hiệp chính giữ ghi cái kia giặc, đang ngồi mấy cái đều là tham dự đến kim dung bảy hiệp chuyện cái kia khoản trò chơi địa khai phát, muốn nói người bình thường nhất thích nghe ngóng, lực ảnh hưởng rộng nhất đích tiểu thuyết võ hiệp, cái kia tự nhiên là thủ đầy kim lão tiên sinh. Kim lão tiểu thuyết chính giữa, trên cơ bản triều đại càng về sau, võ học trình độ cũng lại càng kém. Ví dụ như võ học mạnh nhất, đem làm đẩy là tiểu thuyết thiên long bát bộ, bên trong lão tăng quét xác phái tiêu giao, đều đã cường đại đến nghịch thiên. Xem trong đó thiên sơn đồng ngũ cái kia bát hoang lục hợp suy ngã độc tôn công, vậy mà đều có thể tu luyện tới phản lão hoàn đồng hiệu quả, cái này đã gần như tại thần thoại rồi. Mà tùy theo sau này, võ học dần dần sự suy thoái, ví dụ như hồng thất công học hàng long thập bát trưởng thời điểm cũng đã thiếu đi vài chiêu, về sau bị hồng thất công chính mình bổ sung đấy, uy lực của nó hiệu quả có lẽ so không được năm đó địa tiêu điên. Mà tiếp theo sau này, đến ỉ thiên đồ long ký lúc, bang chủ cái bang sử hỏa long tựu đã luyện thành 10 chiêu tựu là đương thời nhất lưu cao thủ. Mà tới được thanh triều, hồng hoa hội vị kia truy phong đoạt mệnh 72 kiếm địa nhị đương ra đạo nhân vô trần, hắn thủ đoạn không sai biệt lắm cũng tự chỉ tương đương với thiên long bát bộ chính giữa vị kia đóng vai phụ kiếm thần chắc bất phàm mà thôi. Đương nhiên, sự thật chính giữa võ học tự nhiên sẽ không giống tiểu thuyết chính giữa như vậy hoang đường, bất quá sự suy thoái cũng cũng vẫn phải có. Nhất là đã đến muộn thanh, hỏa dược thương giới chiến tranh kéo ra mở màn, võ công luyện cường thịnh trở lại, cũng không sánh bằng địch nhân vài chục thanh thương. Nhưng là dân quốc thời kỳ thực sự như trước hiện lên rất nhiều võ lâm cao thủ, kể cả ai cũng khoái hoác nguyên giáp, trần chân thầy trò, mã vĩnh viễn trinh, diệp hỏi chờ các loại, đều là phi thường nổi danh đích nhân vật. Đã đến hiện đại, rất nhiều môn phái cũng còn truyền lưu lấy. Giống như Nam Cung ra bát quái trường, kỳ thật cũng là võ đang địa nhất mạch. Chỉ có điều đã đến hiện đại, đại lục bên này quản chế vô cùng nghiêm, quân nhân tác dụng càng phát ra nhỏ hơn, mở quán thu đồ đệ, bởi vì này môn kỹ nghệ luyện thức sự quá gian nan, thị trường kinh tế kéo xuống, ít có người chịu hoa công phu đến luyện cái này đấy. Hơn nữa những này lưu phái đại đô có một không được tốt lắm đích thói quen, tựu là mắt cao. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa, tự nhiên không phải cái gì chuyện tốt. Chỉ là những này lưu phái thuộc hạ công phu không kém. Có thể tầm mắt rất cao, cái này xem thường cái kia xem thường đơn giản đến đơn cử ví dụ, bọn hắn những này quân nhân truyền thừa, rất nhiều quy củ các loại đều là lão tổ tông lưu lại đấy, cho nên Nam Cung Lam làm việc nhất phái cổ nhân tác phong, đây cũng là không quên bản một loại biểu hiện. Bất quá Trung Quốc lão tổ tông có một điểm rất xem thường, tự là diễn kịch đấy. Tục ngữ nói kỹ nữ vô tình, con hát không nghĩa. Cho nên rất nhiều cổ võ lưu phái đấy, đều xem thường những cái kia chạy tới diễn kịch diễn viên, coi như là thành long lý liên kiệt, không thích người của bọn họ cũng có khối người nhưng là tại trước mắt xã hội, diễn viên lực ảnh hưởng là rất lớn, nhất là một vị nổi danh cấp quan trọng diễn viên, tăng thêm một bộ có phân lượng tuồng, lập tức là có thể đem một cái lưu phái danh tự cho khai hỏa, do đó sinh ra cường đại xã sẽ ảnh hưởng lực, hấp dẫn càng nhiều nữa người đến giải cái này lưu phái. Cũng tỉ như Châu Tinh chỉ một bộ công phu, lại để cho càng nhiều nữa người hiểu 72 lộ đàm chân, thiết tuyến quyền cùng năm lang bát quái côn. Cái này là tên, kỳ thật từ lúc trước thế kỷ thời điểm, Hồng Kông bên kia lưu hành đánh võ phiến, trong đó có chút hít đạo diễn đến nội địa tới lấy kinh trải qua, hy vọng tìm mấy vị có thực tài thực liệu địa sư phó đi làm võ thuật chỉ đạo. Có thể những này đạo diễn rất nhiều đều là đụng phải một cái mũi xám xịt. Bởi vì con hát nha, tại rất nhiều người thế hệ trước trong mắt, là rất đề tiện địa chức nghiệp. Hơn nữa khi đó Hồng Kông điện ảnh thị trường cũng rất hỗn loạn, xã hội đen lực ảnh hưởng quá lớn, rất nhiều đạo diễn tìm võ sư, một là vì động tác chỉ đạo, bất quá càng nhiều hơn là hy vọng tìm cao thủ đem làm chỗ dựa. Bất quá theo thời đại tiến bộ, điện ảnh kịch truyền hình ảnh hưởng càng lúc càng lớn. Mà quốc gia cũng một mực tại tận sức ở phương diện này văn hóa truyền bá cùng thôi động. Không ít người quan niệm cũng tự thời gian dần trôi qua bắt đầu biến thiên. Nhất đầu tiên địa tựu là Vịnh Xuân Lưu Phái, không năm thời điểm Sơn Tây điện ảnh nhà làm phim nhà máy tựu xuất phẩm cỡ lớn kịch truyền hình Vịnh Xuân, Hồng Kim Bảo, Nguyên Biêu cùng Tạ Đình Phong người ký tên đầu tiên trong văn kiện diễn viên chính, khiến cho Vịnh Xuân Quyền lần thứ nhất xâm nhập nhân tâm. Mà không chín năm chúc tuổi mảng lớn Diệp Hỏi, càng là khiến cho Vịnh Xuân Quyền nổi tiếng. Ở trong đó, dĩ nhiên là có chính tông Vịnh Xuân Quyền người ở phía sau thôi động chỉ đạo rồi. Đương nhiên hiện tại Diệp Hỏi còn không có có đi ra, ngược lại là võ đạo ra cái này trò chơi trước đi ra. Xã khoa viện cái vị kia giáo sư tụ phân tích, lấy võ đạo ra cường đại trò chơi tính cùng hiện tại lực ảnh hưởng quan trọng hơn là chính thức đối với cái này nghi là bạo lực địa trò chơi cũng không có bất kỳ chống lại. Ngược lại có âm thầm thôi động địa dấu hiệu, vậy thì biểu thị ra cái này trò chơi thế tất sẽ trong tương lai rất dài trong một thời gian ngắn trở thành người trẻ tuổi yêu nhất điện tử thi đấu thể thao trò chơi, chỗ sinh ra lực ảnh hưởng tắc thì chính là vô cùng cực lớn đấy. Như vậy như thế nào lợi dụng cái này trò chơi lực ảnh hưởng? Đến thôi động tất cả lưu phái lực ảnh hưởng, cái này ngay tại lúc này tất cả đại lưu phái cần nghiên cứu đấy. Nghèo văn giàu võ, có thể luyện võ luyện tới trình độ nhất định, cũng sẽ không thiếu tiền, như vậy tựu là truy cầu thanh danh rồi, nhất là rất nhiều lưu phái lão nhân, trên cơ bản đều đau khổ chờ ngày hôm nay đến. Cái này, chính là một cái cơ hội rồi, cho nên Nam Cung Lam lần này tới mục đích, tựu là hy vọng có thể tìm được Trần Húc bọn hắn để làm đi ra Nam Cung bát quái trưởng phấn khích xáo lộ, sau đó phóng tới trên mạng, đương nhiên trong đó hay là muốn tìm mấy vị cao thủ làm mặt tiền của cửa hàng, bởi vì có thể nghĩ chính là, theo võ đạo trong nhà từng cái lưu phái phát triển, trên Internet đá chàng so sánh với có thể so với sự thật chính giữa đến càng lớn, hơn nữa càng thêm không kiêng nể gì cả. Cái lúc này, nhất định phải có cao thủ đến chấn lấy mặt tiền của cửa hàng, bằng không thì đến lúc đó chàng tử bị đá rồi, vậy đối với một cái lưu phái đã kích thế nhưng mà không nhỏ. Bất quá cầu phú quý trong nguy hiểm, hiện tại đã đều biết cái ánh mắt nhạy cảm lưu phái chú ý tới cái này võ đạo ra trò chơi, chuẩn bị hướng phía phương diện này đến tiến quân rồi. Về phần trả thù lao vấn đề, Nam Cung Lam nói bởi vì ta hiện tại không biết giá thị trường, cái này một bộ động tác biên xuống đến cùng cần bao nhiêu tiến các ngươi tới mở. Chỉ cần không quá mức phận, ta muốn đều là không có vấn đề gì đấy. Giá tiền đàm phán đều là quản dịch đến, nhưng vấn đề là hiện tại nơi này cho võ đạo gia chế tác võ công chiêu thức việc, còn không có một cái nào thống nhất giá bán tiêu chuẩn, cho nên quản dịch cũng có chút khó xử. Lúc này thời điểm Trần Húc lại đột nhiên nói, tiến địa sự tình không có trọng yếu như vậy, hơn nữa chúng ta cũng không có chính thức đã làm. N, võ đạo ra cái này trò chơi chúng ta có chơi, lúc ấy châu U bên kia vừa phát hành ta lại vừa vặn suốt đêm download ra rồi, đối với võ công chiêu thức cũng có liên quan đến. Nhưng có thể hay không làm tốt hay vẫn là hai việc khác nhau, phải biết rằng, chân thật võ thuật đối với chúng ta tới nói quá mức xa xôi rồi, ách, các người võ thuật bên trong khẳng định có đặc thù phát lực phương thức A, phương diện này chúng ta chưa hẳn có thể làm thì tốt hơn. Sẽ không đâu, Nam Cung Lam rất chắc chắc nói, bởi vì Vịnh Xuân quyền chính là cái kia khuôn mô hình ta cũng xem qua rồi, tuy nói chi tiết tỉ mỉ bên trên còn so ra kém trong hiện thực địa Vịnh Xuân, nhưng là tại rất nhiều chiêu thức phát lực bên trên đã làm vô cùng tốt rồi. Chắc hẳn chúng ta Bát Quái trưởng cũng có thể làm được tương tự chính là thủ đoạn. N, đương nhiên, đối với Bát Quái trưởng chính giữa vô cùng nhiều ảo diệu, ta cũng sẽ không biết tàng tư đấy. Quả thực à, Trần Húc hai mắt tỏa ánh sáng, đây chẳng phải là nói ta cũng có thể học. Nam Cung Lam ha ha cười nói cái này tự nhiên không có vấn đề. Kỳ thật hiện tại từng cái lưu phái đối với võ học thái độ đã hoàn toàn phóng khoáng rồi, truyền thụ đều không tàng tư đấy. Cái gọi là sư phó lĩnh vào cửa, tu hành tại cá nhân. Cho dù là dốc túi tương thụ đều chưa hẳn có thể học thành, làm sao huống là lại tàng tư đâu này. Đây chẳng phải là kế tiếp sẽ một đời không bằng một đời. Lời này nói cũng đúng vậy, bởi vì càng nhiều nữ nguyên nhân là, quốc phật thứ này không có nhất định được thiên phú, không có khắc khổ, 10 năm, thậm chí vài thập niên như một ngày khổ tu, có rất ít đại thành, có thể đem võ học luyện đến cao thâm tình trạng địa phương. Cho nên những cái kia huyền bí dù là nói ra còn không sợ, cái này rất giống đem đạn hạt nhân nghiên cứu tư liệu bày ở học sinh tiểu học trước mặt, bọn hắn cũng xem không hiểu à. Trần Húc lập tức tinh thần tỉnh táo nói, như vậy người trưởng Pháp rất lợi hại không? Được hay không được một trưởng đánh gãy một cây đại thụ? Nam Cung Lam A à Địa nở nụ cười thoáng một phát, nói, quyền kinh trên cơ bản chia làm minh kính, ám kinh cùng hóa kinh. Cái này cũng phải xem là nhiều thô cây, người nếu là tìm quả tốt bao nhiêu nhân tài có thể vây quanh đại thụ. Có thể đánh nhau đoạn tựu là thần tiên, minh kính ám kinh, còn có hóa kinh. Trần Húc không hiểu ra sao, có ý tứ gì. Nam Cung Lam nói, bát quái trưởng tiền bối tôn lộc đường lão tiên sinh quyền ý thuật thực trong có tường thuật, ở chỗ này ta nói đơn giản thoáng một phát. Minh kính dùng chính là cơ bắp gân cốt lực lượng, ám kinh dùng địa thì là tâm lực, tự là tục ngữ nói dưỡng khí. Về phần hóa kinh, cái kia chính là tối cao tầng thứ, ta hiện tại còn không cách nào lý giải cái này cấp độ ý nghĩa. Ngụ ý tự là, hắn hôm nay đã có thể sử dụng ám kinh rồi. Lời nói này đối với Trần Húc bọn này người thường mà nói không có gì rung động, nhưng nhìn xem Chu không hai mắt đẫm lệ bên trong đích sùng bái đã biết rõ sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Cái này Nam Cung Lam xem cũng không quá đáng cũng chỉ là 20 tuổi xuất đầu, so Trần Húc bọn hắn lớn hơn một ít bộ dạng, cái tuổi này cũng đã đã luyện thành ám kinh. Không dám nói là đương thời kỳ tài, nhưng là tính toán bên trên có thiên tư bất phàm rồi. Mà bát quái trưởng chú ý, tự là chú ý em mờ dương điều hòa, mỗi trưởng đánh ra đều muốn hai trọng kính, vừa là dương, vừa là âm, đem thân thể địa cốt cách cùng mạch lạc cân đối, dùng phát huy ra lớn địa nhất hiệu quả. Ám kinh không phải tốt như vậy luyện đấy, 100 cái người luyện võ, có thể có một cái có thể đi vào ám kinh địa môn hạm cũng đã rất tốt. Hơn nữa ám kình luyện tập cũng là phi thường hung hiểm, không có cái kia thiên phú kỳ ngộ người. Cả đời đều chỉ có thể ở ngoài cửa bồi hồi. Đương nhiên, nếu như Minh Kính luyện đến cao điểm, vậy cũng tính toán bên trên là cao thủ rồi. Nam Cung Lam đơn giản giải thích thoáng một phát như thế nào Minh Kính ám kình, Trần Húc bọn người phảng phất nghe thiên thư đồng dạng nghe mơ mơ màng màng, cuối cùng Trần Húc vẻ mặt đau khổ nói, lại nói như vậy thật khó khăn à, ta xem cái này võ đạo gia chính giữa thiết lập, nhân vật thân thể tố chất đại khái không sai biệt lắm người muốn cho bọn hắn sử dụng ám kình thậm chí hóa kình cái này chỉ sợ khả năng không lớn a à. thật sự không được sao nam cung lam trên mặt lộ ra mấy phần thất vọng nghe được trần húc hồi đáp người khác có thể hay không đi ta không biết nhưng chúng ta hẳn là làm không được đấy bởi vì cái kia ám kình chỉ dùng để tâm phát lực xin nhờ võ đạo gia còn không có tân tiến như vậy võ đạo gia sản trong chỉ có thể đối với nhân vật động tác chi tiết tỉ mỉ tiến hành thiết lập nói tóm lại hay vẫn là có chút chỉ tốt ở bề ngoài bằng không thì đến đằng sau cũng sẽ không xảy ra đến cái gì hàng long thập bát trưởng à, ám nhiên tiêu hồn trưởng à các loại, danh từ có chút ác làm, nhưng là thực lực xác thực siêu cường võ thuật động tác. Lúc này thời điểm Trạm tinh đột nhiên nói, Nam Cung tiên sinh, ta cảm thấy được yêu cầu của ngài đi nhầm phương hướng. Chứng kiến Nam Cung Lam nhìn sang, Trạm tinh cười nhạt một tiếng, Nam Cung tiên sinh, ngài đến mục đích là vì lại để cho chúng ta đem cái này bộ động tác làm vô cùng tốt, sau đó tại trên mạng mở rộng lực ảnh hưởng đúng không? Nam cung Lam gật đầu, chạm tinh cùng cao hiểu tiết liếc nhau, cười nói: Ta cảm thấy được ngài nói quá phức tạp đi. Trò chơi cùng thực tế thì không giống với. Quả thật, ngài nói ám kình hóa kình tại trong trò chơi là biểu hiện không đi ra, nhưng là có thể ở ngoài sáng kính chiêu thức cao thấp tay. Bởi vì trò chơi thật là công bình, mọi người thân thể tố chất đều không sai biệt lắm, không giống ngài nói như vậy. Tại trong hiện thực, minh kính cao thủ gặp được ám kình thậm chí hóa kình cao thủ đều không có gì sức hoàn thủ. Cho nên tại trong trò chơi chỉ cần chú ý chiêu thức kỹ xảo là được rồi dù là a à, ta là người ngoài nghề nói lời này đừng nên trách kỳ thật có chút chỉ tốt ở bề ngoài kỹ xảo tại trong hiện thực không được không có nghĩa là trong trò chơi cũng không được chỉ tốt ở bề ngoài cao hiểu tiết tiếp lời nói cũng tỉ như một ít chiêu thức các loại đương nhiên chúng ta là người thường rồi nói sai lời nói không muốn chê cười nói thí dụ như a à, người cái kia bát quái trưởng có chút động tác phương diện có thể không cần hoàn toàn dựa theo sáo lộ đến à có chút chiêu thức cũng có thể làm thoáng một phát cải biến các loại đều được à. Nam Cung Lam cúi đầu nghĩ nghĩ, minh bạch cao hiểu tiết ý tứ, lắc đầu cười nói, cái này, các người đối với quốc thuật vẫn có nhất định được hiểu lầm. Quốc thuật kỳ thật cũng không phải như các người nghĩ như vậy, đều là hoàn toàn muốn căn cứ một bộ sáo lỗ võ thuật từ đầu đánh tới vĩ, chỉ có điều trong đó có mấy thứ chiêu thức tại sơ học thời điểm là có cố định tư thế sáo lộ mới có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Mà về phần phương diện khác, đương nhiên cũng là muốn gặp chiêu phá chiêu, sáu lộ chủ yếu mục đích, kỳ thật vẫn là vì phát lực kỹ xảo, sẽ không giống các ngươi trong tưởng tượng chết như vậy bản đấy. Tựu đơn giản mà nói cái này bên trên bước sông quyền A, tiến lên trước một bước một quyền vững vàng đánh ra. Loại này quyền pháp tại rất nhiều lưu phái trong đều có, uy lực cũng rất lớn. Nam Cung Lam dù sao hay vẫn là quân nhân, thói quen dùng hành động mà nói lời nói, tự nhiên mà vậy tựu đứng khoa tay múa chân một tư thế, sức eo hợp nhất, kinh lực tự nhiên đến cánh tay lên, như vậy một quyền đánh ra về sau, thân như Thái Sơn mượn địa lực, tay đấm tự nhiên cũng là cương mãnh vô cùng. Trần Húc xem hai mắt tỏa ánh sáng, vừa rồi Nam Cung Lam một quyền này, thật đúng có thể nói bên trên là khí thế uy hoành, thân ổn, quyền ổn, không chút nào lắc lư. Một quyền này nhìn như đơn giản, nhưng trên thực tế không có cái nhiều năm khổ luyện, tuyệt đối đánh không đi ra hiệu quả như vậy. Vì vậy Trần Húc nghĩ nghĩ tự nói, cái kia nếu như ta đem người động tác này hoàn toàn chuyển xuống, một tia không lầm đưa vào trong máy vi tính, có thể có cái này hiệu quả sao? Vấn đề này hỏi đến Nam Cung Lam rồi, hắn tuy nhiên là cái phi thường không tệ quân nhân, nhưng đối với máy tính phương diện lại hoàn toàn là cái ngu ngốc rồi. 26 cái chữ mẫu hắn đều lưng vác không được đầy đủ, con chuột cũng sẽ không dùng, vấn đề này lại để cho hắn đến trả lời, đích thật là ép buộc. Nhất định là cũng được, Cao Hiểu Tiết ở bên cạnh đột nhiên hung hăng vẫy tay nói, võ đạo gia trò chơi khảo thí ta đã làm. Hoàn toàn phù hợp vật lý học cùng sinh lý học các hạng điều kiện, ta tin tưởng đây tuyệt đối là có thể đạt thành đấy ta tin tưởng SMMS lão đại, cái này thần tác, tuyệt đối không có khả năng liền điểm ấy việc nhỏ đều làm không được. Cái này bên trên bước sông quyền động tác nhưng thật ra là trụ cột nhất, người bình thường làm rất phiền toái, bởi vì rất khó đánh ra như vậy vững vàng hiệu quả. Nhưng là tại trong trò chơi xác thực dị thường đơn giản, Trần Húc sử dụng trò chơi chính giữa phép đo lực khí. Thì ra là khảo thí chiêu thức công kích sau lực lượng một cái trò chơi kèm theo nhuyễn kiện, chuyên môn cung cấp chế tác trong trò chơi võ công chiêu thức dùng đấy. Trần Húc dùng phép đo lực khí thí nghiệm thoáng một phát, dùng cái kia cái lực lượng tương đối chung dung đích nhân vật, một quyền cũng đánh ra hơn 200 bao lực lượng. Cái này đã rất khó được rồi, thông qua loại này thí nghiệm, cũng xác định một việc, cái kia chính là tại đây khoản trò chơi chính giữa, cơ hồ có thể trình độ lớn nhất mô phỏng ra trong hiện thực ra chiêu chiến đấu hiệu quả. Điểm này lại để cho Trần Húc bọn hắn phi thường phấn chấn. Vì vậy kế tiếp một tháng thời gian, mọi người tự nhầm vào lấy cái này trò chơi bắt đầu chế tác bát quái trưởng chiêu thức hệ thống, mà trong đoạn thời gian này, Nam Cung Lam tự nhiên là biết đều bị nói ngôn vô bất tận, biết gì nói nấy Trần Húc hai bên trái nhà xác minh thoáng một phát, đối với chính mình chiến đấu kỹ xảo cũng có rất lớn đề cao. Trần Húc phát hiện, chính mình trước khi cùng quản dịch cùng một chỗ làm cái kia bộ đồ tập thể dục theo đài chính giữa, tự có mấy cái động tác là nguồn gốc từ tại những này truyền thống võ thuật bên trong đấy. Giống như có cái động tác, đứng chung bình tấn, ngưng khí, xuất trưởng Đây là võ công chính giữa thường dùng nặng tay, dùng Nam Cung Lam mà nói, loại này nặng tay tại võ công chính giữa là sẽ không truyền thụ, nhất định phải là sư phụ khảo nghiệm đệ tử phẩm hạnh về sau mới làm quyết định. Bởi vì này nặng tay uy lực thật sự là rất lớn, đem toàn thân khí lực ngưng tụ tại trên bàn tay, một trường này bổ xuống, người bình thường căn bản liền chịu không được. Nhẹ thì nội tạng vỡ tan, nặng thì thậm chí trực tiếp có thể đã muốn một cái mạng nhỏ. Bất quá Trần Húc lại học lén đến, bởi vì một chiêu như vậy nặng tay, tự nhiên là cần sắp xếp trong máy vi tính, dùng làm thực chiến cần đấy. Người bình thường không có nắm giữ phát lực phương thức, dù là học tiến lên lần vạn lần đều học không được, cho nên Nam Cung Lam cũng không sợ bị Trần Húc bọn hắn học đi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Trần Húc luyện có thể không riêng chỉ là quân đội chiến đấu kỹ năng, bộ kia quảng cáo thể thao tác dụng, cũng là có thể băng giúp Trần Húc luyện gân luyện thủy. Trần Húc tại nắm giữ cái môn này phát lực nặng tay kỹ xảo về sau vụng trộm thí nghiệm qua. Chỉ là một trường, hắn khí lực cả người tự cơ hồ tiêu hao không còn, mà hiệu quả, có thể một trường đánh địa bao cắt bịch một tiếng trầm đục mà bất động. Chân Húc không có cách nào tại trên thân người thí nghiệp, cho nên khi nhưng hay vẫn là không rõ ràng lắm chính thức hiệu quả. Mà một chiêu này tại ngày bình thường đánh nhau lúc cũng không có khả năng dùng đến, đầu tiên tự là không thể tùy tiện đánh người, tiếp theo tác thì là vì một chiêu này tự cao tự đại, vận khí, phát lực. Dùng chiến đấu kỹ quan điểm đến xem, cái này một loạt động tác thức sự quá dườm già, tổng cộng được tiêu hao ít nhất 2 giây chung thời gian, mà cái này 2 giây chung. Người khác sẽ không bày thành bia ngắm cho người đánh, cho nên một chiêu này, đại khái cũng chỉ có thể như quách phù dung bài sơn đảo hải tựa như dùng để xuất kỳ bất ý đánh lén. Mà trong một tháng này, đã xảy ra không ít địa sự tình. Đầu tiên là Duy Vượng bị công ty đẩy ra rồi võ đạo đại hội cái này toàn bộ thế giới trò chơi chiến lưới bình đài, cũng tuyên bố đem tại nửa năm sau cởi mở lần thứ nhất trong phạm vi toàn thế giới trên mạng võ đạo giải thi đấu. Báo danh bạn trên mạng tại trên mạng có thể tiến hành chiến đấu cuối cùng nhất quyết ra lần thứ nhất võ đạo đại hội quán quân. Quán quân ban thưởng 30 vạn đô la, đây đã là vượt qua hôm nay điện cạnh cao nhất thi đấu sự tình WCG tiền thưởng rồi. Không thể không nói Duy vượng địch công ty thực cam lòng cho dùng tiền. Đương nhiên có thể đoán trước chính là, cái này thi đấu sự tình hắn quảng cáo phí cũng có thể lợi nhuận không ít. Hơn nữa phải biết rằng, tuyến bên trên chiến cùng WCG lớn nhất bất đồng tựu là, tuyến bên trên chiến báo tên người chơi đem vượt xa WCG hơn nữa cái này trò chơi không cần lo lắng sẽ bị người phân tích số liệu hơn nữa sửa chữa bởi vì dùng duy vượng địch công ty thực lực của chính mình đều liền trò chơi sát ngoài đều công không đi vào chứ nói chi là phân tích số liệu rồi mà duy vượng địch công ty đẩy ra đối chiến bình đài cũng không có nghĩa là lấy tất cả mọi người muốn lên cái kia cái bình đài tiến hành chiến đấu nhất là đối với trung quốc rất nhiều người chơi mà nói nước ngoài rất nhiều địa nhuyễn kiện website đều mở không ra cho nên Long Trọng cùng Ten Sen đều cùng duy vượng địch công ty hợp tác đã lấy được kỹ thuật ủng hộ có thể đem cái này võ đạo ra đặt ở Hạo Phương đối chiến bình đài cùng Ten Sen đối chiến trên sân thượng mỗi ngày tiến vào bình đài nhân số đều là chật ních đấy mà tất cả đại võ thuật lưu phái cũng thừa lúc cơ hội này thừa cơ chiếm trước thị trường hôm nay tại Hạo Phương Ten Sen đối chiến trên sân thượng bài danh tương đối cao đấy thuần một sắc đều là mấy đại võ thuật lưu phái do đó dẫn phát nước miếng chiến cũng không biết bao nhiêu mà đếm Trần Húc bọn hắn bát quái trưởng cũng nghiên cứu không sai biệt lắm, tuy nhiên còn bất hoàn mỹ, nhưng nhanh chóng đưa lên thị trường lại là phi thường cần bởi vì một loại lưu phái tựu là một loại thao tác phương thức. Người sử dụng thường thường quen thuộc một loại thao tác phương thức về sau tựu chẳng muốn đi thay đổi. Năm đó Microsoft tại Windows hệ thống còn không có thành thục hạ tựu vội vã mở rộng thị trường, tầm nhìn cũng chính là vì chiếm trước người sử dụng thao tác thói quen. Cho nên gần kề chỉ là một tuần lễ thời gian, Trần Húc bọn hắn liền đem bát quái trưởng sơ cấp chiêu thức bỏ vào trên mạng mà thôi máy vì tính hiệp hội cầm đầu một đám lũ gia súc. Việc đáng làm thì phải làm đã trở thành bát quái trưởng lưu phái tay chân, đến tên Sen cùng Hạo Phương trên sân thượng đi đánh bại đối thủ sau đó soát phân. Một tháng về sau, bát quái trưởng bài danh thăng lên đến cả nước vị thứ ba, gần với Vịnh Xuân quyền cùng Thái Cực quyền. Nhưng là cái này trò chơi địa hỏa nhiệt, tùy theo mà nói địa cũng xuất hiện đủ loại vấn đề. Nghiêm trọng nhất một điểm, từng cái lưu phái địa các người chơi cái lộn không nghỉ, không nên thảo luận ra cái nào lưu phái là mạnh nhất đấy. Điểm ấy rất phá hư hài hòa hà. Lục bộ ủy rất nhanh phát hiện loại này xu thế manh mối, bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể phong sát cái này trò chơi, vì vậy tăng lớn mạng lưới ngôn luận quản lý độ mạnh yếu, do đó cũng phòng ngừa một ít dụng tâm kín đáo người châm ngòi thổi gió, phá hư hài hòa. Nhưng là bi kịch rốt cục hay vẫn là đã xảy ra. Càng là kích thích bạo lực trò chơi, người chơi đùa thời điểm lại càng hội táo bạo. Thật giống như năm đó truyền kỳ đồng dạng, bởi vì truyền kỳ mà làm cho người chơi đánh nhau thậm chí phóng hỏa sự kiện tầng tầng lớp lớp, mà cái này võ đạo ra bản thân tựu là chiến đấu trò chơi, tuy nhiên là điện tử thi đấu thể thao một loại, nhưng là đánh ra hỏa đã đến, thường thường hậu quả hội đáng sợ hơn. Quảng Đông một nhà trong quán Internet tựu đã xảy ra loại tình huống này. Năm đó thanh chiều màn cuối lúc, Quảng Đông vốn chính là cao thủ tụ tập địa phương, hiện tại từng cái lưu phái còn có thế lực tại. Võ đạo ra đi ra về sau, từng cái lưu phái đều không cam lòng, nhanh chóng đã bắt đầu khuếch trương. Người trẻ tuổi vốn là tự dễ dàng xúc động, hơn nữa lại là này sau một cái kịch liệt va chạm trò chơi. Cho nên tại một nhà tiệm Internet nội, mấy người trẻ tuổi chơi lấy trò chơi đọ sức lấy, thua cái kia một phương lại đột nhiên phát hỏa, vì vậy chiến đấu liền từ trên máy vi tính chuyển rời đến sự thật chính giữa. Cái này mấy người trẻ tuổi ngày bình thường đều có chút không làm việc đàng hoàng, ưa thích kéo bè kết phái cái chủng loại kia. Nói khó nghe điểm tự là tên côn đồ, vì vậy chuyện lần này kiện náo vô cùng đại, song phương đều gọi điện thoại gọi người, cuối cùng trên trăm cá nhân đã xảy ra đại quy mô dùng binh khí đánh nhau, tuy nhiên may mắn chính là không có người tử vong, nhưng là nhiều người trọng thương nằm viện, vậy cũng là bên trên là võ đạo gia phát hành đến nay, ác liệt nhất một lần người chơi tuyến hạ đại chiến sự tình. Trên cơ bản tại Trung Quốc ra loại chuyện này, quốc gia thường thường đều đối với như vậy trò chơi tiến hành phong sát đấy. Thật giống như năm đó làm cực nhanh chóng tiệm Internet sự kiện, cũng là bởi vì hai cái học sinh trung học cùng tiệm internet phục vụ viên phát sinh tranh chấp do đó phóng hỏa, làm cho 25 người tử vong sự tình, trực tiếp làm cho cả nước tiệm internet tiến hành chỉnh đốn và cải cách, hạn chế chưa thành nhân tiến mà sự kiện lần này, quốc gia cũng phi thường tức giận, muốn cầm võ đạo ra khai đao nhưng lại lại không biết như thế nào khai đao, vì vậy cuối cùng chỉ có thể lại để cho hách ái quốc trước cho Trần Húc liên hệ rồi. Trần Húc tại biết rõ tin tức này thời điểm cũng phi thường tức giận, tuy nhiên hắn đã rất lâu không có đi tiệm internet rồi nhưng là biết rõ tiệm internet cái chủng loại kia không khí, mà lần này ra nghiêm trọng như vậy sự kiện, nói tóm lại hắn trốn không khai trách nhiệm. Mà Trần Húc hỏi hách ái quốc thượng diện là ý định xử trí như thế nào, hách ái quốc tự nói bởi vì võ đạo ra cái này trò chơi hôm nay sinh ra một ít tai hại rất lớn, rất nhiều bạn trên mạng phi thường không lý trí ở trên mạng tùy ý công kích người khác cùng mặt khác lưu phái võ công, như vậy phi thường không tốt. Cho nên quốc gia hy vọng có thể tải võ đạo gia càng thêm nhập thực tên kiểm tra đo lường, khiến cho người sử dụng thực tên chế, như vậy mới có thể đủ lại để cho các người chơi có chỗ kiêng kỵ, chỉ là kỹ thuật phương diện cần SMMS phối hợp. Điểm này Trần Húc vui vẻ tỏ vẻ đồng ý, bởi vì này khoản trò chơi chính giữa vốn tự bao hàm có thực tên chế chứng thực tin tức, chỉ có điều tại phát hành thời điểm bị hắn cho tắt đi. Lúc này thời điểm chỉ cần tiểu mẫn một mình làm một cái kích hoạt tin tức động ở hạo phương, Tencent đối chiến trên sân thượng chỉ cần võ đạo ra cái này trò chơi một kết nối vào đối chiến bình đài, như vậy nhất định cần phải đưa vào thực tên tin tức tiến hành chứng thực, không nhận chứng nhận người sử dụng đem không cách nào tại trên mạng tiến hành đối chiến. Nhưng là loại phương pháp này gần kề chỉ là có thể chỉ phần ngọn mà thôi, bởi vì trên mạng rất nhiều địa phương phát bài viết đều là không cần thực tên, rất nhiều người cãi nhau, ví dụ như tại diễn đàn bên trên nhau nhau, đến Baidu Post ba đi tiến hành nổ đi. Rất nhiều người trẻ tuổi đều là phi thường dễ dàng bị kích động, tại có ít người ác ý châm ngòi phía dưới rất khó phân được thanh thị phi, tự vì tranh giành một hơi vì vậy bảo sao hay vậy tại trên mạng lung tung thống mạ. Ví dụ như Vịnh Xuân quyền mắng thái cực, thái cực mắng ý hình, ý hình mắng thông lưng vác. Vân vân và vân vân, cái này làm cho mấy cái lưu phái quan hệ đều chẳng phải hòa hợp rồi. Mà ở thời điểm này, một đám nước ngoài cao thủ cũng đem ánh mắt tiêu chuẩn Trung Quốc đối chiến bình đài, tháng tư ngày 2. Một phong chiến thư đột nhiên thông qua hacker đích thủ đoạn bị động ở hạo phương đối chiến bình đài trang chủ bên trên, Trung Quốc võ thuật, hào nhoáng bên ngoài copy chúng ta đại hàn dân tộc tinh túy taekwondo mà chỉ tốt ở bề ngoài. Hôm nay chúng ta vũ đức quán hướng trong phương cái gọi là võ thuật lưu phái khởi xướng khiêu chiến, phải tất yếu lại để cho người châu Á tin tưởng. Các người copy bất quá là chúng ta taekwondo ra lông công phu, đối mặt chính tông lúc, chỉ có thể thất bại thảm hại. Chúng ta chính là taekwondo vũ đức quán lưu, thế tất đánh bại người châu Á tự đại chi võ thuật mộc, chứng minh taekwondo mới được là đương thời mạnh nhất công phu. Một thạch kích thích ngàn tầng sóng cái này phong chiến thư nhanh chóng ngay tại trên Internet đã tạo thành vô cùng oanh động cực lớn. Mấy đại web qua tổ chính giữa võ đạo gia khối diễn đàn lập tức bị tình cảm quần chúng xúc động đám bạn trên mạng điên cuồng soát thiết phát tiết lấy phẫn nộ của mình. Baidu võ đạo gia A đám bạn trên mạng lần đầu tiên tổ chức N, thì ra là buông tha cho cái gọi là thiên kiến bẻ phái, bắt đầu tập kết, dùng nổ đi phương thức phát tiết bất mãn của mình. Đương nhiên, bạo phát đều là cùng Hàn Quốc có quan hệ Baidu Post 3. 10 giờ sáng cả, Taekwondo A bị bảo, 13 giờ đúng, Hàn Quốc nổi tiếng thần tượng tổ hợp phương Đông Thần Khởi A bị bảo. 14 điểm 20 phân, Hàn Quốc Minh Tinh A bị bạo. Lại để cho mọi người mừng rỡ chính là, vốn là trên Internet nhao nhao thành một đống, một đám người nhao nhao đang nói cái đó cái đó lưu phái không tốt ngôn luận hết thảy biến mất. Tại đối mặt kẻ thù bên ngoài thời điểm, người châu Á luôn có thể lập tức biến thành vô cùng đoàn kết, nhất trí đối ngoại. Chỉ là, người sáng suốt đều có thể nhìn ra loại này đoàn kết chỉ là tạm thời, cái này không có biện pháp. Nói thật, người châu Á quá thông minh, một cái người châu Á là một đầu long. Bọn hắn ai cũng không phục ai, tại không có một cái nào cùng chung địch nhân lúc, người châu Á dễ dàng nội chiến, vì cái gì dễ dàng nội chiến. Cũng là bởi vì quá thông minh, đều cho là mình rất cường, căn bản không đi tin phục người khác. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ sau này vấn đề còn có rất nhiều rất lớn, rất lại để cho người đau đầu. Bất quá hiện tại chú ý lực bị chuyển di đích thật là kiện chuyện tốt. Hàn Quốc, càng là vô sỉ. Taekwondo tuy nhiên là Triều tiên bán đảo truyền thống kỹ nghệ nhưng là trong đó lại không có ly khai Trung Quốc võ thuật bóng dáng. Lại để cho đám bạn trên mạng phẫn nộ chính là Taekwondo chính thức thành lập chỉ có chính là vài thập niên địa lịch sử lại vẫn không biết xấu hổ nói Trung Quốc võ thuật là copy bọn hắn hay sao. Cái này quả nhiên là có thể nhẫn nại, không có thể nhẫn nhục rồi. Kỳ thật đây cũng không phải là là Hàn Quốc lần thứ nhất khiêu khích. Chuẩn xác mà nói, cái này cũng thực sự không phải là nước ngoài võ thuật lưu phái lần thứ nhất khiêu khích. Từ lúc dân quốc thời kỳ thời điểm, Nhật Bản võ sĩ vì đánh bại Trung Quốc võ thuật bất bại thần thoại, tựu năm lần bảy lượt đối với Trung Hoa võ thuật giới tiến hành khiêu khích, tại phát hiện mình quang minh chính đại căn bản đánh không lại Trung Quốc võ thuật về sau, thì tiện địa thủ đoạn tắc thì dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Hạ độc, bắt cóc vơ vét tài sản chờ chờ. Nổi danh địa có tên quốc thuật đại sư Hoắc Nguyên Giáp tiên sinh, tự là tại chúng đối phương độc về sau tiếp tục kiên trì tại trên lôi đài cùng người luận võ. Kết quả ngày quân khắp nơi tuyên bố Hắc Nguyên Giáp đại sư là bị đánh cái chết. Vô sỉ đến thực điểm, mà khi lúc quân Nhật tự ỷ vào Hắc Long hội thế lực, muốn đánh vỡ Trung Quốc võ thuật thần thoại, loại thủ đoạn này, hắc, dùng khá hơn rồi. Hắc Long hội lúc đương thời Nhật Bản quân đội ở sau lưng ủng hộ, làm việc tàn nhẫn không từ thủ đoạn, mà Trung Quốc ngay lúc đó rất nhiều võ lâm cao thủ đều là dân chúng thấp cổ bé họng, nhà mình chính phủ đều không giúp đỡ. Tại làm sao chút ít thủ đoạn âm hiểm xuống, chỉ có thể ôm hận lôi đài rồi mà tới được hiện đại, loại này võ thuật lưu phái địa lén tranh đấu kỳ thật cũng không ít. Bất quá lúc này không giống ngày xưa, những cái kia hạ lưu đích thủ đoạn không thể tại lấy ra sử dụng, hoặc là nói không thể quang minh chính đại địa lấy ra dùng. Thực đem làm hiện tại sẽ không có đá quán các loại địa sự tình đã xảy ra sao. Làm sao có thể, trong nước bên này còn hơi tốt một chút, dù sao bây giờ là pháp chế xã hội, Trung Quốc đối với lén ẩu đấu sự tình quản so sánh nghiêm. Nhưng là tại hải ngoại, rất nhiều người hoa võ quán, cái kia cơ hồ tựu là 3 ngày một ít đánh, 5 ngày một đại đánh. Hơn nữa hiện tại cùng loại với Taekwondo, Karate những này lưu phái muốn tiến quân một tòa thành thị, thường thường đều đối với địa phương võ lâm cao thủ tiến hành khiêu chiến. Bất quá bọn hắn rất thông minh, cũng không phải dựa theo quy củ cũ nói ta khiêu chiến đã thất bại tựu không ở chỗ này mở quán rồi. Mà là rất hèn mọn dùng một loại vãn bối tư thái đến thăm thỉnh giáo. Dùng lời nói đem cao thủ cho ngăn chặn, như vậy cho dù bọn hắn đã thất bại, cao thủ muốn tự trọng thân phận, cũng sẽ không biết đi theo chân bọn họ con đường nhỏ xem khó xử. Đương nhiên, nếu như nếu là thắng, hắc hắc, cái kia cái đuôi tựu vỉnh lên trời. Bất quá lén tranh đấu luôn tạo không thành được cái gì quá lớn lực ảnh hưởng đấy, như loại này công khai tại trên mạng tiến hành khiêu chiến còn là lần đầu tiên còn lần này, tạo thành địa lực ảnh hưởng cũng là vô cùng khổng lồ đấy. Hàn Quốc lần này tới đá sân bãi cao thủ rất tốt nhận thức, bọn hắn đăng ký danh tự đều là Hàn Văn, mà ở Hàn Văn trước khi, tắc thì giống như Trung Quốc rất nhiều các người chơi làm gia tộc đồng giặc, làm một gia tộc tên, bất quá gia tộc này tên nhưng lại tiếng Trung rồi. Vũ Đức quán, vũ Đức quán là thế giới Taekwondo liên minh chín đại lưu phái một trong, lần này dẫn đầu chính là bọn họ. Nhưng cụ thể xuất chiến nhân viên còn không rõ ràng lắm, dựa theo lẽ thường đến đoán chừng, cái này trò chơi phóng suốt bất quá một tháng thời gian, có thể chơi thì vẫn còn tốt hơn thì ra là một ít thâm niên trò chơi người chơi. Bởi vì tại thao tác lên, bọn hắn hội tương đối quen thuộc, cái này vũ đức quán các thành viên rất nhanh ngay tại trên mạng phát khởi khiêu chiến, bọn hắn cái này một đội 20 người, mỗi ngày sát nhập hạo phương cùng Tencent đối chiến trên sân thượng tất cả khiêu chiến ba gã đối thủ, bắt đầu tiến hành đoạt phân. Bởi vì võ đạo gia náo nhiệt hơn nữa chủ yếu là do Trung Quốc cao thủ phát hành, cho nên hạo phương cùng Tencent đối chiến trên sân thượng cũng chuyên môn mở cao thủ chứng thực khối, cái này là học tập nước ngoài một ít chuyên nghiệp bình đài. Loại này trên sân thượng đều là cao thủ, mà cũng không phải là như là trong nước rất nhiều bình đài đồng dạng tùy tiện là ai đều có thể đi vào. Ở nước ngoài loại này trên sân thượng, đánh thắng về sau đạt được điểm tích lũy là có thể hối đoái tiền đấy. Bởi vì cao thủ luận bàn là rất khó được, trò chơi rep chiếc có có rất lớn nghiên cứu giá trị, bình đài trang web đều là có nhân viên quản lý phụ trách lựa chọn đặc sắc rep cung cấp người download, dựa theo download lưu lượng tiến hành kế phí đấy. Mà theo bình đài càng làm càng lớn, dứt khoát trực tiếp đề cao cánh cửa, cởi mở kênh lại để cho người tiến hành đoạt phân, từng kênh đệ nhất cao thủ cùng ngày có thể lấy được nhất định lượng đô la. Như vậy tiểu hấp dẫn càng nhiều nữa người tiến đến thi đấu, mà có ít người dứt khoát coi đây là sinh. Đương nhiên, loại này đoạt phân cũng là có quy định đấy. Mỗi người mỗi ngày điểm toàn bộ thành số 0, cùng đối thủ giao chiến có thể đạt được điểm tích lũy. Nhưng lại không thể cùng cùng một cái ai đi giao chiến 3 lượt đã ngoài, sau đó nhất định phải khiêu chiến điểm so người cao người, khiêu chiến cao thủ một lần về sau, Tắc thì nhất định phải tiếp nhận điểm so người thấp một cái đối thủ khiêu chiến. Dù sao quy củ rất phức tạp, mục đích đúng là vì ngăn chặn có người đăng ký áo lót đến ăn gian. Hàn Quốc cao thủ chầm chầm đúng là Trung Quốc những cao thủ này kênh. Bọn hắn phân biệt tổ chức nhân thủ, 20 người phân thành 10 đội đến tiến vào chiếm giữ kênh chính giữa bắt đầu soát phân. Ngày đầu tiên, vậy mà 10 cái kênh đệ nhất toàn bộ bị người Hàn Quốc cầm lấy đi, Trung Quốc các người chơi bắt đầu hô to bầy gà con không nên vào đi đưa đồ ăn rồi mà từng cái lưu phái cũng bắt đầu tổ chức cao thủ tiến về trước đánh lén, súng ngắm. Ngày hôm sau, trong phương cao thủ cùng Hàn Quốc cao thủ triển khai chém giết, nhưng là vì rất nhiều người vẫn còn đang trông xem thế nào chính giữa, hơn nữa còn có một chút người chơi tự dùng vi thực lực của mình cao cường, nhịn không được đi lên khiêu chiến. Cái này tâm tình là tốt, nhưng lại khó tránh khỏi cho người khác đưa đồ ăn rồi. Ngày hôm sau, lại là Hàn Quốc cao thủ cầm 10 cái kênh đệ nhất. Cái này Trung Quốc các người chơi tắc thì đều tức giận rồi, diễn đàn bên trên nhau nhau thành một mảnh, nói ai 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 không nên đi lên cho người khác tiến đưa phần đích. Kỳ thật người khác nói lời này chưa hẳn tựu là ác ý, dù sao đây là quan hệ đến toàn bộ Trung Quốc giới trò chơi, thậm chí là võ thuật giới danh vọng sự tình. Nhưng là nghe vào người khác trong lỗ tai cảm giác kia tựu không giống với lúc trước à. Ai không muốn ngăn cơn sóng dữ, ai không muốn trở thành vi chúa cứu thế, có can đảm tiến lên cùng Hàn Quốc cao thủ đối kháng, mặc kệ thắng thua, đều là anh hùng. Nhưng là sự thật thường thường so mộng tưởng muốn tàn khốc nhiều, tại cái trò chơi này quy tắc xuống, đi lên cho người khác tiến đưa phân, mặc kệ như thế nào, thua tựu là thua, trở thành người khác đá kê chân cũng là không có cách nào sự tình. Nếu như có thể bình tâm tính khí nói chuyện, có lẽ mọi người còn có thể hiểu được thoáng một phát, cùng một chỗ thương lượng một chút về sau nhìn nhìn lại an bài nào cao thủ đi qua đánh lén súng ngắm. Nhưng là như vậy một mắng, tượng đất còn có ba phần nóng tính rồi cả đám đều suy nghĩ MB, lão tử trị không chết ngươi rồi. Vì vậy Trung Quốc các người chơi rất nhiều đều không phục tiếp tục đi lên khiêu chiến, sau đó nguyên một đám cho người khác tiến đưa phân. Ai, có tổ chức không kỷ luật à? Một đám từng cái lưu phái những cao thủ tại trên mạng phát ra ai thán. Người Hàn Quốc không phải vô địch, tuy nhiên không phải không thừa nhận, cái này một đám đến đây đều là cao thủ, nhưng là thật muốn cùng Trung Quốc cao thủ liều, thắng bại cũng không quá đáng tựu là năm, năm số lượng, rất rõ ràng đối phương xà kích võ công chiêu thức rất thực dụng, là trải qua giày công tính toán mà được đi ra đấy. Rất nhanh tự có tin tức truyền đến, lúc này đây Hàn Quốc cao thủ sở dĩ có dũng khí trước tới khiêu chiến, chính là vì Hàn Quốc mấy ra trò chơi công ty nhầm vào cái này trò chơi chế tạo ra đến động tác chiêu thức. Không thể không nói, Hàn Quốc trò chơi nghiệp thật là phát đạt, mà vừa vặn chính là, Hàn Quốc một nhà trò chơi công ty đang tại tìm cách một cái taekwondo chiến đấu trò chơi, trò chơi chính giữa ghi lại đại lượng taekwondo chiêu thức tin tức. Trên thực tế cái này trò chơi đã chế tác không sai biệt lắm, nhưng là võ đạo gia đột nhiên ngang trời xuất thế, cái này Taekwondo trò chơi rõ ràng không có thị trường rồi. Rất đơn giản, Taekwondo có thể làm được võ đạo gia cũng có thể làm đến, hơn nữa trò chơi hình ảnh, tốc độ, trò chơi tính, tính linh hoạt đều xa xa so với bọn hắn trò chơi cao hơn ra mấy cấp bậc. Rõ ràng không có bất kỳ sức cạnh tranh, nhưng là nguyên lai like cái kia khoản trò chơi chính giữa chiêu thức, nhưng lại có thể rất nhẹ nhàng cấy ghép đến cái này trò chơi bên trên. Mà đối với chiến đấu chiêu thức, vốn chính là nhà này Hàn Quốc công ty phi thường tự tin đấy. Tại khảo thí thời điểm bọn hắn cũng thỉnh đã đến một đám taekwondo cao thủ tự mình chỉ điểm, hơn nữa cũng xin một đám cao thủ người chơi làm glow beta. Cho nên khi Trung Quốc các người chơi còn đang quen thuộc trò chơi thao tác thời điểm, Hàn Quốc những này glow beta cao thủ cũng đã phi thường quen thuộc, hơn nữa kỹ thuật rất tốt rồi. Mượn cơ hội này đến đến đập quán, khi dễ đúng là người Trung Quốc người chơi đùa thời gian đoạn. Về phần có công bình hay không, hắc, đối với cây gậy mà nói, có tất yếu so đo cái này sao? Liên tục 4 ngày, Hàn Quốc cao thủ đều tại 10 cái kênh chính giữa liên tục cầm đầy thứ nhất, cái này chẳng khác nào là hung hăng quạt Trung Quốc các người chơi một cái bàn tay. Lúc này thời điểm rất nhiều tự cho là mình rất mạnh các người chơi cũng đều uể oải rồi, buông tha cho, bọn hắn biết rõ chính mình tạm thời còn so không qua đối phương. Loại này đám ô hợp từng bước từng bước bên trên đi chịu chết phương pháp chẳng khác nào là giúp người khác tiến đưa phân, mà người Hàn Quốc cố ý khi bọn hắn trên website ghi rõ màu đỏ bốn thiên, cũng rất giống là đao cắt đồng dạng lại để cho Trung Quốc các người chơi phẫn nộ không thôi. Kế tiếp tiến công dần dần biến thành có tổ chức, vịnh xuân, thái cực, ý hình, thông lưng phát bát quái. Chờ chờ bài danh top 10 lưu phái riêng phần mình tổ chức cao thủ chiếm đóng thập đại kênh, đã bắt đầu đối với Hàn Quốc cao thủ chặn đường. Chớ xem thường Trung Quốc không có cường nhân, tuy nói lúc này đây chuẩn bị so về người Hàn Quốc muốn vội vàng nhiều bởi vì trung quốc cao thủ trên cơ bản bắt đầu luyện tập cái này trò chơi tối đa cũng cũng chỉ dùng một tháng thời gian mà người hàn quốc tác thì luyện tập hơn mấy tháng thậm chí nửa năm trở lên hơn nữa trung quốc bên này chiêu thức cái gì còn chưa đủ hoàn thiện nhưng dù là như thế song phương cũng liều mạng cái thế lực ngang nhau những thứ không nói khác trung quốc bên này sân nhà ưu thế hay vẫn là rất cường đại xa luân chiến đối với đối thủ đả kích cũng là rất lợi hại đấy vì vậy tại đây dạng có tổ chức cân đối tiến công phía dưới Trung Quốc cao thủ hay vẫn là thành công đánh lén, súng ngắm, đối phương, 10 cái canh đệ nhất suốt cục đoạt trở lại rồi ba cái, chỉ có điều tại chỉnh thể điểm bên trên hay vẫn là chiếm cứ hoàn cảnh xấu. Trung Quốc những cao thủ đã mảnh khảnh phân tích, Hàn Quốc lần này 20 tên cao thủ năng khiếu, ví dụ như mạnh nhất chính là cái kia dây ION, đặc điểm của hắn ngay tại ở mưa to gió lớn đồng dạng tấn công mạnh, tốc độ tay siêu cao, người bình thường gặp gỡ hắn thường thường còn không kịp thao tác đã bị đang sống đánh chết rồi. Tổng phân thứ hai lên đặc điểm ở chỗ hơi thao hậu phát chế nhân cùng hắn đối nghịch thời điểm rất ít chứng kiến hắn chủ động công kích đều là xem chuẩn sơ hở một kích trí mạng đoán chừng tại sự thật chính giữa cũng là một cao thủ tổng phân đệ tam fl tiệm uốn tóc y bạo kích rất cường thường xuyên tại đối phương xuất hiện sai lầm về sau chấm dứt giết bổ chân chấm dứt chiến đấu đối mặt hùng hổ đối thủ trung quốc cao thủ không thể không chăm chú tuy nhiên biết rất rõ ràng đây là một hồi không hề tính công bình đáng nói chiến đấu nhưng là cái thế giới này vốn tựu không tồn tại cái gì công bình. Lại cân đối địa trò chơi đều cần người đến thao tác, Cổ Long đại nhân nói thì tốt hơn. Có người địa phương thì có giang hồ, thật không lừa ta. Trận chiến đấu này Trần Húc tự nhiên cũng tham dự, Bát Quái trưởng với tư cách võ đạo trong nhà bài danh đệ Tam Lưu phái, muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát địa phương. Đối với Bát Quái trưởng chiêu thức chế tác, Nam Cung Lam xem như tìm đúng người rồi rồi. Trần Húc là cái loại này sự tình gì hoặc là không làm muốn làm tựu nhất định sẽ cố gắng làm tốt cái chủng loại kia người bát quái trưởng cái này bộ động tác tuy nhiên là tập hợp toàn bộ máy vi tính hứng thú tiểu tổ tâm huyết nhưng là tại chi tiết tỉ mỉ phương diện nhưng đều là trần hút lại để cho tiểu mẫn hỗ trợ tiến hành điều khiển tinh vi sửa chữa đấy bằng không thì dùng máy vi tính hứng thú tiểu tổ thực lực dựa vào cái gì có thể làm cho bát quái trưởng bài danh bay thẳng đến võ đạo gia điện lưu phái danh thứ ba nằm mơ a à, với tư cách máy vi tính tiểu tổ chính giữa đệ nhất cao thủ Trần Húc bởi vì đùa sớm nhất, hôm nay đã là đánh khắp hợp hiệp đại vô địch thủ. Với tư cách đệ nhất cao thủ địa Trần Húc, tự nhiên cũng là tham dự đã đến đánh lén, súng ngắm, Hàn Quốc cao thủ nhiệm vụ chính giữa. Trần Húc ngày đầu tiên đi lên thời điểm bị đổ ăn mấy lần. Ngày hôm sau tựu trên cơ bản có thua có thắng, Trần Húc toàn chui vào chầm chầm đối thủ tên là Ono. Ono đột kích rất cường, nhưng là Trần Húc đấu pháp lại quỷ dị hay thay đổi, song phương trên căn bản là có thể ngang hàng đấy. Tại Trần Húc đánh lén súng ngắm xuống, mấy ngày nay đơn giản chỉ cần đem o no đánh thành Hàn Quốc lần này tới 20 tên trong cao thủ đếm ngược thứ hai. Đếm ngược đệ nhất cùng đếm ngược đệ tam cái kia hai tên ra hỏa là vì gặp được Vịnh Xuân quyền cao thủ, cho nên chỉ có thể ôm hận. Nhưng tổng địa mà nói, hay vẫn là Hàn Quốc cao thủ chiếm được thượng phong. Vịnh Xuân, thái cực cùng bát quái trưởng, cái này tam đại lưu phái địa thành công lập tức tại trên mạng đã tạo thành rất lớn tiếng vọng. Vịnh Xuân Lưu là vì SMMS làm địa chiến đấu chiêu thức khuôn mô hình, lực ảnh hưởng là lớn nhất nhưng là thái cực người biết là tối đa đấy. Cho nên đành phải thứ hai, mà bát quái trưởng đột nhiên quật khởi tắc thì lại để cho người sợ hãi thán phục. Rất nhanh tự hấp dẫn một nhóm lớn tùy tùng, dù sao ai có thể đánh thắng, ai có thể làm vẻ vang. Người đó là cường giả, như vậy đánh thua đây này, thực xin lỗi, chúng ta không cần trợ giúp của các ngươi. Nhìn xem trên mạng cái này đầu nhắn lại, Trần Húc khí dùng sức đập một cái mặt bàn, người chung quanh cũng là một hồi mặt thanh. Đều con mẹ nó cái lúc này rồi, vẫn còn ý những cái kia mặt mũi làm gì? Sự thật trong xã hội có Nam Cung Lam giật dây, trên internet có Trần Húc cùng cao hiểu tiết lực ảnh hưởng, tăng thêm bát quái trưởng hôm nay chiến tích. Không người nào dám xem thường cái này do đệ tử tổ thành lưới bên trên chiến đội. Cho nên tại nơi này võ đạo gia trao đổi bình đài lên, Trần Húc bọn hắn nói chuyện vẫn tương đối có phân lượng đấy. Cái này trao đổi bình đài là Tencent cung cấp cho tất cả đại chiến đội, bởi vì vì mọi người đều phát hiện, người Hàn Quốc có chuẩn bị mà đến, bọn hắn làm chuẩn bị rất sung túc. Nếu như Trung Quốc cao thủ lại là khư khư cố chấp, từng người tự chiến, như vậy kết quả không cần nhiều lời, nhất định là bị tiêu diệt từng bộ phận kết cục. Nhưng là tốt tổ chức sao? Tục ngữ nói một cái người châu Á là một đầu long, một đống người châu Á là một đám trùng. Lời này, tuy nhiên cực đoan một chút a, à, nhưng là không thừa nhận cũng không được hai câu nói nói đều vẫn có như vậy vài phần đạo lý đấy người châu á rất cường cho nên rất khó tin phục người khác trừ phi đối phương biểu hiện ra ngoài lực lượng lớn đến một loại cực hạn đương nhiên loại này cực hạn cũng không phải địch nhân mặc kệ địch nhân như thế nào cường đại người châu á đều là không sợ hãi đấy có thể mặt đối với chính mình người thời điểm thật giống như hiện tại a à. thái cực vịnh xuân cùng bát quái lấy được thành tích tốt nhưng là môn phái khác lại phần lớn là bại nhiều thắng ít mà lúc này đây phương pháp tốt nhất, tựu là đem cao thủ phân lưu, dùng thu hoạch càng nhiều nữa thắng lợi. Nhưng hiện tại vấn đề đã tới rồi, căn cứ trước khi mấy đại lưu phái ở giữa ước định, 10 cái lưu phái là phân công quản lý 10 cái kênh, nhưng hôm nay chỉ có 3 cái kênh lấy được đại thắng, còn lại kênh phần lớn là dùng thất bại chấm dứt. Mà lúc này đây thái cực, Vịnh Xuân cùng bát quái cái này ba cái lưu phái hy vọng phái một ít cao thủ đi mặt khác kênh đóng quân, do đó giảm bớt mặt khác kênh áp lực, có thể đề nghị này lại bị bác bỏ, cái kia các người tới đến chúng ta thông bối quyền kênh, có phải hay không hội dùng thông bối quyền khắc địch đâu này? Chúng ta thông bối quyền đánh không lại taekwondo, các người thái cực quyền tới thì đem bọn hắn đánh bại, cái kia chúng ta thông bối quyền mặt ở đâu? Nói rất đúng, không bằng chúng ta sự thật chính giữa khoa tay múa chân khoa tay múa chân một cái phá trò chơi mà thôi, có ít người thật đúng là cho là thực tế. Thực xin lỗi, chuyện này tự chúng ta hội xử lý, cảm tạ quý phương hảo ý. Chứng kiến những người khác phần lớn là trả lời như vậy. Trần Húc có chút tức giận rồi. Hiện tại những chuyện này đã không phải là một cái lưu phái chính mình vinh dự vấn đề, mà là quan hệ đến toàn bộ Trung Quốc võ thuật giới danh vọng vinh dự vấn đề. a à, lúc nói lời này khó tránh khỏi có chút khôi hài, dù sao trò chơi là trò chơi. Thực tế thì sự thật, trò chơi cùng sự thật ở giữa tranh lệch là rất lớn. Một người như Trần Húc như bây giờ tại trên mạng tính toán giả dạ, dạ một đời cao thủ, có thể trong hiện thực gặp được đối phương cao thủ cũng chỉ có ngược đãi địa phần. Nhưng là, theo võ đạo gia tại toàn cầu cực độ lửa nóng, cùng với cái này trò chơi địa cường đại trò chơi tính, đã có thể làm cho người nhìn ra võ học thay vào máy tính đích thật là cũng được sự tình. Như vậy là ngựa chết hay là lừa chết, dẫn ra đến bóng bẩy. Trên Internet tranh đấu, đối với rất nhiều dân mạng mà nói, chính là như vậy chuyện quan trọng. Cùng chân thật tranh lệch không lớn, ba người thành hổ, tiếng người đáng sợ à, người khác đều nói người không tốt, vậy người nắm quyền thực để chứng minh. Không tại sự thật chính giữa chứng minh, cái kia tổng có thể ở trên internet chứng minh a à. cho nên chuyện này hay là thật quan hệ đến trung hoa võ thuật địa thanh danh tuyệt không khoa trương có thể cái lúc này mặt khác mấy cái lưu phái nhưng lại như vậy một bộ cử nhân xa ngàn dặm bên ngoài thái độ mấy cái đảm chân phái địa cao thủ thậm chí thả ra ngoan thoại yên tâm lão tử cho dù liều bên trên vừa chết cũng sẽ không khiến hàn quốc đắc ý chứng kiến lời này trần húc quả nhiên là vừa bực mình vừa buồn cười thật muốn đến phiên thực chiến nam quyền bắc chân tất cả lính làm dáng ai cũng không thể nói nhà ai tựu nhất định lợi hại hơn hoặc là nói công phu được không ở chỗ luyện được không cùng công phu bản thân không quan hệ đều là tinh túy nhưng là trên mạng kỳ thật cũng giống như vậy đó a à. công phu được không ngay tại ở thao tác được không nhưng vấn đề là những này lưu phái hôm nay còn cũng không có hình thành một cái nguyên vẹn thể thống không thể bắt bẻ trò chơi chiến đấu hình thức điểm này rất có hại chịu thiệt phi thường có hại chịu thiệt muốn nói thông lưng vác đàm chân đâm chân như vậy trò chơi võ công chiêu thức, Trần Húc Địa trong tay đều có. Nhưng hắn hiện tại không dám phát ra tới, chỉ sợ phát ra nổi phản hiệu quả. Nói như thế nào đây, kỳ thật hiện tại cái khác mấy cái lưu phái biên tập địa võ công chiêu thức, tuy nói so ra kém trong tay mình, nhưng dầu gì cũng đã thành hình rồi. Đối với thao tác địa thói quen cũng đều dưỡng thành rồi, lúc này thời điểm lại phát ra tới một cái tốt chiêu thức, như vậy những cao thủ này thế tất muốn đi tiến hành huấn luyện, như vậy quá chậm trễ thời gian. Bây giờ đối với chiến Hàn Quốc người khiêu chiến, thật là một chút thời gian đều chậm trễ không dậy nổi. Trần Húc chỉ có thể chờ chuyện này phong ba đi qua về sau, lại đem những này võ công chiêu thức tại trên mạng tiến hành tuyên bố. Thế nhưng mà, hiện tại từng cái lưu phái vì mình danh vọng không chịu lui, điểm ấy cũng rất lại để cho người phiền muộn. Bằng tâm mà nói, Trần Húc hay vẫn là rất lý giải bọn hắn đấy. Dù sao hiện tại Trung Quốc vô cùng nhiều bạn trên mạng đều tại chú ý lần này trên mạng võ thuật đại chiến nếu như một cái lưu phái kinh sợ rồi, vậy đối với cái này lưu phái thanh danh đả kích tắc thì là rất lớn. Loại này đả kích thậm chí có thể phản ánh đến sự thật xã hội chính giữa. Sau này người ta nhắc tới Trung Quốc võ thuật lưu phái, nói đến một nhà về sau, bạn trên mạng một hồi phục, ơ, ờ, cái này lưu phái ta biết rõ, chẳng chứ cùng nhị ngũ bát phạn, mồi chém gió tự kỷ, giống như kết quả liền Hàn Quốc đều đánh không thắng, còn không biết xấu hổ nói loại lời này, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không thể thừa nhận. Lưỡng nan à cái kia tình huống bây giờ phải làm gì thái cực quyền cao thủ phân đội nhỏ trường cũng hơi tức giận tại trong nhóm người này phân đội nhỏ trường vẫn tương đối có thể nói bên trên lời nói bởi vì hắn giao đấu hàn quốc hai người cao thủ lúc lấy một địch hai ngạnh xanh xanh dùng lực lượng một người đoạt lại một cái kênh đệ nhất có thực lực nói chuyện tự có phân lượng huống chi thái cực quyền chiêu thức hoàn toàn là do phân đội nhỏ trường người ký tên đầu tiên trong văn kiện đoàn đội làm được mặt khác lưu phái cao thủ đều không lên tiếng dù sao hiện tại bọn hắn chiến tích tại đâu đó cũng không mặt mũi làm sao nói mọi người hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao thiết tuyến quyền sư phó đã nổi giận đùng đùng nói chuẩn bị giết hướng seoul cùng hàn quốc cái gọi là cao thủ súng thật đạn thật véo a một hồi rồi bình tĩnh phải bình tĩnh nói chuyện chính là an nhàn vịnh xuân quyền cao thủ mà nghe nói chân nhân tại trong hiện thực cũng là vịnh xuân cao thủ lại tinh thông máy tính điểm ấy phi thường khó được nhưng lúc này thời điểm nói hắn loại lời này thật sự có chút thiếu nợ đánh an nhàn nói ta muốn các vị hay vẫn là trước đừng cãi rồi bình tâm tĩnh khí đến thảo luận một chút ứng phó như thế nào hiện tại trên internet nguy cơ nói thật cho chúng ta nửa năm thời gian tin tưởng từng cái lưu phái võ công chiêu thức thành thục về sau chúng ta không cần e ngại bất kể đối thủ nào bởi vì ta hiện tại tự càng ngày càng có cảm xúc rồi đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng một đám người trong nội tâm đều như vậy nói thầm lấy nghĩ thầm các người vịnh xuân ngược lại tốt chiêu thức đều có sẵn đấy hơn nữa là cao thủ trực tiếp làm tốt, chúng ta không có người cái này vận khí à." Trần Húc lúc này thời điểm cũng lên tiếng nói, "Các vị, tiểu đệ cho rằng hôm nay việc cấp bách tựu là giải quyết hết hung hăng cản quấy cây gậy, chuyện gì khác tình, chúng ta đằng sau lại chậm rãi thảo luận." Tiểu đệ gần đây liên tiếp đánh lén súng ngắm cây gậy cao thủ, cũng có chút tâm đắc, của ta các đội hữu thực lực cũng không kém. Có lẽ có thể tại giải quyết hết một cái kênh địa đối thủ lúc lại đối với mặt khác kênh tiến hành viện thủ. Tiểu đệ hoàn toàn không có khoe khoang ý tứ chỉ là muốn vượt qua lần này cửa ải khó, Trung Hoa võ thuật bác đại tinh thâm. Tiểu đệ cam đoan, tại sau khi sự tình lần này, nhất định sẽ băng giúp mặt khác từng cái lưu phái biên soạn càng hoàn mỹ địa chiêu thức. Kính xin các vị tạm thời buông ra thiên kiến bẻ phái, cùng cửa ải khó. Trần Húc nói vô cùng thành khẩn, nhưng là mặt khác lưu phái địa mọi người vẫn còn do dự, dù sao văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Đâm chân môn đái tiểu lâu nói rất hay, ta tin tưởng các ngươi không phải cái loại này ưa thích nói huyên thuyên người, cũng tin tưởng quý phương đánh thắng về sau sẽ không mượn chiêu này dao động. Nhưng là tiếng người đáng sợ, dù sao hiện ở trong nước bạn trên mạng đều đang ngó chừng lúc này đây đọ sức, nếu như bọn hắn đã cho rằng một sự tình. Chỉ sợ sẽ rất khó quay đầu lại, ngụ ý tự hay vẫn là, chuyện này còn là rất khó thương lượng. Trần Húc bất đắc dĩ thở dài, đối với bên cạnh địa cao hiểu tiết bất đắc dĩ cười khổ một cái. Nói, đám người kia, làm sao lại như vậy du mộc đầu đâu này cá nhân đích vinh dự cùng quốc gia địa vinh dự so cái gì nhẹ cái gì nặng cũng không biết không phải ngươi nói địa đơn giản như vậy cao hiểu thiết chỉ chỉ trên màn hình diễn đàn nhắn lại nói ngươi xem một chút đi những ngày thiếp mời bài viết vô thiên cái địa đều là chửi bậy đổi lại là mắng ngươi ngươi có thể chịu được trần Húc gom góp qua đầu xem xét đây là Tencent sen võ đạo gia chuyên bản diễn đàn diễn đàn bên trên văn tự từng trang từng trang sách đập vào mắt kinh kinh bạo hất lên cao thủ áo ngoài bàng môn võ thuật thiết tuyến quyền rác rưởi không bằng thái cực cùng vịnh xuân tự biên tự diễn đâm cửa nách bại hoàn toàn tây côn đô đều là dùng chân đấy chênh lệch quá xa tây côn đô đều so ra kém cũng xứng xưng là võ thuật 72 lộ đàm chân trung quốc bóng đá nam nhập môn môn bắt buộc tác dụng giới hạn tại sân bóng cao thấp hắc chân địa phương cái gọi là võ công trung hạ chân cùi bắp nhất trên sân bóng đặt chân nhất hắc chứng kiến những ngày tiêu đề trần húc thật là liền phổi đều tức điên rồi trong khoảng thời gian này cùng nam cung lam cùng một chỗ trần húc cũng hiểu được rất nhiều có quan hệ với trung quốc võ thuật địa sử tình nam quyền bắc chân riêng phần mình kéo dài vươn rất lớn mấy nhánh sông phái mà những này lưu phái không một là kẻ yếu dân quốc thời kỳ thời điểm ngày khấu tiến vào trung quốc nhật bản rất nhiều võ sĩ thua ở trung hoa võ thuật phía dưới như thế nào hư danh nói chơi hay sao mà bây giờ bởi vì một cái trò chơi liền khiến cho được trung quốc dân mạng đối với trung hoa võ thuật như thế nản trí loại tình huống này không phải Trần Húc muốn xem đến đấy. Nếu quả thật bởi vì này sao một cái trò chơi đưa đến Trung Hoa võ thuật bị người khinh bỉ, cái kia Trần Húc cảm giác mình tự là tội nhân thiên cổ rồi. Trần Húc hiện tại cũng có chút hối hận, đem võ đạo ra cái này trò chơi phóng xuất rồi. Diễn đàn bên trên còn có một chút thiếp mời, bài viết bên trong viết, như phách quải trưởng như vậy võ thuật hoàn toàn là hư danh nói chơi, không sánh bằng vịnh xuân thái cực, thậm chí liền bát quái trưởng đều so ra kém hiện tại đã thua bởi Hàn Quốc lại vẫn không có tự giác. Hiện tại bọn hắn nên thừa nhận chính mình không được, nhượng suất vị trí cho hắn cao thủ của hắn đến đánh lén, súng ngắm, người Hàn Quốc, mà không phải còn tiếp tục làm ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, cho là mình rất cường rất kiểu như châu bò. Chứng kiến như vậy bình luận, nói thực ra Trần Húc trong nội tâm cũng có chút cảm xúc. Đương nhiên không phải cho rằng phách quải trưởng không được, đây chính là một môn hàng loạt, phách quải trưởng uy lực Nam Cung Lam cũng biểu thị qua, cường hãn vô cùng chỉ là đại khái là bởi vì trò chơi chiêu thức còn không có làm thành công, cho nên phát huy không đi ra sự thật chính giữa hai ba thành cao thủ hiệu quả, cho nên mới phải bị người như vậy hiểu lầm. Không phải hiểu lầm, chạm Tinh đột nhiên nói là có người tại cố ý theo dệt chuyện. Trần Húc cùng Nam Cung Lam bọn người là sướng sờ, tự chứng kiến cái này điểm tính nữ hài tử vuốt vuốt trên trán mấy cây màu xanh ra trời tóc, nói những điều này đều là xạ thủ văn. Ta vừa rồi tra xét thoáng một phát bọn hắn lên mạng địa chỉ phát hiện rất nhiều loại này theo diệt chuyện thiếp mời, bài viết gửi thư địa chỉ đều là tại cố định mấy cái địa phương, sau đó ta theo dõi xâm lấn bọn hắn máy vi tính về sau phát hiện, bọn hắn ứng dụng QQ bên trên đều có một cái bầy. Chạm tinh một chữ dừng lại, một trầu, bầy tên là Hàn Văn, phiên dịch tới tựu là Đại Hàn Đế Quốc, mà bầy người ở bên trong danh thiếp toàn bộ đều là Hàn Văn. Cái này là một đám Hàn Quốc lưới đặc, cố ý tại trên mạng tản lời đồn, sau đó khơi màu tranh chấp đấy. Lưới đặc, tự là mạng lưới đặc vụ giản dùng đặc vụ để hình dung trên Internet một loại đặc thù quần thể không khỏi có chút khó nghe, như vậy quan một cái đằng trước tốt đi một chút danh tự A, gọi là thân bên ngoài thuê xạ thủ có thể so với tốt hơn. Cái này quần thể phần lớn là người châu Á, hơn nữa rất nhiều đều là một ít văn tự không tệ người châu Á. Chỉ là đám người kia không có lương tâm, mặc dù có Trung Quốc quốc tịch, nhưng lại không có người châu Á giác ngộ, mạng lưới là một cái tương đối tự do, có thể tùy ý phát biểu ý kiến mà không sẽ đưa tới cái gì hậu quả địa phương. Mà trên Internet tràn ngập đại lượng tin tức, loại tin tức này có chính xác, nhưng càng nhiều nữa thì là chỉ tốt ở bề ngoài, dùng để nói dối người khác. Bọn này lưới đặc tựu là như thế, bọn hắn thu đi một tí ngoại cảnh tổ chức tiến, bắt đầu ở tất cả đại nhân khí lửa nóng trên forum giải một ít loạn thất bát tao tin tức. Đương nhiên, đừng tưởng rằng đem làm lưới đặc tự là đơn giản như vậy, bọn hắn tại trên mạng bày ra vô cùng nhiều một bộ sắc mặt đều là tinh anh phần tử. Bọn hắn không nhận hiện tại hết thảy, không nhận người bình thường cách nhìn, động tựu là một câu, hắc, xem xét người tựu là cái city youth, người biết cái gì. Học thức năm xe, bác Văn Cường ký tinh thông đủ loại sách. Những người này biểu hiện đặc điểm tựu là trường một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể chứng kiến người khác căn bản nhìn không tới đồ vật, toàn bộ đều là xã hội em mờ ám diện, thậm chí là bịa đặt đấy. Bọn hắn mục đích rất đơn giản, tại trên mạng nhiễu loạn xã hội trật tự, khiến cho bạn trên mạng đối với chính phủ sinh ra không tín nhiệm. Châm ngòi ly gián, xúi dục thị phi, nước Mỹ nổ Trung Quốc đại sứ quán là nên tạc, đụng phải Trung Quốc máy bay là Trung Quốc máy bay quá tốt đấu, người Mỹ vẫn còn truyền thông công khai nhìn có chút hả hê là người ta ẩn giấu. Phàm loại này loại, mục đích ngay tại ở sờ soạn chính phủ Trung Quốc, chế tạo lời đồn phá hư ổn định. Đương nhiên đã ngoài cả hai hiệu quả cực kỳ bé nhỏ, dù sao tại trước mắt chính phủ quản chế xuống, bình thường lời đồn không cách nào tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả. Mà ác ý lời đồn tắc thì chắc là phải bị lưới cảnh tiến hành theo dõi. Chỗ để làm IQ cao cái này quần thể tự nhiên sẽ không làm loại này nhược trí sự tình, bọn hắn ngôn luận lập lờ nước đôi, cũng không có trực tiếp nhằm vào chính phủ, nhưng lại nhằm vào những cái kia cho rằng Trung Quốc phồn hoa, đang tại quật khởi dân mạng nhóm, đám bọn họ. Bày làm ra một bộ chính mình không gì không biết tư thái, do đó nghe nhìn lẫn lộn phải biết rằng hiện tại thanh thiếu niên quần thể là mạng lưới địa trung kiên lực lược, sẽ không lên mạng thanh thiếu niên đệ tử mấy có lẽ đã rất ít rồi. Mà trên Internet tràn ngập như vậy ngôn luận, tự sẽ khiến kinh nghiệm sống chưa nhiều địa bọn hắn sinh ra một loại sai lầm địa quan niệm. Hắn tâm có thể chu, như lần này trên Internet sự kiện, tự là một ít lưới đặc nhóm, đám bọn họ làm ra đến đấy. Dùng cái này lưu phái đại biểu người thân phận đi công kích một cái khác lưu phái, một mặt mãnh liệt nâng, một mặt tắc thì hung hăng địa đả kích. Loại làm này mục đích đúng là vì để cho đám bạn trên mạng phát động cãi lột, do đó tạo thành hỗn loạn. Do đó đã kích đến Trung Quốc dân mạng tin tưởng, tiếp theo sinh ra phân liệt, thậm chí nghiêm trọng dưới tình huống hội tạo thành tất cả đại lưu phái chính giữa địa bất hòa, không cùng. Loại này dụng tâm, không thể bảo là không ngoan độc. Nhìn xem chạm tinh trộm với tay cầm điện nói chuyện phiếm ghi chép, Trần Húc bọn người là xem vô cùng hỏa đại. Đám người kia rất thông minh, bọn hắn sử dụng đại lý lên mạng, đã ẩn tàng chính mình chân thật IP nhưng là loại làm này nhưng căn bản giấu giếm được rồi chạm tinh như vậy đỉnh cấp hacker cao thủ. Nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép bên trên nội dung, đám người kia còn kỹ càng đã tiến hành phân công. Người nào phụ trách cái nào diễn đàn, người nào phụ trách cái gì công tác. Ví dụ như có mấy người tự chuyên môn phụ trách nâng vịnh xuân quyền, chèn ép thái cực quyền, có mấy người tự chuyên môn nói tây côn lời hữu ích, có mấy người tự chuyên môn phụ trách chèn ép mấy cái đã thất bại địa lưu phái, do đó lôi kéo trên mạng địa một ít bạn trên mạng, sinh ra phân liệt phân công chỉ rõ ràng chi tiết, quả thực là làm cho người tức lộn ruột. Nhưng là không thể không nói, bọn hắn xúi dục phi thường địa có tính nhắm vào cũng rất thành công. Một đám kinh nghiệm sống chưa nhiều hơn nữa dễ dàng xúc động, khuyết thiếu sức phán đoán tuổi trẻ bạn trên mạng rất dễ dàng chúng bọn hắn cai bẫy. Do đó đã trở thành bọn hắn chỗ lợi dụng công cụ. Đừng những cái thứ này đều chảo, Trần Húc hung hăng vỗ bàn, mẹ nó bước qua chứ. Bọn này vương bát đản đều có lẽ kéo ra ngoài đạn kê kê đạn đến chết. Ngươi thực buồn nôn, cao hiểu tiết vỗ trần húc thoáng một phát, đối với cây cây cái từ này nàng sớm tập mãi thành thói quen rồi. Ngày bình thường miệng của nàng đầu thiền trong thì có một câu là cắt dây dây tiểu đệ đệ mấy năm luân. Cao hiểu tiết nói có lẽ cho đám người kia trói đến trên mặt cọc gỗ sau đó rội axit sunfuric, dội hết axit sunfuric rồi nao hát, cam đoan quản thoải mái. Trần húc sợ run cả người nghĩ thầm đây là cái gì nữ nhân à? Đây là nữ nhân có thể nói ra sao? Chạm tinh trên mặt cũng quất một cái, như trước lạnh nhạt nói, N, những người này phân bố vô cùng quảng, có mấy cái không ở trong nước đấy. Ta đã đem chuyện này thông chi hồng khách liên minh cao tầng nhân sĩ rồi, bọn hắn có mấy vị cùng thượng diện có quan hệ, có lẽ hội mau chóng xử lý đấy. Trần Húc gật gật đầu, ngoại trừ mất những này đáng giận mạng lưới đặc vụ, lúc sau mấy cái lưu phái liên hợp tuyên bố cái thanh minh, chắc hẳn có thể đem trên mạng bất lợi ngôn luận cho đảo ngược. Tối thiểu nhất, có thể làm cho các người chơi không cần chính mình nhao nhao cái long trời lỡ đất. Trần Húc loại ý nghĩ này là tốt, nhưng là đúng vào lúc này, phần đội nhỏ trường đột nhiên cho mình phát đầu tin tức, tranh thủ thời gian tiến nói chuyện phiếm thất, sai lầm rồi. Phần đội nhỏ trường cùng Trần Húc quan hệ cá nhân vẫn là có thể, dù sao hiện tại bọn hắn lưỡng là đứng tại mặt trận thống nhất bên trên. Chứng kiến tiểu phần đích tin tức về sau Trần Húc lập tức hãy tiến vào nói chuyện phiếm thất, phát hiện bên trong tin tức loạn thất bát tao một mảnh hỗn loạn. Vừa soát đi ra một cái đỏ thấm chữ vô cùng dễ làm người khác chú ý, mẹ chúng ta bắt cực môn tựu không nhập lưu đúng không tựu so không được các vị đại môn đại phái đúng không ta nhổ vào có bản lĩnh trong hiện thực khoa tay múa chân thoáng một phát đừng con mẹ nó tại nơi này phá trong trò chơi lãng phí thời gian đến đến các ngươi vịnh xuân quyền nghiêu à cái kia ước cái thời gian chúng ta đến nhà đến thăm trần húc xem xét cái tin tức này tựu tâm gọi nguy rồi như thế nào một đám người nóng tính hay vẫn là bị chọn đi lên Bát cực môn là đó là một kênh chính giữa chiến tích thảm nhất một cái, căn cứ trước khi rất hiểu rõ, Trần Húc mơ hồ hiểu rõ đến bát cực môn lần này lính quân trò chơi cao thủ coi như là bát cực môn người một nhà, bởi vì cha của hắn tựu là bát cực môn cao thủ. Cho nên trên cơ bản mỗi lần nói chuyện phiếm thời điểm, đều là hắn tại trực tiếp lặp lại cha của hắn. Thằng này lão ba thế nhưng mà cái tính tình táo bạo, đoán chừng chính hắn bản thân cũng là tính tình táo bạo, nói chuyện vốn là tựu rất sông, hiện tại không biết ai lại chọc tới hắn rồi, như thế rất tốt như là thùng thuốc súng bị điểm gặp đồng dạng. Phân đội nhỏ trường nói mới vừa rồi là an nhàn trong lúc vô tình nói câu lời nói, hắn nói bây giờ đối với địch sự tình hay vẫn là dùng thực lực đến quyết thắng thua A, à, mọi người bên trong tỉ thí một trận, kỹ thuật người tốt đi lên. Cái này vốn là một câu đại lời nói thật, nhưng là nghe vào bị người trong lỗ tai cảm giác lại tự không giống với lúc trước. Dùng thực lực nói chuyện. Vậy ý của ngươi là tựu là ngươi nhận thức phi thực lực của các ngươi xa xa so chúng ta hiếu thắng rồi hả? ở chỗ này rất dễ dàng tự lâm vào một cái lầm lẫn. Mặc dù lớn ra minh minh cũng biết cái này gần kề chỉ là một cái trò chơi, nhưng là do ở nhà mình võ công thay vào. Khiến cho được tất cả mọi người có một ảo giác, trong trò chơi không được, tại người khác trong mắt tựu là nhà của chúng ta địa công phu không được. Phải biết rằng quân nhân đối với thanh danh, nhất là chính mình môn phái thanh danh coi trọng. Đây chính là so tánh mạng còn muốn trọng yếu đấy, cái gọi là danh tiết, không ai qua được phải chứng kiến bát cực môn nói chuyện như vậy. An nhàn vừa mới bắt đầu khá tốt tính tình địa giải thích vài câu, nhưng là kế tiếp bát cực môn không thuận theo không buông tha đấy, hắn cũng cũng có chút giận. Ngữ khí cũng thời gian dần trôi qua không thế nào khách khí. Trần Húc cùng phân đội nhỏ trường xem bọn hắn nói chuyện phiếm nội dung đã biết rõ muốn hỏng bét, phân đội nhỏ trường vội vàng đi khích lệ an nhàn, mà Trần Húc tắc khứ khích lệ bát cực môn cao thủ. Nhưng là phải biết rằng, có một số việc nóng tính vừa lên đầu, cái kia tự không phải người bình thường có thể áp ở đất đấy nói chuyện lên tới cũng không bị cái gì lý trí đã không chế. Bát cực môn bát cực tụ nói, cách lão tử đấy. Người vịnh xuân quyền hiện tại châu rồi, đã cảm thấy có thể dẫm lên trên đầu chúng ta sao? Được a, à, có bản lĩnh chúng ta đừng nói cái này phá trò chơi, chính thức địa đọ sức một hồi, ai thua rồi, chính mình phế bỏ một đầu cánh tay. Đây là tội gì, đều người một nhà, Trần Húc đau khổ khuyên nhủ, quả thực, tất cả mọi người là người một nhà, hiện tại kẻ thù bên ngoài trước mắt, chó má người một nhà hà, an nhàn cũng gọi, người còn không có nhìn ra, hắn tự là tại cho chính hắn kiếm cớ à, đánh không lại Hàn Quốc đã nghĩ ngợi lấy tới tìm ta theo dệt chuyện. Được a à, lão tử phụng bồi, Trần Húc khí thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh như thế nào con mẹ nó cả đám đều cùng ăn hết thuốc súng tựa như. An nhàn cho Trần Húc cảm giác là cái rất ấm áp người, tính tình rất tốt. Không có việc gì cũng ưa thích khai điểm vui đùa, người như vậy làm sao lại như vậy không lý trí đâu này. Trần Húc nói nhỏ phàn nàn, còn muốn lại điều tiết thoáng một phát, lúc này thời điểm bên cạnh hắn chạm tinh lại nói, ngươi nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép A, à, loại chuyện này phát sinh ở trên người của ngươi, cũng rất khó lý trí xuống địa phương. Trần Húc sững sờ, theo Trạm tinh xanh nhạt địa ngón tay hướng trên màn hình nhìn lại, một mảnh dài hẹp nói chuyện phiếm ghi chép nhìn thấy mà giật mình. Ngay tại vừa rồi chạm tinh giải thích cho hắn lưới đặc thời điểm, nói chuyện phiếm trong phòng bắt đầu dần dần đã có mùi thuốc súng nguyên nhân gây ra hay vẫn là tại bát cực địa trên người, người này tánh khí táo bạo, một cái kính hùng hùng hổ hổ nói muốn đi tìm Hàn Quốc sâu lâu, sau đó an nhàn tựu trả lời một câu, bọn hắn nếu là dám đến trong hiện thực sâu lâu, tự cũng không lên mạng bên trên kêu gào rồi, vị đại gia này ngài hay vẫn là tiết kiệm một chút khí lực, ngẫm lại như thế nào ứng đối những cái kia Hàn Quốc nói sau. Những lời này vốn không có gì, dẹp an giật ngoài miệng không đem môn phong cách, nói ra như vậy cũng rất bình thường. Nhưng là bát cực nhìn xem tựu khó chịu rồi, nói người có ý tứ gì? ngươi là châm chọc chúng ta tại trên mạng đánh không lại hắn sao? An nhàn vội vàng nói không có không có chưa. Bát cực quyền lịch sử đã lâu, tự thành một trường phái riêng. Bát phương phát lực toàn thân là mắt, toàn thân là tay, ai dám xem thường? cái dám, bát cực mắng cái kia đoạn văn này không phải các ngươi vịnh xuân người nói. nói chúng ta bát cực nối nối tiếp sáu lộ tụ là tiểu hài tử qua mọi nhà luyện cả đời đều luyện không xuất ra cái gì thành tựu, không sánh bằng vịnh xuân quyền bát quái trưởng trong lòng ngươi là ý tứ này a à. Bát cực nói cái này thiếp mời, bài viết Trần Húc cũng nhìn thấy, tự là một lưới đặc phát đấy. Bát cực quyền nối, nối tiếp tự là một loại hủy đi chiêu phương thức, song phương giúp nhau cho đối phương uy cho ăn chiêu, cũng đích thật là dựa theo nhất định được xáo lộ, cho nên bát cực quyền thường bị người đùa giỡn xưng là võ thuật biểu diễn, nói hắn không có một chút thực chiến giá trị. Đương nhiên cái này bất quá tự là tín khẩu vô nghĩa, bởi vì Nam Cung Lam đã giải thích đã qua, võ thuật trong rất nhiều xáo lộ luyện tập, cũng là vì một chiêu cuối cùng phát kinh, đây mới là căn bản, như lưới đặc nói như vậy Pháp, không khỏi nghe nhìn lẫn lộn. Kết quả An Nhàn tự giải thích vài câu, nói những lời này rõ ràng cho thấy người ngoài nghề nói, sao có thể quái đến chúng ta vịnh xuân trên đầu. Có thể bắt cực lại còn chết quấy lằng nhằng, cuối cùng như vậy tốt tính tình An Nhàn cũng nổi giận, thả ra một câu, được rồi, tự là chúng ta nói ngươi làm thế nào chứ. Trước khi xem tại võ lâm nhất mạch không muốn đả kích các ngươi, các ngươi cũng không nhìn một chút mấy ngày nay bị Hàn Quốc theo ngươi trên người chúng cầm bao nhiêu phân. Không ít chuyện cũng đều là các ngươi chọn sự tình A, à, ta nói ngươi còn không phục rồi. Cái này đã xong, triệt để vạch mặt rồi, bát cực vốn tự thẹn quá hóa giận, lúc này thời điểm dứt khoát đã kêu lấy chân nhân PK rồi. Trần Húc đi khích lệ An Nhàn, An Nhàn cũng nói một câu, ngươi cũng thấy đấy, vấn đề này không phải ta chọn, là bọn hắn cố ý muốn tránh nặng tìm nhẹ, việc này ta không biết ngươi cái gì tính tình, nhưng ta tuyệt đối nhịn không được hắn muốn đánh nhau, ta phụng bồi. Trần Húc cũng hiểu được việc này là bát cực làm không có phúc hậu, rõ ràng cho thấy chút giận sang người khác mà. Không biết đây là bát cực tiểu tử kia hay là hắn lão tử chủ ý, bất qua cái này cũng hoàn toàn chính xác lại để cho người rất nén giận đấy. Nếu bình thường, ra việc này Trần Húc hỏi cũng không hỏi, giang hồ ân oán nha, không có gì rất giỏi đấy. Nhưng là hiện tại tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, trong nhà mình nội chiến đi lên, vấn đề này đừng nói hội sinh ra cái gì hậu quả, chỉ là truyền đi tự mắc cỡ chết người nhưng là an nhàn rõ ràng cũng nổi giận tựu ném cho trần húc một câu bài trừ bên ngoài tất trước an nội mắt thấy tình huống không thể thu thập Phân đội nhỏ trường đột nhiên đã đến một câu đi các người muốn đánh có thể đừng lại nhảy nói cái gì chân nhân chiến muốn đánh tựu trên mạng đánh đừng quên chúng ta bây giờ tựu là tại trên mạng đối mặt hàn quốc khiêu khích các người bí mật đánh chính là đầu rơi máu chảy ngươi chết ta sống có một cái răm y tứ chứng kiến phân đội nhỏ trường cũng nói loại lời này trần húc lập tức tự choáng luôn mà lúc này phân đội nhỏ lâu là nói chuyện riêng hắn nói tuyến bên trên chiến tùy tiện bọn hắn đánh dù sao cái này mâu thuẫn náo không lớn thật muốn nói tuyến hạ chiến vậy làm phiền tựu lớn hơn gây chuyện không tốt hai cái lưu phái còn sẽ được kết thành tử thù trần húc nghĩ thầm lời này nói hoàn toàn chính xác có đạo lý cái này gọi là đau dài không bằng đau ngắn vì vậy tựu thở dài lấy đã đáp ứng chờ bọn này nhân hỏa hết giận sau này hãy nói a à lúc này thời điểm vẫn nhìn Trần Húc màn hình chạm tinh lại chậm rãi nói, như vậy còn là vô dụng đấy. Hiện tại đám người kia ai cũng không phục ai, trừ phi có một cái có thể triệt để trấn trụ người của bọn hắn xuất hiện, nếu không như vậy tranh chấp sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đến cuối cùng một phen không thể vãn hồi rồi. Trấn trụ bọn hắn, chạm tinh chậm rãi gật đầu, sáng ngời trong ánh mắt lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, trừ phi là như lần trước SMMS xuất hiện lúc như vậy, dùng lực lượng một người độc áp chế quần hùng, khiến cho tất cả mọi người núi cao ngưỡng dừng lại, như vậy bọn hắn mới có thể hội nghe lời. Trần Húc nghe xong, trong đầu lập tức giật mình, tại trên bàn phím nhanh chóng đánh xuống, các người đều đừng đánh nữa, nếu muốn đánh, đánh với ta. Lúc trước thời điểm, tại cùng nhau nghiên cứu Kim Dung bảy hiệp truyện, lại tục tiền duyên thời điểm, lúc ấy mấy người chuyên môn nghiên cứu một cái tình tiết. Tự là thiên long bát bộ bên trong một đoạn tình tiết. Ngày đó tại thiếu lâm tự thời điểm, tiêu phong phụ tử đem mộ dung bác phụ tử ngăn ở tàng kinh các, mà lúc này đây cư ma Chí cũng xuất hiện, cờ sĩ tươi sáng rõ nét tỏ vẻ phải giúp mộ dung phụ tử. Xem quan, một trận chiến này trải qua phân tích, tiêu phong phụ tử không thắng chỉ bại. Tiêu phong tuy nhiên là kim dung trong tiểu thuyết đệ nhất hào khí vượt mây đại anh hùng, nhưng thực lực tối đa cũng tự cao hơn đại luân minh vương cư ma trí một bậc. Tiêu viễn sơn cùng mộ dung bác giao thủ mấy lần, đều là thế hòa không phân thắng bại xong việc, hai người thực lực tương xứng cái kia nếu như là tiêu phong phụ tử đối mặt mộ dung bác cùng cưu ma trí tổ hợp, cái kia tỷ số thắng chiếm được 8 phần đã ngoài. Nhưng là hơn nữa một người âm hiểm độc ác mộ dung phục, cái kia trận chiến này thua không nghi ngờ. Đương nhiên kim lão tiên sinh không thể để cho tiêu đại hiệp phụ tử bị mất mạng cùng này, lúc này thời điểm nhất định phải muốn có người đi ra hòa giải. Ở đây 5 người, bài trừ mộ dung phục bên ngoài đều là do thế cao thủ đứng đầu. Lúc này thời điểm ai có tư cách giải quyết cái này tứ đại cao thủ đứng đầu ở giữa tranh chấp đâu này. Người bình thường khẳng định là không được, thật giống như nói thí dụ như đông tà tây độc nam đế bắc cái ra mâu thuẫn muốn liều cái ngươi chết ta sống, lúc này thời điểm trong thần thông vương trùng dương tới cũng là ép không được bọn hắn đấy. Bởi vì vương trùng dương công phu chỉ so với bốn người kia cao hơn một đường, không có cái kia năng lực có tuyệt đối tính áp đảo ưu thế. Cho nên lúc này thời điểm, Kim lão tiên sinh an bài ra Kim Dung 14 bộ trong tiểu thuyết võ công mạnh nhất, cũng thần bí nhất một vị nhân vật. Lão tăng quét rác chấm dứt đối với địa thực lực ưu thế, lập tức miểu sát mộ dung bác cùng tiêu viễn sơn, hóa giải trận này tranh chấp. Ngay lúc đó cục diện, cùng hiện tại sao mà giống nhau. Bát cực quyền mặc dù ngay cả tục bại bởi Hàn Quốc, nhưng cái này cũng không đại biểu thực lực của bọn hắn không được. Mà là vì bát cực quyền đối mặt chính là lần này Hàn Quốc đệ nhất cao thủ dây ION. Thật muốn nói bát cực quyền địa thực lực, dù là tại trên Internet đều không tính tranh lệch, coi như là an nhàn cũng chưa chắc thật sự dám nói có thể bắt lấy hắn nhóm, đám bọn họ. Kỳ thật ngày đó giao đấu Hàn Quốc cao thủ an bài trong cũng có chuyện ẩn ở bên trong, trên cơ bản xem như dùng điền kỵ đua ngựa phương pháp, lại để cho bát cực quyền trở thành pháo hôi, cho nên cũng khó trách bọn hắn rất hậm hực. Hiện tại từng cái lưu phái tầm đó bởi vì này khoản võ đạo gia địa trò chơi đều có tất cả lớn nhỏ mâu thuẫn, mà những này mâu thuẫn tuy nhiên bị cây gậy khiêu chiến nhược hóa rồi, cũng không thể bỏ qua, người châu Á nội đấu tình tiết, ai nói như thế nào đây, từ xưa đến nay đều có chi, thời khắc nguy nan có thể ngưng tụ thành một cổ dây thừng. Nhưng một khi kẻ thù bên ngoài không có, bên trong tầm đó ai cũng không phục ai, mâu thuẫn cũng tự sinh ra. nhưng ý nghĩ này tại Trần Húc trong đầu lập tức hiện lên, nhìn như nói nhiều như vậy, kỳ thật bất quá tự là vài giây đồng hồ địa sự tình. Hắn lập tức tự suy nghĩ cẩn thận rồi, muốn muốn hiện tại dẹp loạn phân tranh, nhất định phải phải có một cái triệt triệt để để. Không hề tranh luận cường giả đi ra làm đội trưởng mà người này chỉ có thể là hắn hoặc là nói là smms chứng kiến trần húc phát ra đoạn văn này về sau cao hiểu tiết một kích động không cẩn thận quật ngã bên cạnh chén nước nhưng vẫn chưa phát giác ra vỗ hắn thoáng một phát nói người điên rồi người còn ngại cục diện không đủ loạn là như thế nào trần húc không để ý tới nàng tiếp tục tại trên bàn phím đánh đã muốn đánh vậy thì không ngại tựu đều đến đây đi dù sao hiện tại các vị là ai đều xem không phục ai đừng không thừa nhận hiện tại không có một cái nào nói chuyện có thể quản được rồi dùng cái kia chúng ta tự chọn một đi ra tự lấy cái này trò chơi ai thực lực mạnh nhất tại kế tiếp địa trong một thời gian ngắn tự do ai đến dẫn đầu có dám hay không một câu có dám hay không lại để cho nói chuyện phiếm trong phòng địa mấy cái lưu phái mọi người hỏa bất quá cũng có lý trí phân đội nhỏ trường rất nhanh phát một câu tuyển võ lâm minh chủ sao ta tán thành lại như vậy náo xuống dưới không mất chúng ta một cái lưu phái toàn bộ võ thuật giới mặt đều cũng bị mất hết rồi. An Nhàn cũng trở về nói, ta đồng ý, như thế nào đánh? Lúc nào đánh, bát cực, người dám sao? Bát cực sao có thể chịu được cái này kích? Trả lời, có cái gì không dám hay sao? Mặt khác mấy cái lưu phái do dự một chút, cũng đều đồng ý rồi. Trần Húc trả lời, cái kia tốt, tự đính tại trưa mai a à, cùng Hàn Quốc nói đẩy chế một ngày, một ngày sau theo chân bọn họ triển khai quyết chiến. Đánh xong cái này hàng chữ về sau, Trần Húc thở ra một hơi dài, nhìn về phía Trạm Tinh, rồi sau đó người đã ở xem hắn. Người có nắm chắc không? Trạm Tinh trước sau như một lạnh nhạt trên mặt xuất hiện một tia thần sắc lo lắng, nếu như ngươi không thể đưa bọn chúng toàn bộ đánh bại, như vậy trận này minh chủ cuộc chiến chính là một cái chê cười, ngươi xác định chính mình được không? Trần Húc nghĩ nghĩ, nắm chặt nắm đấm, nhất định được đấy. Bởi vì ta không có thứ hai con đường có thể đi, không được cũng phải đi. Nói lời này địa thời điểm, trần húc địa trên mặt một mảnh kiên nghị cùng kiên quyết trạm tinh nhìn xem hắn vẻ mặt chăm chú trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít thất thần bởi vì nhạy cảm địa nàng đã nhìn ra trần húc ánh mắt chính giữa nhiều hơn một phần khó có thể nói rõ cảm giác là trách nhiệm còn có mơ hồ vài phần áy náy trạm tinh xem không hiểu cái này ánh mắt hàm nghĩa nhưng là nàng lại là lần đầu tiên chứng kiến trần húc cái này đại nam hài lộ ra như vậy chăm chú như vậy kiên nghị biểu lộ cho tới nay, Trần Húc đều là một cái rất ánh mặt trời đại nam hài hình tượng. Nói hắn lười A, à, có chút, thằng này là lười liền kiếm tiền đều không có hứng thú. Nhưng là thực đến nơi này loại mấu chốt thời khắc, hắn hay vẫn là rất có đảm đương đấy. Về phần Trần Húc muốn dùng phương pháp gì, chạm tinh cái này thông minh hơn nữa nội liếm nữ nhân tuyệt đối không hỏi qua. Bởi vì theo thực chất ở bên trong mà nói, nàng là một gã hacker, biết rõ rất nhiều thứ là không muốn lấy ra cùng người cộng hưởng, mà ngay cả chính cô ta cũng có rất nhiều chuyện tình không muốn làm cho người khác biết rõ. Chạm tinh mà nhẹ gật đầu, lôi kéo Cao Hiểu Tiết đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Trần Húc một người. Cao Hiểu Tiết thời điểm ra đi còn rất kỳ quái, nói, tinh tinh ngươi làm gì thế à? Ta còn nói ra suy nghĩ của mình đâu rồi, uy cho ăn Trần Húc, ngươi tranh thủ thời gian muốn nghĩ biện pháp. Chạm tinh thanh âm biến mất tại cửa ra vào, lại để cho một mình hắn yên lặng một chút a. À. Muốn biện pháp gì, trong phòng chỉ còn lại Trần Húc một người, hắn ái náy, bởi vì là hắn đem cái này trò chơi dẫn tới trên cái thế giới này. Do đó đã tạo thành hiện tại hậu quả, không riêng gì bởi vì Hàn Quốc khiêu khích, nhưng lại có vì vậy trò chơi sinh ra các loại tai hại, cái gọi là bạo lực, cái gọi là lưới đặc, cái gọi là không hợp. Nghĩ đến những này bởi vì võ đạo ra trò chơi mà sinh ra những này không tốt sự tình, Trần Húc trong nội tâm tự là một hồi thật sâu vô lực. Hắn lấy ra đồng hồ, nói, tiểu mẫn, giúp đỡ ta, Trung Quốc người chơi miễn chiến bài treo rồi một ngày, lập tức tự đưa tới nghiệp nội sóng to gió lớn. Vô số chỉ trích thanh âm, tại người có ý chí thôi động hạ càng phát ra điện lại để cho người khó có thể đã tiếp nhận. Hàn Quốc mấy đại trên website đã bắt đầu dùng một loại rất khoe khoang ngữ khí tại tuyên cáo lấy thắng lợi của mình. Tây Côn Đô hoàn toàn áp đảo Trung Quốc võ thuật, à, đây là một cái cỡ nào lại để cho người hưng phấn sự tình. Dù là đây chỉ là một trò chơi, đây là một cái tự ti dân tộc, dân tộc này không có lịch sử, không có hết thảy. Từ cổ chí kim đều sống ở Trung Quốc khuất bóng phía dưới, thậm chí mà ngay cả quốc kỳ đều là người châu Á hỗ trợ xếp đặt thiết kế đấy. Bọn hắn tự ti, đáng thương, điên cuồng chỉ muốn thoát khỏi Trung Quốc đối với bọn họ bóng mờ bao phủ. Cho nên bọn họ dốc sức liều mạng ở kịch truyền hình, điện ảnh và truyền hình tác phẩm trong tuyên bố Trung Quốc là rất lại phía sau, là ngu muội, nghèo khó địa phương. Bọn hắn dốc sức liều mạng địa tại trên quốc tế sắm vai vở hài kịch, xuyên tạc lịch sử, đem Trung Quốc danh nhân cho rằng là quốc gia mình đấy. Đem Trung Quốc phát minh coi như là của mình, hôm nay thắng một hồi ám muội thắng lợi, quốc gia này lập tức tựu linh hoạt, thậm chí có Hàn Quốc chuyên gia tuyên bố Hàn Quốc đã toàn diện siêu Việt Trung Quốc. Một đám tôm tép nhãi nhép, không biết tự lượng sức mình, thật muốn nói, cho dù là thiên long bát bộ chính giữa Đinh Xuân Thu đều so với bọn hắn phải mạnh hơn nhiều, dù sao Đinh Xuân Thu có một lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật địa hóa công đại Pháp. Mà lúc này đây, Trung Quốc địa những cao thủ triển khai oanh oanh liệt liệt lôi đài thi đấu. Tham gia cái lôi đài này thi đấu địa tư cách, nhất định phải dùng lực lượng một người tại không thất bại dưới tình huống tiến hành lặng yên nhận thức trò chơi qua cửa, đây là trụ cột nhất yêu cầu. Bởi vì này khoản trò chơi cùng mặt khác điện cạnh loại trò chơi đồng dạng. Cũng là có máy tính tồn tại đấy, như Starcraft, Red Alert, trong trò chơi máy tính, đều là rất yếu trí đấy. Nhưng là vừa mới bắt đầu chơi cái này trò chơi thời điểm, có thể khiêu chiến máy tính cũng là một kiện cực kỳ khủng khiếp sự tình. Thật giống như năm đó mọi người chơi Red Alert, cân nhắc cao thủ đích phương pháp xử lý tựu là, một người có thể sâu lâu mấy ra máy tính. Phó đạo trong nhà máy tính bồi luyện cũng không đơn giản, hơn nữa trò chơi đều là vừa vặn thượng thủ, chỉ là cái này một đầu yêu cầu cũng đã đem tuyệt đại bộ phận người ngăn cách bởi cánh cửa ở ngoài. Mà trò chơi chiến đấu quy tắc cũng cùng kênh đoạt phân thi đấu đồng dạng, mỗi người đều muốn tiếp thụ lấy đối phương khiêu chiến, cho nên rất công bình. Chiến đấu đã đã tiến hành một giờ, trước mắt bài danh cao nhất quả nhiên là An Nhàn, phân đội nhỏ trường theo sát phía sau. Mà bát cực vừa mới bắt đầu tự đi khiêu chiến An Nhàn, kết quả ba ván cục lưỡng bại, bất đắc dĩ chỉ có thể theo người chơi khác trên người kiếm phân, bởi vì thực lực của hắn vốn tựu không tầm thường, lại nghẹn lấy sự tàn nhẫn, cho nên thành tích bây giờ vẫn còn đệ tam. Trước top 3 điểm cắn đều rất nhanh, như vậy thứ tự tại Trần Húc, chạm tinh trong mắt không có chút nào ý nghĩa. Bởi vì vì bọn họ không thể lấy được tuyệt đối ưu thế, dùng như lão tăng quét rác như vậy thực lực tuyệt đối áp đảo đối phương, vậy thì không cách nào làm cho người tâm phục khẩu phục. Lại như vậy rông dài, chỉ là phí công lãng phí thời gian mà thôi. Mà Trần Húc, cái lúc này nhưng vẫn không có xuất hiện. Trần Húc ở chỗ nào? Vấn đề này phân đội nhỏ trường cùng An Nhàn đã ở muốn, lần này khiêu chiến nếu là Trần Húc khởi sướng, hắn không có lẽ không hiện ra. Nhưng là thời gian tự hết hạn đến 5 giờ chiều, còn có 2 giờ, Trần Húc không xuất hiện nữa, hắn liền đoạt phần đích tư cách cũng không có. Vô luận là an nhàn, phân đội nhỏ trường, đều là rất muốn lấy được cái này võ lâm minh chủ vị trí đấy. Nói vô tư điểm cái này là vì đem Trung Quốc cao thủ ngưng tụ, mà nói ích kỷ điểm. Ai không muốn trở thành tên, ai không muốn lên cao mà hô, được nhiều người ủng hộ. Anh hùng, mỗi người thậm chí nghĩ đem làm đấy. Dĩ nhiên muốn thành là anh hùng, trên bờ vai cũng muốn có là trọng yếu hơn trách nhiệm. Bát cực cái lúc này cũng rất buồn giàu, bởi vì hắn biết rõ thực lực của mình còn không sánh bằng thượng diện an nhàn cùng phân đội nhỏ trường chỉ có thể dốc sức liều mạng chiến thắng những cái kia biệt hiệu tiểu hào đạt được nhưng là tại trong trò chơi thập phần bổn sự tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra một hai phần vừa lúc đó một cái idvi người thỉnh cầu cùng hắn quyết đấu ai không phải bát quái trưởng trần húc sao hắn như thế nào hiện tại mới đến bát cực nhìn nhìn cái này ai điểm vậy mà chỉ có ba phần nói cách khác vừa thắng một hồi hắn cười lạnh một tiếng, đã tiếp nhận khiêu chiến. Ngày hôm qua Trần hút cái kia lời nói lại để cho hắn rất là căm tức, vừa vặn cái lúc này hảo hảo giáo huấn hắn thoáng một phát. Hai người tiến vào lôi đài, triển khai tư thế, hệ thống 3, 2, một đếm ngược lúc bắt đầu. Bát cực đột nhiên mắt một bông hoa, bởi vì đối phương bày ra một cái nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn kim cương tám thế tư thế. Cái này kim cương tám thế là bát cực quyền nhập môn phá núi luyện pháp, mà cái kia nhân vật ảo tư thế, cơ hồ cùng trong hiện thực không hai hắn không phải bát quái trưởng đấy sao? Bát cực trong nội tâm kinh nghi bất định, mà lúc này Trần hút đích nhân vật bá thoáng cái tựu vọt lên, một chiêu nhãn hiệu tiêu chuẩn bên trong đích trà sát đá. Trà sát đá là bát cực quyền chính giữa trọng yếu thối pháp một trong, chú ý chính là đi bước như chuyến bùn, chân bất quá đầu gối. Cái này trà sát đá càng là thể hiện nguyên tắc này, một cước này đá vào bát cực MU u bàn chân lên, trực tiếp đem bát cực đích nhân vật đá một cái lảo đảo. Một chiêu này chỉ tại phá hư đối phương trọng tâm, thật đúng dây đến hào đỉnh, bát cực còn chưa kịp phản ứng, đối phương đuổi kịp tựu là một hồi mưa to gió lớn giống như công kích, đánh chính là bát cực chống đỡ không kịp. Ngăn trở hai bên, nhưng trong môn môn hộ mở rộng ra. Mà lúc này đây, Trần Húc thân thể đi phía trước sông lên, bả vai đột nhiên phát lực, đâm vào bát cấp trước ngực. Lần này như đặt ở sự thật chính giữa, đúng là bát cực quyền tuyệt chiêu. Thiếp sơn kháo, một chiêu này uy lực cương mãnh chính là bát cực quyền trong đắc ý nhất dựa vào vẫy gọi thức, trong hiện thực lần này như luyện đến đỉnh phong, đừng nói là người, coi như là một cây đại thụ cũng bị dựa vào là đã đoạn. Bát cực vốn đã bị Trần Húc làm mất một bộ phận thanh máu HP, mà lần này môn hộ mở rộng ra, chẳng khác gì là đều không có phòng ngự bị đụng vào hắn đến, lập tức trò chơi chính giữa đích nhân vật bị đụng cao cao bay lên, trùng trùng điệp điệp quẳng xuống. Chiến đấu chấm dứt, Trần Húc toàn thắng, hơn nữa là dĩ bị chi đạo, hoàn thi bỉ thân ai trọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Bát cực quả thực không pháp tướng tín đây hết thảy, toàn thắng. Được rồi, hết không hết thắng vấn đề tạm không nói đến. Mà quan trọng nhất là đối thủ vậy mà dùng chính là không thể giả được Bát Cực Quyền công phu. Thiếp Sơn Kháo, Bát Cực Quyền bên trong đích tuyệt học. Bát Cực Quyền chú ý đúng là cương mãnh giữ sẵn quyền phong cùng cận thân dựa vào đánh chính là chiêu thức. Chiêu này Thiếp Sơn Kháo, có thể nói bên trên là Bát Cực Quyền chính giữa nhân tài kiệt xuất, đánh người như hôn môi, một chiêu này dùng vai phát lực, nhưng trên thực tế là kết hợp được phần eo thay đổi lực, dùng toàn thân chi lực hướng đối phương tới gần mở cửa ra tay sáu lực hợp nhất đây mới là trí cao cảnh giới bát cực nhìn xem trò chơi chính giữa pha quay chậm nhất là một chiêu cuối cùng xem chính là mồ hôi lạnh chảy ròng một chiêu này không thể bắt bẻ cái đó sợ sẽ là trong hiện thực bát cực có thể nghĩ đến cũng tự là phụ thân của mình có thể làm ra như vậy một động tác rồi phó đạo gia trò chơi động tác cũng không phải như có ít người muốn đơn giản như vậy tự lấy vừa rồi như vậy cái thiếp sơn kháo mà nói muốn làm ra động tác này tự cần tiến bộ vặn eo, để động toàn thân các đốt ngón tay, chỗ tựa lưng. Cái này một loạt động tác không có cái 10 cái ấn phím tổ hợp đều khó có khả năng hoàn thành. Có ít người đối với võ đạo gia chiêu thức thiết lập có chút hiểu lầm, dùng vi một động tác chỉ cần một cái ấn phím có thể hoàn thành. Ví dụ như như vậy một cái thiếp sơn kháo, chỉ cần nhẹ nhẹ một chút, giống như kim sơn hiệp sĩ trong kèm theo trò chơi sửa chữa khí một khóa tất sát đồng dạng là có thể làm ra độ khó cao chiêu thức động tác. Nhưng nếu như như vậy, cái này khoản trò chơi còn làm sao có thể được gọi là kinh điển. Phó đạo gia đối với trò chơi động tác địa thiết trí còn là phi thường nghiêm khắc đấy. Một động tác chỉ có thể thiết lập một chiêu, ví dụ như ra quyền, ví dụ như đưa chân chờ các loại, cũng chỉ có thể có một lần thân thể hành động, cho nên muốn muốn biên ra một bộ hoàn mỹ, hơn nữa dễ dàng khống chế động tác, cái này độ khó còn là phi thường phi thường đại đấy. Huống chi là loại này, cùng trong hiện thực hoàn toàn giống như đúc cường lực chiêu thức. Hàn Quốc sở dĩ chiếm cứ ưu thế cũng là bởi vì taekwondo địa thao tác đơn giản, lật qua lật lại chính là mấy bộ động tác, rèn luyện hiệu quả rất nhanh, chỉ cần yêu cầu người chơi kinh nghiệm chiến đấu. Có thể tại thỏa đáng thời cơ sử xuất thỏa đáng chiêu số, căn cứ đối phương địa sơ hở một kích chí mạng là được rồi. Mà so sánh dưới, Trung Quốc võ thuật so về taekwondo mà nói, muốn bác đại tinh thâm nhiều, đồng thời. Thao tác bên trên cũng phức tạp nhiều, thẳng đến bị hệ thống đá ra trò chơi, bát cực còn không thể tin được vừa rồi chuyện đã xảy ra, mà chờ hắn kịp phản ứng yêu cầu lại cùng Trần Húc một trận chiến địa thời điểm, Trần Húc đã bắt đầu khiêu chiến kế tiếp tuyển thủ. Bài danh khá thấp một cái, thuộc về thông bối quyền cao thủ. Kết quả trò chơi bắt đầu không đến 20 giây, Trần Húc tự lấy thông bối quyền chính giữa 12 liền trùy bộ này nhập môn chiêu thức, đem đối phương tiếp tục đánh chính là không hề có lực hoàn thủ. Cuối cùng ngạnh xanh xanh đem hắn thanh máu HP đánh hụt. Tiếp tục toàn thắng, bát cực đều xem địa choáng váng. Hắn dùng bát cực để làm mạng lưới địa ID mà ở sự thật chính giữa bát cực tựu là một gã bát cực quyền cao thủ, tầm mắt tự nhiên là có đấy. Hơn nữa đối với môn phái khác công phu cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ. Cho nên hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Trần Húc chiêu pháp cương mãnh lạnh thấu xương, hơn nữa cái gì được chiêu thức tinh túy. Nếu là đặt ở sự thật chính giữa, cũng tuyệt đối là một đời thay tông sư cấp cái khác cao thủ. Hơn nữa, bát cực quyền cùng thông bối quyền khác khá xa, hắn vậy mà một người sử dụng hai chủng lưu phái võ công hơn nữa cái này võ công chiêu thức hay vẫn là như vậy rất thật hắn sử dụng hay vẫn là như vậy địa thuần thục lại thất thần địa thời điểm trần húc lại một lần nữa tìm tới vị kế tiếp đối thủ vịnh xuân quyền cao thủ không ngoài sở liệu trần húc lại một lần nữa địa dùng chính tông vịnh xuân quyền chính giữa phục hổ tay đánh bại đối phương chiêu thức chi thuần thục cho dù là vịnh xuân quyền điện cạnh cao thủ an nhàn cũng tự thẹn không bằng bởi vì vịnh xuân quyền chiêu thức xuất hiện sớm nhất cho nên cái lúc này quan sát trận đấu này người mặc dù nhiều cũng không có ai nói cái gì. Thế nhưng mà bát cực nhưng lại xem tại trong lòng hò hét, loại thứ ba chiêu thức rồi. Nếu như tính luôn hắn bổn môn bát quái trưởng, vậy hắn đã hội tứ môn võ công rồi, điều này sao có thể? Phải biết rằng quen thuộc một loại lưu phái thao tác, đều tuyệt đối không phải cái gì chuyện dễ dàng rồi, trần hút một người vậy mà hội bốn loại chiêu thức. Đây quả thực thật là đáng sợ. Thứ tư chàng, hình ý quyền, hình ý 12 hình, tượng hình mà lấy nghĩa, hình ý quyền là Trung Quốc nội gia quyền lưu phái một đại chi. Mà Trần Húc dùng một bộ tam tài đao pháp hóa thành quyền pháp, nhẹ nhõm đem đối thủ đánh bại, mà theo sát lấy gặp lại đến một gã hình ý quyền cao thủ lúc, Trần Húc sử xuất chính là một bộ hổ hạc song hình, lần nữa toàn thắng. Lần này, Trần Húc dùng năm loại võ công liên tiếp đánh bại năm người tin tức, nhanh chóng ở nói chuyện phiếm trong phòng truyền ra, không ít mọi người buông tha cho chính mình đỏ sức, bắt đầu đuổi theo Trần Húc bộ pháp, quan sát hắn trận đấu. 12 lộ đàm chân, đâm chân, dây sắt, thái cực. Trần Húc mỗi đối mặt một cái đối thủ, đều biết dùng đối phương lưu phái đem hắn đả đảo, mà càng về sau bởi vì Trần Húc uy danh thái thịnh, đã không phải là hắn khiêu chiến người khác, mà là người khác tới khiêu chiến hắn rồi. Lúc này thời điểm Trần Húc sẽ trước hỏi một câu, thỉnh giáo là vị nào lưu phái cao thủ. Tại đối phương trả lời về sau, Trần Húc không nói lời nào, nhưng kế tiếp đồng dạng hội dùng nên loại lưu phái kỹ pháp thủ thắng. Hơn nữa, mỗi cuộc chiến đấu tiếp tục thời gian, tối đa bất quá hơn một phút đồng hồ mà thôi. Mười bước giết một người, thiên lý bất lưu đi. Nói chuyện phiếm trong phòng một mảnh kinh hô, mọi người hô to lấy có người vậy mà thông hiểu chỗ có võ công, quả nhiên là như cô tô mộ dung đồng dạng, dĩ bị chi đạo, hoàn thi bỉ thân ai trọt bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy. Trần húc đấu pháp, cương mãnh lạnh thấu xương, không lưu tình chút nào. Hắn giống như là một đài giết chóc máy móc, giết chết một cái về sau lại tiêu diệt một cái, giống như thu hoạch cơ đồng dạng lãnh huyết thu hoạch tính mạng đối phương. Mà Trần Húc đánh tới đệ nhị thập ngũ chàng thời điểm, thì ra là hắn đã 25 chàng thắng liên tiếp thời điểm, toàn bộ trên lôi đài đã không có có người khác tại giao thủ, tất cả mọi người đang nhìn Trần Húc chiến đấu. Còn có ai, lúc này thời điểm Trần Húc cùng công phu bên trong phùng tiểu cương đồng dạng hô lên như vậy kinh điển một câu, mà những lời này tắc thì làm cho cả trò chơi server ở bên trong mọi người im lặng im lặng. Người bình thường hô lên lời này gọi là không biết tự lượng sức mình địa hung hăng càn quấy. Nhưng là Trần Húc kêu đi ra những lời này, nhưng lại làm cho không người nào có thể phản bác. Một giờ không đến, chiến thắng 25 tên cao thủ, sử dụng đều là đối với phương Lưu phái tuyệt kỹ, Trần Húc thực lực đã đem tất cả mọi người bị hù không có bất kỳ địa chiến ý rồi. Cái lúc này mọi người chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại phân đội nhỏ trường cùng an nhàn hai vị này cuối cùng cao thủ trên người, nếu như ngay cả bọn hắn đều không hề tranh luận đã thất bại. Như vậy không cần lại soát phân, không cần lại thi đấu rồi, lúc này đây võ Lâm minh chủ cũng đã có thể để xác định là cái này ai rồi. Phân đội nhỏ trường một mực đang nhìn Trần Húc địa chiến đấu. Hắn mật hàn huyên Trần Húc mấy lần, đối phương đều không có trả lời. Không biết là bởi vì sao, bất quá nhìn xem Trần Húc cùng đối phương giao thủ, phân đội nhỏ trường trong nội tâm biết rõ chính mình không có khả năng chiến thắng hắn đấy. Nhất là Trần Húc tại đánh thái cực quyền thời điểm, cái loại cảm giác này, phân đội nhỏ trường lờ mờ là gặp được sự thật chính giữa mấy vị thái cực quyền đại sư. Suốt cục, tại không có người lại dám đi tới chịu chết địa thời điểm, phân đội nhỏ trường đứng dậy. Trần Húc chứng kiến là hắn, cũng không nhiều lời nói, phát một câu, thái cực. Phân đội nhỏ trường hồi phục, người dùng thái cực, ta dùng vịnh xuân, Trần Húc sững sờ, trả lời, người không phải thái cực cao thủ sao. Chỉ là của ta muốn dùng vịnh xuân quyền xác minh người một chút thái cực mà thôi. Trần Húc do so dự một chút, hắn sở dĩ sử dụng từng lưu phái kỹ pháp đi dùng kia chi đạo còn thi kia thân, mục đích đúng là vì để tránh cho mâu thuẫn, không cho người khác rơi xuống bất luận cái gì miệng lưới cơ hội. Nói thí dụ như nếu như hắn dùng thái cực quyền đánh thắng Vịnh Xuân Quyền, như vậy tại một ít người trong miệng sẽ truyền ra. Là Vịnh Xuân Quyền môn võ công này không sánh bằng thái cực quyền. Những lời này nếu rơi vào tay Vịnh Xuân cao thủ trong lỗ tai. Bọn hắn hội nghĩ như thế nào? Hôm nay trên mạng cũng không thiếu loại này xúi dục thị phi địa tiểu nhân. Nhưng là sử dụng đối phương địa võ công, cái kia giống như là Trương Vô Kỳ tại Quang Minh đỉnh bên trên dùng Long chảo thủ phá Long chảo thủ, đánh chính là không tính bái phục đồng thời cũng cho Thiếu Lâm lưu lại đầy đủ mặt. Người tranh giành một hơi, Phật tranh giành một nén nhang, thực tế đối với quân nhân mà nói, càng phải như vậy. Đối với người khác trong mắt, phân đội nhỏ Trường cố ý không cần thái cực mà dùng Vịnh Xuân, hắn giáp tâm tắc thì thập phần khó lường. Bởi vì hắn bản thân tựu là thái cực quyền cao thủ, lúc này thời điểm dùng Vịnh Xuân bị đối phương đả bại, cũng chỉ là cổ vũ thái cực quyền uy danh, bất quá dùng Trần Húc mấy ngày nay đối với phân đội nhỏ trường rất hiểu rõ. Cho là hắn còn không đến mức làm ra loại chuyện này. Mà lúc này an nhàn xem Trần Húc chậm chạp không có trả lời, đột nhiên nói, thái cực quyền lấy nhu thắng cương. Tại trong trò chơi biểu hiện hình thức cũng không rõ ràng, dùng Vịnh Xuân đến nghiệm chứng thái cực là cái rất tốt lựa chọn. Hai vị thỉnh, yên tâm, tại đây đều là minh mắt chi nhân, đoạn sẽ không nói ra cái gì lời vô lý, thỉnh thỏa thích tỉ thí chứng kiến an nhàn đều nói như vậy trần húc cũng tự không làm kiêu cùng tiểu phân nói câu thỉnh vì vậy hai người liền chuẩn bị động thủ thái cực quyền pháp tại trò chơi chính giữa khó khăn nhất thực hiện bởi vì thái cực chú ý khí mà khí một trong nói phiêu miểu bất định không thể nắm lấy cho dù là phân đội nhỏ trường cũng chỉ có thể làm được giống nhau mà thần không phải khuyết thiếu thêm vài phần thái cực quyền lấy nhu thắng cương tinh túy cho nên phân đội nhỏ trường lúc này đây sử dụng địa căn vốn cũng không phải là thái cực quyền mà là vịnh xuân song phương nếu như đều là thái cực, đây là đang trò chơi chính giữa, rất khó có thể cảm giác được đối phương sức lực lực. Phân đội nhỏ trường muốn nhìn một chút, Trần Húc bộ này thái cực quyền đến cùng có tiếp cận sự thật bao nhiêu tiêu chuẩn. Hắn dùng Vịnh Xuân, tựu là muốn nhìn một chút tại Vịnh Xuân quyền xét đánh không kịp bưng tai xu thế công kích đến, Trần Húc có thể không phát sau mà đến trước, phát huy ra thái cực quyền tiến cử thất bại, tứ lạng bà thiên cân tinh túy. Hôm nay Vịnh Xuân quyền xem như võ đạo gia trong hoàn thiện nhất một bộ động tác, phân đội nhỏ trường trong lúc rảnh rỗi thời điểm đã ở nghiên cứu. Bởi vì này bộ đồ chiêu thức bất kể là ấn phím thói quen, chiêu thức thiết lập bên trên đều có rất nhiều nên chỗ, có lợi cho hắn cải tiến thái cực quyền trò chơi ấn phím, cho nên đối với bộ quyền pháp này cũng rất là quen thuộc. Đem làm Trần Húc bày ra thái cực quyền thức mở đầu thời điểm, phân đội nhỏ trường cũng đã công đi lên, một chiêu giống như mô hình giống như dạng vỗ tay bay thẳng. Trần Húc xinh đẹp trở về một cái như phong giống như bế, tay trái đơn quật đến phân đội nhỏ trường né tránh, vội vàng dùng một chiêu bàng tay ôm vỗ tay phản kích đi qua. Vịnh Xuân Quyền chiêu thức trên cơ bản ngay tại hai cái trên tay, tục ngữ nói Vịnh Xuân Quyền có tay không chân, có thể thấy được ra chiêu tốc độ cực nhanh. Vịnh Xuân nhanh, thái cực tính, song phương một cái là dùng nhanh chiêu đánh chính là xét đánh không kịp bưng tay, một cái là lấy tịnh chế động, hậu phát chế nhân. Hai chủng quyền pháp là hoàn toàn bất đồng lưỡng chủng loại hình. An Nhàn cũng không nghĩ tới phân đội nhỏ trường sử dụng Vịnh Xuân Quyền cũng là như vậy hoa lệ mau lẹ. Chút nào không thua kém chi mình, nhưng nhìn bên kia địa trần húc, tắc thì càng là như nhàn nhã tản bộ, từng chiêu nhẹ nhàng linh hoạt giản tiện, nhất thức thức từ trì hoãn khoan khoái dễ chịu. Ở chỗ này cao thủ đều có thể nhìn ra, trần húc thái cực quyền tuyệt đối không phải bình thường qua mọi nhà đồ chơi. Rất nhiều lần phân đội nhỏ trường khống chế đích nhân vật cũng nhịn không được trọng tâm trách đi, cái này rõ ràng cho thấy bị đối phương trên tay địa hấp kính cho ảnh hưởng đến. Thái cực hấp lực, đây là thái cực quyền cùng người giao thủ lúc lớn nhất ảo diệu một trong. Nhưng là không nghĩ tới tại đây khoản trò chơi chính giữa, vậy mà cũng có thể biểu hiện ra ngoài. Mọi người trước khi vẫn cho là cái này trò chơi cũng chỉ là một cái cơ bắp loại trò chơi, đều là to con kẻ cơ bắp, phó công chiêu thức cũng toàn bộ đều là ngoại môn công phu, nội gia quyền pháp huy lực phát huy không đi ra 2 phần 13. Nhưng là bây giờ nhìn lấy Trần Húc như vậy sử dụng thái cực thôi thủ, đem thái cực quyền bên trong đích một cái quấn kính phát huy địa phát huy vô cùng tinh tế cái này không thể không khiến người một lần nữa xem kỹ cái này trò chơi rồi kỳ thật tại vốn là trò chơi thiết lập chính giữa vốn chính là có khí lực loại nhân vật này cơ bản tố chất thiết lập nhưng là là che giấu đấy bởi vì trò chơi chính giữa đích nhân vật thân thể tố chất đều là cao thủ đứng đầu trong địa cao thủ ví dụ như đem lực lượng toàn bộ thêm đến đỉnh cấp một quyền kia uy lực không thua gì quyền vương tay sân mà trong trò chơi cũng kiêm dung trên thế giới rất nhiều nổi danh chiến đấu kỹ xảo, mà người châu Á thân thể so ra kém châu U người dưới tình huống, khí lực tự là chiến thắng đối phương trọng yếu cách. Nhìn xem Trần Húc một chiêu đón lấy một chiêu, tay trái âm, tay phải dương. Mà thỉnh thoảng tắc thì biến chiêu, tay trái dương, tay phải âm, bạch hạc lưỡng xí, tay vung tỉ bà, hai ngọn núi quan tai, như phong giống như bế. Một bộ quyền pháp đánh hơn là xoay tròn như ý, phân đội nhỏ trường nhiều lần mưa to gió lớn địa cường công, tuy nhiên cũng phảng phất đánh tiến vào bông chính giữa, bị Trần Húc dễ dàng né tránh đi qua. Thái cực quyền tám loại kinh lực, kính chỉ dùng để tại hóa giải hoặc hợp lực phát người, vuốt kính chỉ dùng để tải mượn lực hướng về sau lực hút, lách vào kính đối với hạ bàn bên ngoài. Theo như kính thì là chống lại bàn bên ngoài kính, mặt khác còn có hái kính, kính, cùi trỏ, dựa vào kích. Trần Húc tại trong trò chơi sử dụng, lẫn nhau dẫn dắt. Phân đội nhỏ trường mưa to gió lớn giống như tiến công điện ảnh và truyền hình không làm gì được hắn cả ngược lại nhiều lần bị dẫn dắt mất đi trọng tâm, do đó bị Trần Húc thừa thế kích thương. Ván này đánh chính là là Trần Húc đến chưa chậm nhất một ván, trọn vẹn 5 phút đồng hồ, từng điểm từng điểm tiêu hao phân đội nhỏ lớn lên thanh máu HP, mà chính mình như trước lông tóc ít bị tổn thương. Này cũng cũng không phải nói thái cực quyền đánh người cũng chậm, có nhiều lần địa cơ hội, Trần Húc đều không có hoàn toàn thống hạ sát thủ, mà chỉ là như trong hiện thực luận bàn điểm đến là dừng. Đang xem cuộc chiến địa người sáng suốt đều nhìn ra, Trần Húc như vậy luyện pháp, tự là biểu hiện thái cực quyền lấy nhu thắng cương. Suốt cục, phân đội nhỏ trường còn thừa lại cuối cùng một tia thanh máu HP địa thời điểm, chính mình nhảy ra vòng tròn luẩn quẩn, dẹp đường, ta nhận thua, không nghĩ tới cái này trò chơi chính giữa thái cực quyền chiêu số vậy mà có thể làm được như thế xuất thần nhập hóa, bản thân triệt để chịu phục rồi, bất quá không biết. Ngài bộ này thái cực quyền chiêu thức phải chăng có thể bán cho ta? Giá tiền phương diện hoàn toàn không là vấn đề. Phân đội nhỏ trường đã nhìn ra, chính mình rõ ràng không phải Trần Húc đối thủ. Hắn thao tác cường đại dối tinh dối mù không nói, hơn nữa chiêu thức phương diện xa so với chính mình xếp đặt thiết kế muốn càng thêm khoa học hợp lý. Hơn nữa, song phương thực lực tranh lệch quá xa, thì ra là đối với trò chơi thao tác tính lên, hoàn toàn không phải tại một cái cấp bậc. Nhìn xem Trần Húc một đường toàn thắng xuống, toàn thắng là cái gì khái niệm, thật giống như làm bài thi, bọn hắn những người này điểm bất quá tựu là cái 3-40 phân, tốt đi một chút cao nhất 6-70 phân, mà Trần Húc nhưng lại một đường cầm mắc điểm. Mắc điểm cùng toàn thắng là thuộc về một cái khái niệm đấy. Thật giống như sinh viên đi làm tiểu học toán học, lấy được đều là mắc điểm, nhưng cái này có thể nói rõ sinh viên thực lực sao? Cùng lý, Trần Húc hiện tại toàn thắng bọn hắn, liền từ căn bản đã nói sáng tỏ bọn hắn cùng Trần Húc hoàn toàn không phải tại một cái cấp bậc bên trên, giống như nhà trẻ tiểu hài tử đối mặt một cái trưởng thành đại nhân, hơn nữa cái này đại nhân trong tay còn nói ra đem Thanh Long Yển Nguyệt đao phân đội nhỏ trường cũng thất bại, hôm nay cũng chỉ còn lại có an nhàn rồi. Mà vừa rồi phân đội nhỏ trường đánh tới Vịnh Xuân Quyền, mọi người xem chi, cho dù là an nhàn cũng chưa chắc có thể sử dụng so với hắn khá hơn nữa. Nếu như Trần Húc lại hết thắng an giật, cái kia lúc này đây võ lâm minh chủ vị, quả nhiên là lại không cái gì tranh luận rồi. Mà lúc này đây, An Nhàn cũng đang nhìn Trần Húc phát tới khiêu chiến mời có thể cười khổ. Tự mình biết chính nhà mình đích sự tình, An Nhàn cũng hoàn toàn chính xác biết rõ mình tuyệt đối không thể nào là Trần Húc đối thủ, không có nghĩ tới tên này như vậy thâm tàng bất lộ. Hay vẫn là nói hắn ngày hôm nay chính giữa có kỳ ngộ khác. Nghĩ vậy An Nhàn tự nở nụ cười thoáng một phát, cảm giác mình là ở là muốn nhiều lắm. Bởi vì đây là trò chơi không phải tiểu thuyết võ hiệp, dù là SMMS đại thần tự mình cho hắn xếp đặt thiết kế những này võ thuật chiêu thức, nhưng tổng cộng 10 bộ đồ thao tác phương pháp, đều luyện như thế thành thạo, cho dù là thiên tài A, à, không có có mấy cái nguyệt khổ luyện cũng là căn bản không có khả năng đấy. Bất quá Trần Húc công phu, cũng hoàn toàn chính xác lại để cho hắn mở rộng tầm mắt, đã trầm mặc sau một lúc, an nhàn tại trên bàn phím gõ đến, ta nhận thua. Audio điện tử võ tấn bền Ta nhận thua, căn cứ trước khi quy tắc, ta nguyện ý nghe theo ai hiệu lệnh, cộng đồng nghênh đón Hàn Quốc khiêu chiến. Phân đội nhỏ trường, ta cũng nhận thua, ta không phải ai đối thủ, thực lực sai biệt quá lớn, ai với tư cách minh chủ hoàn toàn xứng đáng. Đâm chân mang dâm lâu, ta cũng tán thành, không phản đối, tâm phục khẩu phục, tán thành, đã đến bát cực tại đây, hắn tuy nhiên không có cam lòng, nhưng dù sao cũng là cầm được thì cũng buông được đàn ông, hắn về sau lại đi khiêu chiến Trần Húc mấy lần, đều là dùng thất bại chấm dứt, hoàn toàn bại hoàn toàn, liền đối phương góc áo đều không có đụng phải, cái này đối với bát cực mà nói, là sỉ nhục. Nhưng nhìn lấy những người khác cũng đều là cũng giống như mình kết cục bát cực cũng chỉ có thể chịu phục rồi vì vậy hắn đã ở trên bàn phím gõ đến ta cũng tâm phục rất nhanh nói chuyện phím trong phòng đều là một mảnh chịu phục thanh âm phân đội nhỏ trường nói vậy thì bởi ngài đến an bài a kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào thế nhưng mà lúc này thời điểm trần húc lại không có một chút tiếng vang rồi lúc này thời điểm đã sớm tại bên cạnh trời nóng lòng hơn nữa ngắt một tay đổ mồ hôi cao hiểu tiết cùng quản dịch phi tốc phóng tới trần húc phòng dùng sức gõ cửa không ai có thể trả lời Trước khi Trần Húc nói muốn chuyên tâm chiến đấu, cho nên tự giam mình ở trong phòng, ai cũng không để cho quấy giày. Quản dịch không nói hai lời, lại để cho Cao Hiểu Tiết cùng chạm tinh lui về phía sau, sau đó một cái xinh đẹp đá giỏ lái trực tiếp đem cửa gỗ đá văng ra, xông đi vào xem xét, Trần Húc theo máy tính trên mặt ghế lăn xuống dưới nằm trên mặt đất, trên đầu còn đeo một cái tai to cơ. Mà sắc mặt của hắn tái nhợt, bờ môi cũng bạch dọa người. Toàn thân đổ mồ hôi đã đem quần áo toàn bộ làm ướt. Mà tự nằm trên mặt đất, hắn địa hai tay vẫn còn một cái kính run. Quản dịch cái thứ nhất xông tới, bị hù hét lên một tiếng trực tiếp đem Trần Húc ôm vào trong ngực. Đưa hắn địa tai nghe hái xuống, Trần Húc cũng có thể cảm giác được đầu của mình đỉnh tại một đoàn rất mềm mại đồ vật lên, bất quá lúc này thời điểm hắn một điểm nghĩ cách cũng bị mất, hắn đã cảm thấy thân thể không hề là của mình. Hai tay run rẩy, một điểm khí lực đều xử không được rồi. Trần Húc dùng hết toàn thân cuối cùng một tia khí lực mới nói, tranh thủ thời gian, đang nói chuyện thiên trong phòng hồi phục, tất cả mọi người hôm nay tạm thời nghỉ ngơi ngày mai lại nghỉ, nói xong câu đó trần húc tự không còn có một điểm khí lực rồi cao hiểu tiết cùng quản dịch vẫn còn sướng sờ thời điểm chạm tinh nhanh chóng xông tới tại trên bàn phím bùm bùm cách cách đánh xuống đoạn văn này quay đầu lại nhìn xem trần húc cái này lạnh nhạt nữ hải ánh mắt lộ ra một tia thần sắc lo lắng ngươi như thế nào đây không có sao chứ trần húc vô lực quơ quơ đầu quản dịch sắc mặt lo lắng nói như thế nào hội làm thành cái dạng này không phải là đánh cho trận đấu sao Cao Hiểu Tiết cũng nói, xem hắn bộ dáng giống như thể lực tiêu hao quá độ. Hay vẫn là tranh thủ thời gian tiến đưa bệnh viện, cho dù là tiêm vào điểm đường gluco đều là tốt. Quản dịch gật gật đầu, vội vàng đánh cho 120 điện thoại, mà ở 120 trước khi đến, hai nữ nhân líu díu, chỉ có chạm tinh ở một bên, ngẫu nhiên sẽ lộ ra ánh mắt ân cần, cũng không tham dự đến hai người thảo luận ở bên trong, lại để cho Trần Húc thoải mái chưa rất nhiều. Ai, một cái nữ nhân 500 con vịt tử hai nữ nhân tựu là một ngàn chỉ. Khá tốt chạm tinh thật biết điều, bằng không thì một nghìn năm trăm con vị tử, còn đối với một cái tựu muốn ngã xuống đến ngủ, cái gì khác đều không muốn địa người đến nói, cái kia quả thực so 18 tầng địa ngục còn muốn dày vò à. Chẳng trách Trần Húc như vậy mệt nhọc, bởi vì hắn tại vừa rồi quyết đấu chính giữa, thể lực cùng trí nhớ đều đại lượng tiêu hao. Tiêu hao trình độ xa xa vượt qua đồng loại trị số. Trần Húc là lại để cho tiểu mẫn đối với chính mình não bộ tiến hành dòng điện kích thích, loại kích thích này nói như vậy đối với nhân thể là vô hại đấy. Bởi vì này loại dòng điện kích thích vỏ đại não, trong tương lai trong nghiên cứu đã đạt đến tương đương vượt lên đầu trình độ. Nhìn xem giả thuyết ảo cảnh sẽ biết, giả thuyết ảo cảnh địa nguyên lý tự là lợi dụng dòng điện kích thích vỏ đại não. Do đó đối với nhân thể tiến hành thôi miên, truyền thâu cố định địa đồ như ôn tồn tin tức tức. Như vậy khoa học kỹ thuật đều có thể thực hiện hơn nữa đối với nhân thể vô hại, như vậy sử dụng dòng điện kích thích đại não khiến cho biết dùng người tại trong thời gian ngắn thần kinh phản xạ tốc độ, tính toán tốc độ sâu sắc tăng cường, đây cũng là tuyệt đối có thể làm được đấy. Nhưng là như thế này làm cũng phải cẩn thận, đại não tính toán tốc độ tăng lớn, muốn tiêu hao càng nhiều nữa năng lượng, mà thời gian dài cũng sẽ biết đối với đại não tạo thành nhất định được tổn thương. Đó là bởi vì tiêu hao quá độ làm cho não bộ thiếu dưỡng chỗ sinh ra đấy. Bất quá Trần Húc vừa rồi địa chiến đấu, cũng chỉ là lại để cho hắn địa thể lực tiêu hao không còn, đối với thân thể khá tốt không có bất kỳ tổn thương, chỉ cần ngủ lấy một giấc có thể khôi phục lại rồi. Xe cứu thương rất nhanh địa đã đến, Trần Húc bị ba chân bốn cẳng đặt lên xe về sau cao hiểu tiết cùng quản dịch thậm chí nghĩ hướng trên xe lách vào, nhưng người ta y tá không cho, cái này mặt mũi tràn đầy đều là tàn nhang tiểu hộ sĩ nhìn xem cái này hai cái một cái so một cái yêu nghiệt nữ nhân, nhịn không được tâm tư đố kỵ khởi nói, các ngươi cùng hắn là quan hệ như thế nào à? Không có việc gì, hắn chết không hết, nghe nói như thế quản dịch lại nổi giận, ngạo nhân bộ ngực một cái nói, ta là hắn bạn gái, ta có thể lên xe a. Khá tốt Trần Húc lúc này thời điểm bị cố định tại trên giường bệnh, bằng không thì nghe nói như thế nói không chừng sẽ một đầu dập đầu đến trên ván cửa. Cái kia tàn nhang tiểu hộ sĩ liếc mắt, thấp giọng thì thầm nói tiểu tử này giếm phúc sâu à, sau đó nghiêng một cái đầu nói, lên đây đi. Quản dịch Dương Dương đắc ý lên xe. Cao Hiểu Tiết đi theo nàng phía sau cái mông chuẩn bị lừa dối vượt qua kiểm tra nhưng bị cái kia tàn nhang tiểu hộ sĩ cho ngăn lại, người đi theo đi lên làm gì vậy? Người cùng hắn cái gì quan hệ à? Cao Hiểu Tiết vốn muốn nói đồng học quan hệ, nhưng nhìn xem cái này tiểu hộ sĩ chỉ cao khí ngang bộ dạng, trên mặt mụn đều nhanh biến thành cây xương rồng cảnh rồi, biết rõ tự người nói đồng học quan hệ khẳng định không thể đi lên, vì vậy cũng hơi ngửa đầu, rất nghiêu khí nói, ta cũng là hắn bạn gái. Cái này cái kia tiểu hộ sĩ thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, nói ngoá ngươi cho ta là hai à các ngươi đều là nàng bạn gái cao hiểu tiết lườm nàng liếc nói không được à chúng ta ngươi tình ta nguyện thiên kinh địa nghĩa muốn ngươi tới quản còn có một đâu rồi tinh tinh nhanh lên xe nhìn cái gì vậy à đây cũng là hắn bạn gái chúng ta ba cái đều cam tâm tình nguyện không phục à sau đó cái kia tiểu hộ sĩ ngay tại chỗ hôn mê cao hiểu tiết lôi kéo cười khổ trạm tinh bò lên trên xe xe cứu thương nhanh như chấp chạy ra rồi cái kia tàn nhang tiểu hộ sĩ bị giữ lại, hai mắt thẳng ngoác ngoác ngẩn người, thật lâu mới kêu thảm một tiếng, à. Ta vậy mà đã quên xem người nam nhân kia đến cùng lớn lên có nhiều soái vậy mà có thể đồng thời tìm được ba cái như vậy yêu tinh bạn gái. Không để ý tới cái kia tàn nhang tiểu hộ sĩ, Trần Húc bị đưa vào trong bệnh viện kiểm tra rồi một phen phát hiện hắn đánh giấm không có, nhưng chính là mệt mỏi địa thoát lực, chủ trị y sư xem xét cũng lại càng hoảng sợ nói, không thể nào, thằng này là vừa chạy xong chạy marathon trở lại đấy sao? Mệt mỏi thành như vậy, cho Trần Húc Phủ lên đường gluco lưu tại trên giường bệnh, Cao Hiểu Tiết lúc này mới có cơ hội thẩm vấn hắn, này, người chừng nào thì biến thành lợi hại như vậy rồi hả? Còn có còn có, người không phải băng giúp Nam Cung Lam làm địa bát quái trưởng chiêu thức sao? Như thế nào người hôm nay dùng thái cực quyền, vịnh xuân quyền còn có mặt khác các môn các phái chiêu thức à? Dùng kia chi đạo còn thi kia thân ai, người làm sao làm được? có phải hay không ăn gian rồi hả? Dùng sửa chữa khí rồi hả? Trần Húc rất dứt khoát liếc mắt, hiện tại hắn nghỉ ngơi một hồi cảm giác tốt hơn nhiều, sửa chữa khí. Thực sự sửa chữa khí hắn có thể mệt mỏi cùng chó chết đồng dạng. Liên tục đối chiến hơn 20 cái cao thủ à, mỗi một chiêu mỗi nhất thức đều muốn hao phí hắn rất lớn tâm lực. Thực cho là đơn giản như vậy đấy sao? Đem làm đeo lên tai nghe nháy mắt, Trần Húc có thể cảm giác được chính mình lập tức tiến nhập một loại rất không hiểu địa trạng thái. Hắn chứng kiến đồ vật, không còn là hình ảnh rồi. Mà là lần lượt từng cái một thỉnh thoảng hình ảnh, người con mắt là có thể được lừa gạt địa phương, cái gọi là thị giác lưu lại, tự là chỉ mắt người trước cái nào đó xem như biến mất về sau, nhưng có thể tại võng mạc bên trên dừng lại không. Một không, bốn giây thời gian, mà ở não bộ bị kích thích về sau, Trần Húc chứng kiến hình ảnh đều là một chương một chương hình ảnh bộ dáng. Mà lúc này đây, hắn có thể cảm giác được đầu óc của mình tính toán giống như máy vi tính đồng dạng kín đáo, đối phương ra chiêu gì thuật, chỉ cần lóe lên, không phải mấy giây thời gian là hắn có thể đủ làm ra đến phản ứng, chấm dứt đối với chính xác phương pháp đi ứng đối. Đối phương xuất hiện sơ hở, dù là chỉ có một tia, tự lập tức có thể được hắn phát hiện. Như vậy đấu pháp, muốn không thắng cũng khó khăn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là, động tác muốn cùng mà vượt tư duy mới được. Hơn nữa, còn cần đối chiêu thức vô cùng quen thuộc. An nhàn đều đoán chừng rồi, muốn đem những chiêu thức này toàn bộ rèn luyện coi như là thiên tài, tối thiểu cũng muốn hơn mấy tháng địa thời gian mới được. Trần Húc không phải cái gì thiên tài, tuy nhiên hắn đích xác rất thông minh, nhưng là so về những cái kia mười mấy tuổi có thể bên trên khoa đại thiếu năm lớp thần đồng nhóm, đám bọn họ còn muốn kém xa lắc. Nhưng là Trần Húc có một điểm, cần có thể bổ kém cỏi. Hơn nữa, hắn còn có một lợi khí, siêu cấp máy tính. Tuy nhiên địa cầu chỉ là tự dạo qua một vòng, nhưng là đối với Trần Húc mà nói, cũng đã là đi qua tối thiểu một tháng thời gian bởi vì trần húc sử dụng giả thuyết ảo cảnh hệ thống giả thuyết ảo cảnh hệ thống nhân loại trong lịch sử vĩ đại nhất phát minh một trong không riêng gì bởi vì giả thuyết ảo cảnh hệ thống có thể làm cho mọi người tiến vào một cái khác xa hoa thế giới có thể ngẫu lại để cho người đuôi cùng người bị câm có thể chứng kiến cái thế giới này nghe được thanh âm hơn nữa nói chuyện có thể tại hệ thống chính giữa sáng tạo bất luận cái gì đồ vật còn có một là trọng yếu hơn nguyên nhân là hệ thống mô phỏng nhanh hơn nhân loại học tập tri thức bộ pháp tri thức địa truyền thừa là trọng yếu phi thường hơn nữa khó khăn đấy, bởi vì mọi người thời gian đều rất hữu hạn, một ngày 24 tiếng đồng hồ, giấc ngủ tối thiểu muốn chiếm cứ một phần tư, như vậy thời gian còn lại có thể làm cái gì? Tùy tiện lãng phí thoáng một phát sẽ không có. Nhân loại các khoa học gia đã đem nhân loại khoa học kỹ thuật nghiên cứu đề cao đã đến một cái mấy trăm năm trước căn bản không dám suy nghĩ giống như tình trạng, nhưng là hôm nay cao cấp khoa học kỹ thuật, không nói nắm giữ, có thể học được, tiếp xúc đến, lại có thể có mấy người, Nhân loại vừa ra đời, ngoại trừ bản năng bên ngoài là vật gì cũng sẽ không, nhất là minh mông như khó tri thức. Chỉ là học tập trên sách học tri thức, theo đơn giản nhất một 12 mãi cho đến vi phân và tích phân, cái này muốn tiêu hao hơn 10 năm. Cho dù là khoa đại thiếu năm lớp đích thiên tài, cũng không quá đáng tựu là so thường nhân nhanh mấu chốt nhất cái kia vài năm mà thôi. Thời gian không đủ dùng, đây là một cái phi thường vấn đề trọng yếu. Rất nhiều người cả đời đều học không đến thuyết tương đối, cũng sẽ không biết đi minh bạch vũ trụ kỹ thuật ảo diệu, bởi vì vì bọn họ học không đến, không có tinh lực như vậy kia không có lúc kia. Rất nhiều người thậm chí nghĩ lấy muốn đem thời gian bày thành mấy nửa hẳn là tốt. Nếu một ngày có 48 giờ hẳn là tốt, tiểu băng ta chính là suy nghĩ, một ngày có thể có 48 giờ thật tốt à. Như vậy ta viết chữ tự cũng không như vậy buồn bực. Mà giả thuyết ảo cảnh xuất hiện giải quyết vấn đề này. Trải qua nhà khoa học nghiên cứu phát hiện, nhân thể đại não vượt qua thời gian cùng thân thể cũng không giống với. Hoặc là nói như vậy, nhân loại đại não tuổi thọ, xa xa so thân thể tuổi thọ muốn trường. Nếu như nói tại 2086 năm, theo khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại bình địa đồng đều tuổi thọ cao tới gần 80 tuổi, như vậy nhân loại đại não tuổi thọ thì là cái số này gấp 5 lần. 400 tuổi, đương nhiên, cái này gần kề chỉ là một loại lý luận. Hơn nữa cái này lý luận rất sớm trước kia đã bị nói ra rồi. Người đến lúc tuổi già dễ dàng dễ quên, đầu óc không tốt, cũng không phải bởi vì đại não tuổi thọ theo thân thể tuổi thọ đồng dạng đi mau đến cuối cùng rồi, mà là vì sinh lý cơ năng nghiêm trọng trượt, tế bào não tử vong quá nhiều, từ đó làm cho tinh thần lực hạ thấp. Nhưng trên thực tế, người thẳng đến tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi hấp hối địa thời điểm, tinh thần lực còn là giống nhau khổng lồ đấy. Đương nhiên, coi như là 2086 năm khoa học kỹ thuật cũng không thể nào làm được đem người đại não lấy ra đặt ở trong thùng vượt qua 400 năm nhưng là giả thuyết ảo cảnh lại có thể biến tướng đạt tới cái này một mục tiêu. Giả thuyết ảo cảnh bên trong đích thời gian trôi qua, hoàn toàn là do máy tính chỗ thao túng đấy. Người tại giả thuyết ảo cảnh trong vượt qua thời gian, tắc thì tựu là theo đại não sống lâu khấu trừ địa phương. Nếu như giả thuyết ảo cảnh bên trong đích thời gian cùng sự thật thời gian đồng dạng, như vậy tựu không sao cả, thời gian làm như thế nào qua tựu như thế nào qua. Nhưng nếu như tại giả thuyết ảo cảnh trung tướng thời gian thả chậm gấp đôi đâu này. Trong hiện thực một giờ, Giả thuyết ảo cảnh trong là 2 giờ, như vậy nếu như người một ngày 24 tiếng đồng hồ đều tại giả thuyết ảo cảnh trong vượt qua, đây cũng là đại biểu người một ngày trọn vẹn nhiều gấp đôi địa thời gian, cũng chẳng khác nào là đem nhân loại tuổi thọ kéo dài gấp đôi. Nếu như thả chậm gấp hai đây này, đương nhiên, trong tương lai xã hội đối với loại hành vi này là có nghiêm khắc quản chế, tại bình thường dưới tình huống. Giả thuyết ảo cảnh bên trong đích thời gian chỉ có thể hạn định vi sự thật trong thời gian gấp 3. Bởi vì nếu như giả thuyết thời gian tiến hành qua chậm, như vậy sẽ nghiêm trọng tiêu hao nhân loại đại não tuổi thọ, gấp 3 thời gian dư xài rồi. Mà vượt qua cái số này, chỉ có thể từ một chút ít đặc thù tinh anh quần thể có thể dưới tình huống đặc thù mới có thể sử dụng. Trần Húc đem 24 cái giờ đồng hồ biến thành trọn vẹn 360 cái giờ đồng hồ địa giả thuyết ảo cảnh thời gian, thì ra là đem thời gian thả chậm 30 lần, cái này trong tương lai là tuyệt đối trái với quy tắc địa phương. Bởi vì như vậy, chẳng khác nào Trần Húc tiêu hao chính mình đại não tuổi thọ, hơn nữa là duy nhất một lần tiêu hao, như vậy tổn thương đại não tuổi thọ xa xa không chỉ một tháng, thậm chí là một năm, 10 năm, hoặc là thêm nữa. Đương nhiên, đối với 400 năm dài dòng buồn chán đại não tuổi thọ mà nói. Những thời giờ này không tính là cái gì, hơn nữa Trần Húc cũng không có ý định lại tới một lần rồi. Bởi vì phải biết rằng, một tháng này, Trần Húc ngoại trừ đúng giờ mỗi ngày ngủ say ảo cảnh thời gian 2 giờ bên ngoài, đều tại khắc khổ huấn luyện cái này trò chơi kỹ xảo quả thực là đã ma chướng rồi. Có thể nói, Trần Húc là khắc khổ huấn luyện hơn 600 cái giờ đồng hồ, hơn nữa toàn bộ dùng tại trò chơi lên. Phải biết rằng, coi như là tuyển thủ chuyên nghiệp, mỗi thiên địa huấn luyện cũng không quá đáng tựu là 8 tiếng đồng hồ, hơn 600 cái giờ đồng hồ, tương đương với tuyển thủ chuyên nghiệp huấn luyện gần 3 tháng. Hơn nữa, Trần Húc hay vẫn là căn cứ cái này võ đạo trong nhà địa tư liệu, rất hệ thống, phi thường có tính nhắm vào địa bắt đầu huấn luyện. Nhưng dù là như thế, hắn muốn làm đến chấm dứt đúng đấy ưu thế chiến thắng đối phương, còn cần mượn nhờ tiểu mẫn đến kích thích đại não tính toán tốc độ. Đương nhiên, theo Trần Húc về sau thời gian dần qua huấn luyện, càng ngày càng quen thuộc trò chơi, tự không hề cần tiểu mẫn đến hỗ trợ. Giả thuyết ảo cảnh trong không có có người khác, hoàn toàn tự là Trần Húc chính mình, ngoại trừ tiểu mẫn ngẫu nhiên hội dùng một ít máy móc tính ngôn ngữ đến cùng hắn tâm sự, chứng minh thoáng một phát hắn còn sống bên ngoài, cái loại này cảm giác cô độc đủ để đem người áp bách điên rồi một tháng qua ngoại trừ trò chơi hay vẫn là trò chơi, một ngày 22 cái giờ đồng hồ đối với máy tính, Trần Húc bây giờ nhìn đến máy tính thì có loại muốn ói cảm giác. Loại chuyện này, tuyệt tuyệt đối đối với không thể làm tiếp lần thứ hai rồi, bằng không thì Trần Húc không phải điên rồi không thể. Lúc này đây, nếu như không phải mình cái này võ đạo ra dẫn suốt phiền toái lớn như vậy, còn có Hàn Quốc như thế hung hăng cản quấy khiêu khích, lại để cho Trần Húc kiên nghị nhận thức đúng một cái phương hướng, chỉ sợ hắn sớm liền buông tha rồi. Cái này, coi như là Trần Húc làm được một cái đền bù tổn thất. Đả Đà đảo Hàn Quốc, quy phạm trò chơi người chơi thái độ. Những điều này đều là Trần Húc muốn làm, xem như trách nhiệm của hắn. Trò chơi rất xấu, cuối cùng hay là muốn người đến chơi, nếu như người chơi tố chất quá thấp, tạo thành trò chơi hoàn cảnh quá kém, như vậy tựu sẽ ảnh hưởng đến những thứ khác người chơi, càng lớn đến hội hủy cái này trò chơi. Không thấy, Audition đoàn với tư cách trong nước sớm nhất một cái hip hop loại trò chơi, vốn là một loại rất hưu nhàn, rất có thể làm cho người nhẹ nhõm trò chơi, cũng hấp dẫn đại lượng người chơi. Mà cái này vốn không có một điểm mùi thuốc súng trò chơi, hôm nay chỉ cần một điểm khai, có thể chứng kiến bên trong vô số mắng chửi người, ngôn ngữ phía dưới lưu không chịu nổi, cho dù là năm đó dùng PK hình thức nổi tiếng, mùi thuốc súng 10 phần truyền kỳ đều chưa từng từng có. Trần Húc tự nhiên không muốn chứng kiến chính mình trò chơi tương lai cũng biến thành như vậy, lúc này đây hắn sử dụng vật đổi sao rời phương thức, đơn giản chỉ cần khổ luyện thập đại lưu phái tuyệt chiêu kỹ xảo mục đích cũng ngay tại ở này. Đả bại Hàn Quốc, gần kề chỉ là bước đầu tiên, hơn nữa một bước này căn bản không có cái gì khó, chính là chiếm đi một tí món lời nhỏ Hàn Quốc, còn không đáng đến làm cho người phí bên trên quá nhiều tâm tư. Mà đả bại Hàn Quốc về sau, Trần Húc muốn bắt đầu chỉnh đốn cái này trò chơi rồi. Ngày hôm sau, đem làm Hàn Quốc cao thủ lần nữa tiến vào chiến lưới thời điểm, phát hiện thượng diện tự biểu hiện một cái trò chơi kênh rồi. Đây là có chuyện gì? Dây ION kỳ quái hỏi đồng đội, chẳng lẽ người châu Á là ý định tụ tập tại một cái trong kênh nói chuyện mặt vây đánh chúng ta. FL tiệm uốn tóc y hèn mọn bị ổi liếm liếm bờ môi nói, như vậy rất tốt à, dù sao Trung Quốc tuyển thủ trình độ cao thấp không đều, thái điều rất nhiều, ngoại trừ có hạn mấy người có thể cho chúng ta tạo thành nhất định được trở ngại, những người khác có thể bỏ qua rồi, chỉ là cho chúng ta tiến đưa phân đến đấy. Hắn vừa nói như vậy, một đám người đều hắc hắc cười. Lúc này đây bọn hắn chế định chiến thuật tựu là xem Trung Quốc người chơi không có tổ chức, sau đó dùng loại hình thức này đoạt phân tới bắt đến thứ nhất, cái này vốn chính là một loại đầu cơ trục lợi phương pháp. Nhưng khi FL tiệm uốn tóc y bọn hắn tiến vào kênh về sau, lại phát hiện toàn bộ trong kênh nói chuyện mặt lạnh lạnh thanh thanh, người mặc dù nhiều, nhưng là tự chỉ có một trò chơi gian phòng, thượng diện dùng Hàn văn viết, Hàn Quốc cao thủ mời đến. Giống như có vấn đề, có mai phục, dây kỳ quái mà nói, rất rõ ràng người châu Á có ý tứ là hy vọng chúng ta tiến vào gian phòng kia chiến đấu, bọn hắn có cao thủ ở bên trong mai phục sao? Bài danh thứ hai Ren nhìn nhìn nói, mặc kệ nó, đã người châu Á muốn như vậy chơi, chúng ta hãy theo hắn chơi tốt rồi. Coi như là Trung Quốc mạnh nhất cao thủ, cũng so chúng ta phải kém bên trên một đoạn, có cái gì phải sợ, đây là đang trên mạng, không phải tại trong hiện thực. Lão đại người còn sợ bị người mai phục đánh hôn mê à? Người Hàn Quốc một hồi cười, nói lão đại đoán chừng trong hiện thực bị người đánh hôn mê sợ. Nhưng là dây ION một ho khan, bọn hắn lập tức tụ không nói. Được rồi, chúng ta vào xem, không sợ bọn họ đùa nghịch cái gì bịp bợm. Rốt cục dây ION điểm tiến vào gian phòng này, lập tức tự chứng kiến gian phòng địa xem trên chiến đài đầy ấp người, mà chứng kiến dây ION cái này ai đi tiến đến, một thứ tên là ai ai đi đánh ra một hàng chữ, hoan nghênh hoan nghênh, xin đợi chư vị đã lâu. Cái này ai, dĩ nhiên là là Trần Húc rồi, bởi vì này lần Trần Húc bọn hắn chuẩn bị kỹ càng, có người đặc biệt phiên đối với hai nước tuyển thủ đối thoại làm phiên dịch. Cho nên Trần Húc một câu vừa đánh xong, rất nhanh thì có Hàn Văn xuất hiện đang nói chuyện thiên trong phòng. Dây ION hồi phục, quý phương hôm nay là có ý gì? Ngày hôm qua đã treo rồi một lần miễn chiến bài rồi, chẳng lẽ hôm nay còn muốn tiếp tục ngưng chiến sao? Nếu như đặt ở bình thường, cái lúc này trong phòng đã sớm như ong vỡ tổ nổ tung rồi. Các loại quốc mắng có thể đem dây ION mắng hận không thể toàn chui vào hồi mẹ trong bụng nhưng là hiện tại nói chuyện phiếm trong phòng im lặng không có bất kỳ lộn xộn lên tiếng chỉ có ai một câu chúng ta cũng muốn hỏi quý phương đến chúng ta bên này như thế khiêu khích là có ý gì chẳng lẽ tự thật sự tự cho là mình vô địch thiên hạ sau đó có thể muốn làm gì thì làm sao jiol cười cười tại trên bàn phím dẹp đường người châu á tự đại vô cùng một mực đều tự thổi chính mình võ thuật đệ nhất thiên hạ quốc gia của ta cao thủ nhiều lần tiến về trước trung quốc khiêu chiến nhưng đều phòng thủ mà không chiến Đáng tiếc rất nhiều người châu Á cũng đều sống tại chính mình địa võ thuật thế giới đệ nhất trong mộc, chúng ta chính là vì chứng minh một cái chân lý, taekwondo mới được là trên thế giới mạnh nhất công phu. Phi, phân đội nhỏ trường, an nhàn, bát cực bọn người cũng nhịn không được muốn thống mạ rồi, nhất là bát cực, cái này lúc sau đã nhịn không được hiếu thắng qua bàn phím đánh chữ rồi. Nhưng nhớ tới Trần Húc trước khi nói lời nói, lại nhịn không được vô cùng phẫn nộ địa một trưởng vỗ vào trên bàn phím. Bát cực quyền như thế cương mãnh, hắn lần này dù cho bàn phím cũng sẽ bị đập nát bấy rồi khá tốt bắt cực người bên cạnh sớm biết như vậy hắn sẽ như thế lập tức thở dài lấy cho hắn thay đổi cái bàn phím ngày hôm qua trần húc ngay tại bố trí nhiệm vụ thời điểm nói ngày mai đối chiến hàn quốc địa thời điểm bất luận kẻ nào đều chuẩn tự tiện nói lời nói không tổ chức không kỷ luật còn thể thống gì tuy nhiên trong nội tâm khó chịu nhưng người luyện võ lời hứa đáng giá nghìn vàng bọn hắn như là đã dâng tặng trần húc cầm đầu tự nhiên cũng là muốn nghe lời nói đấy Trần Húc lạnh lùng cười cười, dẹp đường, viên đạn tiểu quốc, rác rưởi nhà cái đem thức, cũng dám lớn như vậy khẩu khí rồi hả? Rất tốt, đã các ngươi muốn tìm cái chết, ta đây cũng sẽ thanh toàn các ngươi. Hôm nay sẽ tới một hồi quyết đấu A, à, đừng lén lút ở từng cái trong kênh nói chuyện mặt tìm thái điểu đến soát phân. Hừ, nói đến du kích chiến, chúng ta là các ngươi tổ tông. Chứng kiến phiên dịch tin tức dây nhìn nhịn không được khóe miệng kịch liệt co rúm vài cái. Người Hàn Quốc kiêng kỵ nhất đấy, tự là người châu Á tại trước mặt bọn họ nhắc tới bối phận. Vì vậy dân tộc không có lịch sử, cái gì đó đều là theo Trung Quốc lưu truyền tới địa phương. Mãnh liệt tự ti lại để cho bọn hắn không dám trực tiếp hết thảy sự thật, Trần Húc những lời này vốn là vô tâm nói như vậy, lại đem bọn này cây gậy cho trong lúc vô tình đã kích đến rồi. Dây n sẽ cực kỳ nhanh dẹp đường, muốn như thế nào quyết đấu. Rất đơn giản, cứ dựa theo bình thường P chế độ, song phương các phái 5 người, từng bước từng bước chiến đấu, mỗi lần chiến đấu là ba ván cục lưỡng thắng chế. Đương nhiên nếu như hai, không tự nhiên không cần thêm thi đấu trận thứ ba. Cuối cùng chiến thắng người tựu là người thắng, như thế nào? Đây không phải là thường công bình đấu pháp, hiện tại rất nhiều điện cạnh trò chơi đoàn đội tác chiến đều là như thế, vì vậy dây ION trở về phục, rất tốt, cái kia quý phương phái ra cái đó năm cái. Trần Húc cười cười, đem xuất hiện danh sách rất hào phóng công bố đi ra ngoài. Trần Húc tựu xếp hạng đệ nhất vị, đằng sau theo thứ tự là bát cực, Phần đội nhỏ trường an nhàn còn có một vị thông bối quyền cao thủ. Nhưng kỳ thật, sau bốn vị sắp xếp hoàn toàn không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì Trần Húc đã hạ quyết tâm, dùng lực lượng một người đem đối phương năm người đánh rơi xuống ngựa. Kỳ nhìn xem phần này xuất hiện danh sách, bên cạnh FL tiệm uốn tóc y nói, "Lão đại, như vậy đấu pháp không phù hợp chúng ta trước khi an bài à?" Sách mấy người khác cũng gật đầu, bởi vì này loại đấu pháp hoàn toàn tựu là cứng đối cứng. Không phù hợp trước khi bọn hắn chế định tuyển yếu đích soát phân, hết sức khiêu chiến đối phương cao thủ nguyên tắc. Bởi vì tại trong kênh nói chuyện mặt soát phân, đối thủ tố chất cao thấp không đều, như vậy tựu có rất lớn cơ hội có thể đục nước béo cò. Nhưng là nếu như là chính diện khiêu chiến, cái kia chính là hoàn toàn xem thực lực, là thuyền khả năng không nhỏ. JION nói, chúng ta không có lựa chọn khác chọn, bởi vì ngươi không có chứng kiến đối phương hoàn toàn là chuẩn bị sẵn sàng sao? Nếu như chúng ta có thể tại trận chiến đấu này chính giữa đánh bại đối thủ, như vậy trận chiến đấu này tựu là toàn thắng rồi, muốn tin tưởng thực lực của chúng ta. Mấy người tưởng tượng, bọn hắn dù sao cũng là đã sớm luyện qua, phương diện này ưu thế chiếm được rất lớn, cho nên tự nhiên là không có gì đáng sợ, vì vậy sẽ tin tâm 10 phần. JION phân tích thoáng một phát, nói, đoán chừng bọn hắn cũng là nhịn không được rồi, tùy ý chúng ta tại trong kênh nói chuyện mặt soát phân chỉ có thể càng ngày càng mất mặt cho nên tựu được ăn cả ngã về không, như vậy cũng rất tốt à. Dù sao soát phân, thời gian dài cũng sinh ra không được oanh động, nhưng bây giờ chính là chúng ta một lần hành động thành danh cơ hội tốt, sau đó hắn cười đắc ý cười. Chìa chìa danh sách nói, bọn này người châu Á, còn tin tưởng cái loại này ngu muội nho ra văn hóa, vậy mà chính mình sẽ đem danh sách trước tiến đưa lên đây, ha. Cái này bất chính tốt cho chúng ta cơ hội, người Hàn Quốc tập thể cười to, hoàn toàn chính xác. Tại chính quy thi đấu sự tình trong, song phương đều thống nhất đem danh sách đưa cho tổ ủy hội trước khi ai sẽ không biết ai đấy bởi vì chính quy thi đấu sự tình chính giữa song phương khẳng định đều đối với đối phương địa tuyển thủ tiến hành nghiên cứu phân tích sở trường cùng nhược điểm nếu như sớm biết rõ đối phương bài binh bố trận như vậy cũng rất dễ dàng làm ra tính nhắm vào đấu pháp mà bây giờ trên cơ bản trong phương địa năm người này đều cùng bọn họ đã giao thủ kỳ đặc điểm tự nhiên cũng tinh tường cho nên jion bọn hắn thảo luận thoáng một phát tự lập tức an bài tính nhắm vào địa đội hình phân bố. Hàn Quốc bên này bài xuất cái thứ nhất tuyển thủ tên gọi út. Là cái phi thường dũng mãnh loại hình, hắn cùng với Trần Húc cũng đã giao thủ. Nhưng lại có thắng tích, cho nên lần này rất tự tin, cho rằng có thể đem đối phương địa ai trước làm mất, nói không chừng cũng có thể liều mất bát cực, nếu như có thể một người giải quyết đối phương hai cái, như vậy đằng sau địa trận đấu là tốt rồi lớn hơn. Hàn Quốc bên này đội hình tựu là út, bớt, FL, tiệm uốn tóc y, rên cùng dây ION. Dựa theo thực lực đến xem, ngoại trừ út cùng bớt thực lực kém không nhiều lắm bên ngoài, cái này chính là một cái thực lực tiến dần lên thức phương thức sắp xếp, dây IO ở lại cuối cùng, rất rõ ràng chính là vì giữ gốc, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cái này cũng nói rõ người Hàn Quốc kỳ thật rất cẩn thận, bằng không thì sẽ đem dây n sắp xếp đến thứ nhất, trực tiếp đánh chúng vừa mới cái năm, không. Chứng kiến người Hàn Quốc xuất hiện danh sách, Trần Húc bên này cũng cười, bọn hắn không giống người Hàn Quốc như vậy đều tụ tập cùng một chỗ, lần này năm người toàn bộ đều tại trên mạng tiến hành liên hệ, hiện tại rất dứt khoát mở một cái chuyên nghiệp video phòng họp. Trần Húc cười nói, xem ra đối phương còn rất cẩn thận, bất quá như vậy rất tốt, càng về sau đánh càng có tính khiêu chiến, không đến mức vừa mới bắt đầu sướng rồi hai thanh, đằng sau tựu héo. Phân đội nhỏ trường nói, ai, người phải cẩn thận rồi, ngàn vạn không muốn chủ quan, cái kiểu ta cùng hắn đã giao thủ, thực lực rất cường, hơn nữa tốc độ công kích rất nhanh, là cái kình địch. Trong màn ảnh địa tiểu phân là cái nhanh 30 tuổi địa nam tử, nhưng tướng mạo cũng rất chính thái, không biết là trời sinh như vậy hay vẫn là hậu thiên bảo dưỡng, nếu trời sinh khá tốt, cần phải là bảo dưỡng đấy. Ách, thật là làm cho người ta nôn mửa. Trần Húc ha ha cười cười nói, bọn hắn cường thịnh trở lại mạnh qua các ngươi. Lời này nho nhỏ vỗ mấy người Mã thí tâm bốc thoáng một phát, An Nhàn ha ha cười nói, hết thảy tiểu mà bắt cực tắc thì nói, người nếu bị thua, ta tự làm thịt ngươi. Lời nói tuy nhiên không khách khí nhưng là theo trong màn ảnh, nhưng nhìn ra trên mặt hắn một vẻ khẩn trương, chỉ là người này, không thế nào hội biểu đạt mà thôi. Trần Húc ha ha cười cười, đã thành lập nên máy chủ đem làm đi vào trước, lựa chọn một cái đơn giản nhất lôi đài tỷ võ, sau đó đối với đối phương đánh ra tâm, sau đó út gật gật đầu, tiến nhập máy chủ. Võ đạo gia thiết lập có chuyên môn trò chơi nhân vật, chiêu thức văn bản tài liệu, cái này văn bản tài liệu lặng yên nhận thức là bảo tồn tại trò chơi lắp đặt cặp văn kiện phía dưới, người chơi chỉ cần đem văn bản tài liệu để lấy ra, đang tiến hành trò chơi thời điểm sắp đặt tại trò chơi cặp văn kiện hạ là được rồi. Mà ở mạng lưới đối chiến thời điểm, server cũng sẽ tự động đọc đến nhân vật tin tức, hơn nữa căn cứ cái này trò chơi xong đinh ốc đặc thù kết cấu, đọc đến tốc độ cùng mạng lưới trao đổi tốc độ, so về hiện tại phải nhanh hơn quá nhiều, cho nên căn bản không cần lo lắng tạp cơ vấn đề. Cho nên khi xong phương đều điểm kích bắt đầu về sau, chỉ là một cái không đến 10 giây đồng hồ thanh process 3 tiến độ máy tính đọc đến lan chấp động, song phương tựu đăng nhập vào trò chơi lôi đài trong. Cái này út sáng tạo đích nhân vật trọn vẹn tầm 1m9 đã ngoài, tay trường chân trường cái chủng loại kia, trong chiến đấu cũng đích thật là có thể chiếm được tiện nghi. 3, 2, một đếm ngược vừa mới chấm dứt, út tựu lập tức vọt lên. Hướng về phía trần húc tựu là bay lên một cước, một chiêu này đột nhiên mà mà lại tàn nhẫn, tăng thêm út địa nhân vật chân giải ưu thế, người bình thường nếu như không cẩn thận gặp, rất dễ dàng có hại chịu thiệt. Trần Húc lần trước tựu ăn thiệt thòi nhỏ, cũng có thể nhìn ra thằng này là ở một chiêu này bên trên luyện hồi lâu, vừa mở màn muốn cho người một hạ mã uy. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa, Trần Húc nhẹ nhàng linh hoạt một cái né tránh, sau đó tay trái âm, tay phải dương, bày ra một cái thái cực vân thủ. Trực tiếp bắt lấy đối phương chân sau này kéo một phát, ngay sau đó, giơ chân lên đối với đối phương tựu là một đá. N, chuẩn xác mà nói, cái kia gọi đạp, đế giày tử trực tiếp đối với đối phương, đây không phải đạp là cái gì. Mà đạp vị trí N, cái thằng này một chân bị Trần Húc cho chuyển đi lên. Giữa hai chân vừa vặn có một lão đại không đương, cái lúc này không cần trêu chọc âm chân dùng cái gì. Kỳ thật mỗi môn công phu chính giữa, đều có trêu chọc âm các loại chiêu số, bởi vì Trung Quốc quốc thuật đều là dùng để giết người đấy, không phải dùng tới biểu diễn đấy. Về phần Trần Húc hiện tại dùng cũng thực sự không phải là thái cực quyền, mà là tùy tâm sở dục, nghĩ đến đâu là cái đó. Một cước này vô cùng địa mờ hiểm độc ác, thẳng tắp địa đạp đến út tiểu đệ đệ bên trên. N, phải nói là đạp đến út sáng chế kiến nhân vật kia tiểu đệ đệ lên. Tại chính quy chiến đấu chính giữa, trêu trọng âm chân tuyệt đối là bị làm là siêu cấp động tác nguy hiểm mà bị nghiêm lệnh cấm đấy, nhưng là tại chân thật chiến đấu chính giữa ai quản những này. M đạo, cổ họng, con mắt, những địa phương này vốn tựu đều là nhân thể yếu ớt nhất địa phương. Để đó những này yếu ớt địa phương không đánh, chuyên môn đánh cường ngạnh địa phương, xin nhờ, đó là biểu diễn không phải sinh từ tương bác, sinh từ tương bác thời điểm nào có cái gì quy củ, có thể đánh bại đối thủ, cái kia chính là quy củ. một cước này ở giữa chỗ hiểm, hệ thống phán định lập tức phán định út tổn thương một nửa sức chiến đấu, mà út tự nhiên cũng là bị đá đã bay đi ra ngoài. hắn khống chế nhân vật bò, nhưng là nhân vật lại trên mặt đất vùng vẫy hai cái về sau mới miễn cưỡng đứng thẳng. cái này là trò chơi đặc thù trò chơi tính rồi, không giống mặt khác chiến đấu trò chơi, đánh thoáng một phát thương chút huyết sau đó sẽ không sự tình rồi. Nhưng khi út vừa lúc, chân hút đích nhân vật tắc thì lập tức vọt lên, chiếu vào út nhân vật kia tự lại là một cước. Một cước này không phải đàm chân, không phải hoành cây roi, cũng không phải cái loại này xuất khí vô cùng đá giỏ lái, thậm chí có thể nói, một cước này hoàn toàn là cái loại này không quy phạm đá chân động tác, hình như là, hình như là. N, tại chiến đấu trong động tác tuyệt đối không tính là quy phạm, nhưng là tại một cái khác hạng vận động ở bên trong, nhưng lại nhãn hiệu tiêu chuẩn chuẩn địa sách giáo khoa đồng dạng cái động tác. Bóng đá bên trong đích sút gôn, dùng chân mặt, hung hăng địa quất vào u đích nhân vật. Giữa hai chân, ai nha nha, quá huyết tinh rồi, quá tàn nhẫn, thấy như vậy một màn người cũng nhịn không được thò tay bưng kín chính mình đúng quần. Nếu như đây là đang sự thật chính giữa, như vậy không hề nghi ngờ, út nửa đời sau, chỉ sợ chỉ có thể dùng ngón tay rồi. Ăn gian, phạm quy, trước máy vi tính út đều nhanh bị giận điên lên, Vậy mà dùng hèn hạ như vậy hạ lưu đích thủ đoạn. Cái kia hai chân, phảng phất tựu là đá vào hắn trên người mình đồng dạng, út cảm giác mình đều muốn qua đời. Nhưng là bên kia Trần Húc vẫn chưa xong, tại út tức giận xuất thần công phu, đuổi kịp lại là một cước. Trời ạ, à, mục tiêu hay vẫn là tại chứng chứng lên, còn lần này, chỉ dùng để mũi chân chọc đấy. Một cước này là đâm cửa nách công phu, mũi chân phạm vi công kích nhỏ, sức chịu nén đại, tốt giống như trước tiểu hài tử vừa học đá bóng thời điểm đại đô ưa thích dùng chân tiêm chọc cầu. Cái này tuy nhiên tại bóng đá quy tắc trong là thuộc về không tiêu chuẩn động tác, nhưng là rất thích hợp khoảng cách gần bộc phát phát lực, đối với lực lượng nhỏ bé hài tử mà nói, đây là bọn hắn duy nhất có thể đem bóng đá xa phương pháp. Mà Trần Húc một cước này đâm đi lên về sau, vốn là chỉ còn lại cuối cùng một điểm tí máu út suốt cục đổ, bị đá kê kê tươi sống đá tới chết. Đây quả thực là nam nhân sỉ nhục nhất chết kiểu này. Cũng may mắn là trò chơi chính giữa, nhân vật thân thể tố chất đều cường hoành vô cùng, bằng không thì thực tại trong hiện thực, một cước có thể đá cả đời bất lực rồi. Phạm Quy, người đây là Phạm Quy, thua trận đấu về sau út dốc sức liều mạng ở trên bàn phím đánh chữ, nhưng Trần hút lạnh lùng khẽ hừ, trở về câu, chê cười, chính thức sát chiêu há lại như các người Tây Côn Đô cái loại này trò đùa đồng dạng. Cái này cũng không để cho vậy cũng không để cho hay sao. Thực là một đám ngu ngốc, út phổi đều muốn chọc giận nổ, lòng hắn muốn nhất định phải đem cái này gọi ai ra hỏa cho tươi sống giết chết. Sau đó hắn tự nhanh chóng lựa chọn lôi đài lần nữa đi vào, không nói hai lời tự mặt âm trầm đánh ra ok, hắn muốn báo thù. Tiến vào trò chơi về sau út không dám tái sử dụng nâng cao chân động tác, như vậy sơ hở quá lớn, hắn thử đi công kích Trần Húc hạ bàn, nhưng là vừa đá hai chân về sau, đột nhiên Trần Húc xông về phía trước một bước, một cái lưng tựa đụng vào trong ngực, sử xuất bát cực quyền bên trong đích dựa vào đánh công phu, giống như kẹo da trâu đồng dạng dán tại trên người hắn, mà ở công kích mấy cái chỗ hiểm đánh chính là út liên tục lảo đảo về sau, đột nhiên sử xuất một cái hung hăng ném qua vai đem hắn trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Mà lúc này, út cũng chỉ còn lại có một điểm tí máu rồi, Trần Húc chỉ cần nhẹ nhàng đuổi kịp một quyền có thể lấy được thắng lợi. Nhưng là Trần Húc vô cùng ác liệt, cũng không có xoay người ra quyền, mà là xông về phía trước một bước, đối với út giữa hai chân hung hăng dẫm rời đi. Ngao, trước máy vì tính út một tiếng thét lên, phảng phất một cước kia dẫm không phải trong trò chơi đích nhân vật mà là bản thân của hắn đồng dạng, sau đó hai mắt trắng bệch, ôm tiểu đệ đệ của mình một cái té ngã ngã trên mặt đất. Bài trừ giả thuyết ảo cảnh bên ngoài, cái này võ đạo ra rất thật độ là Trần Húc bái kiến trò chơi chính giữa cao nhất đấy. Nhất là tại dùng đệ nhất thị giác đến tham dự trò chơi thời điểm, cái loại này khẩn trương trình độ quả nhiên là như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Cái trò chơi này thị giác thiết lập phi thường tốt, bởi vì chân thật, cho nên khi người chơi toàn tâm đầu nhập thời điểm, trò chơi nhân vật mỗi lần lượt truy cập, người chơi cảm giác thật sự cùng đánh tới trên người mình đồng dạng. Cho nên út cũng cảm giác Trần Húc cái kia cuối cùng thoáng một phát, phảng phất tựu là dẫm tại tiểu đệ đệ của mình lên, thoáng như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, sau đó bụng lấy đúng quần kêu thảm một tiếng tự ngã trên mặt đất. Cái này, cũng hẳn là thuộc về tiềm thức một loại, N, không biết Trần Húc một cước này có thể hay không để lại cho hắn cái gì tâm lý oán hận các loại, tiếp theo làm cho cả đời bất lực. Trần Húc bên này là không biết út tình huống, bằng không thì nhất định có thể cười chui vào dưới mặt bàn mặt đi, kế tiếp trận đấu cũng không cách nào đánh cho. Bớt cái lúc này sắc mặt âm trầm tiến nhập máy chủ, dù sao út thất bại bại quá khó nhìn, liền đối phương mau đều không có đụng phải một căn không nói, còn bị đá dây dây tiểu đệ đệ cho đá chết đấy. Đây quả thực quá tàn nhẫn, quá con mẹ nó đã kích người rồi. Bớt sợ mình cũng bị đối phương dùng loại phương pháp này cho tươi sống đá dây dây tiểu đệ đệ đá đến chết, đi vào về sau cũng không dám nói nhảm, trực tiếp 3, 2, một đã bắt đầu trò chơi. Cái này bớt đích nhân vật vóc dáng không cao, thân hình phi thường linh hoạt, đi lên chính là một cái ba phi cước, bị Trần Húc né tránh về sau tắc thì lập tức nhảy qua một bên, không dám mạo hiểm tiến. Cẩn thận tìm tìm cơ hội, đối phương không dám đơn giản ra tay, cái kia Trần Húc mà bắt đầu động. Trần Húc xông lên thời điểm đem bớt lại càng hoảng sợ. Thằng này đi lên tựu là một chiêu trùng thiên pháo, bị bớt dùng tay ngăn trở về sau, đi theo tắc thì tựu là một chiêu bát quái trưởng bên trong đích mặc trường bát quái trưởng, lại tên bát quái du long trưởng, sở hữu tất cả du long, dĩ nhiên là là tròn sống không trệ, thân hình linh động. Bớt thân pháp tuy nhiên linh mẫn, nhưng là gặp bát quái du long trưởng về sau thong thả giống như một chỉ khai đủ mã lực ốc sen. Bát quái trưởng trưởng tùy thân biến, bước theo trưởng chuyển. Cao thấp cân đối, quanh thân khẽ động không có bất động. Thật có thể nói là là vặn xoáy đi chuyển giống như nước chảy, cao thấp lật qua lật lại như dao long. Nói như vậy, hai người mặt đối mặt đánh nhau thời điểm nếu như một phương chỉ thủ chớ không tấn công hơn nữa qua lại tránh né, công phương tưởng tìm cơ hội sơ hở giúp cho công kích cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Bởi vì chiêu thức dùng quá lão, rất dễ dàng sinh ra sơ hở bị đối phương phản kích. Bởi vì taekwondo loại này chiến đấu kỹ kỳ thật cũng là rất chú ý phát sau mà đến trước địa phương. Đối phương ra chiêu lập tức sơ hở nhất định rất lớn, nắm chặt cơ hội này có thể đơn giản chế địch. Nhưng là Trần Húc địa thân pháp thật sự là quá là nhanh. Chân đạp bát quái phương vị tại bất địa bên người chạy, bất bị quấn đầu đều chóng luôn, căn bản không biết đối phương ở địa phương nào. Hắn cũng rất tốt kỳ rồi, chẳng lẽ cái này ai chính mình tự không chóng mặt sao? VK Omega VK kỳ cư su thư còn lưới Trần Húc làm sao có thể hội chóng mặt? Hắn bây giờ đang ở tiểu mẫn dòng điện dưới sự kích thích tốt rồi cực kỳ khủng khiếp, xem chuẩn cơ hội vây quanh bớt sau lưng, hung hăng một trường vỗ vào hắn địa trên lưng. Phần eo cũng là nhân thể rất dễ dàng bị thương địa phương, chẳng những có thể đủ suy giảm tới đến nội tạng, càng là quyết định nhân thể phát lực cùng trọng tâm cân đối trọng yếu bộ vị. Trần Húc một trường này chụp được, bớt tốc độ lập tức tự lại giảm xuống. Mà Trần Húc thừa cơ gián đi lên, dùng khuỷu tay hướng phía đối phương trên mặt đột nhiên một kích. Bớt vừa đem tầm mắt điều chỉnh tới, tự chứng kiến một cái giỏ hướng hắn huyệt thái dương bên trên dập đầu đến. Cái này có thể bị hù hồn đều tản, tốc độ tay bão táp đã đến đỉnh phong, rốt cục làm ra phòng ngự động tác ngăn trở Trần Húc khuỷu tay. Nhưng vào lúc này, Trần Húc cánh tay đột nhiên trầm xuống, thốn kính mãnh liệt phát xuống một trảo tốt một chiêu trí dương trí cương bản hầu tử thâu đào lại là một cái trêu trọng âm bớt cái này hoàn toàn bị đánh địa tàn rồi hắn nguyên nay đã bị trần húc đánh thành trọng thương đã trúng lần này sau trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi trần húc lại thắng một hồi mà khi bớt lại tiến vào ván thứ hai địa thời điểm trần húc hay vẫn là bắt trước làm theo cuối cùng đồng dạng dùng một chiêu liêu em mờ trưởng đã xong chiến đấu bớt cũng là hét thảm một tiếng bụng lấy đúng quần nằm xuống quá hèn mọn bị ổi rồi, quá vô sỉ rồi. Phân đội nhỏ trường bọn hắn xem hơn là đại giao động đầu của nó, tại giọng nói trong phòng họp hô to gọi nhỏ. Đương nhiên, ngoại trừ Trần Húc bên ngoài bốn người này đều thật sự xem như võ học lưu phái truyền nhân, đối với cái này loại trêu trọng âm thủ pháp căn bản là không sẽ cảm thấy có cái gì không ổn. Bởi vì vì bọn họ mỗi một môn công phu bên trong đều tất nhiên sẽ có loại thủ pháp này, mà loại thủ pháp này thực tại giết địch thời điểm cũng là vô cùng hữu dụng, về phần những cái kia khoa chân múa tay quy củ, nhưng không ai để ý tới. Đương nhiên, những này chiêu số tại trong hiện thực khẳng định cũng không phải tùy tiện có thể dùng, dù sao chiêu này mang đến hậu quả cùng vũ khí hạt nhân giống như, mặt khác chiêu thức dù là đánh gãy mấy cái xương, cũng không qua đáng tựu là thương gân động cốt 100 ngày, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi, nhưng này loại hổ trào tuyệt hậu tay sử dụng, vậy thì thật là tùy tùy tiện tiện tựu phế đi một người nửa đời sau tính phúc, này đây ngày bình thường lúc tỉ thí, như vậy chiêu thức cũng là cấm kỵ, sẽ không lấy ra sử dụng đấy. Trần Húc liên tục hai trận đều dùng loại phương pháp này chiến thắng, quả thực chọc giận người Hàn Quốc. Dây ION tại trên máy vi tính đập vào, phạm quy. Các người cái này hoàn toàn là đáng xấu hổ phạm quy. Các ngươi không có võ thuật tinh thần, tận sử suốt như vậy dơ bẩn ti tiện đích thủ đoạn. Chứng kiến hắn nói lời này Trần Húc nhịn không được tự nở nụ cười, dơ bẩn ti tiện. Lời này thật sự rất buồn cười. Hôm nay tại võ đạo ra cái này trò chơi lên, song phương đều nói tốt rồi sinh tử tương bác, như vậy sử dụng thủ đoạn gì lại có cái gì vội vàng. Huống chi chính là, trêu chọc âm loại thủ pháp này đơn giản hữu hiệu, nhưng lại có thể thành công đả kích đến đối phương khí diễm, cớ sao mà không làm. Vì vậy Trần Húc lạnh lùng trả lời một câu, chê cười, đây là sinh tử quyết đấu chiến trường, người trên chiến trường cũng cùng người khác nói lại để cho hắn không muốn đá đúng quần sao. Hừ, tây côn đô trước sau như một làm ra vẻ, rõ ràng có thể dùng quyền công kích đối phương đầu hết lần này tới lần khác quy định chỉ có thể dùng chân, lấy lòng mọi người, quả thực là thoát quần nói láo, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lời nói này nói đám bổng tử Korean, một hồi phiền muộn, danh thứ ba cao thủ FL tiệm uốn tóc y nhanh chóng tiến vào máy chủ sau đó đánh chữ nói, lão tử đâm chết ngươi. Nhưng là FL tiệm uốn tóc y cũng rất nhanh tựu thất bại. FL tiệm uốn tóc y đặc điểm là bạo kích, nhưng lại bị Trần Húc ngạnh xanh xanh dùng bạo kích bắn cho giết, bát cực quyền bên trong đích thiếp sơn kháo, tựu là một loại phi thường hoàn mỹ bạo kích phương pháp, dùng lập tức phát lực đến công kích địch nhân, FL tiệm uốn tóc y đã bị Trần Húc như vậy tươi sống cho dày vò chết rồi, mà lúc sắp chết Trần Húc cũng không quên dùng lại ra một chiêu hầu tử thâu đào. Liên tục trộm ba cái ra hỏa đào, Trung Quốc người chơi miệng đều vui cười lệch ra, mấy ngày hôm trước phiền muộn tại thời khắc này hễ quét là sạch. Trần Húc giao đấu FL tiệm uốn tóc y thời điểm, kỳ thật hoàn toàn có thể tươi sống ẩu chết hắn, nhưng là hết lần này tới lần khác tại thời khắc cuối cùng thà rằng bỏ qua mấy lần cơ hội cũng muốn dùng loại thủ pháp này đem hắn hành hạ đến chết chí tử, đây rõ ràng là xem thường đối phương rõ ràng là tới khiêu khích đấy. Nhưng là loại này khiêu khích, lại để cho người thống khoái vô cùng. Trần Húc Hoa rơi nước chảy đồng dạng lấy được thắng lợi, đánh bại không ai bị nổi Hàn Quốc, hơn nữa hay vẫn là hầu tử một trộm lại trộm. Tuy nhiên Cao Hiểu Tiết cùng quản dịch tại quan sát trực tiếp thời điểm nhịn không được đỏ mặt phun nói, lưu manh, nhưng nhìn đến Trần Húc Đại Phát Thần Uy, hai cái tiểu lòng của phụ nữ trong tựu là một hồi thỏa mãn. FL tiệm uốn tóc y lần nữa không hề tranh luận bại hoàn toàn về sau, Jion cái này thật sự luống cuống, bởi vì hắn biết rõ coi như là chính mình cũng không có khả năng dễ dàng như vậy như ý chiến thắng ba người. Rất rõ ràng, cái này ai thực lực đã rất xa vượt qua hắn, tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ thật sự có thể sẽ bị người này chọn thành năm, không. Jion cái này hối hận ruột đều thanh rồi, hắn hối hận chính mình làm sao lại như vậy rất ngu rất thiên thật trực tiếp đã đáp ứng đối phương ước chiến yêu cầu đâu này. Tại hắn xem ra cái này ai tuyệt đối không phải mấy ngày hôm trước tại trò chơi trong kênh nói chuyện mặt đoạt phân chính là cái kia ai, tuy nhiên lúc ấy thực lực của hắn cũng hay vẫn là không tệ, nhưng so với hiện tại như vậy xuất thần nhập hóa kỹ xảo phải kém nhiều lắm. Như loại này 5 người PK thi đấu chế, tuy nhiên là công bình, nhưng là thường thường sẽ xuất hiện mấy cái ngăn cơn sóng giữ đích nhân vật, một người solo đối phương 5 cái, loại chuyện này tại cái khác trò chơi chính giữa cũng không phải là không có phát sinh qua. Mà khi lúc JION sở dĩ đồng ý loại này chiến đấu phương thức, kỳ thật cũng là bởi vì có vài phần đối với đồng đội không tự tin. JION trước khi đối với chính mình còn là phi thường tự tin đấy. Liên tục vài ngày kênh xếp hàng thứ nhất, đã lại để cho JION cho là mình là thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi, đối với đồng đội thực lực, hắn không dám vững tin. Năm ván cục chế ngoại trừ loại này không chết không ngớt PK bên ngoài còn có một loại tựu là năm ván cục 3 tháng chế. Thì ra là song phương đều liệt tốt danh sách, mỗi người xuất chiến một hồi, song phương 10 người toàn bộ đều có xuất hiện cơ hội, cuối cùng năm ván cục 3 thắng. Loại này đấu pháp không đủ kích tình, đối với toàn bộ đội đội viên bình quân thực lực yêu cầu rất cao. JION sở dĩ không có đưa ra loại này đấu pháp, tự là sợ hãi mình coi như thắng, nhưng là có ba cái đồng đội lại đã thất bại, kết quả kia giống nhau là thua, cho nên hắn lúc ấy tự cho rằng, chỉ cần đem mình xếp hạng cuối cùng, đến cuối cùng vẫn có thể đủ ngăn cơn sóng giữ, cho nên mới phải lựa chọn P chế độ, nhưng là hiện tại hắn lại mới phát hiện, đối phương căn bản tựu là đem thực lực mạnh nhất cái này ai xếp hạng đệ nhất vị, nói rõ tựu là ý định một trọi năm đấy. Làm sao bây giờ, bây giờ nên làm gì? Dây ION gấp đến độ hình như là kiến bò trên chảo nóng, mà lúc này đây Hàn Quốc đếm ngược tên thứ hai tuyển thủ Ren cũng đã thua một cuộc tranh tài rồi, giống nhau là bị Trần Húc trộm treo rồi đấy. Tại Trần Húc thái cực quyền trước mặt, Ren hơi thao căn bản một điểm ưu thế đều không có, tranh lệch quá xa. Ván thứ hai Ren rất nhanh tựu lại thất bại, bất quá lần này không có lại để cho Trần Húc đá đến đúng quần. Có lẽ là đã sớm làm chuẩn bị, dài đang chọn chọn lôi đài thời điểm cố ý tuyển một cái rất cao trên vách núi, loại này địa đồ còn có một đặc điểm tựu là đem đối phương đánh tới ngoài lôi đài sẽ rơi xuống vách núi, sau đó cũng sẽ bị phán phụ. Ren đã nghĩ ngợi lấy có thể hay không đem Trần Húc chen đến dưới vách núi mặt, nhưng là rất nhanh hắn tựu thất vọng rồi, bởi vì hắn liền Trần Húc góc áo đều không gặp được, cuối cùng sợ hãi mình cũng bị hầu tử thâu đào, vì vậy dứt khoát chính mình theo trên vách núi nhảy xuống, rất trực tiếp nhận thua. Tự thừa dây ION một cái rồi. Ren dùng tự sát phương thức lựa chọn nhận thua, lần này thật sự là đem người Hàn Quốc sĩ khí đập chết đã đến thung lũng. Trước máy vi tính dây ION hung hăng cho Ren một cái tát, khí dừng lại, một trầu đổ ập xuống thống mạ, nhưng nhìn lấy Ren cùng với chung quanh mấy người sắp xỉ tại chết lặng ánh mắt, dây ION đã biết rõ, trận đấu này đối phương đã thua. Cái kia chết tiệt ai, Mỗi lần đều là một chiêu chiêu chọc âm chấm dứt chiến đấu, đây tuyệt đối là trần trụi vũ nhục. Còn thừa lại cuối cùng một cuộc tranh tài, dây IO cảm giác mình căn bản đánh không nổi nữa, hai tay của hắn đều tại nhịn không được run rẩy. Mà lúc này đây, cái trò chơi này đại sảnh nói chuyện phiếm trong phòng đã tạc mở nồi. Kích động Trung Quốc các người chơi đã đem quá khen ngợi chi từ trà vài trang, càng có vô số người chơi hô lớn lấy, ai, thu ta làm đồ đệ à. Mà ngay cả nghe hỏi chạy đến Hàn Quốc người chơi, giờ phút này cũng đại đô nguyên một đám xám xịt rời đi, lại ngốc xuống dưới, bọn hắn thực sợ trái tim của mình không chịu nổi đả kích. Lúc này thời điểm cái kia ai tại chiến đấu nói chuyện phím khung trong nhanh chóng đập vào, thỉnh cầu quyết đấu mời tin tức rầm rầm soát lên vài trang, nhưng là dây ION đã không có có lòng tin đi điểm cái kia ok địa ấn phím rồi. Bởi vì bỏ qua một bên thực lực sai biệt không nói, chỉ cần là hắn hiện tại trạng thái. Hoàn toàn có thể nói là không có bất kỳ thắng lợi địa khả năng cùng hắn đi lên bị trôn sống trà đạp đến chết, không bằng dứt khoát điểm nhận thua, chàng diện lời nói nói rất hay một điểm. Còn sẽ không bị đánh thành không, năm như vậy mất mặt. Vì vậy dây ION trở về nói, quý phương quả nhiên là thực lực cao cường, bất quá giống như cũng chỉ có ai một vị cao thủ, có thể hay không lại để cho chúng ta biết một chút về mấy vị khác trình độ. Lời này là ở cho mình tìm lối thoát rơi xuống, Trần Húc cười hắc hắc trả lời, đương nhiên có thể, đã bại ta cái này nhược tiểu nhất, dĩ nhiên là có thể cùng đằng sau ta mấy vị này cao thủ tiến hành đọ sức. Đừng lê mà lề mê được rồi, nhanh ra tay đi. Dây thiếu chút nữa bị những lời này cho nghẹn chết, hắn là nhược tiểu đích nhất. Mở cái gì quốc tế vui đùa, bất quá trần hút cái này thuyết pháp hắn lại không thể phản bác, bởi vì quy củ chính là như vậy, vì vậy dây trở về nói, ai thực lực chúng ta tự than thở không bằng. Ta biết không phải là các hạ địa đối thủ, cho nên bản cuộc chiến đấu, ta nhận thua, đem làm những lời này phiên dịch thành tiếng chung thời điểm nói chuyện phiếm trong phòng một mảnh hoan hô không ai bị nổi hàn quốc rốt cuộc bị đánh đích không có một điểm tính tình không tình nguyện nhận thua có thể lúc này thời điểm dây ion lại cùng một câu nhưng là ta gần kề chỉ là cho là mình không sánh bằng ai ngài ngài trình độ hẳn là cái thế giới này đệ nhất vị đấy nhưng là ngài các đội hiếu lại phảng phất sau so ngài kém rất nhiều ta đề nghị chúng ta lại tiến hành một cuộc tranh tài hay vẫn là một phương ra năm người mỗi người chỉ có thể cùng một vị đối thủ tiến hành giao chiến, do đó ba phán cục lưỡng thắng chế, như vậy nếu như chúng ta còn thua, vậy thì tâm phục khẩu phục rồi. Thốt ra lời này, Trung Quốc người chơi tự tạc nổi rồi, nhao nhao tại kênh chính giữa thống mà Hàn Quốc càng là vô sỉ. Rõ ràng thua lại vẫn không nhận nợ, bày ra như vậy một bộ người thắng địa tư thái, cũng thật sự là đủ không biết xấu hổ đấy. Chứng kiến hắn nói như vậy bắt cực tính tình nóng này cũng phát tác, tại trong phòng họp kêu lên, đáp ứng bọn hắn. Ai, đáp ứng bọn hắn, ta đến hảo hảo giáo huấn bọn hắn. Nhìn xem bát cực tại camera trước đại nhao nhao kêu to, Trần Húc nhàn nhạt trả lời một câu, bát cực, người đã quên ngày hôm qua các người địa hứa hẹn sao. Nghe được câu này, bát cực lập tức tụt héo xuống dưới, thành thành thật thật không nói. Ngày hôm qua mấy người địa hứa hẹn tựu là, mặc kệ hôm nay chuyện gì phát sinh. Toàn bộ đều là do Trần Húc để làm chủ, bất luận kẻ nào không được có dị nghị. Bát cực tuy nhiên tánh khí táo bạo, nhưng cũng là đầu đàn ông hay vẫn là rất hết lòng tuân thủ tự ngươi nói qua lời hứa đấy. Trần Húc tại trên bàn phím đối với dây ION gõ nói, cái kia chính là nói các ngươi hiện tại nhận thua. Dây ION trả lời là, chúng ta nhận thua, nhưng chúng ta hy vọng lại đến một cuộc tỉ thí. Vẫn còn so sánh thử cái giám à? Trần Húc trả lời, thua tựu là thua, nào có nhiều như vậy lấy cớ. Uôn cắp trận chung kết bên trên một chi đội bóng thua về sau còn có thể cùng tổ ủy hội nói trận này không tính, chúng ta lại đến một hồi có phiền hay không à? Thốt ra lời này, toàn bộ kênh mọi người cười lật ra, nếu như là tại sự thật chính giữa chỉ sợ sẽ có không ít người thổi bay huyết sáo đến ồn ào. Dây ION bị tức cái bị dày vào nói, quý phương quá không có thành ý, trận đấu này kết quả chúng ta không phục. Các ngươi hoàn toàn tựu là lại gần một người lấy được thắng lợi, những người khác địa trình độ so về chúng ta đều tranh lệch địa quá nhiều. Vậy ngươi muốn hay không cùng ôn cấp tổ ủy hội cũng đề nghị thoáng một phát, về sao phàm là thế giới bóng đá tiên sinh cũng không thể tham gia uôn cấp. Trần Húc cười lạnh trả lời, buồn cười đến cực điểm, thua tựu là thua, tìm nhiều như vậy lý do làm chi. Ngươi nếu thật nói như vậy, vậy không bằng chúng ta tìm một đám nhà trẻ học sinh tiểu học đến cùng các ngươi đánh tốt rồi, các ngươi đánh thắng về sau còn có thể nói taekwondo là trên thế giới tốt nhất công phu. Ta nhổ vào, thua tựu là thua, các ngươi thua không là vì nguyên nhân của ta, là bởi vì vi chính các ngươi. Cho dù không có ta, an nhàn, tiểu phân, bắt cực bọn hắn, cũng tuyệt đối không phải các người cái gọi là Taekwondo có thể đánh thắng được đấy. Taekwondo thực lực mạnh như thế nào người sáng suốt cũng biết, trong hiện thực không dám đến tìm chúng ta Trung Quốc võ thuật đọ sức tụ muốn chiếm trong trò chơi tiện nghi, ta nhổ vào. Hôm nay các người đã thất bại, trong nội tâm không phục. Yên tâm, cuối cùng có một ngày chúng ta hội lại để cho các người chịu phục đấy. Chúng ta Trung Quốc có câu nói gọi là đến mà không hướng phi lễ. Quý phương đến quốc gia của ta mạng lưới trên sân thượng diễu võ dương oai có đoạn cuộc sống, như vậy hiện tại cũng đến phiên chúng ta bạn trên mạng đến quý phương nơi nào đây chơi đùa rồi. Từ ngày mai trở đi, bản thân đem treo giải thưởng trăm vạn, phàm là có thể tại Hàn Quốc trò chơi kênh chính giữa đạt được ngày đó điểm tích lũy cao nhất Trung Quốc người chơi. Đem ban thưởng 1.000 đồng nhân dân tệ, thẳng đến 100 vạn tiền thưởng toàn bộ phát xong. Phút cuối cùng thời điểm Trần Húc vẫn không quên cho mình phụ thân đánh một câu quảng cáo, lần này hoạt động do Trần Thị Dược nghiệp tập đoàn nhà tài trợ duy nhất. Thốt ra lời này, dây ION lập tức sắc mặt như cho tàn. Mà Trung Quốc các người chơi thì là một hồi hô to. Có thể đánh nhau Hàn Quốc, nhưng lại có thể lấy được tiền thưởng, cái này chính là cỡ nào vui vẻ một việc à. Có thể tiên đoán được hơn là, tại kế tiếp một đoạn trong cuộc sống, Hàn Quốc mấy đại trò chơi trên sân thượng sẽ bị Trung Quốc người chơi triệt để chiếm lĩnh, thẳng đến đánh địa Hàn Quốc các người chơi không có một điểm tính tình mới thôi. Về phần Hàn Quốc có cao thủ, chê cười, Trung Quốc chẳng lẽ sẽ không có cao thủ sao? Phân đội nhỏ trường, an nhàn bọn người càng là vui tươi hớn hở xoa tay, bởi vì Trần Húc đem mặt khác mấy đại lưu phái võ công chiêu thức hoàn toàn không ràng buộc kính dân đi ra, chỉ cần tiến hành luyện tập, cái này đem hoàn toàn có thể đủ lại để cho trình độ của người của bọn hắn càng một cái đằng trước bậc thang. Muốn hỏi Trần Húc thoáng cái xuất ra 100 vạn lòng hắn không đau lòng. Đương nhiên đau lòng, 100 vạn ai, bình thường sinh viên muốn giấy kiếm được bao lâu. Bất quá số tiền kia đối với ở hiện tại Trần Húc mà nói lại không có gì đại cái gọi là rồi, hắn cái kia khoản nhà của ta viên phòng của ta trò chơi, mỗi tháng đều có thể cho hắn mang đến ít nhất 10 vạn tả hữu địa thu nhập, hơn nữa số này giá trị căn cứ tính ra, đem có thể tiếp tục tương đối dài một thời gian ngắn. Đương nhiên những này là món tiền nhỏ, tuyệt đối món tiền nhỏ mà thôi. Thụy sĩ trong ngân hàng còn có ích cho hắn đánh tới 1 tỷ đô la tài phú đâu rồi, bất quá hiện tại nhân dân tệ tại tăng tỷ giá đồng bạc đô la tại bị giảm giá trị, ai nha nha, số tiền kia cũng phải nghĩ biện pháp xử lý như thế nào mất, bằng không thì chẳng phải là không công thiếu hụt tuyệt bút tài phú. Bởi vì Thụy Sĩ trong ngân hàng Tiến Trần Húc nhìn không thấy. Lớn như vậy con số cũng tự gần kề chỉ là con số mà thôi. Cho nên chính mình bỏ ra 100 vạn vẫn tương đối đau lòng đấy. Nhưng nghĩ đến loại làm này có thể hung hăng đả kích đến Hàn Quốc, Trần Húc đã cảm thấy cái này 100 vạn vườn hoa rất đáng được, n, vẫn có thể băng giúp phụ thân dược nhà máy làm làm quảng cáo. Đến lúc đó phụ thân một vui vẻ, nói không chừng trực tiếp tựu cho Thanh Lý rồi. Đối với mình phụ thân Trần Húc hay vẫn là rất hiểu rõ đấy. Xem như cái lão phẫn Thanh A, hắn trong ấn tượng sâu nhất một việc tựu là khi còn bé, Nhật Bản một bộ phim hoạt hình bốn khu tiểu tử rất hỏa địa thời điểm, lúc ấy rất nhiều người đều mua bốn đi ô tô, khu xa chơi, Trần Húc cũng muốn mua, kết quả cha hắn dẫn hắn đi một nhà bốn đi ô tô, khu xa cửa hàng, chỉ vào trên quầy những cái kia hoa lệ đua xe mô hình nói. Nhị tử người xem xe này có xinh đẹp hay không trần húc đương nhiên nói xinh đẹp sau đó dùng vì sao mắt nhìn mình phụ thân chờ mong phụ thân móc ra túi tiền nhưng lúc này thời điểm phụ thân lại nói cảm thấy xinh đẹp a à. những điều này đều là nhật bản đồ vật này nọ còn có nhật bản phim hoạt hình thiếu nữ đẹp chiến sĩ mèo máy đều cảm thấy xem được không tiểu trần húc một hồi điên cuồng gật đầu vì vậy trần húc phụ thân tự nói cái kia tốt đã ngươi như vậy ưa thích nhật bản đồ vật như vậy tương lai muốn chính mình động thủ đem những vật này đoạt trở lại. Trần Húc rất ngạc nhiên nói như thế nào đoạt à. Phụ thân tự nói, rất đơn giản, tương lai cầm thương, tiêu diệt sở hữu tất cả Nhật Bản quỷ, như vậy là có thể đem đồ đạc của bọn hắn đoạt lấy đến biến thành chúng ta đồ đạc của mình rồi. Người có chịu không à? Trần Húc khi đó còn nhỏ à? Cao hứng liên tục vỗ tay, sau đó Trần Húc phụ thân tự không để ý trong tiệm phục vụ viên vẻ mặt bạo đổ mồ hôi, tự nói, vậy ngươi tự nhớ kỹ, người bây giờ muốn học rất nhiều rất nhiều địa tri thức cùng văn hóa, trưởng thành về sau muốn giết sạch sở hữu tất cả địa Nhật Bản quỷ, đem người Nhật Bản sở hữu tất cả tài phú đều biến thành của ngươi, lại để cho sở hữu tất cả xinh đẹp Nhật Bản nữ nhân đều đảm đương người hầu của ngươi, hiểu chưa? Đã minh bạch, sau đó hai cha con tự hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tránh rồi, chỉ để lại phục vụ viên ngây ngốc đứng ngẩn người ở chỗ đó. Hiện tại ngoại trừ người Nhật Bản, Hàn Quốc cũng bắt đầu kêu gào đi lên, hơn nữa mấy năm này cũng có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế chỉ có điều tại trần húc xem ra hàn quốc thật sự là đáng thương đã đến cực hạn đối với người nhật bản trần húc là đem hắn coi như địch nhân nói cách khác nhật bản dân tộc này có tư cách trở thành trung quốc địch nhân nhưng là hàn quốc một đám tôm tép nhãi nhép liền làm địch nhân tư cách đều không có lời nói không chịu trách nhiệm trung quốc thật muốn đánh hàn quốc ba giờ trong vòng có thể lại để cho hàn quốc cả nước sụp đổ tối đa không dùng được một ngày quân đội có thể trực tiếp lái vào seoul như vậy một đám não tàn có tư cách để làm Trung Quốc địch nhân sao? Bất quá vở hài kịch nhảy hoan rồi, tự nhiên cũng muốn phát vài cái, thật giống như con ruồi đồng dạng, không cắn người nhưng buồn nôn người. Dây ION lại tư mật Trần Húc mấy lần, đến cuối cùng cơ hồ là dùng cầu khẩn ngữ khí hy vọng Trần Húc có thể không muốn làm cái kia sao tuyệt, nhưng là Trần Húc rất trực tiếp bỏ qua rồi. Chê cười, các ngươi tới Trung Quốc trò chơi trên sân thượng diễu võ dương oai thời điểm tại sao không nói lời này. Cuối cùng, Jion dưới sự giận dữ nói: Chúng ta Hàn Quốc trò chơi người chơi tố chất so các người Trung Quốc người chơi cao nhiều. Đến đây đi, xem ai sợ ai. Kỳ thật thật là như Jion theo như lời Hàn Quốc người chơi chính giữa trò chơi cao thủ hoàn toàn chính xác không ít. Theo tỷ lệ mà nói cũng hoàn toàn chính xác so Trung Quốc cao hơn. Bất quá điểm ấy nguyên nhân rất lớn là vì Trung Quốc người chơi số đếm quá lớn. Hơn nữa tại Trung Quốc, chơi trò chơi bị cho rằng một loại không làm việc đàng hoàng biểu hiện, không giống Hàn Quốc. Trò chơi nghiệp mấy có lẽ đã là trụ cột hình sản nghiệp rồi, cây gậy chính phủ cổ vũ trò chơi phát triển, do đó sáng tạo thu thuế. Cái gọi là không khí bất đồng, trò chơi lý niệm cũng bất đồng. Nhưng là Trung Quốc phương diện này giải trí sản nghiệp cũng là đang tại một cái phát triển bên trong, khi biết cái này võ đạo gia trò chơi là SMMS làm về sau, Trung Quốc chính thức cũng không biết là nghĩ như thế nào, đại khái là bởi vì đã bị câu kia hy vọng càng nhiều nữa người chơi một nghiên cứu thảo luận trò chơi huyền bí kích thích a chính thức cũng ý định trước tổ kiến một cái trong nước võ đạo ra trò chơi đấu đối kháng, nhìn xem hiệu quả về sau lại chậm rãi phát triển trở thành chức nghiệp thi đấu vòng tròn hình thức. Điểm này hách ái quốc nói cho Trần Húc thời điểm, Trần Húc cũng không có sao ngạc nhiên. Mặt mũi của mình quá lớn a à? nhưng cái này cũng thực sự không phải là hoàn toàn không có nguyên nhân, dù sao trò chơi nghiệp phát triển cũng là rất có thể kéo động nội cần, tuy nhiên là điện cạnh loại trò chơi không phải game online. Nhưng là nếu quả thật có thể tổ kiến thành như bóng đá, bóng rổ loại này thi đấu vòng tròn hình thức mà có rất nhiều người chơi chú ý, cũng là một cái rất không tệ lựa chọn. Đồng dạng cũng có thể kích thích kinh tế. Dùng võ đạo ra trước mắt tại trên Internet gần như tại bạo dạp trò chơi đến xem, đây cũng không phải là là không thể nào. Hơn nữa quốc gia cũng muốn mượn cơ hội này, xem có phải hay không có thể lợi dụng chính thức con đường, càng nhiều nữa hạn chế võ đạo ra các người chơi nóng tính, đến chỉnh đốn cái trò chơi này không khí. Mà chỉnh đốn không khí, tự là Trần Húc kế tiếp muốn làm đấy. Trần Húc lại một lần nữa thành danh rồi, bất quá lúc này đây thành danh hiệu quả lại cũng không như thế nào tốt. Lời nói thật nói, Trần Húc hôm nay tại hợp hiệp đại đã tính toán bên trên là nhân vật phong vân rồi, trên cơ bản nghe ngóng thoáng một phát là có thể biết rõ sự tích của hắn. Phụ thân là giá trị con người vài tỷ tân tấn phú hào. Phải biết rằng chỉ là cái này một đầu, tự là tuyệt đối đại sát khí rồi. Phải biết rằng hiện tại rất nhiều nữ sinh xem chính là cái gì. Một chữ tên viết tiến. Đương nhiên không phải rất nhiều nữ sinh đều như vậy sự thật, nhưng nhìn lấy Trần Húc phòng ngủ mỗi ngày có thể thu đến thư tình, cũng đủ để lại để cho hợp hiệp đại sở hữu tất cả lũ gia súc ghen ghét nổi giận rồi. Cái kia chính giữa rất nhiều đều là bọn hắn trong nội tâm nữ thần ghi đến, hơn nữa càng làm cho hợp hiệp đại lũ gia súc phát điên chính là, trong đó đại bộ phận thậm chí là nghệ trường học rất nhiều xinh đẹp các mỹ nữ ghi đến, trong thư còn kẹp lấy các mỹ nữ hoặc gợi cảm hoặc thanh thuần chân dung. Về phần Trần Húc những phương diện khác, cái gì làm trò chơi à, chính mình mỗi tháng có thể kiếm được tiền vài vạn thậm chí hơn 10 vạn đấy. Những vật này phản mà không có gì người đi chú ý rồi. Đương nhiên, những chuyện này hay vẫn là rất đáng được đề xướng, hợp hiệp đại mỹ nữ tuy nhiên thiểu, nhưng bên cạnh nghệ trường học các mỹ nữ lại không ít. Những mỹ nữ kia nguyên một đám cũng thực sự không phải là chỉ muốn dính vào cái người giàu có bình hoa. Từ lần trước bánh ngọt điếm khai trương lúc chứng kiến Trần Húc một cái đối với mấy cái dũng mãnh, không ít người tựu đặc biệt nghe xong có quan hệ Trần Húc sự tình. Sau đó làm ra một cái kết luận tựu là Trần Húc người này tuyệt đối là lý tưởng bạn trai cùng lão công người chọn lựa. Đầu tiên tiếng người nha, tuy nhiên không xoái, nhưng tướng mạo phân lại có thể đạt tiêu chuẩn. Nhưng lại có thể đánh nhau, cùng hắn cùng một chỗ có cảm giác an toàn. Mình ở đại học năm nhất lúc gây dựng sự nghiệp cũng đã lại để cho rất nhiều cái gọi là thành công nhân sĩ đều không đạt được, nói rõ hắn tuyệt đối không phải cái loại này không có một điểm năng lực, chỉ dựa vào trong nhà nhị thế tổ. Hơn nữa Trần Húc tính cách tính tình rất tốt đối với bằng hữu nghĩa khí, đối với nữ hài tử săn sóc, quả thực là cái loại này tuyệt thế nam nhân tốt mà. Chỉ là đáng tiếc, mỗi tuyệt thế nam nhân tốt cùng hợp hiệp đại ba đóa hoa hậu giảng đường đi vô cùng gần, nghe nói tính cả bánh ngọt điếm cô gái đẹp kia bà chủ ở bên trong, bốn cái mỹ nữ cùng hắn cùng một chỗ thuê phục thức nhà trọ, chật chật. Diễm phúc sâu be be, trên cơ bản hợp hiệp đại kéo ra quản dịch trạm tinh cao hiểu tiết cái này ba mỹ nữ về sau, thật đúng là tìm không ra đến có thể cùng bên cạnh nghệ trường học các mỹ nữ sánh vai đích nhân vật cho nên hợp hiệp đại các cô nương nguyên một đám cũng tự chết rồi cái này đầu tâm, đương nhiên trong bụng khó tránh khỏi chửi bới vài câu nam nhân đều không là đồ tốt, chứng kiến xinh đẹp nữ hài tựu đi không đặng đường. Mà Trần Húc lúc này đây địa nổi danh lại cùng trước kia không giống với. Trước kia, bất kể là bệnh chó dại, Trần bán tiên hay vẫn là mấy khoản trò chơi, tạo thành lực ảnh hưởng tuy nhiên không nhỏ, nhưng lúc này đây hắn lại nhiều hơn một cái đệ nhất thiên hạ địa đầu hàm. Đệ nhất thiên hạ, cái này là bực nào vinh quang bất quá hậu quả tựu là hợp hiệp đại lũ gia súc làm quan hưởng lộc vua ở chùa ăn lộc phật không ít người đến tìm trần húc khiêu chiến vạn nhất nếu có thể thắng cái một chiêu nửa thức chật chật vậy thì có thôi không quang hợp hiệp đại theo cái này võ đạo gia lưu hành coi như là bên cạnh một ít trường cao đẳng đều có người chơi đã chạy tới tìm trần húc luận bàn làm địa trần húc muốn cự tuyệt cũng khó khăn cự tuyệt người ta tự nói ơ ờ, đánh một hồi cũng không dám còn đệ nhất thiên hạ đây này loại lời này thật sự là quá đả thương người tự tôn. Nhưng như vậy từng chàng đánh tiếp, một ngày đều muốn đối mặt hơn mấy chục cái đối thủ, Trần Húc sự tình gì đều không cần làm. Vì vậy Trần Húc làm lưỡng điều quy định, thứ nhất, mỗi ngày tối đa chỉ tiếp thụ 5 người khiêu chiến, thứ hai, khiêu chiến phí 20 nguyên, nguyện đánh bạc chịu thua, không thể không nói, Trần Húc mấy ngày này đi theo quản dịch cao hiểu tiết đằng sau hốn, buôn bán ý nghĩ mạnh không ít à. Một ngày như vậy có thể kiếm được tiền 100 khối tiền, dựa vào chi, đây quả thực so đoạt tiền đến còn nhanh. Cái này hai cái quy củ vừa ra, vừa mới bắt đầu còn có chút người chỉ ngây ngốc địa dùng tiền tới khiêu chiến, bất quá cho Trần Húc bổ sung không ít phí nấu ăn về sau cũng không sao người dám tới rồi, bởi vì Trần Húc đấu pháp thật sự quá biến thái rồi. Dùng Trần Húc thực lực bây giờ, đối phó những thức ăn này đều căn bản không muốn tiểu mẫn hỗ trợ. Đi lên dừng lại, một trầu bạo đạp, trên cơ bản không đến 30 giây đối phương liền mẻo rồi, sau đó 20 khối tiền sẽ không có lại như vậy xuống dưới ai chịu được bất quá bởi vì chuyện này không ít người đối với trần húc cũng rất có phê bình kín đáo cùng một cái học viện khá tốt tất cả mọi người ở tại một tầng lầu bên trong ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp biết rõ trần húc là người nào nhưng là bên ngoài đồn đãi lại thì có nói trần húc người này rất cao ngạo khó có thể tiếp xúc các loại lại để cho trần húc rất là dở khóc dở cười được rồi bên ngoài địa người thích nói như thế nào tự nói như thế nào đi dù sao tầm tần ký bên trong hạng thiếu long đại nhân không đều là nói ấy ư, chữ yếu nhân sợ, không yếu nhân yêu. Cao thủ nha, phải có cao thủ phong phạm, Trần Húc trong khoảng thời gian này sinh hoạt lại thời gian dần trôi qua về tới chính quy, mỗi ngày thông lệ bên trên chiến lưới trà đạp thoáng một phát Hàn Quốc, sau đó đi rèn luyện thân thể, học tập máy vi tính kỹ thuật, lại đi bánh ngọt điếm cùng mấy mỹ nữ cùng một chỗ nói chuyện nhân sinh tâm sự lý tưởng, cuộc sống gia đình tạm ổn qua hay vẫn là tương đương thoải mái đấy. Hôm nay giữa trưa tan học, Trần Húc theo thường lệ cùng phòng ngủ mấy cái huynh đệ đi căn tin ăn cơm. Tuy nhiên căn tin đồ ăn rất khó ăn, nhưng Trần Húc cũng không thế nào chú ý, đây mới là đại học không khí nha. Hơn nữa Trần Húc loại làm này, đã nhận được phòng ngủ mặt khác ba cái ra xúc độ cao đánh giá, xưng hắn không có thoát ly quần chúng. Sáng hôm nay chỉ có tam tiết khóa, tan học địa thời điểm mới 10 giờ rưỡi, Trần Húc bọn người cười tâu tuyết địa đi đến căn tin thời điểm, tại đây còn không có quá nhiều địa người. Nếu như là bốn tiết khóa tan học lại đến, hắc hắc, tự chứng kiến căn tin đánh đồ ăn sư phó chỗ đó người ta tấp nập a à. không thể không nói căn tin các đại sư phụ cả đám đều luyện tự một tay tuyệt chiêu đặc biệt điên muôi tuyệt chiêu đặc biệt nhìn xem cái kia thơm ngào ngạt đầu heo thịt đánh một muôi ơ xem rất nhiều thế nhưng mà muôi lớn tử khẽ vấp về sau lập tức tự không có nhiều rồi hơn nữa căn tin mấy người sư phụ rất sắc chứng kiến xinh đẹp nữ hài tử là hơn đánh một điểm chứng kiến nam sinh tự ít đến thương cảm Nhớ rõ ngày đó Trần Húc cùng quản dịch cùng một chỗ tại căn tin ăn cơm, cùng là một khối lưỡng mao tiền đầu heo thịt, quản dịch thật lớn một phần cơ hồ đem đồ ăn chén đĩa đều chất đầy, Trần Húc vậy thì hai khối tiểu nhân. Khác biệt đãi ngộ à, người nói, như loại vật này cho nữ sinh đánh nhiều như vậy làm gì vậy? Người ta nữ hài tử muốn bảo trì dáng người, loại vật này tham ăn nhiều không? Bất quá hôm nay Trần Húc bọn hắn đến sớm, căn tin đồ ăn có chút thậm chí còn không có bưng lên, vừa tới đồ ăn hơn thời điểm, đám thợ cả đều rất lớn phương. Sau đó cho Trần Húc đánh đồ ăn hay vẫn là một hơn 40 tuổi a di Trần Húc nói ngọt khoa trương câu, ơ, a di ngươi gần đây biến tuổi trẻ rồi. Sau đó người ta a di một cao hứng, Trần Húc cái kia một khối tiền khoai tây thịt bò đơn giản chỉ cần cho che đầy. Nhìn xem Trần Húc đầu hồi đến như vậy một cái bồn lớn khoai tây thịt bò, mấy người đều đổ mồ hôi thoáng một phát. Sau đó vui tươi hớn hở địa bắt đầu phân, Tần Tiểu Ngạn còn ngại đồ ăn không đủ chạy đến bên cạnh siêu thị mua túi tám mao tiền cải bẹ. Mấy người vui tươi hớn hở địa ngồi cùng một chỗ ăn. Lúc này thời điểm căn tin người dần dần nhiều, sau đó Trần Húc bọn hắn bên cạnh trên mặt bàn an vị một đôi tình lữ. Căn tin cái bàn trên cơ bản đều là cái loại này đầy đủ, tự là cái bàn cùng cái ghế liền cùng một chỗ, bốn chương chỗ ngồi cái chủng loại kia. Cho nên loại này vị trí hai người ngồi sóng vai thì có điểm lách vào, đều là ngồi đối diện đấy. Đương nhiên, Người ta là tình lữ nha, ngồi sóng vai cũng không có gì rất giỏi đấy. Có thể cái kia phó anh anh em em bộ dạng khó tránh khỏi có chút. Thế nào nói sao, nữ sinh kia a à, kỳ thật tại hợp hiệp đại bên trong coi như là không tệ, đương nhiên gần kề chỉ là cực hạn tại hợp hiệp đại mà nói a à, so về quản dịch các nàng mấy cái kém nhiều lắm. Mà ngay cả lần trước đi ca OK siêu thị thời điểm, nhìn thấy cái kia cùng đồng thanh khiết quan hệ có chút không tệ tiểu em mơ cũng so ra kém. Cho nên bốn người này ở bên trong, Tự tần tiểu ngạn cái này lưu manh không sao cả bái kiến mỹ nữ vô cùng hèn mọn bị ổi hướng người ta chỗ đó nghiêng mắt nhìn. Chỉ là, cái này nữ sinh nói chuyện lên đến thật sự là quá ổn ẻn rồi, ca ca, vật này không thể ăn mà, ca ca, người ta muốn ăn Kentucky Fried Chicken, ca ca, người uy cho ăn ta mà. Bên cạnh bốn cái da xúc nhịn không được nổi da gà đều rất xuống thao cơm ở bên trong, nghĩ thầm tỉ tỉ à. Không muốn cái dạng này được rồi, chúng ta đang dùng cơm ai, Bất quá nam sinh kia lại là một bộ rất được dùng bộ dạng, bất quá lại nói trở lại cũng đúng vậy. Cô bé này tướng mạo kỳ thật cũng coi như có thể, lại là một bộ y như là chim non nép vào người bộ giạc, lại dùng lâm trí linh cái loại này ỏn ẻn ỏn ẻn địa ngữ khi con dế, đổi lại người bình thường xương cốt cũng đều xốp giòn rồi. Cái này dù sao cũng là người ta chuyện tình, cho dù là trong nội tâm khó chịu cũng không thể nói ra được, vì vậy Trần Húc bọn hắn liền định tranh thủ thời gian ăn xong đổi lại trận địa được rồi thật không nghĩ đến bên cạnh hai vị này vậy mà quả thực không coi ai ra gì nam sinh kia kẹp lên một khối khoai tây cắn một cái sau đó hàm tình mạch mạch đưa cho nữ hài nói thân yêu đến nữ hài hàm tình mạch mạch nhìn xem hắn nhẹ nhàng há miệng đem cái kia một nửa khoai tây ăn thịt rồi ách buồn nôn có chút quá mức à chịu không được rồi lúc này thời điểm tần tiểu ngạn cũng kẹp lên một khối khoai tây nhẹ nhẹ cắn một cái sau đó hàm tình mạch mạch nhìn xem ngô nguyên nói thân ái đến Ngô Nguyên hiểu ý, cũng là một bộ hàm tình mạch mạch bộ dạng nhìn xem tiểu ngạn, há mồm đem khoai tây cho ăn hết. Uệ, Trần Húc cùng đồng thanh khiết lập tức hóa đá, sau đó bên cạnh cái kia một nam một nữ biểu lộ cũng vô cùng phấn khích, rốt khu cả địa một tiếng, trên mặt bàn cơm cũng không cần, quay đầu bỏ chạy, chạy thời điểm còn vứt bỏ một câu, chết thủy tinh. Tần tiểu ngạn cùng Ngô Nguyên cười ha ha lấy vỗ tay, Trần Húc dùng mình một cái nói, lão đại, lão nhị, lần sau có thể hay không không muốn chơi loại kích thích này hay sao? chúng ta phòng ngủ không phải nam đồng tính. Đồng thanh khiết cũng liếc mắt đem chiếc đũa ném qua một bên nói, ngóa, bị hai người các ngươi buồn nôn ăn không trôi cơm. Lão đồng ngươi không ăn vừa vặn, tần tiểu ngạn ha ha cười nói, vừa vặn ta buồn lấy cái này tứ mau tiến cơm ăn không đủ no đây này. Mấy người chính cười đùa lấy, đột nhiên bên cạnh truyền đến một câu hạ giọng xem, cái kia tựu là Trần Húc, đặc biệt bị SMMS đại thần tiếp kiến ra hỏa. Hiện tại cuồng đi lên, liền cùng chúng ta đập trò chơi cũng không dám, đùa nghịch đại bài à. Trần Húc lổ tai rất thính, hoặc là nói là trải qua bộ kia thể thuật huấn luyện về sau, Trần Húc các hạng tố chất kỳ thật đều là cao hơn người bình thường rồi. Nghe nói như thế về sau Trần Húc nhịn không được tự dừng lại chiếc đúa, đằng sau lại truyền tới thanh âm, người ta bây giờ là thiên hạ đệ nhất cao thủ, tự nhiên là muốn có thân phận được rồi. Cái gì thiên hạ đệ nhất cao thủ, còn không phải may mắn được SMMS đại thần tiếp kiến, tham gia Clo Beta, chẳng khác nào so chúng ta sớm chơi mấy tháng, hiện tại chúng ta đều là tân học, khẳng định đánh không lại hắn. Hừ hừ, ta nếu như bị SMMS đại thần tiếp kiến, khẳng định cũng là thiên hạ đệ nhất cao thủ rồi. Hắc, nhưng ngươi không có cái kia mệnh à, ngươi xem bọn hắn, cái kia khoản kim dung bày hiệp chuyện là SMMS cung cấp nguyễn kiện, chính hắn làm chính là cái kia website trò chơi, nói là mình làm, nhưng là lớn như vậy trò chơi bị áp xúc thành như vậy nhỏ, người ta căn bản không cách nào phục chế, còn không phải SMMS hỗ trợ làm cho hay sao. Hiện tại lại là này khoản trò chơi, ai, hết cách rồi, ai làm cho nhân ra bỡ đỡ được cái kia tôn đại thần đâu này. Chúng ta không có cái này mệnh à, câu nói sau cùng nói thanh âm rất lớn, tần tiểu ngạn bọn hắn cũng cũng nghe được rồi, nguyên một đám quay đầu lại trợn mắt nhìn, tần tiểu ngạn lúc này trùng trùng điệp điệp một vỗ bàn, lạnh lùng nhìn xem cái kia hai tên ra hỏa, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem cái kia hai cái sau lưng nói xấu ra hỏa bị xem có chút sợ hãi, bưng lên chén đĩa lẩm bẩm vài câu tìm xa xa địa phương ngồi xuống, Ngô Nguyên xem Trần Húc sắc mặt có chút không đúng, tự nói, lão tam, làm sao vậy, đừng nghĩ nhiều như vậy, người bình thường muốn mông SMMS đại thần triệu kiến còn không có tư cách kia đây này. Trần Húc ha ha cười cười, hắn không phải là vì chuyện này phiền muộn, bởi vì hắn cũng không thể nói, mình chính là chính thức SMMSA. Chính mình chịu thấy mình, quá khôi hài rồi, nhưng nghe bọn hắn, Trần Húc muốn nhưng lại một cái khác vấn đề. Giống như, tốt như mình bây giờ cùng SMMS quan hệ trong đó có chút thân cận quá một chút A. Tuy nhiên lần trước thành công lừa gạt ở X, lại để cho bọn hắn cho rằng SMMS cùng chính mình đoàn người đi gần hoàn toàn là vì cao hiểu tiết, nhưng loại chuyện này cuối cùng còn là một tai họa ngầm. Cẩn thận ngẫm lại, gần đây chính mình là có chút cao điệu rồi, rất nhiều chuyện đều là hắn tự mình ra mặt, nhất là lần này võ đạo ra, quá mức cao điệu đối với chính mình đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ chỗ tốt, bất kể là tên hay vẫn là lợi. Trải qua người này vừa nói như vậy, Trần Húc mới phát hiện mình đích thật là làm có chút quá tải rồi, cái này thuộc về người trẻ tuổi muốn biểu hiện mình. Hay vẫn là lúc ấy bị Hàn Quốc lão khí lòng đầy căm phẫn. Nhưng bất kể thế nào nói, thật sự của mình là cần phải sửa lại rồi, muốn muốn cái biện pháp đến chuyển di một hạ mọi người ánh mắt, không thể ngoại nhân vừa nói đến SMMS trong hiện thực cùng xuất hiện, tự lập tức nghĩ đến chính mình, nghĩ đến cao hiểu tiết chờ người bên cạnh mình. Như vậy, phải làm gì đâu này? Câu nguyện tường, không biết từ lúc nào bắt đầu, trên Internet bắt đầu lưu hành một loại nạc danh thổ lộ, hoặc là phát tiết website. Website dùng phiếu tên sách dán tại trên tường hình thức, tùy ý đám bạn trên mạng phát tiết bất mãn của mình, hay là là ưng thuận nguyện vọng, hy vọng mộng đẹp trở thành sự thật. Loại này website tại trong thời gian ngắn thịnh hành toàn bộ mạng lưới, cũng khiến cho tất cả lưới lớn đứng nhau nhau noi theo một loại là cầu nguyện tường, còn có một loại là phát tiết oán niệm tường. So sánh dưới, oán niệm tường rất được người lên án, bởi vì tại oán niệm trên tường thường thường đều tràn ngập một người cường đại oán niệm, ví dụ như ta muốn XXX đi chết, ta muốn tiêu diệt mất XXX cả nhà các loại. Trần Húc hôm nay bên trên chính là cầu nguyện tường, trên tường ghi phần lớn là một ít mỹ hảo nguyện vọng các loại, ví dụ như ta hy vọng lão công hôm nay có thể không thêm lớp, ta có thể vi thân thủ của hắn nồi một chén canh. Hy vọng cha mẹ của ta thân thể khỏe mạnh, mọi sự như ý. Hy vọng ta cùng Tiểu Hồng có thể đi thẳng xuống dưới, thẳng đến đi đến hôn lễ cung điện bên trên. Hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý, mọi việc như thế nguyện vọng, có chút hoang đường vô lý như hy vọng buổi tối hôm nay người ngoài hành tinh có thể tới tìm ta nói chuyện phiếm các loại cũng không cần nói. Trần Húc còn chứng kiến có người cầu nguyện muốn cùng phù dung tỷ cùng đêm xuân đây này. Uệ, Trần Húc bên trên cái này cầu nguyện tường có thể không phải là vì ưng thuận cái gì nguyện vọng, mà là muốn đến xem, có cái gì không nguyện vọng là hắn có thể hỗ trợ được rồi đấy. Đương nhiên, Trần Húc cũng không phải là cái loại này lạm người tốt địa phương. dối rãnh được như cả trứng vậy mà muốn làm một cái trên Internet ông già Noel, hắn làm như vậy, mục đích là vì yểm hộ thân phận của mình. SMMS xuất hiện địa mấy lần, đều cùng hắn liên hệ quá mức chặt chẽ rồi. Vô luận là băng giúp cao hiểu tiết, hay vẫn là lần này võ đạo gia giúp mình, SMMS xuất hiện luôn tại bên cạnh mình, mà cái kia khoản chó dại khắc tinh dược vật mặc dù nói không có cho hấp thụ ánh sáng là SMMS làm, nhưng dù sao cũng là siêu thời đại địa sản vật, vạn nhất bị người có ý chí phát giác cũng không thể rồi. Cho nên Trần Húc càng nghĩ, cảm thấy SMMS tại trên mạng hành tung cần bí mật hơn một ít, không, phải nói, phạm vi muốn càng khuếch trương lớn hơn một chút. Không thể để cho mọi người vừa nhắc tới SMMS liền nhớ lại chính mình, thật giống như lần trước trợ giúp cao hiểu tiết thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng SMMS là không quen nhìn máy rời lưới với tư cách mới ra tay nghĩa trợ đấy. Loại ý nghĩ này cho Trần Húc dùng dẫn dắt, vậy hắn dứt khoát liền đem SMMS hình tượng miêu tả thành một cái tại trên Internet nghĩa trợ người khác tồn tại. Như vậy, trợ giúp càng nhiều nữa người, đầu tiên là có thể làm cho Trần Húc hưởng thụ đến trợ giúp người khác niềm vui thú. Thứ hai cũng là trọng yếu nhất điểm một điểm tựu là, loại trợ giúp này có thể mở rộng cùng SMMS phát sinh liên hệ nhân viên phạm vi. Như vậy khiến cho chính mình tựu cũng không như vậy xuất chúng. Cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, đạo lý này Trần Húc rất tiểu địa thời điểm tựu đã hiểu. Trần Húc tại những này cầu nguyện trên tường tìm được chọn người thích hợp đến lại để cho hắn bày ra thần tích, vừa nghĩ tới người khác đang tiếp thụ trợ giúp của mình về sau cảm động đến rơi nước mắt quỳ bái. Thậm chí khả năng niết cái tượng đất phóng tại máy vi tính sớm muộn gì ba trụ hương đốt lấy, nói không chừng còn có thể đốt điểm tiền giấy. Phi Phi, muốn tiền giấy làm gì vậy? Dù sao Trần Húc hiện tại rất kích động, toàn thân cao thấp tính cả tiểu đệ đệ cùng một chỗ đều tại kích động. Bất quá cầu nguyện trên tường địa cầu nguyện mặc dù nhiều, nhưng phần lớn là có quan hệ với vấn đề tình cảm, có rất nhiều thê tử chúc phúc lão công, có rất nhiều bạn trai chúc phúc bạn gái, có rất nhiều chúc phúc người nhà. Đương nhiên cũng có rất nhiều tại hy vọng mỗ mỗ nữ tử bạn trai ngày mai ra tai nạn xe cộ, sau đó chính mình thừa cơ mà vào. Loại vấn đề này Trần Húc cũng không cần đi thi lo lắng. Lật qua lật lại lật ra vài trang, Trần Húc rốt cuộc tìm được một đầu xem có hy vọng nguyện vọng, ta không biết thượng đế phải chăng tồn tại. Nhưng nếu quả thật địa có một đôi mắt yên lặng nhìn chăm chú cái thế giới này, hy vọng ngươi có thể trợ giúp của ta nguyễn kiện công ty vượt qua cửa ải khó. Ít nhất, không thể để cho những lũ tiểu nhân kia địa em mưu thực hiện được. Trần Húc chứng kiến cái tin tức này lúc, ánh mắt tự chăm chú vào này cái nhuyễn kiện công ty bên trên. Cùng nguyễn kiện có quan hệ, vậy thì không có SMMS7 bất bình sự tình à. Thế nhưng mà, như thế nào liên hệ đối phương đâu này cầu nguyện tường là một loại phát tiết hoặc là nói là một loại cầu nguyện loại này trên tường nguyện vọng nội dung đại đô nhằm vào chính là thượng đế căn bản sẽ không tại trên tường lưu lại bất luận cái gì thông tin cá nhân cùng với phương thức liên lạc đấy đương nhiên cũng có ngoại lệ xem cá nhân đích vấn đề bất quá cái tin tức này rõ ràng không có để lại phương thức liên lạc nhưng là cái này cũng không thắng được trần húc trong khoảng thời gian này trần húc cùng trọng tử ngữ cùng một chỗ học tập hacker kỹ thuật đạt được hắn và chạm tinh chỉ điểm, Trần Húc đối với máy vi tính phương diện lĩnh ngộ lại cao thêm vài phần, trước kia rất nhiều cái hiểu cái không vấn đề cũng đã minh bạch, cho nên hiện tại Trần Húc kỹ thuật là càng ngày càng tăng. Nói như thế nào đây, có lẽ Trần Húc đối với máy vi tính phương diện thật là rất có thiên phú, nhất là tại đối với hán ngữ nói học tập lên, Trần Húc học tập là làm chơi ăn thật, hiện tại hắn kỹ thuật, đi một ít cỡ chung nguyễn kiện trong công ty làm cái kỹ sư dư xài. Trần Húc bắt đầu xâm lấn Tencent Server. Kỳ thật Tencent server bức tường lửa không tính là rất cường đại, theo Trần Húc biết, có chút cao cấp hacker trộm lấy tài khoản ứng dụng QQ mã sử dụng căn bản không phải virus ngựa gỗ đến người sử dụng trên máy tính đi ăn cắp, mà là rất dứt khoát rất trực tiếp, xâm lấn Tencent server, theo server trong điều tra người sử dụng tư liệu. Đương nhiên, có thể làm được một bước này, theo trên thực lực mà nói đều là chân chính trên ý nghĩa hacker rồi. Trần Húc hiện tại tiêu chuẩn khoảng cách chính thức trên ý nghĩa hacker phải kém bên trên một chút, nhưng lợi dụng server lỗ thủng nhưng lại rất dễ dàng xâm lấn. Cái này server lỗ thủng chính là cái máy vi tính phần cứng tam đại lỗ thủng một trong, lợi dụng ngụy trang phong bao trực tiếp vượt qua bức tường lửa tiến vào server, theo điểm này đi lên nói 90% đã ngoài phần cứng đều có chỗ sơ hở này. Cho nên Trần Húc nhẹ nhàng xảo xảo quấn đi vào, quấn đi vào về sau, nếu như muốn trộm cắp quy dãy số, còn cần phá giải ten mã hóa văn bản tài liệu. Cái này so sánh phiền toái, bất quá Trần Húc làm không phải loại chuyện này hắn chỉ là thẩm tra thoáng một phát, nào IP là ngay cả nhận được server bên trên hơn nữa phát bài viết, tìm được địa chỉ IP về sau là có thể phản truy tung, tiến vào phát bài viết người địa máy tính. Trần Húc rất nhanh đã tìm được địa chỉ IP cho thấy người này phát bài viết hơn là tại Thượng Hải. vì vậy Trần Húc tự tìm hiểu nguồn gốc xâm lấn tới, xâm lấn đối phương máy vi tính quả nhiên là phế đi một phen công phu, bề ngoài giống như quả thực là làm nguyễn kiệt bởi vì vì bọn họ sử dụng bức tường lửa cũng không phải trên thị trường lưu hành bức tường lửa, mà là một cái tên là tấm chắn hacker thông dụng bức tường lửa. Đem làm nhưng cái này tấm chắn chưa hẳn tựu so hiện tại lưu hành địa bức tường lửa muốn tốt, có thể ưu thế lớn nhất cũng tại tại cái này bức tường lửa nguyên dấu hiệu là hoàn toàn công khai, nói cách khác bất luận kẻ nào đều có thể đối với hắn tiến hành sửa chữa cùng biên dịch, như vậy là có thể đem rất nhiều hơn mình cần kỹ thuật thêm đi vào, cho nên cái này tấm chắn bức tường lửa được vinh dự bình thường hacker trong nhất xác rưởi đấy đồng thời cũng là cường đại nhất bức tường lửa xem dùng người là ai như thế nào cải biên rồi trần húc đối với cái này khoản tấm chắn bức tường lửa cũng có nhất định được hiểu rõ bởi vì đây là trạm tinh đưa cho hắn lại để cho hắn nghiên cứu đấy cho nên cái này đúng lúc là đâm vào trần húc họng súng bên trên cái này bức tường lửa có một rất lớn nhưng là rất ẩn nấp ống thoát nước động chỗ sơ hở này người bình thường là nhìn không tới bất quá trần húc lại theo trạm tinh chỗ đó đã nhận được nghe nói là trạm tinh sư phó lam sắc bảo bối phát hiện đấy cũng không biết có phải hay không là phát hành người cố ý lưu lại đấy kỳ U, ad om sách trần húc tự căn cứ chỗ sơ hở này tiến vào đi vào sau đó bắt đầu mở ra trong máy vi tính tư liệu cái này máy tính hẳn là văn phòng dùng bên trong đều là một ít văn phòng dùng tư liệu trần húc mơ hồ lật ra thoáng một phát phát hiện cái này máy tính trong mấy cái thường dùng văn án đều là nhằm vào một cái máy khống cỗ máy mô hình đấy loại này mô hình chuyên nghiệp tính rất cường nói rõ này nhà công ty hay vẫn là rất có chút ít thực lực địa phương. Mà trong nước rất nhiều nguyễn kiện công ty, trên cơ bản đều là thông qua loại này chuyên nghiệp tính nguyễn kiện đến kiếm tiền, dân dụng địa cái loại này tool software rất khó lợi nhuận đấy. Như loại này mấy khống cỗ máy mô hình, tính toán. Tối thiểu cũng là mấy trăm vạn sinh ý, xem ra này nhà công ty quy mô cũng không phải sai à, một ít công ty nhỏ, như lương hiểu tuệ học tỷ khai cái chủng loại kia cỡ nhỏ trò chơi công ty, trên cơ bản vài năm đều chưa hẳn có thể nhận được như vậy một cái tờ đơn trần húc rất muốn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ta là smms nhưng là nghĩ đến đây cái sự tình vạn nhất tự mình giải quyết không được đây chẳng phải là bị chơi khăm rồi cho nên hắn tự mở ra cái này máy tính chính giữa tin tức phát hiện hắn một cái thường dùng đăng nhập địa chỉ internet là một cái sina cá nhân blog vì vậy trước hết điểm kích tiến vào cái kia blog nhìn xem cái này blog tên gọi là dịch thủy hàn đại khái là học tập phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn Điển cố a blog chính giữa có rất hơn nhật ký, nói rõ người này rất có ghi chép nhật ký đích thói quen. Trần Húc ấn mở gần đây đồng thời nhật ký, thượng diện biểu hiện thời gian tự là tại đêm qua, thì ra là cùng hắn tại cầu nguyện trên tường nhắn lại thời gian là không sai biệt lắm đấy. Trần Húc ấn mở cái này quyển sách văn vẻ, nhìn lướt qua, nhịn không được cả một tiếng, nguyên lai like là như vậy. Cái này quyển sách văn vẻ chính giữa viết, ngày hôm nay tiệc ăn mừng chấm dứt về sau chúng ta trở lại mới phát hiện ổ đĩa cứng bên trong sở hữu tất cả văn bản tài liệu đều bị phá hư rồi. Công ty của chúng ta từ trên xuống dưới khổ cực suốt nửa năm tác phẩm toàn bộ bị ác y xóa bỏ rồi. Mà còn có một cuối tuần, đã đến giao hàng thời gian, mà hôm nay chúng ta dành trước tư liệu tốt nhất cũng gần kề chỉ là hoàn thành một nửa không đến. Ta biết rõ chuyện này là ai làm, nhưng không có bất kỳ căn cứ chính xác theo, bởi vì hắn làm vô cùng ẩn nấp, ổ cứng HDD tư liệu, màn hình giám sát toàn bộ đều bị thủ tiêu, hắn đến có chuẩn bị, hơn nữa ta cũng biết hắn là nhà ai công ty phái tới, nhưng là ta không thể nói ra tên của bọn hắn, bởi vì không có chứng cứ dưới tình huống, đây là phỉ báng. Ta không nghĩ tới như vậy ác tính cạnh tranh vậy mà hội phát triển đến như thế trình độ, nếu như một tuần lễ về sau chúng ta giao không xuất ra sản phẩm, như vậy nước Đức Ai công ty là có thể khởi tố chúng ta, hơn nữa yêu cầu chúng ta bồi thường giá trên trời trái với điều ước kim, cái này đủ để cho chúng ta cái này cất bước không lâu công ty phá sản rồi. Mà càng nghiêm trọng chính là, nước đức người rất chú trọng danh dự đền tiền ngược lại là chuyện nhỏ là trọng yếu hơn là thư của chúng ta dự đem triệt để đánh mất về sau những công ty khác cũng sẽ không biết tìm chúng ta tới hạ đạt đơn đặt hàng ta cả đời này xem như triệt để hủy ta nhất định phải đem chuyện này giao chi tại pháp luật ta không thể nhìn lấy ta ba năm tâm huyết cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát ta sẽ nhượng cho những người kia trả giá thật nhiều nhưng là nhìn xem những cái kia các nhân viên còn tại liều mạng tăng ca không ngủ không nghỉ đi hoàn thành cái kia tuyệt đối nhiệm vụ không thể hoàn thành, ta rất hổ thẹn, ta muốn cùng bọn họ nói, đều nghỉ ngơi một chút ha, chúng ta là vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Nhưng là ta nói không nên lời, bởi vì ta không đành lòng xem của bọn hắn lại một lần nữa thất vọng rồi. Xem hết cái này quyển sách văn vẻ, Trần Húc lại lật ra mặt khác địa một ít nhật ký, trong nội tâm đại khái thì có một cái hình dáng. Phát bài viết cái này dịch thủy hàn là một nhà cỡ trung nguyễn kiện công ty người sáng lập, này nhà công ty tại Thượng Hải, danh tự rất êm tai. Gọi là Violet Tử La Lan. Violet Tử La Lan, nguyễn kiện công ty thành lập tại 3 năm trước đây, tuy nhiên chỉ có 3 năm thời gian, nhưng là phát triển địa cũng rất nhanh, hơn nữa có được một đám phi thường xuất sắc nhân tài. Violet Tử La Lan chủ công cùng mấy khống kỹ thuật lên, cái môn này kỹ thuật trên cơ bản thuộc về cái loại này 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm cái chủng loại kia. Bọn hắn bởi vì chính mình vượt qua thử thách kỹ thuật còn có nhất định được nhân mạch quan hệ cùng trong nước mấy cái xưởng đã thành lập nên hợp tác quan hệ, mấy cái tác phẩm đều là tương đương đã bị khen ngợi địa phương. Ba năm thời gian, Violet từ La Lan theo một nhà cỡ nhỏ công ty phát triển đã đến năm lợi nhuận cao tới ngàn vạn cỡ chung công ty, hơn nữa tại hộ khách quần thể chính giữa thành lập nổi lên hài lòng danh vọng cùng danh tiếng. Mà lần này cùng nước nước Isaac công ty hợp tác, tức thì bị Violet từ La Lan tương đương coi trọng. Bởi vì một khi cuộc làm ăn này thuận lợi hoàn thành, như vậy chẳng khác nào là Violet từ La Lan thành công mở ra hải ngoại thị trường, đến lúc đó đem có càng nhiều hộ khách quần thể cùng đơn đặt hàng bay tới, công ty Mỹ hảo tiền cảnh lại để cho cơ hồ từng công nhân đều tin tưởng 10 phần, vô cùng hướng tới. Nhưng là ở này cái đo đếm khống cỗ máy mô hình chính thức hoàn thành thời điểm, Violet từ La Lan khổ cực nửa năm các nhân viên đi tập thể chúc mừng một fan, nhưng là chúc mừng sau khi trở về lại phát hiện Công ty trong máy vi tính địa tư liệu toàn bộ bị phá hư rồi. Không riêng gì công ty máy tính, những người khác địa cá nhân máy tính cũng thế, bị một cái cường đại có hủy diệt kiểu virus phá hủy. Cho dù là thông qua công nghệ cao thủ đoạn tìm về, cũng không có khả năng đem sở hữu tất cả địa tư liệu đều tìm trở lại rồi. Hơn nữa ra tay người phi thường hiểu rõ công ty viên trước đích thói quen, cá nhân máy tính, server, farm là có khả năng gửi tư liệu địa phương đều bị phá hư rồi, nhưng lại không có lưu lại bất luận cái gì manh mối đây là cùng một chỗ ý đồ phi thường rõ ràng buôn bán gián điệp ác y phá hư hành vi mục đích rất đơn giản tự là lại để cho violet từ la lan đến kỳ không cách nào giao ra thành phẩm như vậy bọn hắn tự gặp phải lấy thân bại danh liệt nguy hiểm không riêng gì muốn bồi thường một số giá trên trời địa bồi thường tiền quan trọng hơn là vài năm tích lũy danh dự đều muốn không còn sót lại chút gì loại thủ đoạn này không thể bảo là không độc nhưng là cửa hàng như chiến trường violet từ la lan địa người hay vẫn là chủ quan rồi Trần Húc tại trên mạng tra xét thoáng một phát cái này Violet từ La Lan công ty tư liệu, phát hiện trên cơ bản cùng blog trong theo như lời. Một ít danh tiếng cũng không tệ lắm, Trần Húc phải giúp, tự nhiên là phải giúp người tốt, tối thiểu là hắn cho rằng không tệ người, nông phu cùng xà câu chuyện hắn cũng là rất sớm tựu đã nghe qua, cái này Violet từ La Lan công ty xem là đáng giá hắn đến băng, giúp đấy. Nhưng vấn đề là, chính mình có hay không cái kia trình độ đến hỗ trợ. Số này khống cỗ máy mô hình tại Trần Húc xem ra là hai cái tinh nhãn ô thanh ô thanh, bởi vì chỉ là nguyên dấu hiệu tự chọn vẹn xem lại để cho mắt người thanh rồi. Trên cơ bản những này nguyên dấu hiệu Trần Húc cũng chỉ có thể xem nửa hiểu, thật muốn hắn đến bang giúp cái kia không biết lúc nào mới khả năng giúp đỡ bề bộn viết xong. Gặp nạn để tìm tiểu mẫn, đây là Trần Húc trước sau như một nguyên tắc, bộ này số liệu cỗ máy mô hình sơ kỳ tư liệu đưa cho tiểu mẫn nhìn về sau tiểu mẫn tự nói, trong tư liệu có cùng loại với loại này mấy khống mô hình, nhưng là không biết đối phương vô cùng đa đặc thù yêu cầu là cái gì. Ngài phải biết rằng, trước khi cái kia khoản võ đạo gia kỳ thật cũng có thể tính toán bên trên là một loại mấy khống mô hình đấy. Mấy khống mô hình kỳ thật tựu là một loại giả thuyết chế tạo, có thể thông qua máy vi tính đến mô phỏng ra tương ứng công trình chế tạo cần có số liệu. Theo điểm này mà nói, võ đạo gia thật đúng là chính là một cái cao cấp mấy khống mô hình, bên trong bao hàm kỹ thuật hàm lượng thật sự cao dọa người. Nghe Tiểu Mẫn vừa nói như vậy, Trần Húc lập tức sẽ hiểu, như vậy, như vậy hắn cũng không sao thật lo lắng cho được rồi, chỉ cần đối phương đến cung cấp mấu chốt số liệu hắn bên này bộ đồ đi vào có thể sử dụng. Cho nên Trần Húc nghĩ nghĩ, ngay tại đối phương trên mặt bàn sáng lập một cái laptop, vừa mở ra còn chưa kịp đánh chữ, đột nhiên tiểu mẫn tự nhắc nhở có người công kích. a à, phản ứng tốc độ coi như nhanh à, Trần Húc như vậy vui sướng hài lòng nghĩ đến, phải biết rằng lợi dụng lỗ thủng xâm lấn là hoàn toàn tránh đi bức tường lửa, nói cách khác cái lúc này bức tường lửa không có khả năng sẽ có một chút nhắc nhở đối phương thao tác máy tính cũng nhìn không tới có người xâm lấn rồi nhưng là một khi đem làm trần húc tại trên mặt bàn thành lập file hơn nữa mở ra lúc đối phương có thể chứng kiến trong máy vi tính có một không phải chính mình sử dụng thao tác người bình thường đại khái hội xứng sở thoáng một phát nghĩ thầm như thế nào đột nhiên mở ra một cái văn bản file đâu này nhưng là cao thủ lập tức sẽ kịp phản ứng ta bị xâm lấn rồi công kích của đối phương đối với trần húc mà nói quả thực tự là mưa bụi bởi vì vi trên cái thế giới này còn không có có xuất hiện so tiểu mẫn càng cường đại hơn thuẫn, sờ cùng ít tổ chức đều cầm Trần Húc hết cách rồi, đơn giản chỉ cần lại để cho Trần Húc phát huy một bả hắn cường mặc hắn cường, gió mát Phật núi, hắn hoành do hắn hoành, trăng sáng chiếu đại giang, tự chớ nói chi là như vậy một hạng trung nguyễn kiện công ty rồi. Bởi vì xem xét bọn hắn liền tấm chắn bức tường lửa bên trên cái kia rất mấu chốt lỗ thủng đều không có bổ sung, tự phải biết bọn hắn tại hệ thống công thủ bên trên cũng không thế nào lành nghề. Máy vi tính bao hàm đồ vật nhiều lắm, cũng không phải nói sở hữu tất cả lập trình năng lực cường đại, công thủ năng lực cũng tự cường đại. Trần Húc tùy ý bọn hắn công 5 phút đồng hồ, chính mình đi rót ly cà phê sau khi trở về, tại trên bàn phím cười tủm tỉm đập vào, bề bộn xong chưa? Có thể không cho ta nói hai câu, bản thân không có ác ý, là tới bang giúp trợ các người đấy. À, ta không có nổi danh, nhưng trên Internet mọi người thói quen xưng hô ta là SMMS. Dịch thủy hàn tựu là nhà này Violet từ La Lan công ty tổng giám đốc, tại 3 năm trước đây thời điểm, đem làm hắn còn gần kề chỉ là thanh hoa đại học một gã sinh viên năm 3 thời điểm, hắn một mình sáng lập cái này công ty, mà thẳng đến 3 năm sau, hắn nương tựa theo cố gắng của mình lấy được lại để cho rất nhiều đồng học cùng giáo sư đều lau mắt mà nhìn thành tích, mà bản thân của hắn, năm trước cũng quang vinh lấy được Thượng Hải thành phố thập đại kiệt xuất thanh niên thành tích. Chỉ có điều, nếu như không có kỳ thích xuất hiện, những ngày thành tích đem tại một tuần lễ sau hóa thành bọt xà phòng, tan thành mây khói. Đem làm toàn bộ công ty bên trên 6 tháng cuối năm tâm huyết hủy hoại chỉ trong chốc lát thời điểm, dịch thủy hàn nghĩ tới đi chết, nhưng là hắn cảm giác mình không thể chết được như vậy uất ức. Tối thiểu nhất, mình còn có kỹ thuật, chính mình còn trẻ, hắn cảm giác mình nhất định có cơ hội đông sơn tái khởi, nếu như trong nước không có chính mình phát triển không gian, vậy thì tiến về trước nước ngoài, dù sao một ngày nào đó, hắn hội hồi đến báo thủ đấy, nhưng là thực nói muốn báo thù, cái này nói dễ vậy sao? Dịch Thủy Hàn biết rõ đối thủ của mình là ai, tạo thành hôm nay đây hết thảy đầu sỏ gây nên, là hắn hiện tại không thể trêu vào, thậm chí cả đời đều không thể khiêu khích người. Hắn là Thượng Hải thành phố XX Bộ trưởng Nhi Tử, một cái tại Thượng Hải gành phi thường nổi danh Thái Tử Đảng, tên gọi Trương Bác. Ngay tại mấy tháng trước, tại Thượng Hải Hội Dương ở bên trong, Trương Bác nhìn chúng công ty của mình. Đưa ra muốn hùn vốn địa yêu cầu, nhưng hắn cái gọi là hùn vốn, tự là một loại biến tướng thu mua, hơn nữa là phi thường rẻ tiền thu mua. Hắn thầm nghĩ dùng chính là mấy trăm vạn mua xuống công ty mình 51% công ty cổ phần, sau đó đem chính mình cái người sáng lập, tổng giám đốc biến thành cho hắn làm công đấy. Điều này sao có thể? Tím bách hợp năm trước lãi hàng năm nhuận cũng đã vượt qua ngàn vạn, công ty địa thành phố giá trị tuy nhiên không sánh bằng những cái kia cỡ lớn công ty, nhưng lại tối thiểu tại 4.000 vạn trở lên. Hơn nữa phát triển không gian phi thường đại. Hắn muốn dùng chính là mấy trăm vạn tựu thu mua công ty, cái này có gì khác nhau đâu tại tay không bộ đồ bạch lang. Dịch thủy Hàn đương nhiên là cự tuyệt, Trương Bác tựu để lại một câu bất âm bất dương, chờ coi. Quả nhiên, sau này một thời gian ngắn, công ty bị trước nay chưa có áp lực. Trước là cảnh sát năm lần bảy lượt đến thăm kiểm tra, sau đó tự là ngân hàng cự tuyệt cho vay cho hắn, bất quá những này đều bị Dịch thủy Hàn đứng vững, đính trụ rồi. Hơn nữa lấy nhờ không ít quan hệ mới xem như làm cho đối phương yên tĩnh đi một tí. Nhưng là không nghĩ tới chính là, trương bác lần này vậy mà đùa như vậy tuyệt. Phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn, dịch thủy hàn thật rất muốn chính mình mang thanh đao tiến lên, làm thịt cái kia thẳng danh con. noi theo cổ chi kinh kha chi hành động vĩ đại, lại để cho những này thái tử đảng nhóm, đám bọn họ, ỉ vào cha mẹ dư nảy sinh, manh, mà coi trời bằng vung lũ tiểu tử minh bạch. Cái gì gọi là thất phu giận dữ, máu tươi ba thước nhưng là nghĩ đến vị hôn thê của mình. Dịch Thủy Hàn rốt cục hay vẫn là lựa chọn ẩn nhẫn, hắn hiện tại đang tại hết sức địa thông qua trí nhớ, khôi phục số này mô hình thân thể to lớn giản giáo, hy vọng đến lúc đó có thể làm cho Isaac công ty cho mình thư thả một thời gian ngắn. Nhưng là Dịch Thủy Hàn cũng biết, như vậy cách làm là vô dụng, bởi vì sinh ý tự là sinh ý, mặc kệ là bởi vì sao lý do, nếu như đến kỳ không cách nào giao hàng. Như vậy cũng là muốn bồi thường địa phương, nhất là đối với nghiêm cẩn nước nước người đến nói bọn hắn muốn đúng là kết quả, tuyệt đối sẽ không xem là cái gì lý do. Hiện tại đã là lúc hừng sáng 1 giờ rưỡi rồi, dịch thủy hàn biết rõ mình đã vượt qua 36 cái giờ đồng hồ không có ngủ, nhưng là cặp mắt của hắn che kín tơ máu, lại một điểm bối rối đều không có, dù là chỉ có một đường hy vọng, hắn cũng không thể buông tha cho. Nhưng chỉ có ở thời điểm này, đột nhiên trên màn hình tự động mở ra một cái văn bản file. Có người xâm lấn, dịch thủy hàn lập tức bắt đầu phản kích, mệt nhọc đại não cũng không có chỉ đột, dịch thủy hàn bản thân máy vi tính trình độ tựu rất không tồi, nhưng là hắn địa phản kích tuy nhiên cũng hình như là đá chìm đáy biển. Đơn giản địa đơn cử ví dụ, thật giống như rất xa thấy được một chiếc thuyền lớn, nhưng là hắn bên này bắn đi ra địa cung tiễn nhưng lại ngay cả đối phương ra lông đều không gặp được. Loại này núi cao ngưỡng dừng lại cảm giác, là ai, hacker sao, mà khi thấy văn bản file bên trên xuất hiện cái kia hàng chữ, dịch thủy hàn ngao, ô ô ô một tiếng gọi. Hắn quá kích động, cắn được đầu lưỡi rồi dĩ nhiên là SMMS, làm IT nếu như không biết cái tên này, vậy hắn tự tuyệt đối là sống vô dụng rồi. Cái này vang dội danh tự mang đến, là như núi cao ngưỡng dừng lại vô thượng kỹ thuật, là được xưng thế giới đệ nhất lập trình viên tồn tại. SMMS muốn giúp mình, nếu như là lúc trước, cho dù là SMMS độc lập giải quyết phong hỏa virus, hơn nữa đem sờ nét dây thường chi tại Pháp, đại danh truyền khắp thế giới thời điểm, dịch vỉ hàn nhìn thấy cái tên này cũng sẽ không biết kích động như vậy. Bởi vì thuật nghiệp có chuyên tấn công, cường thịnh trở lại lập trình viên không có khả năng tinh thông sở hữu tất cả phương diện. Được rồi, cho dù là tinh thông, hiện tại thời gian còn lại cũng không nhiều rồi. Một tuần lễ, không có gì ngoài ngày hôm qua đã qua 24 cái giờ đồng hồ, còn có 6 ngày thời gian. 6 ngày thời gian dựng một cái hoàn mỹ mới khống mô hình, đây tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Nhưng là lần này, dịch thủy hàn cảm giác mình được cứu rồi. Bởi vì võ đạo gia, tuy nhiên trước khi một mực bề bộn nhiều việc cũng không có gì thời gian đến chơi trò chơi nhưng là cái này trò chơi đại danh dịch thủy hàn hay là nghe qua đồng thời cũng chú ý qua đương nhiên hắn chú ý cũng không phải cái này trò chơi trò chơi tính mạnh bao nhiêu mà là một ít nghiệp nổi tính kỹ thuật diễn đàn cùng truyền thông bên trên đối với cái này khoản trò chơi tính kỹ thuật phân tích trong đó có nâng lên cái này võ đạo gia mấy khống mô hình quả thực là xuất thần nhập hóa xa xa vượt lên đầu cái thế giới này kỹ thuật thậm chí so về nước Mỹ quốc gia hàng không cục hàng không NASA, vệ tinh cùng với vũ trụ thuyền mô phỏng hệ thống cũng không kịp nhiều lại để cho. Đây cũng chính là nói, chính mình đang tại làm một đạo tiểu học lớp 5 toán học để phát sầu thời điểm, đột nhiên xuất hiện trần cảnh nhuận như vậy toán học chuyên gia. Cái này lại để cho dịch thủy hàn như thế nào không điên cuồng. Ngài quả thực phải, SMMS, dịch thủy hàn cảm thấy ngón tay của mình đều đang phát run. Nguyên vốn cả chút hỗn loạn đại não giống như đánh cho máu gà đồng dạng đột nhiên phấn khởi, một điểm buồn ngủ cũng thấy xem xét không đến rồi. Cần chứng minh thoáng một phát sao, Trần Húc dẹp đường, bởi vì kế tiếp hắn mở miệng tìm đúng phương muốn mấu chốt số liệu, cái này thuộc về độ cao buôn bán cơ mật, muốn là bởi vì chính mình câu nói đầu tiên tiễn đưa đã tới, cái này cái dịch thủy hàn cũng quá loại ngu xuẩn rồi, vì vậy Trần Húc đã phát tài một file đi qua, cái này văn bản tài liệu cũng là một vài theo mô hình. Bất quá kỹ thuật hàm lượng thật sự không tính là rất cao, thì ra là 21 thế kỷ 20 năm đời thay kỹ thuật. Nội dung nha, thì ra là rất đơn giản một cái sao chổi đụng địa cầu. Đổ mồ hôi, kỳ thật cái này nội dung tại hiện tại cũng không coi là đơn giản. Đưa vào sao chổi thể tích, vật chất hàm lượng tỷ lệ, sau đó va chạm trên địa cầu cái gì bộ vị. Có thể tạo thành cái dạng gì địa hậu quả chờ chờ. Cái này mô hình triệt để bỏ đi dịch thủy hàn chỉ vẹn vẹn có vài phần nghi kỳ, bởi vì hắn địa hacker kỹ thuật tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng tiếp xúc đến phương diện này nhân tài nhưng lại không ít. Tầm mắt thật là cao, vừa rồi công kích đã lại để cho hắn tin bảy thành, mà bây giờ thì là 200% đã tin tưởng, một cái 24 tuổi địa đám ông lớn, rốt cục nhịn không được đối với máy tính màn hình, xôn xao thoáng một phát rơi lệ đầy mặt rồi. Có thể tưởng tượng, một cái vốn cũng đã muốn tuyệt vọng người, đột nhiên hạnh phúc cứ như vậy lơ đáng địa phủ xuống, giống như cho một cái đói bụng ba ngày bụng đói kêu vang tên ăn mày đột nhiên dẫn tới một cái vàng son lộng lẫy khách sạn năm sao chính giữa, loại này cự đại mà chênh lệch lại để cho thiết hán đều có thể đến rơi xuống nước mắt. Nhìn màn ảnh bên trên xuất hiện, liên tục mấy đi cảm tạ, Trần Húc Kỳ thật rất muốn nói cho hắn biết, a à, người cái này chính giữa có mấy cái lỗi chính tả. Đương nhiên Trần Húc biết rõ đây là đối phương tại kích động. Chứng kiến đối phương kích động như vậy trong lòng của hắn cũng ám thoải mái à. Đệ nhất là của mình tên tuổi xuất ra đi có thể hù được người. Thứ hai nha, ha ha, giúp người vi khoái hoạt chi bản mà. Trần Húc cảm giác mình luôn luôn là người tốt, đúng vậy, không riêng gì hắn, mà ngay cả quản dịch các nàng mấy nữ hài tử cũng cho rằng như thế đấy. Tại nơi này rất hiệu quả và lợi ích xã hội chính giữa, rất nhiều người tính chính giữa thiện lương một mặt đều bị người coi như lừa gạt đi tiền tài công cụ. Trần Húc nhớ rõ chính mình niên kỷ còn lúc còn rất nhỏ, lúc ấy chỗ ở còn không phải như bây giờ địa cao ốc, mà là cùng loại tại nhà cấp 4 đồng dạng sân rộng lúc kia ngẫu nhiên tựu sẽ có người tới gõ cửa, đến thăm ăn xin, nói là ở nông thôn trong thôn có nạn đói đi ra chạy nạn địa phương. Nạn đói, cái từ này hiện tại đã nhìn không tới rồi, nhưng kỳ thật ngay tại 10 năm trước, 15 năm trước, cái từ này hay vẫn là tồn tại đấy. Lúc kia tên ăn mày đều bị gọi là ăn mày, mà bọn hắn chỗ lấy thì ra là một điểm cơm, nhét đầy cái bao tử. Mỗi lần gặp được loại tình huống này, nếu như trong nhà chính đang dùng cơm lúc Trần hút cha mẹ sẽ cho bọn hắn đánh lên một chén cơm, đương nhiên nếu như đến ăn xin chính là thanh tráng niên, đó là tuyệt đối không để cho, bởi vì thanh tráng niên có tay có chân, cho dù là dốc sức cũng sẽ không biết bị chết đói. Mà bây giờ tên ăn mày, chật chật, căn bản sẽ không tới tìm ngươi muốn cơm, có chút chức nghiệp tên ăn mày tiền kiếm được thậm chí so đại bộ phận thành phần tri thức còn nhiều, ăn so đại đa số mọi người tốt. Nhưng là ngày đó, Trần Húc cùng quản dịch, cao hiểu tiết, chạm tinh ba nữ tử cùng đi dạo phố thời điểm, chuẩn xác mà nói là Trần Húc cho tam nữ đem làm ô xin thời điểm tự gặp một cái ăn xin lão nhân, lão nhân vẻ mặt tang thương, thao lấy giày đặc giọng nói quê hương nói hắn là nông thôn đến đến nội thành tìm nhi tử, trên người không có trước rồi vân vân, muốn lấy ít tiền ăn cơm. Vì vậy Trần Húc tự cho hắn 10 khối tiền, hắn thiên ân vạn tạ đi nha. Cao hiểu tiết ở một bên nói người không nên cho hắn tiến, hiện tại những tên khất cái này phần lớn là làm bộ, không chuẩn hắn sao chúng ta còn có tiền đấy. Quản dịch cũng gật đầu phụ họa, mà Trần Húc lại nói, người nói gần kề chỉ là một loại khả năng mà thôi, nhưng là khả năng hắn nói hoàn toàn chính xác tự là nói thật. Ta trước sau như một không thích dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác. Dù sao mặc kệ đến cùng phải hay không thật sự ta cũng sẽ không lại đã biết, người ta cũng sẽ không biết bởi vì 10 khối tiền chuyên môn tới tìm ta cảm tạ, cả đời này đoán chừng cũng cũng chỉ sẽ gặp hắn một lần. Ta đây thà rằng tin tưởng là thực, nếu như là giả, dù sao ta không biết cũng sẽ không biết cảm giác bị lừa gạt. Nhưng nếu như là thật sự đâu này, dù sao, ta không thẹn với lương tâm. Lời nói này Trần Húc là tùy ý nói ra, nhưng là Tam Nữ ánh mắt lại cũng có chút thay đổi, đương nhiên Trần Húc cái này đại khái là cảm giác không thấy, hắn trước sau như một cũng cũng chỉ là cảm thấy, có một số việc có thể giúp người khác một bà có thể băng giúp thoáng một phát, không cầu đừng, chỉ cầu đúng đấy khởi lương tâm của mình. Hắn lần này tới băng giúp Dịch thủy Hàn cũng là như thế, dù sao căn cứ tiểu mẫn phân tích, loại này số liệu mô hình cũng không cần phải rất tân tiến, trong máy vi tính tựu đã có sẵn khuôn mô hình căn bản là sẽ không đối với Trần Húc tạo thành cái gì tổn thất, ngược lại có thể giúp hắn phát ra nổi che giấu tác dụng. Cho nên Trần Húc tại đạt được dịch thủy hàn phát tới mấu chốt số liệu về sau, trực tiếp tự lại để cho tiểu mẫn hướng bên trong bộ đồ, tại vận hành một lần phát hiện không có vấn đề về sau, liền đem mô hình trực tiếp đóng gói truyền trở về. Hành động này tại dịch thủy hàn trong mắt nhìn xem cảm giác lập tức tự không giống với lúc trước. Theo số liệu chia hắn lại đến chuyện trở lại, tổng cộng sẽ dùng hơn 10, sau thời gian, SMMS, hắn hay vẫn là người sao. Đương nhiên, dịch thủy hàn tuy nhiên sùng bái SMMS, nhưng cũng không có đạt tới một loại đuôi mù mục đích trình độ, mặc dù đối với phương tại chính mình cần có nhất trợ giúp thời điểm đột nhiên như trên đế hiện thân. Hắn biết rõ như vậy ngắn ngủi thời gian đại khái chỉ có thể dùng cho số liệu thay vào cùng một ít chi tiết, tỉ mỉ phương diện sửa chữa, nói rõ SMMS trong tay vốn thì có tương ứng mô hình hàng tồn. Nhưng là người ta có thể nguyện ý giúp trợ chính mình, vô tư xuất ra đồ đạc của hắn đến cho mình, cái này mô hình giá chỉ tối thiểu có mấy trăm vạn. Nhưng tự một câu như vậy không cần nói nhảm nói cho mình, dịch thủy hàn còn có cái gì dễ nói hay sao? Rất đa tạ ngài, SMMS đại thần, lần này tể công ty có thể thoát ly khốn cảnh, toàn bộ nhờ ngài hỗ trợ. Ta biết rõ chúng ta nhỏ như vậy công ty đối với ngài thật sự mà nói là không coi là cái gì, nhưng là làm vi một người nam nhân, ta hay là muốn nói, sau này nếu như ngài có bất kỳ phân công, chỉ cần ngài một câu, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa ta cũng sẽ biết đi. a à, không cần khách khí như vậy, bất quá dựa theo ngươi mới vừa nói, cái kia thái tử đảng một lần không thành còn sẽ có lần thứ hai, cái này ngươi phải cẩn thận rồi, ta sẽ không luôn xuất hiện băng giúp trợ các ngươi. Nâng lên trương bác, dịch thủy hàn liền không nhịn được hung hăng cắn răng, nhưng hắn cũng biết, lần này mình tuy nhiên tránh được một kiếp, nhưng là cũng tự gần kề chỉ là tránh được một kiếp mà thôi, đối với trương bác, hắn còn không có năng lực đi dung chuyển đấy hơn nữa một lần không thành, hoàn toàn chính xác dùng tính cách của hắn còn có thể có lần nữa, khi đó chính mình như thế nào ứng đối. Như vậy đi, Trần Húc dẹp đường, chuyện này về sau, người tựu thông qua truyền thông trên báo tên của ta, nói là ta đang giúp trợ các ngươi, nếu như cái kia thái tử đảng đầy đủ thông minh, chắc hẳn sẽ không lại với người khó xử rồi. Thượng Hải Đệ nhất tài chính và kinh tế nhật báo, trang đầu, chủ đánh tiêu đề. SMMS lại hiện ra, Violet từ La Lan tuyệt sử phùng xanh. Bản báo độc nhất vô nhị tin tức, một tuần trước, Violet từ La Lan công ty đã tao ngộ cùng một chỗ vô cùng nghiêm trọng ác ý trộm cướp sự kiện. Trong công ty bộ xuất hiện buôn bán gián điệp, phá hủy Violet từ La Lan công ty vất vả một năm làm được nguyễn kiện thành phẩm. Mục đích là vì lại để cho Violet từ La Lan công ty tại một tuần sau không cách nào giao hàng. Nhưng vào lúc này, trong truyền thuyết SMMS giống như vạn năng thượng đế đồng dạng xuất hiện, trợ giúp Violet từ La Lan công ty hoàn thành cái này công trình, khiến cho công ty có thể kịp thời hoàn thành nghiệp nghị, phía dưới tựu là bản báo phóng viên đối với Violet tử La Lan công ty tổng giám đốc dịch thủy Hàn tiên sinh làm độc nhất vô nhị siêu tầm. Đây là có chuyện gì? Đây là có chuyện gì? Thượng Hải Hoa Thiên Building tầng cao nhất trong văn phòng, một người tuổi còn trẻ đang tại rất táo bạo vỗ bàn, trước mặt của hắn tựu là như vậy một phần đệ nhất tài chính và kinh tế nhật báo. Người trẻ tuổi này thì ra là hơn 20 tuổi bộ dạng, xem hay vẫn là rất tuổi trẻ cảm giác, rất anh tuấn, làn da bảo dưỡng vô cùng tốt tuy nhiên còn hơi có vài phần ngây thơ, nhưng như vậy nổi giận lên, phía dưới ngược lại là không người nào dám thở gấp đại khí rồi. Bởi vì này bầy bọn thuộc hạ cũng biết lão bản mình tính tình, tại hắn tâm tình không tốt thời điểm ngàn vạn không muốn đi gây hắn, thật giống như có một lần, hắn tại nhà hàng Tây lúc ăn cơm, bởi vì điểm ốc sen đi lên chậm một lát, hắn liền trực tiếp dùng rượu đỏ bình đem cái kia nhân viên phục vụ đầu cho khai hồ lô rồi. Người trẻ tuổi này tựu là Trương Bác, Thượng Hải gành nổi tiếng Thái tử Đảng. Không, phải nói là nhị thế tổ so sánh tốt. Tại Thượng Hải gành thái tử đảng, công chúa đảng vòng tròn luẩn quẩn chính giữa, Trương Bác cũng không phải một cái rất được hoan nghênh người. Nguyên nhân thân thể to lớn là vì thằng này tuy nhiên bối cảnh cũng coi như khả quan, nhưng là quá mức bảo thủ, rất nhiều chuyện phi thường chủ quan, không chịu nghe lấy người khác cái nhìn, còn có tựu là quá mức kiêu ngạo, bởi vậy đắc tội không ít người. Trương Bác làm rất nhiều chuyện, tựu lại ỉ vào tổ tông dư này sinh, manh tiến hành một ít gần như tại xảo trá vơ vét tài sản buôn bán hoạt động dùng rất rẻ tiền giá cả đến thu mua có tiềm lực đấy, nhưng không có gì bối cảnh công ty, rất thường xuyên là đập vào quốc gia thu mua danh nghĩa. Thông qua hắn và cha của hắn mạng lưới quan hệ cùng thế lực, chuyện như vậy đã làm không ít, đương nhiên cũng chưa chắc hoàn toàn có thể đủ thành công là được, ngẫu nhiên gặp được cọng rơm hơi cứng, cũng có cái kia cái năng lượng rất lớn lão ba mạng lưới quan hệ có thể hỗ trợ giải quyết. Cái này SMMS rốt cuộc là ai? Trương bác sắc mặt âm trầm vỗ bàn, ta tại sao không có nghe nói? một đám người đều lộ ra cái đổ mồ hôi biểu lộ, vị gia này giống như đối với IT nghiệp không thế nào hiểu rõ bộ dạng, liền SMMS địa đại danh đều chưa từng nghe qua. Kỳ thật cái này cũng không kỳ quái, người trông cậy vào một cái cả ngày qua lại tại các loại trên yến hội. Chỉ chú ý như thế nào tán gái người biết rõ ai là SMMS sao. Cái này cùng kỳ vọng một đầu hội lên mạng heo biết rõ ai là Bill viết đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Lập tức liền có thư ký đem có quan hệ SMMS văn bản tài liệu đưa tới, Trương Bác tùy ý mở ra, đồng thời nghe thư ký đối với một ít trọng điểm đưa tin, chủ yếu thì ra là lần trước phong hỏa virus, cùng Sernet giao chiến còn có tự là về cái này võ đạo gia địa sự tình. Về phần SMMS cùng quân đội, ít tổ chức các loại liên hệ, người bình thường là không cách nào biết được, đây là rất cao cấp cơ mật. Nghe xong vài câu về sau, Trương Bác trên mặt lộ ra khinh thường biểu lộ, nguyên lai like là một cái kỹ thuật hơi tốt một chút ra hỏa mà thôi. Biết rõ hắn trong hiện thực thân phận là ai sao, Nghe nói như thế bọn thuộc hạ đã biết rõ chủ tử mình trong lòng nghĩ cái gì đó rồi, trong nội tâm đều là cười khổ. Kỹ thuật hơi tốt một chút, chẳng lẽ ngài không biết, ngay tại SMMS ra tay giải quyết phong hỏa virus về sau, toàn bộ thế giới tất cả đại security company tự cho hắn khai ra lương một năm ngàn vạn giá trên trời sao. Hơn nữa hay vẫn là đô la, nhìn xem trương bác vẻ mặt không quan tâm bộ dạng, tất cả mọi người biết rõ, kỳ thật đây là một cái vòng lẩn quần. Như trương bác loại này rất không hợp cách thái tử đảng thì ra là nhị thế tổ, bọn hắn những loại người này xem thường những cái kia làm kỹ thuật đấy, cho rằng những này làm kỹ thuật đều là là làm công, không có tư cách leo đến cao cấp trên vị trí, mà rất nhiều làm kỹ thuật, bọn hắn cũng xem thường loại này nhị thế tổ, cho rằng những người này ngoại trừ sinh ra tốt một chút bên ngoài cái gì cũng sai, cho dù là đầu heo cùng hắn đổi chỗ một hạ vị đưa đều có thể lấy được hắn hiện tại thành tích, cho nên cái này chính là một cái vòng lẩn quẩn rồi. bất quá thủ hạ người tự nhiên không dám tùy tiện phát biểu dị nghị nhưng là bọn hắn cũng không có khả năng biết rõ smms trong hiện thực thân phận cho nên đành phải nguyên một đám trang cọc gỗ sử tại đâu đó vẫn không nhúc nhích mắt xem mũi mũi nhìn tâm giống như phật trong nội đường địa pho tượng đồng dạng chứng kiến thủ hạ không nói lời nào trương bác tự phát hỏa trùng trùng điệp điệp một vỗ bàn nói làm sao vậy cũng không biết không biết cho ta cha ta con mẹ nó ngược lại là muốn nhìn ai dám cùng ta gây khó dễ một đám thuộc hạ chỉ có thể cười khổ Lúc này thời điểm văn phòng chuông điện thoại đột nhiên tiếng nổ, Trương Bác tức giận tiếp khởi điện thoại hỏi, ai? Là ta, Hoàng An Bình. Điện thoại bên kia vang lên một cái rất vững vàng, có chứa từ tính thanh âm, mà cái thanh âm này nhưng lại Trương Bác nhất không muốn nghe đến đấy. Cái này Hoàng An Bình cũng là thái tử đảng, nhưng cùng Trương Bác cho tới bây giờ tự không đúng đường. Dùng một câu khách quan đánh giá mà nói, tự là Hoàng An Bình căn bản xem thường Trương Bác. Tại Thượng Hải gành thái tử đảng trong hội kia mặt, mà... Hoàng An Bình là một cái rất có thể nói được bên trên lời nói địa người, đồng dạng lại ỷ vào bậc cha chú dư nảy sinh, manh. Nhưng người ta làm địa sự nghiệp so Trương Bác lớn rất nhiều. Điểm này lại để cho Trương Bác rất là nén giận, không phải nói hắn không muốn trà trộn vào Hoàng An Bình cái kia vòng tròn luẩn quẩn, mà là hốn không đi vào, không là vì thân phận của hắn không đủ, cái kia vòng tròn luẩn quẩn chính giữa có ít người bối cảnh xa xa không sánh bằng chính mình. Cho nên điểm này tự lại để cho Trương Bác phi thường căm tức. Ngươi dựa vào cái gì tự xem thường ta, ngươi dựa vào cái gì tự ra dáng đem ta cử tại vòng tròn luẩn quẩn bên ngoài. Lão tử lão đầu tử không thể so với nhà của ngươi lão đầu tử phải kém. Cho nên cái lúc này nhận được Hoàng An Bình điện thoại, lòng dạ rất cao trương bác tự nhiên là lập tức nổi lên một mùi lửa. Như thế nào, Violet từ la lan chuyện kia bị ngươi cho làm hư hại rồi hả? Hoàng An Bình cười nói, trương bác những này mờ ám thế nhưng mà không thể gạt được hắn, SMMS đều ra mặt, tiểu tử ngươi ý định làm, ta làm sao bây giờ mặc kệ chuyện của ngươi. Trương Bác cố gắng lại để cho thanh âm của mình bình tĩnh bảo trì phong độ thân sĩ, bởi vì hắn không muốn tại Hoàng An mặt bằng trước thua cái giá đỡ, một cái công ty nhỏ, một cái kỹ thuật tốt đi một chút ra hỏa, hừ, cũng muốn cùng ta đối đầu rồi hả? Hoàng An bình vui vẻ không giảm, vậy ngươi như thế nào ý định hay sao? SMMS ra mặt, chuyện này đã có thể không nhỏ rồi, à, nếu như ngươi không biết hắn là ai. Một hồi ta sẽ phát một phần vẽ truyền thần cho ngươi nói thực ra, lần này ta thật sự nhìn không tốt ngươi, ngươi tốt nhất khiêm tốn một chút. Lời này tuy nhiên nghe như là rất có thành ý khuyên bảo, nhưng là tại lúc này cái này không khí, hơn nữa lại là Hoàng An đánh trai tới đấy, Trương Bác như thế nào đều cảm giác đối phương là rõ ràng xem thường chính mình, tại là đối với điện thoại quát, em đi. Lão tử làm chuyện gì không cần ngươi tới quản, một cái công ty nhỏ mà thôi, ta một chiếc điện thoại là có thể lại để cho bọn hắn đóng cửa đóng cửa. Cái gì SMMS, không sẽ rơi xuống trong tay của ta, bằng không thì coi chừng ta đi SM hắn. Bên kia Hoàng An yên ổn cười, đã nói a, à, đã người nghĩ như vậy, ta đây cũng không sao dễ nói, chúc người may mắn. Sau đó Hoàng An bình tựu cúp điện thoại, quay đầu, đối với hắn trong văn phòng ngồi mặt khác mấy người nói, Trương bác muốn xui xẻo, nói không chừng liền hắn lão tử đều ngã vào đi. N, cháu nhỏ, cùng phụ thân người đi thông thông khí, đây là một cái cơ hội, có thể hay không mượn nhờ cơ hội này đem trương bác lão tử kéo xuống đài, tự xem bá phụ chính mình được rồi. Nếu như thời cơ chín mùi, ta sẽ cùng gia phụ nói, âm thầm băng giúp các ngươi một bả đấy. Bên cạnh cái kia cháu nhỏ rất là cung kính nhẹ gật đầu, từ khi hắn kiến thức Hoàng An Bình đích thủ đoạn về sau, hắn tự đối với người trẻ tuổi này khăng khăng một mực bội phục rồi, đã hắn nói như vậy, như vậy nói rõ chuyện này tối thiểu có 7 phần nắm chắc đã ngoài. XX bộ bộ trưởng à, nếu như mình lão ba có thể đi lên, như vậy cả nhà của hắn có thể nói tựu là một bước lên trời hoàng an bình bưng lên chén trà trên bàn nhẹ nhàng thổi ngụm khí nhấp một miếng nói cười nói trên cái thế giới này có thể kiếm tiền đồ vật nhiều lắm chư vị xin nhớ kỹ chúng ta tuy nhiên mượn sinh ra ưu thế so người khác cất bước muốn cao một chút nhưng là đứng càng cao cũng tự càng nguy hiểm thái tử đảng không giống với nhị thế tổ chằm chằm vào ánh mắt của ngươi nhiều làm việc tự càng phải cẩn thận không muốn điếm ô thái tử đảng cái tên này à hoàng an bình đứng chỉ vào ngoài cửa sổ xa trông đi qua địa nhà cao tầng, các vị về sau làm việc, phải tất yếu ít xuất hiện. Trong nhà tổ tông lưu lại nhân mạch cùng quan hệ, cũng không phải tùy tùy tiện tiện dùng đấy. Bậc cha chú nhân mạch, có thể băng giúp trợ chúng ta so về người bình thường có được càng lớn ưu thế, hảo hảo nắm chắc, không lo làm không xuất ra một phen sự nghiệp. Nhưng nếu như quá mức chỉ vì cái trước mắt, lạm dụng quyền lực, khó tránh khỏi hội càng người rơi xuống tay cầm, còn muốn tẩy trắng độ khó tựu lớn hơn nhiều, còn có, quan trọng nhất là ngàn vạn không tốt tội mình không thể đắc tội người điểm này chư vị nhớ lấy cái kia smms không là chúng ta có thể đắc tội được rất tốt địa nhân vật không muốn dựa quyền lực thời khác cho là mình tài trí hơn người không muốn tùy ý cho mình gây thù hằn để tránh chọc tới không nên dây vào cũng không thể trêu vào người trương bác cũng bởi vì không biết hai điểm này cho nên ta một mực không muốn cùng hắn liên hệ a à, đáng tiếc cha hắn mạng lưới quan hệ à quan đưa tin không ngoài sở liệu một khi có SMMS tin tức, các phóng viên cũng giống như đánh cho máu gà đồng dạng địa phấn khởi. Dù là có phóng viên biết rất rõ ràng, chuyện này sau lưng làm chủ nhất định không đơn giản. Kỳ thật nếu như Trương Bác thông minh, hắn nhìn xem các phóng viên những này phô thiên cái địa đưa tin cũng nên đã minh bạch. Hắn cái này buôn bán gián điệp sự tình làm kỳ thật căn bản không tính là có nhiều ẩn nấp, chỉ cần thoáng xâm nhập hiểu rõ thoáng một phát, tự nhiên là đem đầu mâu chỉ hướng hắn nhưng là rất nhiều truyền thông lão bản thà rằng mạo hiểm khả năng đắc tội hắn phong hiểm cũng muốn đăng những này đưa tin, điều này cũng làm cho theo một phương diện nói rõ rồi, SMMS tầm quan trọng, so với hắn muốn lớn rất nhiều. Trần Húc tầm nhìn, đã đạt đến, kỳ thật hắn tự là muốn thông qua dịch thủy hàn địa khẩu đem chuyện này cho khuếch đại, lại để cho càng nhiều nữa người biết rõ hắn lúc này đây lại xuất thủ, hơn nữa ra tay giúp hơn là một cái cùng hợp hiệp đại học cái kia bày các học sinh hào không quan hệ một quần thể. Như vậy lại ra tay cái mấy lần, Tự nhiên mà vậy có thể đem ánh mắt chuyển gì rồi. Mà sau này nếu như SMMS lại ra tay trợ giúp Trần Húc, cao hiểu tiết bọn người, a à, cái kia cho người khác ấn tượng thì ra là đối với môi khách cũng chiếu cố nhiều hơn thoáng một phát, tự nhiên là sẽ không lại xảy ra vấn đề được rồi. Bất quá có một điểm lại để cho Trần Húc rất đau đầu đúng là, cái kia dịch thủy hàn giống như con rùa ăn quả cân, quyết tâm đồng dạng, không nên đáp tạ chính mình. Dùng lúc này đây cùng nước nước công ty hợp tác lấy được tiền hàng, khấu trừ cho công nhân tăng ca phí cùng tiền lương bên ngoài, tổng cộng 670 vạn, muốn toàn bộ cho những số tiền này lại để cho Trần Húc làm sao có thể thu. Dịch Thủy Hàn có ý tứ là, lúc này đây công ty tuyệt sử phùng xanh hoàn toàn là vì SMMS kịp thời xuất thủ tương trợ, nếu như không có Trần Húc trong lúc nhất thời rỗi dãnh được nhất cả chứng đến trên mạng học lôi phong làm chuyện tốt, Violet tử la lan công ty tự triệt để đã xong. Cho nên số tiền kia hắn toàn bộ lấy ra, chính là vì đáp tạ SMMS. Bởi vì cho dù là hắn một phân tiền không có kiếm được, nhưng là trên thực tế chính mình hay vẫn là buôn bán lời. Công ty có thể không cần bồi thường trái với điều ước kim mà đóng cửa. Hơn nữa danh dự cũng bảo trụ rồi, như vậy, cùng lắm thì lại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mà thôi. Hơn nữa đã có cùng nước nước này nhà công ty địa chiều sâu hợp tác, khai thác hải ngoại thị trường, sau này sinh ý sẽ càng làm càng lớn. Dịch thủy hàn cường điều chính mình Việt không nhận không người ân huệ, điểm ấy lại để cho Trần Húc rất là khó xử cuối cùng chỉ phải nói, chính mình không sẽ tiết lộ bất luận cái gì trong hiện thực tin tức đi ra, dịch hủy hàn rồi mới miễn cưỡng thôi. Bởi vì hắn tự nhiên biết rõ, SMMS trong hiện thực ngân hàng tài khoản. Riêng này đầu tin tức tự không ngớt 670 vạn nhân dân tệ rồi. Gấp 10 lần đều không ngớt, nhưng là dịch thủy hàn cũng không phải dễ dàng như vậy buông tha cho, hắn vậy mà chính mình chạy đi tìm luật sư làm một cái không tính là có pháp luật hiệu ứng, nhưng lại có đạo đức ước thúc công chứng sách, đem Violet từ La Lan công ty 30% công ty cổ phần sắp xếp cho SMMS. Sở dĩ không có được pháp luật hiệu ứng, là vì bên B danh tự SMMS cũng không phải pháp luật bên trên chiếc có có ý nghĩa công dân, hơn nữa Trần Húc cũng căn bản không có đi cho hắn ký tên đồng ý, nhưng là hắn như vậy làm, đem về sau công ty cổ phần địa chia hoa hồng các loại toàn bộ cho vị này mạng lưới chi thần SMMS lưu lại. Từ điểm đó cũng có thể nhìn ra, cái này dịch thủy hàn đủ đàn ông, cũng làm cho Trần Húc cảm khái chính mình không có băng giúp lầm người. Bằng Bạch Tựu đã có được một nhà công ty 30% công ty cổ phần, dù là đây chỉ là cái lãi hàng năm nhuận vừa qua khỏi ngàn vạn cỡ chung công ty, điểm ấy lại để cho Trần Húc cảm thấy Tiến thật sự là quá tốt buôn bán lời, đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có đầy đủ kỹ thuật. Bất quá thứ đồ vật cũng không thể lấy không, Trần Húc người này trước sau như một rất chú ý có qua có lại, vì vậy hắn liền đem cho Violet từ La Lan cái kia phần số liệu mô hình nguyên dấu hiệu cùng vận hành cơ chế tương quan tư liệu cũng cho dịch hủy hàn. Phần này văn bản tài liệu tại Trần Húc xem ra là tại không coi là cái gì cao cấp, có thể nói cho dù là phóng ở thời đại này, không năm địa thời điểm xem cũng đều không tính là có nhiều cao cấp, tối đa cũng tự cùng U Mỹ dân dụng đỉnh tiêm trình độ không sai biệt lắm. So về NASA loại này quân đội khống chế vũ trụ mô phỏng hệ thống đều kém rất nhiều, nhưng là cái này cũng đầy đủ đem Violet từ la lan kỹ thuật trình độ đề cao một cấp bậc. Trần Húc như vậy cách làm, đơn giản thì ra là căn cứ giúp người vi khoái hoạt chi bản ý niệm trong đầu, lại không nghĩ rằng chính mình trong lúc vô hình bồi dưỡng đi lên một cái tương lai cự đầu. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Bất quá Trần Húc duy nhất thật không ngờ chính là, SMMS xuất hiện cũng không thể bỏ đi trương bác đối với Violet từ la lan công ty ngấp nghẽ, đem làm dịch thủy hàn nói cho hắn biết gần đây có thể cảm giác được lại có ít người đang tại đối với công ty động thủ đoạn thời điểm. Trần Húc còn rất là loại ngu xuẩn địa sửng suốt hơn một phút đồng hồ, nghĩ thầm hoao, wow, là thằng này quá nghiêu bức còn là mình quá cặn bả. Như thế nào chính mình SMMS danh hào một chút cũng không để tại người ta trong ánh mắt à. Không đến mức à, không có lẽ à. Trần Húc ngày đó cùng hách ái quốc đàm tiếu thời điểm tự tán gẫu qua vấn đề này, lúc ấy là nói cái kia khoản võ đạo ra trò chơi. Bởi vì võ đạo gia muốn tiến hành thực tên chứng thực, nhất định phải trải qua quốc gia cơ cấu cùng ý cùng ủng hộ mới được đấy. Lúc ấy hách ái quốc tụ nói, nếu như cái này trò chơi là người khác làm ra đến, lúc này thời điểm tuyệt đối cũng đã bị đóng cửa ngừng, Trần Húc lúc ấy còn hay nói dỡn địa nói năng lượng của mình lớn như vậy sao? Hách ái quốc hồi phục là, đó là đương nhiên, nếu như người tại trong hiện thực khai công ty. Chỉ cần đừng làm cái gì quá chuyện gì quá phận, ai dám động đến ngươi tựu là cùng chúng ta toàn bộ quân đội tin tức bộ gây khó dễ. Người thế nhưng mà thượng diện lãnh đạo tối cao nhất người đặc thù phân phó muốn trọng điểm bảo hộ người. N, xem tại chúng ta như vậy có thành ý phân thượng. Ngài cái kia khoản võ đạo gia sản trong sử dụng số liệu mô hình có thể hay không lộ ra điểm. Hiện tại cùng SMMS quan hệ chín, khách ái quốc cũng là dám khai hay nói dẫn rồi, bất quá hắn lời này nói cũng đúng vậy, quốc gia đích thật là rất cần loại này kỹ thuật. Đã có loại này kỹ thuật, đối với quốc gia rất nhiều phương diện địa nghiên cứu, nhất là đối với vũ trụ hệ thống mô phỏng lên, sẽ có phi thường đại địa đề cao. Điều thỉnh cầu này bị Trần Húc từ chối nhã nhận rồi, không phải hắn không muốn vì quốc gia làm cống hiến, mà là vì hắn không cách nào đạt được võ đạo gia nguyên dấu hiệu. Nguyên nhân là, quyền hạn chưa đủ, đáng chết, đây rốt cuộc là cái gì đồ chó hoang thiết lập à? Vì cái gì chính mình máy tính còn không cho mình dùng? Thỉnh đưa vào mật mã, tiểu mẫn ngày đó lại, nhưng là rất máy móc thanh âm lại một lần nữa vang lên, Thỉnh đưa vào thu hoạch sơ bộ quyền hạn mật mã, mật mã đưa vào hạn chế mỗi ngày đưa vào ba lượt, nếu như ba lượt sai lầm như vậy nhất định phải đợi đến lúc ngày hôm sau mới có thể tiếp tục đưa vào, xin hỏi, phải chăng đưa vào mật mã. Đồ chó hoang, Trần Húc mắng một câu, nhưng nghĩ đến cái này mật mã đoán chừng là cháu mình thiết, nếu là hắn đổ chó hoang đi ra, chẳng phải là nói con mình là cẩu. Con mình là cầu cầu chính mình lại là vật gì? Loạn thất bát tao suy nghĩ một đống. Trần Húc rốt cuộc quyết định không thử ngu sao mà không thử, hắn nghĩ nghĩ, tại trên bàn phím đánh một hàng con số. Thân phận của mình chứng nhận dãy số. Thực xin lỗi, ngài đưa vào mật mã có sai, thỉnh một lần nữa đưa vào. Tiểu mẫn âm thanh tự nhiên vang lên, Trần Húc liếc mắt, hắn cảm giác mình có phải hay không có chút bệnh tâm thần rồi hả? Mã số giấy chứng minh nhân dân có thể đem làm mật mã dùng sao? Có thể đón lấy Trần Húc lại đưa vào một hàng con số, 19.880.411. Cái này sắp xếp con số là chính bản thân hắn tám vị mấy sinh nhật, nhưng là lại đã thất bại, đều không đúng, Trần Húc sờ lên cái mũi, hôm nay còn có một cơ hội cuối cùng, được nghĩ kỹ lại đưa vào. Kỳ thật Trần Húc là vừa mới trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận đấy. Cái này là của mình máy tính, dù là cái này máy tính là từ tương lai gửi tới, nhưng cái này cũng là của mình máy tính à. Trong lúc này cái gì quyền hạn mật mã, có lẽ là cháu của mình chuyên môn thiết hạ đến đấy. Hơn nữa một cái vấn đề rất trọng yếu tựu là, như vậy một máy tính chính giữa thiết trí quyền hạn hoàn toàn là không có bất kỳ tất yếu đấy. Nói như thế nào đây, cái này máy tính từ khi lần thứ nhất mở ra thời điểm, cũng đã có nhắc nhở thiết trí quyền sử dụng hạn rồi. Trần Húc thiết trí chí chính là tuyệt đối tư nhân sử dụng. Muốn mở ra máy tính, nhất định phải muốn đưa vào vân tay, sóng âm, mật mã. Những này bảo hộ tại đây hơn nửa năm chính giữa đã đã chứng minh cái này máy tính tính an toàn. Nói cách khác, lại thêm vào quyền hạn ý nghĩa cũng không lớn, nếu như nói tương lai khoa học kỹ thuật tư liệu chính giữa có cái gì là không muốn làm cho tự mình biết, cái kia cháu của mình không thêm đi vào không được sao. Làm như vậy cái quyền hạn thiết chí, có ý tứ sao? Vì vậy Trần Húc liền nghĩ đến một cái khả năng, cái này quyền hạn, hoặc là cháu mình dỗi dãnh được nhất cả trứng, hoặc là đâu rồi, khả năng chính là một cái xúc tiến chính mình cố gắng đổ vật. Cố gắng trở thành thế giới đệ nhất lập trình viên, sau đó phá giải cái này máy tính chính giữa địa mật mã bất quá, tại đây tự lại xuất hiện một vấn đề. Cho dù là hiện tại đương thời đệ nhất lập trình viên, dù là Kevin Mitnick tái xuất giang hồ, hắn cũng không có bổn sự kia có thể đánh vào tiểu mẫn phòng ngự, bởi vì vượt lên đầu 80 năm kỹ thuật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tiểu mẫn thuẫn là đương kim trên thế giới vô địch đấy. Muốn trông cậy vào chính mình đến phá giải tiểu mẫn mật mã, chỉ từ kỹ thuật góc độ đi lên nói, dù là mình mở lấy máy gian lận cũng không biết phải chờ tới bao giờ như vậy cũng chỉ còn lại có một cái khả năng, loại này quyền hạn địa mật mã, nói không chừng hội là tự mình biết đấy. Cũng tỉ như mã số giấy chứng minh nhân dân à, sinh nhật A, à. hoặc là phụ mẫu địa sinh nhật, trong nhà số điện thoại chờ chờ. Đương nhiên loại này suy đoán cũng chỉ là Trần Húc một bên tình nguyện rồi, bất quá có một đường hy vọng, thử xem cũng là tốt. Hôm nay còn thừa lại cuối cùng một cái cơ hội, Trần Húc nghĩ nghĩ về sau. Đưa vào một loạt con số, cái này sắp xếp con số đâu rồi, là Trần Húc sớm nhất độc lập mật mã, là một loạt tám vị mấy địa con số tổ hợp. Không phải sinh nhật, không phải số điện thoại các loại. Phải biết rằng Trung Quốc dân dụng mạng lưới vừa cao hứng đoạn thời gian kia, trên cơ bản đến lên mạng địa người trẻ tuổi sử dụng mật mã đều là sinh nhật A, số điện thoại hoặc là mã số giấy chứng minh nhân dân các loại, hay là người tựu là cùng loại với cái gì 7 triệu 758 521, 5 triệu 211 314 các loại địa mật mã. Đặc biệt tốt đoán đấy. Trần Húc dùng cái số này tổ hợp kỳ thật cũng là cùng loại với 7.758.521 loại này, một loạt con số dịch âm biểu đạt một câu ý tứ, bất quả ý tứ này chỉ là đối với chính hắn hữu dụng. N, xem như kỷ niệm một phần nhỏ xử nam hồn nhiên mối tình đầu A, cụ thể con số phải. Ta không nói cho các ngươi, đó là ta rất nhiều số tài khoản con số mật mã à, kể cả chi phiếu. Bất quá lại để cho Trần Húc khinh bỉ chính là, những năm này trộm nick phong ba rất nghiêm trọng, cho nên không ít trang web thiết lập mật mã địa thời điểm. Vì người sử dụng địa an toàn suy nghĩ cung cấp các loại bảo đảm. Trong đó có một điểm tựu là thiết lập mật mã tính an toàn, đều yêu cầu sử dụng con số thêm phụ đề địa tổ hợp để làm mật mã. Cái này khiến cho Trần Húc hiện tại không thể không thay mới mật mã rồi. Kỳ thật từ nhỏ đến lớn, hắn tài khoản một lần đều không có bị trộm qua, chỉ là hết cách rồi, điện bạch quá nhiều à. Đây là hôm nay một cơ hội cuối cùng rồi, Trần Húc căn bản không cần nhìn bàn phím, theo xúc cảm tựu đánh ra cái này sắp xếp con số, sau đó do dự một chút, rốt cục hay vẫn là đánh xuống xác nhận khóa. Tiểu mẫn, mật mã chính xác, sơ cấp quyền hạn mở ra, về sau tiến vào có thể không cần lại đưa vào mật mã. Trần Húc xôn sao thoáng một phát trùng trùng điệp điệp tựa vào trên ghế dựa, không thể nào. Chính mình tùy tiện đưa vào, vậy mà thật sự cho hắn đoán đúng rồi. Trần Húc còn chưa kịp suy nghĩ nhìn cái này sơ cấp quyền hạn chính giữa đến cùng là vật gì. Trên màn hình đột nhiên một cái video tựu bắn đi ra, mở miệng tựu là một câu, à, ra ra, lại gặp mặt hả? Chúc mừng chúc mừng, ngày cuối cùng vu mông đã đến sơ cấp quyền hạn mật mã, ha ha, ra ra ta biết rõ ngài hiện tại trong lòng nhất định rất không thoải mái, cái này máy tính cho ngài còn thiết cái gì mật mã? Hắc hắc hắc, kỳ thật đây không phải ý của ta à, ngài phải tin tưởng tiểu phỉ ta à? N, ngàn vạn không muốn vì vậy sự tình về sau không để cho ta tiền mừng tuổi qua? Ngài muốn vì vậy sự tình không đau tiểu phỉ, cái kia cháu trai ta chỉ có thể khóc giống rồi, bởi vì những điều này đều là căn cứ ngài di trúc đến đó a. À. Mặc kệ ta sự tình hoa, của ta di trúc, chân hút sững sờ, chẳng lẽ tại trên máy vi tính thiết hạ mật mã cho mình sửa ngáng chân ra hỏa, dĩ nhiên là chính mình. Bà mẹ nó, chính mình não rút nữa à, hay vẫn là nói được lão niên si ngốc, sao có thể làm ra loại chuyện này hay sao? Trên màn hình cháu của mình tiểu phỉ hắc hắc lấy xoa xoa tay cười làm lành, cái kia bộ dáng thấy thế nào như thế nào hèn mọn bị ổi. N, cùng chính mình đồng dạng hèn mọn bị ổi. Tiểu phỉ nói, ra ra à, cái này thật sự không trách ta. Kỳ thật ta căn cứ ngài di huấn, tại mấy thời gian vừa mới phát minh thời điểm tựu đi Thụy Sĩ Ngân hàng mở ra ngài bảo hiểm kho, bên trong tựu là cái này trang giấy á. Hắn lấy ra cái kia trương Trần Húc ghi tờ giấy, cái này tờ giấy một mực bị Trần Húc trân trọng bảo tồn tại túi tiền chính giữa. Ngươi nhìn xem, ngoại trừ cái này trang giấy đây này còn có một ổ cứng HDD à, ngài nhắn lại đều đặt ở ổ cứng HDD bên trong đây này ha ha, đồ vật trong này căn cứ ngài di chúc, tạm thời là không thể cho ngài xem, ha ha, đừng mắng ta à, đây cũng là ngài di chúc. Trần Húc có chút choáng luôn, tương lai chính mình chẳng lẽ thật sự lão niên ngây người sao? Không có việc gì cho mình bây giờ hạ nhiều như vậy ngáng chân. Cháu trai tiểu phỉ, N, danh tự có lẽ tự là gọi Trần Phỉ rồi, hắn tại trên màn hình lộ ra một nụ cười khổ, nói, ra ra, ngài phải biết rằng, thời không quy tắc căn cứ nghiên cứu của chúng ta mặc dù có rất lớn lỗ thủng, nhưng cũng không phải toàn bộ hết gì đó đều có thể nói, hoặc là ngài hiện tại nên biết đấy. Ví dụ như, bà nội ta là ai, ta hiện tại không thể nói cho ngài, những vật này đều là rất vi phạm lệnh cấm đấy. Nói đến đây, Trần Phỉ vẻ mặt nghiêm túc thần sắc nói, ra ra, ngài hiện tại nói cho ta biết, hiện tại thời gian là lúc nào rồi hả? Tại một năm trước khi hay vẫn là về sau. Nghe được câu này Trần Húc tự sừng sốt, bởi vì cho tới nay đều là Trần Phỉ cái này tiểu hỗn đản đang nói, nhưng là loại vấn đề này tuyển hạng lại để cho hắn trả lời như thế nào? Chính mình trả lời hắn nghe được đến sao? Nhưng là lúc này thời điểm Trần Phỉ đã nói, "Ra ra, nếu như bây giờ là tại năm 2010 Tết Nguyên Đán trước khi, thỉnh theo như bên trái tuyển hạng, nếu như là về sau, xin mời theo như bên phải." Năm 2010 Tết Nguyên Đán, tại sao phải dùng cái này đến phân giới đâu này? Trần Húc chứng kiến lúc này thời điểm trên màn hình bắn ra hai cái tuyển hạng, hắn mỉm cười, nguyên lai like là có chuyện như vậy vì vậy tựu điểm kích bên trái tuyển hạng lúc này thời điểm hình ảnh lóe lên rõ ràng cho thấy hoán đổi một cái video trên tấm hình trần phỉ biểu lộ nhẹ nhõm nhiều hơn gọi ra đến một hơi cười nói xem ra 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 ngài hay vẫn là rất thông minh hoa chật chật sớm như vậy tự phá giải cái này mật mã ha ha cái này mật mã cũng là ra Gia chính ngài thiết hạ đến đấy bất quá đằng sau mấy quan tự không dễ dàng như vậy rồi ra ra kế tiếp ta rất trọng yếu ngài nhất định phải cẩn thận nghe cho kỹ trần phỉ biểu lộ lại nghiêm túc nói căn cứ suy đoán của ta ngài tại lấy được cái này đài máy vi tính về sau nói không chừng sẽ làm ra một ít ảnh hưởng lịch sử sự tình n ngài hiện tại làm ra loại chuyện này sao tự là cùng lịch sử tình kết không tương xứng đấy a à, bởi vì ngài không biết lịch sử như vậy ngài làm ra cái gì lại để cho thế giới oanh động sự tình sao là điểm bên trái không có tự điểm bên phải trần húc cẩn thận nghĩ nghĩ có lẽ hắn có lẽ đã làm ra cải biến lịch sử sự tình a à vật gì đó khác tạm thời không nói, tự nói lên lần cùng sờ giao thủ sự tình A. À. Nhớ đến lúc ấy tiểu mẫn theo trong tư liệu điều tra đến, sờ bị bắt tư liệu, còn có phong hỏa virus bị tra giết thời gian, đều bị sâu sắc nói trước, từ điểm đó đi lên nói, hắn nhất định là làm cải biến lịch sử sự tình. Vấn đề này Trần Húc kỳ thật ngẫu nhiên sẽ nhớ, sở dĩ là ngẫu nhiên là vì Trần Húc bình thường không cảm tưởng, hắn tiềm thức tránh cho chính mình suy nghĩ vấn đề này. Thật giống như tầm tần ký bên trong, hãng thiếu long mãi cho đến chạy nạn một người an tĩnh lại thời điểm, mới có thể suy nghĩ vì cái gì trong lịch sử không có để lại tên của mình. Trần Húc cũng là như thế này, vấn đề này rất nghịch biện. Kỳ thật hắn sớm đã biết rõ mình đã cải biến lịch sử rồi, điểm này theo hắn lấy ra các loại đến từ tương lai kỹ thuật, mà tiểu mẫn lại nhắc nhở hắn những này nguyễn kiện à, tư liệu à, đều là tới từ ở tương lai 20 xx năm thời điểm, Trần Húc đã biết rõ chính mình khẳng định đã cải biến lịch sử rồi. Vì vậy Trần Húc chọn bên trái chạm đến mình, Hình ảnh lập tức tự lại thay đổi, Trần Phỉ vẻ mặt cười khổ nói, "Ta cũng đã biết rõ, ra ra ngài đã nhận được cái này đài máy vi tính, muốn cho ngài thanh thản ổn định ngồi ở chỗ kia chơi game là không thể nào đấy." Bất quá cũng không sao cả rồi, a, à, ngài có phải hay không ngẫu nhiên cũng đang suy nghĩ loại chuyện này. Ngài làm ảnh hưởng lịch sử sự tình, như vậy cái này máy tính như thế nào còn có thể gửi đến trong tay của ngài đâu này. Audio điện tử Võ Tấn Bền những lời này hỏi thật sự là đã hỏi tới Trần Húc nội tâm chỗ sâu nhất địa phương. Cải biến lịch sử, máy tính còn lại ở chỗ này sao? Nói thật Trần Húc đã từng rất tâm thần bất định, sợ không nghĩ qua là làm cho máy tính biến mất. Nhưng là loại chuyện này một mực không có xuất hiện, Trần Húc một lần liền suy nghĩ, nếu như mình đem tờ giấy kia phiến cho ném đi, cái này máy tính còn sẽ xuất hiện sao? Đương nhiên, chỉ là ngẫu nhiên ngẫm lại, Trần Húc cảm giác mình sẽ không đi làm loại này dỗi rãnh được nhất cả chứng sự tình trên tấm hình cháu của mình trần phỉ giả vờ giả vịt ho khan một tiếng nói câu rất lại để cho trần húc phát điên cái kia ra ra không phải ta xem thường ngươi cái kia dùng ngươi bây giờ chi thức trình độ ta rất khó với người giải thích là không quỹ đạo sửa tình ta cảm thấy được ngài bây giờ đối với thuyết tương đối rất hiểu rõ ngoại trừ tên bên ngoài có lẽ không có những thứ khác đi à nha nghe nói như thế trần húc thì có loại muốn hung hăng rút tiểu tử này xúc động mà mẹ mày mình coi như không biết cũng không cần nói như vậy trực tiếp a à. Trần Phỉ nói tiếp, cái kia, ra ra ngươi không muốn quất ta à, hắc hắc, ta ăn ngay nói thật be be. Đơn giản đến nói một chút a, thời không quý thích là cần tuân theo nhất định được phát triển lộ tuyến, cái này lộ tuyến bị chúng ta xưng là nhân vật chính lộ tuyến. Ra ra ngài tổng phải biết một câu như vậy lời nói a, à, n, chính là ta khi còn bé ngươi thường xuyên mắng ta đấy, sau đó tự chứng kiến Trần Phỉ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, một bộ rất nhiều bức hò hét bộ dạng ngư chỉ bên cạnh, ngươi tên tiểu tử thúi, luôn như vậy chảnh, người cho rằng địa cầu cách ngươi tựu không vòng vo. Trần Phỉ quay đầu đón lấy nhìn xem màn ảnh cười nói, kỳ thật ra ra, những lời này tựu là chúng ta chỗ nghiên cứu ra đến nhân vật chính lộ tuyến. A, à, những lời này khả năng đối với người bình thường có chút không quá công bình a. À. Nhưng là kỳ thật chính là như vậy, rất nhiều người đối với cái thế giới này mà nói đều gần kề chỉ là một cái khách qua đường. Nói như thế nào đây, điểm này chủ yếu là xem tánh mạng của hắn đủ khả năng tạo thành lực ảnh hưởng giống như ngài, nếu như ngài chính là một cái bình thường đệ tử, ngài cả đời này quỹ tích bất quá tựu là phát triển, đến trường, sau đó công tác, lấy vợ sinh con. Ngài cả đời này nhận thức bất quá tựu là một ít người bình thường. Ngài cả đời này sáng tạo tài phú đối với cái thế giới này mà nói cực kỳ bé nhỏ. Ngài làm một chuyện rất bình thường không có gì lạ, cho dù không có ngài cũng sẽ có người khác tới làm. Như vậy người như vậy, tại điện ảnh chính giữa có một xương hô gọi là đóng vai phụ đấy. Trần Húc rất dứt khoát địa liếc mắt, cảm tình ngươi tiểu tử này ý tứ tựu là chúng ta khổ cực đại chúng đều là đóng vai phụ đó a. À. Loại ý nghĩ này tuyệt đối không được, phải biết rằng, quảng đại địa nông dân cùng giai cấp công nhân là chủ nghĩa xã hội khoa học bia. Trần Phi cười cười, nói, ra ra, ta biết rõ ta lời nói này ngài khả năng không tiếp thụ được, nhưng là trên thực tế tựu là cái dạng này đấy. Có ít người đối với lịch sử tiến trình địa thôi động tác dụng, là mấy vạn, hơn 10 vạn người bình thường đều không thể làm được, ví dụ như Newton, Einstein những này học vật giới cự đầu, lại nói thí dụ như Tần Thủy Hoàng, Lý Thế Dân những này khai quốc hoàng đế, cho dù là ngô tam quế như vậy đều có thể tạo được quyết định lịch sử mấu chốt tiến trình tác dụng. Bởi vì nếu như hắn không xông quan giận giữ vi hồng nhan, như vậy lịch sử tất nhiên là dựa theo mặt khác một loại quỹ tích đi phát triển. Lời này nói, cũng là đúng vậy á. Trần Húc trong nội tâm nghĩ đến, thực chiếu hắn nói như vậy đích xác là đúng vậy. Ví dụ như nếu như hắn sở tranh hùng thời điểm hạng vũ thắng, vậy bây giờ khẳng định không phải loại này cục diện nếu như năm lung tung hoa thời điểm không có đi ra một cái chiến thần nhiễm mẫn như vậy hiện tại có hay không người hán còn lưỡng nói lịch sử quả thực là như thế này có đôi khi một người có thể chuyển biến một cái lịch sử tiến trình cái này xác thực chính là câu nhân vật chính kết luận rồi bất quá tại trước mắt cái thế giới này ai lại là nhân vật chính đâu này có phải hay không nói giết cái này nhân vật chính như vậy sẽ tạo thành thời không nhiễu loạn đâu này Cháu trai trần phỉ lúc này thời điểm uống một hớp, nói tiếp, ra ra, ta nói những này kỳ thật tựu là muốn cho ngươi minh bạch, thời không quy tắc nhưng thật ra là có lỗ thủng có thể toàn chui vào đấy. Điểm này chúng ta đã mô phỏng đã qua, hắc hắc, bằng không thì ta cũng sẽ không đem máy tính gửi cho ngươi. Bằng không thì ngài tùy tiện chơi đùa, làm chúng ta hậu bối đều bị ngài cho tàn phá, ta đây không phải mình muốn chết. a ra ra ngài hiện tại nhất định là suy nghĩ ngài làm một chuyện ảnh hưởng tới lịch sử có thể hay không tạo thành cái gì hậu quả ha. Trần Phỉ nhe răng trợn mắt cười cùng bóc lột cẩu răng giống như địa phương. Cái gọi là bóc lột cẩu răng, tựu là đem cẩu cẩu địa bờ môi cho đẩy ra, sau đó lộ ra cái kia một miệng rất đáng yêu tiểu bạch răng, những người khác cười rất hèn mọn bị ổi thời điểm tựu là cái này bức đức hạnh. Kỳ thật ra ra ngài không cần lo lắng rồi, căn cứ chúng ta nghiên cứu thời không lý luận, phát hiện thời không tiết điểm chế. Nói cách khác, theo ngài nhận được máy tính bắt đầu, đến ta cho ngài gửi máy tính trở về, cái này đoạn thời gian chính là một cái đại tiết trúc thời gian đoạn. Mà bởi vì này máy tính nguyên nhân, tại khoảng thời gian này nội, chúc mừng ngài, ngài tựu là chân chính nhân vật chính. Ngài làm một chuyện, tựu là ảnh hưởng đến cái này đoạn thời kỳ lịch sử trọng yếu nhân tố. Thời gian tiết điểm chế lý luận, tại hai đầu thế kỷ kỳ thời điểm cũng đã bị nói ra. Ý tứ tựu là, tại hai điểm tầm đó, có thể phát sinh bất cứ chuyện gì. Cho nên ra ra ngài không cần lo lắng, theo trên lý luận mà nói, mở đầu đã quyết định tốt rồi, mà phần cuối lại lập thành đến, nói đúng là tại ta thời đại này, 2086 năm tháng tư sáu ngày, ngài cháu trai, a, à, cái kia hẳn không phải là ta, bất quá hay vẫn là ta, ai nha nha, thật là phiền phức à? Dù sao tự là ở đằng kia thiên thời điểm, ngài cháu trai lại đem cái này máy tính gửi trở về cho ngài, như vậy lúc này tiết điểm cũng đã hoàn thành, một cái tuần hoàn cũng tự xác định. Mà tại nơi này tuần hoàn ở trong, trên lý luận ngươi làm bất cứ chuyện gì đều là không sao đấy, sẽ không đối với lịch sử tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là ra ra, tiết điểm này điều kiện tiên quyết chính là muốn tại 2086 năm tháng tư sáu ngày trước khi cháu trai ta được phát minh mấy thời gian, nếu như điều kiện này kết thúc không thành, như vậy cũng sẽ bị gạt bỏ đấy. Trần hút cả kinh, mấy thời gian ai, cái đồ chơi này nói là phát minh tự phát minh đi ra được rồi sao? Bất quá hắn rất nhanh tự bình thường trở lại, bởi vì Trần Phỉ lại thử lấy răng cười nói, bất quá ra ra ngài yên tâm, còn có 80 năm đâu rồi, Dựa theo ngày bình thường tiến trình phát triển cũng đầy đủ phát minh máy thời gian rồi. Chẳng qua nếu như không được, ta còn hữu chiêu đây này. Hắc hắc, máy tính tư liệu chính giữa có một phần đặc thù quyền hạn tư liệu, tại 2083 năm Tết Nguyên đán lúc tự động mở ra, bên trong là máy thời gian toàn bộ tư liệu, 3 năm thời gian, đầy đủ làm ra đến máy thời gian rồi. Nhìn xem tiểu tử này cười cái kia sao dâm đáng, Trần Húc rất xác định thằng này khẳng định là của mình loại, đồ tốt không học phần này thực chất ở bên trong lộ ra đến dâm đãng học được cái 10 phần 10. Bất quá hắn nói chuyện như vậy, Trần Húc cũng yên lòng rồi, như vậy nói đúng là, chính mình như thế nào trêu gẹo đều là không có chuyện gì đâu. Không cần làm khởi sự tình đến bó tay bó chân, cái này không thể làm cái kia không thể làm. Như vậy, trả lại cho hắn một đài đến từ tương lai địa máy tính làm gì vậy? Vô câu vô thúc sinh hoạt, Trần Húc nghĩ đến 2 năm trước phổ biến một thời địa sinh viên phòng tự học bên trong một câu ca từ, là cỡ nào mỹ hảo à là cỡ nào mỹ hảo à có nhiều thứ một khi đạt được tựu không cách nào buông tha cho tuy nhiên trần húc hiện tại không có gì dã tâm nhưng là hắn đã thời gian dần trôi qua bắt đầu thói quen hơn nữa ưa thích cái này song trọng thân phận địa cảm giác rồi mạng lưới tri thần smms cỡ nào vang dội danh tự hơn nữa cho dù không tại trên internet cái này bộ máy tính mang đến cho mình chỗ tốt cũng là vô cùng cự đại mà thật muốn hắn đã mất đi tiểu mẫn cái kia còn không bằng lại để cho hắn đã chết được rồi. Lúc này thời điểm Trần Phỉ tiếp tục nói, bởi vì máy thời gian không xác định tính, cho nên phần này tư liệu chính là vì thời gian tiết điểm mà chuẩn bị, cũng không có tính toán khiến nó sớm xuất hiện trên thế giới này, cho nên tư liệu là phong kín đấy. Đương nhiên, nếu như ra ra ngài kỹ thuật đủ để công phá tiểu mẫn phòng tuyến, ta sao ngài cũng có thể sớm chứng kiến. Nhưng ta hay vẫn là muốn nói, cải biến lịch sử cũng không phải một cái tốt lắm mánh lưỡi, hồi tạo thành cái gì nghiêm trọng hậu quả ai cũng không biết, cho nên loại chuyện này hay vẫn là thiểu làm thì tốt hơn. Dù là ngài tại hiện tại nơi này lịch sử chính giữa, cũng cũng không phải hoàn toàn vô câu vô thúc đấy. a à, ra ra ngài cũng đừng sợ, đã ngài là tại năm 2010 trước khi mở ra đệ nhất cấp quyền hạn, cái kia nói rõ thời gian còn rất sớm, chờ ngài lại mở ra đạo thứ hai quyền hạn đại môn thời điểm. Ta sẽ nói cho ngài kế tiếp cần muốn làm chuyện gì đấy. Đến ở hiện tại, ha ha, Ngài là tốt rồi tốt hưởng thụ ngài cuộc sống đại học A Trần hút khí thẳng dựng dâu Đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn được có dâu rìa mới được Người nói êm đẹp làm ra như vậy cái quyền hạn có ý tứ sao Cùng táo bón giống như người tốt xấu một lần kéo hết à Trần phỉ cười đùa tí từng nói Ra ra đương nhiên ngài cũng không thể vào xem lấy chơi Cho ngài nhắc nhở thoáng một phát Đệ nhị trọng quyền hạn tuyệt đối không giống như là đệ nhất trọng quyền hạn đơn giản như vậy hắn mật mã cũng không phải đơn giản như vậy để có thể làm cho ngài đoán được địa một tổ con số. Cho ngài cái nhắc nhở, muốn mở ra đệ nhị trọng quyền hắn nhất định phải đạt tới phía dưới lưỡng điều kiện. Một, tại giả thuyết ảo cảnh bên trong đích chân thật chiến đấu trong trò chơi thông qua cấp độ C địa khảo hạch. Thứ hai, tại hacker kỹ thuật bên trên tiêu chuẩn nếu có thể đủ độc lập phá giải cái này 128 vị mã hóa phép tính mật mã. Trần Húc nghe xong tự choáng luôn, thiếu chút nữa chửi ầm lên, lúc này thời điểm Trần Phỉ vội vàng nói, ra ra, Ngài có thể ngàn vạn đừng trách ta, đây chính là chính ngài lưu lại di chúc trong ghi đấy." "N, chính ngài nói, ngài tựu là thuộc lười con lừa, không rút lưỡng roi tựu chẳng muốn động." "Đây chính là chính ngài nói à, mặc kệ cháu trai chuyện của ta." Lời này nghe được Trần Húc trực tiếp liếc mắt, tương lai chính mình đối với mình bây giờ ra tay thật đúng là hung ác à. Bất quá lời này ngẫm lại cũng đúng, hiểu rõ nhất người của mình nhất định là chính mình. Trần Húc tựu là rất hiểu rõ chính mình, biết rõ tính tình của mình vừa mới bắt đầu bởi vì mới lạ, tươi sốt, học thứ đồ vật học còn rất cần lực. Về sau nha, đã nói nghe điểm là vì nhiều chuyện, bề bộn cái này bề bộn cái kia, nhưng nói khó nghe điểm, hắc, người đích thật là lười rồi, cũng không có gì mới lạ, tươi sốt kính rồi, gần đây rèn luyện cũng rèn luyện không đủ chịu khó rồi. Về phần hacker tri thức, Trần Húc ngược lại là một mực tại học, tuy nhiên mục tiêu là thế giới đệ nhất lập trình viên, nhưng là cái mục tiêu kia quá mức hư vô mở mịt, sau Trần Húc đồng thời thu quản dịch trạm tinh cao hiểu tiết tam nữ đều muốn phiêu miểu, cho nên Trần Húc thì ra là đem làm một ngày hòa thượng đụng một ngày chung, tuy nói không đến mức lười biếng dùng mánh lưỡi, nhưng là không thế nào quá mức chuyên tâm, ngẫu nhiên gặp được một ít chuyện, hoặc là tâm tình không tốt các loại, muốn không nhìn tựu không nhìn rồi. Loại thái độ này so về trường cấp 3 lúc cố gắng chiến đấu hăng hái kỳ thi đại học thái độ phải kém nhiều lắm. Nếu quả thật dựa theo loại thái độ này tiến hành xuống dưới, N, Tại một ít cỡ lớn công ty hỗn một cái đằng trước kỹ thuật tổng thanh tra vị trí tuyệt đối là có thể, nhưng là muốn làm thế giới đệ nhất lập trình viên, như SMMS như vậy, hắc, cả đời đều chưa hẳn có thể có cơ hội này a à. Cho nên chính mình rất hiểu rõ chính mình, cho mình làm ra đến như vậy cái yêu cầu kỳ thật coi như là rất hợp lý, đốc xúc chính mình cố gắng phấn đấu nha. Trần Húc ngấm lại tự bình thường trở lại, nghệ nhiều không áp thân, hiện tại chính mình cũng hoàn toàn chính xác có lẽ nỗ cố gắng, không thể lại như vậy chán trường xuống dưới bất quá Trần Húc nghĩ lại, không đúng, ta tân tân khổ khổ mệt chết việc cực, làm ra đến như vậy cái quyền hạn, nhưng này quyền hạn rốt cuộc là đang làm gì à? Chính là vì nghe tương lai cháu trai dừng lại, một trầu nói nhảm. Cái này có cái gì ý nghĩa à? Đáng tiếc ở chỗ này không thể vấn đề, Trần Húc chỉ có thể nghe tiểu tử thúi này tiếp tục tại chỗ đó lại nhảy, ra ra à, không phải tiểu phì ta không đủ nghĩa khí à, n, có một số việc đâu rồi, đứng tại ta cái này góc độ thật là có thể hiểu được tương lai ngài loại này an bài đấy kỳ thật có một số việc a à, nên ngài làm đúng là muốn ngài để làm hoặc là nói chính là muốn nhân vật chính để làm đấy những chuyện này nếu như ta sớm nói cho ngài như vậy ta tin tưởng nhân sinh cuộc sống của ngài cũng tự không có bất kỳ ý tứ đúng không ví dụ như ta hiện tại tự lộ ra bà nội ta là ai vạn nhất ngài còn không biết nàng cố ý vì tương lai tự đi tìm nữ nhân này cái này đối với ngài cũng không công bình đúng không tốt rồi sự tình tạm thời trước tiên là nói về nhiều như vậy rồi À đúng rồi, người xem ta cái này trí nhớ, hắc hắc, ngài lão đã lấy được tầng thứ nhất quyền sở hữu ruộng đất hạn. Tự nhiên là có ban thưởng, mà không phải nghe tiểu phì ta ở chỗ này lải nhảy, về phần ban thưởng vấn đề nha, cái này tiểu mẫn sẽ giúp ta giải đáp, cam đoan phong cách à. Ha ha, đệ nhị trọng quyền hạn có càng nhiều thứ tốt à. Vậy trước tiên nói như vậy, đúng rồi, ra ra nhất định phải nhớ rõ về sau cho nhiều ta tiền mừng tuổi à. Nói xong lời này, Hình ảnh xôn sao điện lóe lên đã không thấy tăm hơi. Trần Húc có chút giờ khóc giở cười, chính mình cháu trai. Được rồi, mặc kệ cái này tiểu vương bát đản rồi, hay vẫn là tranh thủ thời gian nhìn xem lần này đã lấy được cái gì đó a, à? vật này sau tiền mừng tuổi muốn thật sự. Hình ảnh biến mất về sau, tiểu mẫn cái kia mỹ diệu thân hình tiểu xuất hiện ở trên màn hình, mỉm cười nhìn Trần Húc, ngài khỏe chứ, chúc mừng ngài đã lấy được sơ cấp quyền hạt, ngài đem đạt được trở xuống đích tư liệu cùng với công năng. Một mở ra đặc thù bảo hộ hình thức nên hình thức không phải dân dụng chính là vi đặc thù quần thể chỗ cung cấp ngài có thể sử dụng bản máy vi tính tiến hành sóng âm công kích do đó bảo hộ ngài địa an toàn sóng âm công kích đúng vậy đây là bản máy vi tính vi đặc thù quần thể cởi mở công năng sử dụng cố định tần suất lần sóng âm công kích có thể mô phỏng máy định vị bằng sóng âm thanh thương hiệu quả là lợi dụng lần sóng âm công kích đối phương bảo vệ mình lần sóng âm biểu hiện là thần kinh hình công kích cùng khí quan hình công kích lưỡng bộ phận thần kinh hình lần sóng âm địa tần suất tương đương với người não alpha nhịp, ước chừng là 8120Z. Lợi dụng tương ứng lần sóng âm công kích địch nhân, có thể sinh ra cộng hưởng đối với người địa tâm lý ý thức sinh ra nhất định được ảnh hưởng. Nhẹ thì xử đối phương cảm giác không khỏe, chú ý lực hạ thấp cùng cảm xúc bất an, có thể làm cho hôn mê hoặc là buồn nôn. Nặng thì có thể khiến người tinh thần thắc loạn, cơn sốc ngất, đánh mất tư duy năng lực. Khí quan hình lần sóng âm tần suất cùng nhân thể nội tạng khí quan cố hữu tần suất tương tự, ước là 418SZ, sử dụng nên loại sóng âm công kích người thời điểm, đồng dạng có thể khiến cho trong cơ thể con người khí quan cộng hưởng, nhẹ thì cơ bắp co rút toàn thân run dày, nặng thì mạch máu bạo liệt, nội tạng tổn thương, tại cực đoan trong thời gian là có thể tạo thành tử vong. T, Trần Húc cái này thật là trực tiếp ngược lại hút một hơi hơi lạnh, cái này cũng quá cường hãn a. Căn cứ tiểu mẫn giải thích, Trần Húc dần dần đã minh bạch loại này sóng âm vũ khí tác dụng. Đơn giản mà nói, sóng âm công kích chia làm ba loại, ngoại trừ đã ngoài hai chủng bên ngoài, còn có một loại tựu là tiềm thức công kích. Trước cả hai là lần sóng âm khiến cho cộng hưởng, loại thứ ba thì là ảnh hưởng lớn não địa tiềm thức, so sánh dưới, loại thứ ba địa nguy hại nhỏ nhất, nhưng là thấy hiệu cũng là chậm nhất đấy. Đối với sóng âm vũ khí địa nghiên cứu, kỳ thật rất đã sớm có. Tại trăm năm trước tựu sinh ra đời máy định vị bằng sóng âm thanh hệ thống, dùng cho dò xét quân địch đội thuyền chờ các loại công dụng phi thường rộng khắp. Mà lần sóng âm cùng sóng siêu âm tác dụng dần dần vạch trần, cũng làm cho nhân loại bắt đầu vận dụng tại từng cái phương diện. Ví dụ như hiện tại siêu thanh đá vụn, tự là lợi dụng sóng siêu âm năng lượng cùng chấn động năng lực đến chấn vỡ trong cơ thể con người sỏi mật, không khai đau không giải phẫu, duy nhất một lần giải quyết vấn đề. Đã có thể sử dụng tại cứu người, như vậy loại này sóng âm cũng có thể bị dùng cho giết người. Lần sóng âm vũ khí ưu điểm lớn nhất ngay tại ở, thứ nhất, lần sóng âm truyền bá tốc độ nhanh, vận tốc âm thanh trong không khí tốc độ ước là mỗi giây 340 m, hơn nữa lần sóng âm là người bình thường nghe không được đấy. Đương nhiên hoang dại siêu nhân điện quang được khác nói, cho nên loại vũ khí này hoàn toàn có thể bị cho rằng là giết người ở vô hình pháp bảo. Thứ hai, lần sóng âm tác dụng lực rất xa, xuyên thấu lực càng mạnh hơn nữa, cho dù là cách hơn 10 mét dày xi măng cốt thép cũng có thể đi xuyên qua. Đây quả thực là ở nhà lữ hành, giết người phóng hỏa thiết yếu pháp bảo à. Đương nhiên, lần sóng âm vũ khí cũng có chỗ hỏng. Kỳ thật dùng 21 đầu thế kỳ kỳ khoa học kỹ thuật, có thể rất khẳng định mà nói, các quốc gia cũng đã nắm giữ lần sóng âm vũ khí. Loại vũ khí này chế tạo cũng không khó, hoặc là nói, hiện tại chế tạo những vũ khí này, lớn nhất có chút là, giết địch người một chút cũng nương tay. Nhưng là khuyết điểm lớn nhất cũng thế, giết người một nhà cũng không nương tay. 1986 năm thời điểm, được vinh dự sóng âm vũ khí chi phủ nước Pháp nhà khoa học thêm phu lôi áo thí nghiệm tự lộ ra ngoài. Lần sóng âm một lần vô tình ý tiết lộ, tại vài giây đồng hồ ở trong cướp lấy 30 bình dân tính danh. Bọn hắn toàn bộ đã chết tại suất huyết não vỡ tan. Mà 200 năm thời điểm, thêm phu lôi áo phát minh lần sóng âm trí tuệ nhân tạo chiến sĩ được xuất bản. Chỉ cần hắn nguyện ý, loại này mang theo người lần sóng âm vũ khí người máy có thể lập tức giết chết phương viên 10 km ở bên trong trong vòng sở hữu tất cả địch nhân, không mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì giấu ở nơi nào, cho dù là tại tàu ngầm xe tăng chính giữa. Cho nên hiện tại nhà khoa học ngay tại tận sức tại như thế nào khống chế sóng âm vũ khí tổn thương tính, khiến cho loại vũ khí này có thể thay thế súng ống trở thành kiểu mới chiến đấu vũ khí, sẽ không ngộ thương người một nhà cùng bình dân, có thể khống chế được uy lực. Loại này không phải chí mạng sóng âm vũ khí rốt cục trong tương lai đã nhận được thực hiện. Kỳ thật rất sớm thời điểm, Trần Húc sử dụng cái kia khoản điện tử nhang mũi Tự là thông qua loại này lần sóng âm đến đuổi đi con muỗi, cùng sóng âm vũ khí tác dụng nguyên lý cơ bản giống nhau. Lần sóng âm vũ khí cần đầy đủ năng lượng còn có đặc thù phần cứng, dùng phát ra cố định tần suất sóng âm, hơn nữa cũng muốn dùng phương pháp đặc thù đem sóng âm tổng thể một nhúm. Hình như là tiểu thuyết phó hiệp cái chủng loại kia truyền âm nhập mật, tự là mấy người mặt đối mặt đứng đấy, nhưng là một người nói lại gần kề tự là tại chỉ định cái kia người vang lên bên tai, những người khác tự đứng ở bên cạnh, nhưng là một chút cũng nghe không được. Tương lai nhà khoa học căn cứ loại này truyền âm nhập mật tư tưởng rốt cuộc phát minh có khống chế sóng âm vũ khí, mà loại vũ khí này điều kiện, tiểu mẫn cái này đặc thù máy vi tính hoàn toàn có thể đủ đạt tới hoàn thành. Vì vậy trong tương lai, rất đa đặc công hoặc là đặc thù quần thể, chỗ mang theo trên đồng hồ đại đô có loại này sóng âm vũ khí công hiệu, an toàn thuận tiện, hơn nữa lực sát thương cường. Đương nhiên, loại vũ khí này khẳng định cũng là có hạn chế, giống như súng ống đồng dạng đều cần muốn tiến hành quản chế, loại vũ khí này lặng yên nhận thức dưới tình huống uy lực đều bảo trì tại một cái rất tiểu nhân trạng thái, thì ra là đối với địch nhân tạo thành tổn thương nhưng sẽ không chí mạng, hơn nữa xuyên thấu lực cũng rất nhỏ, không cần lo lắng xuyên thấu một người về sau tiếp tục đi phía trước xuyến, sau đó cùng chuỗi đường hồ lô tựa như cái này một đầu thẳng tắp hơn 10 km người toàn bộ chết lệnh bà lệnh bình tình huống phát sinh. Cái này đồ chơi, thật đúng có thể tính toán bên trên là một loại đại sát khí rồi. Bất quá Trần Húc nhưng lại hưng phấn trong chốc lát về sau cũng có chút vào đầu, không thể phủ nhận vật này hoàn toàn chính xác rất tốt, rất hữu dụng. Nhưng vấn đề là loại này hữu dụng cũng phải xem cho ai. Cho cảnh sát thúc thúc dùng để chào người xấu cái kia rất tốt, nhưng cho Trần Húc. Hắn dùng đến làm ai à? Hắn một đệ tử, không có gì trong hiện thực cừu địch. Hơn nữa hôm nay hắn một thân bổn sự cũng không thể nói kém. Tối thiểu hiện tại Trần Húc chống lại Nam Cung Lam cũng có thể vượt qua mấy chiêu. Người bình thường đến bên trên năm sáu cái thì ra là đưa đồ ăn liệu, cho nên thứ này với hắn mà nói không có gì ý nghĩa à? bất quá tốt xấu là đồ tốt, vạn nhất về sau thực gặp được nguy hiểm, nói không chừng cái này là cứu mạng dùng đây này. Trần Húc nghĩ như vậy, cũng đã cảm thấy cái đồ chơi này cũng không phải như vậy cái gì cũng sai, cho nên cũng tự thỏa mãn nhẹ gật đầu, đón lấy xem còn có cái gì những thứ khác thư tốt. Tiểu Mẫn kế tiếp nói, ban thưởng hai tư năng đa dụng hình tăng cao dày chế tạo bản vẽ, ngài có thể chính mình chế tạo cái này 21 thế kỷ 80 sau thích nhất dày. Trần Húc hiện tại thân cao, hắn đo thoáng một phát, vậy mà đã đến 1m75. Nhớ rõ vừa mới tiến đại học thời điểm Trần Húc thân cao cũng chỉ có 1m72, kỳ thật 1m72 thân cao đối với nam sinh mà nói không tính là thấp. Tự nhiên cũng không tính là cao, nhưng là dù sao đại đa số mọi người hay vẫn là muốn trường cao, 1 m linh đã ngoài, hẳn là nam sinh lý tưởng thân cao rồi. Lại cao tìm lão bà tương đối khó khăn, như Trần Húc bọn hắn những ngày tiểu sử nam chợt nghe cấp cao lũ ra súc nói qua, đầu năm nay nữ nhân coi trọng nhất chính là cái gì? tướng mạo không phải theo ngoại hình đi lên nói nữ nhân đầu tiên xem phần lớn là dáng người bởi vì theo tướng mạo đi lên nói trên cơ bản nếu như không phải lớn lên dạng không đứng đắn tướng mạo tranh lệch cũng không lớn đi làm cái kiểu tóc à các loại tướng mạo bên trên trên cơ bản sẽ không mang đến cái gì mặt trái ảnh hưởng mà dáng người nam nhân ưa thích cao gầy mỹ nữ nữ nhân cũng ưa thích vóc dáng hơi cao hình thể cân xứng nam sinh cấp cao cái này mấy cái gia súc đã nói như bọn hắn một ít tốt nghiệp học trường vóc dáng vượt qua 1m8, dáng người cân xứng hơi chút trang phục thoáng một phát, đi trong quán rượu lưới câu em em không muốn rất dễ dàng, trái lại, dáng người không tốt, cái kia độ khó tự lớn hơn nhiều. Trần Húc rất hy vọng mình có thể trường cao, nhưng là hôm nay đã 19 tuổi hắn trên cơ bản biết rõ chính mình không có gì lại trường cao hy vọng rồi, thế nhưng mà không nghĩ tới nửa năm qua này chính mình vậy mà lại cao lớn 3cm. Vì cái gì không có người nói cho hắn biết à, kỳ thật 3cm tranh lệch cũng không có bao nhiêu, hơn nữa sinh trưởng càng chậm chạp, Trần Húc chính mình khẳng định nhìn không ra. Bên cạnh hắn cùng học cùng hắn sớm chiều ở trung tự nhiên cũng không có khả năng nhìn ra. Có câu tục ngữ gọi là 23, mãnh liệt một tháo chạy, lời này chỉ đúng là nam sinh cốt cách phát dục, mặc dù lớn đa số người tại thời kỳ trưởng thành thời điểm trên cơ bản tự đính ra rồi dáng người, nhưng là theo trên lý luận mà nói, nam nhân cốt cách phát dục có thể tiếp tục đến 23 đến 26 tuổi. Chỉ có đem làm cốt hậu khép kín về sau, người mới sẽ đình chỉ sinh trường. Cho nên trước đó, trên lý luận đều là có trường cao khả năng địa phương. Trần Húc cũng không biết, chính mình làm cái kia bộ đồ thể thao động tác, nhưng thật ra là có lợi cho cốt cách phát triển đấy. Phải biết rằng bởi vì nữ sinh cốt hậu khép kín sớm, tại 19 tuổi đến 23 tuổi, cho nên cái lúc này quản dịch làm, hiệu quả tựu so ra kém hắn, Trần Húc như vậy một mực kiên trì xuống làm cái này bộ động tác. Tuy nhiên làm còn thiếu, nhưng là đã rất lợi cho cốt cách sinh trưởng rồi bất quá nói tăng cao dày, trần húc chứng kiến danh tự tự nở nụ cười. tăng cao dày mà thôi. hiện tại trên thị trường thì có loại này tăng cao dày được xưng là là nam tính dày cao gót, cũng không phải nói có thể trợ giúp người tăng trưởng độ cao, mà là gia nhập nội kê lót khiến cho người mặc vào về sau không duyên cớ cao mấy cm. như vậy thứ gì vậy mà dùng để với tư cách ban thưởng. cái này có phải hay không quá vô sỉ một chút à? bất quá trần húc kế tiếp xem nội dung cảm giác tự không giống với lúc trước từ năng đa dụng hình tăng cao dày, chọn dùng quốc tế tiên tiến địa điện từ kỹ thuật, căn cứ cổ trung y trong huyệt vị tham dò nghiên cứu mà thành. Nên trong dày yếu ớt dòng điện có thể thông qua kích thích nhân thể huyệt vị mà đạt tới đủ liệu trong chữa bệnh dưỡng sinh địa hiệu quả, đồng thời cũng có thể dùng cho kích thích bắp chân huyệt vị mà đạt tới xúc tiến cốt cách sinh trưởng tác dụng. Hơn nữa đặc thù quần thể sử dụng từ năng tăng cao dày. Càng có thể thông qua dòng điện kích thích huyệt vị mà ở trong thời gian ngắn tăng cường cước lực loại này phương pháp thể bây giờ có thể đủ trong thời gian ngắn tăng cường nhân thể chân sức bật. Bởi vì loại này sản phẩm bị nghiêm khắc cấm dùng cùng thể dục trận đấu chính giữa. Trần Húc nhìn một chút giới thiệu, loại này tăng cao dày cường đại biểu hiện cũng không phải gần kề chỉ ở tại có thể tiềm ẩn ảnh hưởng nhân thể cốt cách phát dục. Hơn nữa đặc thù công nghệ cao tạo thành càng có thể làm được thanh trừ bệnh phù chân, kích thích huyệt vị, giảm bớt mệt nhọc, càng có thể tại trong thời gian ngắn để cao nhân thể địa sức bật. N, tự là cùng loại với anime thám tử lừng danh Conan bên trong cặp kia giày đồng dạng, bất quá bất đồng chính là loại này giày không có biến thái như vậy, có thể lập tức đem người thể lề lực biến thành siêu đại, sau đó đá ra đi bóng đá tự cùng tàu tuần tra đạn đạo giống như, nhưng là cũng có thể lại để cho người tại chạy nhanh chính giữa gia nhập một hai giây ăn gian nguyên tố rồi. Có lẽ có ít người cảm thấy cái này đôi giày thật sự không coi là cái gì. Nhưng là Trần hút cái lúc này lại rơi lệ đầy mặt rồi. Quả nhiên là chi kỷ à, thật là chi kỷ à không hổ là tương lai chính mình lưu lại thứ tốt à. Bởi vì Trần hút tiểu tử này, lớn nhất một cái khuyết điểm là được. Hắn đổ mồ hôi chân, Trần Húc lề bên trên đổ mồ hôi nhiều, hạ thiên mặc dép lê địa thời điểm khá tốt, vừa đến mùa đông, mặc vào cái loại này dày một điểm dày thể thao, Trần Húc lề mùi mồ hôi đạo cũng rất dọa người rồi, loại này chân đổ mồ hôi cũng không phải cái loại này bệnh trạng mồ hôi trộm, cũng cũng là bởi vì trên chân dễ dàng suốt mồ hôi, bị dày một buồn bực hương vị mười phần. Chỉ có điều Trần Húc ngày thường sinh hoạt trạng thái không tệ, giày thể thao mua bảy xong, trên cơ bản mỗi ngày đều đổi một đôi giày, hơn nữa cần đổi bít tất, cho nên loại này chân đổ mồ hôi cũng bị che lấp đi xuống, không có khiến cho phòng ngủ các huynh đệ phẫn nộ. Như bên cạnh cái nào đó ra súc, chân đổ mồ hôi không nói người còn lười, một đôi bít tất có thể mặc 3 bốn ngày đều lười được đổi, cái kia hương vị, chật chật, mùa hè con muỗi cũng không dám tới gần. Tuy nói đổ mồ hôi chân không tính là cái vấn đề lớn gì, nhưng là trần húc cùng mấy nữ hài tử ngụ cùng chỗ thời điểm tự sợ các nàng lại đột nhiên hô một câu ai nha thối quá chân à cái kia nhiều ảnh hưởng hình tượng của mình à tia hồng ngoại trừ thối lại tránh lo âu về sau xem trần húc như vậy một kích động liền quảng cáo từ đều cho đối với phương nghĩ kỹ về phần mặc vào về sau đề cao tiềm lực các loại trần húc ngược lại không thế nào để ý rồi bất quá cái này đôi giày nha trần húc nhìn nhìn ngoan ngoãn con cho tích công nghệ cao à chỉ là sóng điện từ máy phát xạ cùng sa tia hồng ngoại cũng không phải là hắn có thể như vậy đến được rồi. Cái đồ chơi này khoa học kỹ thuật hàm lượng quá cao, nhất thời nửa hỏa làm không đi ra à. Trần Húc có nghĩ cách đem thứ này bán cho quốc gia kiếp sau sản, sau đó cho mình làm cho một đôi, bất quá ngẫm lại hay vẫn là được rồi. Bởi vì này đôi giày theo bản thuyết minh nhìn lại giống như có chút nghé con so, cho nên thứ tốt tốt nhất hay vẫn là trước giữ lại cho mình dùng, n. Trần Húc rất xấu, hắc hắc. Về phần như thế nào sinh sản, sản xuất, n, còn muốn nghĩ biện pháp A, tục ngữ nói người sống còn sợ bị nghẹn nước tiểu chết. Phần này bản vẽ Trần Húc nghiên cứu thoáng một phát, kỹ thuật hàm lượng kỳ thật không cao, về phần cái loại này sóng điện từ cùng tia hồng ngoại địa mini máy phát xạ hiện tại có thể chế tác đi ra. N, có thể thử xem đem những vật này mở ra kiếp sau sản, đến lúc đó lại tập thể lắp ráp. Cái này đôi giày chủ yếu là kích thích huyệt vị dùng, ừ, kỳ thật mở ra cũng tự có chuyện như vậy, cho nên có thể áp dụng dây chuyển sản xuất bài tập phương thức. Trần Húc phát hiện mình thật sự rất thiên tài. Vì vậy Trần Húc đã nghĩ ngợi lấy đi tìm ai giúp bề bột, nghĩ tới nghĩ lui. Chính mình người quen biết chính giữa, cũng tự trên mạng nhận thức mấy cái điều nhân có cái này bổn sự cùng phương pháp rồi, bằng không thì tìm phụ thân. Trần Húc lắc lắc đầu, được rồi, tạm thời không vội a à, thật sự không có cửa đâu lộ địa thời điểm sẽ tìm phụ thân tốt rồi. Trần Húc không thể không nghĩ tới tìm dịch hủy hàn đến hỗ trợ, nhưng chủ yếu là bởi vì, nếu như thông qua ngân hàng tài khoản, Thụy sĩ ngân hàng tính an toàn vẫn có thể đủ cam đoan, nhưng là nếu như là vật dụng thực tế, tụ không dễ làm rồi. Cho nên loại chuyện này không thể đơn giản mượn tay người khác người khác. Mà lúc này đây dịch thủy Hàn đang làm gì đấy? Dịch thủy Hàn hiện tại rất đau đầu, bởi vì cái kia Trương Bác đã tại Thượng Hải gành thái tử đảng trong hội thả ra lời nói, trong một tuần lễ, nhất định phải làm cho Violet tử la lan đóng cửa. Ta muốn dịch thủy Hàn quỳ đến trước mặt của ta bưng trà nhận lầm. Hắn nói như vậy rồi, cũng động thủ hiện tại Violet từ La Lan công ty gặp phải lấy cực lớn khốn cảnh. Vốn là ngân hàng tìm tới cửa yêu cầu trả tiền, dù sao cơ hồ từng có chút quy mô công ty đều cùng ngân hàng sinh ra cùng xuất hiện đấy, hơn nữa người thông minh dùng tiền của người khác đến kiếm tiền, dùng ngân hàng địa tiến đến mượn gà đẻ trứng, tự là rất nhiều công ty thương gia làm một chuyện. Quân không thấy hiện tại bất động sản mỗi ngày hô hào muốn hạ giá nhưng là hàng không xuống. Vì cái gì, còn không phải bởi vì những này bất động sản công ty đại bộ phận tiến đều là theo ngân hàng mượn, phòng ở giá thấp bán đi bọn hắn tự lợi nhuận không đến tiến Cũng không cách nào đem tiền bồi cho ngân hàng, như vậy ngân hàng phải thiếu tiễn, ngân hàng thiếu tiễn đại biểu chính là quốc gia thiếu tiễn. Loại chuyện này làm sao có thể để làm? Violet từ La Lan công ty tuy nhiên một phần của nguyễn kiện xí nghiệp phương diện, nhưng là cũng theo ngân hàng vay tuyệt bút cho vay. Dùng dịch thủy hàn mà nói, không phải nói thiếu tiền mới chịu đi cho vay đấy, dùng tiền của ngân hàng đến cho mình kiếm tiền, như vậy tự là đem chính mình cột vào ngân hàng địa trên chiến xa, nhưng lại có sung túc tài chính nơi phát ra hơn nữa có thể cùng ngân hàng thành lập quan hệ tốt đẹp nhưng là một khi ngân hàng thúc khoản dịch thủy hàn răng cắn xoẹt 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 tiếng nổ hắn biết rõ đây là trương bác ở phía sau giờ trò nhìn xem ngân hàng cái này mấy cái nhân viên công tác ngày bình thường không ít tại trên người bọn họ chuẩn bị công phu hôm nay nhưng lại như vậy một bộ trở mặt bộ dáng dịch thủy hàn tựu trong nội tâm thầm hận bất quá khá tốt Nước Đức công ty đối với cái này lần đích số liệu cỗ máy mô hình vừa lòng phi thường, tiền hàng trả đích cũng rất nhanh, tốt xấu hiện tại không sợ xuất hiện tài chính quay vòng mất linh địa cục diện. Nhưng là hậu viện cháy cũng không phải là đơn giản như vậy địa sự tình, Trương Bác đã mở miệng lên tiếng, vậy thì tuyệt đối không có khả năng chỉ là tiểu đả tiểu nháo chuyện đơn giản như vậy tình. Bởi vì đối với bọn họ những này thái tử đảng mà nói, trọng yếu nhất địa tựu là mặt mũi. Lúc này đây có người không để cho hắn mặt mũi như vậy đã nói lên năng lượng của hắn không đủ đại cái kia như vậy về sau ai còn hội điều hắn ai còn hội để ý đến hắn hắn lại để cho dịch thủy hàn cho hắn xin lỗi kỳ thật có lẽ ai cho ai xin lỗi chỉ bất quá hắn cảm thấy dịch thủy hàn bác bỏ mặt mũi của hắn lại để cho hắn mặt không ánh sáng như vậy cách làm đồng thời cũng là hướng hoàng an bình đám kia tự cho mình rất cao mà đưa hắn bài trừ tại bên ngoài thái tử đảng nhóm đám bọn họ thị uy mà thôi cái này thế đạo vốn chính là ngạnh khi dễ nhuyễn ai có tiền có quyền ai có thể diếu võ dương oai, tối thiểu 104 tốc độ có thể bị chém thành 70 mã, bạn trên mạng liền tại trên internet phát biểu ý kiến cũng phải bị phong sát, cái này là có quyền có tiền chỗ tốt. Kế tiếp tím bách hợp cũng bị một loạt sự kiện, vốn là Trung Quốc thần bí nhất ngành. Có quan hệ ngành nhân viên đến thăm rất cố tình gây sự làm lấy chứng nhận điều tra, nguyên nhân cũng phi thường buồn cười. Hoài nghi Violet từ La Lan công ty tham dự buôn lậu. Một cái nguyễn kiện công ty, tham dự đến buôn lậu loại này nghiệp vụ chính giữa, loại này vua oan có phải hay không quá yếu chí hơn nữa trò đùa một chút. Bất quá đã trương ra công tử lên tiếng, những này bình thường tại trong nha môn chân chạy ra hỏa vẫn không thể nguyên một đám thành thành thật thật nghe lệnh. Huống chi những người này loại chuyện này không ít làm, không riêng gì trương bác, mặt khác thái tử đảng cũng không ít sai khiến nhóm, đám bọn họ để làm loại sự tình này. Bọn này chân chạy trên cơ bản đều là tiểu dầu tương đương, treo rồi cái nha môn trương bày ra một bước giải quyết việc chung thái độ, người bình thường cũng cầm bọn hắn không có cách, nhưng trên thực tế trong hội người cũng biết, xử lý loại chuyện này cũng là muốn xem vận khí. Vận khí tốt gặp được cái có thể tùy tiện dấm, cái kia đi dẫm mấy cước không sao cả, có có thể được chủ tử thưởng thức, nhưng là vận khí nếu như không tốt, gặp được không nên dấm, cái kia kết cục chỉ có thể bị cho rằng vứt bỏ tốt cho ném đi. Cho nên chuyện lần này, mấy cái đầu thông minh đều xa xa rời đi, trương bác bọn hắn không thể trêu vào, nhưng là vị kia SMMS, trên mạng tin tức linh thông, đầu xoay chuyển nhanh, nhìn xem trước đó không lâu võ đạo gia dẫn xuất nhiều như vậy tuyến hạ phân tranh nhưng một mực không có bị điều tra, đã biết rõ vị gia này bối cảnh chỉ sợ cũng không nhỏ, thậm chí khả năng so trương bác còn muốn lớn hơn quá nhiều. Cho nên những tin tức này linh thông, có chính trị mẫn cảm tính, tìm khắp lấy cớ rất xa chạy ra, hôm nay đi Violet từ La Lan trong nháo sự, tự là chút hít tuổi trẻ, một lòng nghĩ đến nịnh nọt thượng diện đại nhân vật đấy. Những này nhất định trở thành pháo hôi rồi đám người kia mục đích tự chỉ là vì nhiễu loạn tím bách hợp bình thường công tác, kỳ thật cũng biểu lộ một cái ý tứ, chúng ta tại cha ngươi buôn lậu, hiện tại chỉ là cho các người một cái cảnh cáo mà thôi, tự bất động cái gì tay chân, thật sự nếu không thức thời, cái kia chuyện kế tiếp sẽ không đơn giản như vậy. Sự tình cũng không phải đến vậy coi như xong, kế tiếp trương bác lại tìm một đám tên côn đồ, luôn luôn đến tím bách hợp công ty đi quấy rối mấy ngày nay xuống, công ty thủy tinh bị nện toái, công ty thành viên bị công kích, mà ngay cả dịch thủy hàn, ngày hôm sau trên đầu cũng đỉnh cái băng gạc đến đi làm. Gọi điện thoại báo động, chờ cảnh sát lề mà lề mề tới thời điểm, người ta tên côn đồ đã sớm chạy, không có phản cáo ngươi một cái nhiễu loạn công vụ tội coi như ngươi vận khí. Vài ngày như vậy xuống, tím bách hợp công ty các thành viên lòng người bàng hoàng, mà trương bác chính là muốn bọn hắn như vậy, chờ dịch thủy hàn triệt để khuất phục, sau đó chắp tay đem công ty nhường lại. Loại chuyện này Trương Bác đã làm rất nhiều lần, quả thực là quen việc dễ làm mắt thấy lấy dịch thủy hàn kế tiếp kết cục chỉ có thể là cam tâm nhận thua nhưng là cái lúc này hoàng an bình lại nói lý ra nói một câu a mở to hai mắt trò hay lập tức tự đã tới rồi cơ hồ tự là tại hắn nói xong lời này thời điểm bên kia trần húc rốt cuộc biết violet từ la lan hiện tại chuyện đã xảy ra rồi muốn trần húc nghe dịch thủy hàn nói những chuyện này thời điểm hắn cũng phiền muộn như thế nào chính mình tự không bị người khác đem làm bàn đồ ăn đâu này cái kia trương Bác còn muốn SM em chính mình bà mẹ nó tiểu tử này ai à con cóc đánh hát xì lớn như vậy khẩu khí à vì vậy trần húc tự lại để cho dịch thủy hàn đến quyết định đến cùng xử trí như thế nào tiểu tử này hấp hay vẫn là thịt kho tàu trần húc có cái này lực lượng quản hắn khỉ gió là cái gì bộ trưởng nhi tử hách ái quốc cũng đã cho hắn phóng lời nói rồi ai dám gây hắn tự là tương đương gây toàn bộ quân đội bộ cấp nhi tử rất giỏi bất quá dịch thủy hàn lại cắn răng nói ta biết rõ ngài năng lượng rất lớn nhưng là có thể hay không không muốn thoáng cái đem hắn cạo chết. Ta muốn hắn nhìn tận mắt chính mình là như thế nào thất bại đấy. Ngài chỉ muốn an bài lại để cho những cái kia ngành không muốn rồi hãy tới tìm ta phiền toái là được rồi. Tiểu tử này ngoan độc đó a. À. Vì vậy Trần Húc tự hỏi hắn người muốn làm như thế nào, dịch thủy hàn trở về câu, kỳ thật ta cũng không biết, nhưng là hôm nay công ty của chúng ta đã dần dần phát triển đi lên, chỉ nếu không có người quấy rối, trong 3 năm đưa ra thị trường hẳn là không có bất cứ vấn đề gì đấy khi đó ta cũng không cần lại nhìn sắc mặt của bọn hắn làm việc rồi. Ba năm, Trần Húc lắc đầu thở dài, ba năm thời gian dịch thủy hàn chờ được rồi chính mình đợi không được, thật muốn ba năm hắn cái này SMMS còn hỗn trái trưng cai bướm á. Bất quá Trần Húc ngược lại là rất đồng ý dịch thủy hàn loại làm này, không đồng nhất hạ đem đối phương cạo chết, chậm rãi chơi. Ai nha nha, Trần Húc phát hiện mình gần đây bề ngoài giống như càng ngày càng tà ác điểu, n, muốn tỉnh lại, tỉnh lại, Trần Húc đồng học hay vẫn là rất thuần khiết như là tiểu bạch hoa đồng dạng thuần khiết đấy. Vì vậy thuần khiết Trần Húc không đành lòng đem cái kia gọi Trương Bác tiểu vương bát đản như vậy quá thảm. Tuy nhiên hắn đã cùng Dịch Thủy Hàn Cố vấn qua, nếu như đem Trương Bác loại này lạm dụng quyền lực ép mua ép bán sự tình vạch Trần phát ra tới, Trương Bác cùng hắn lão tử đều tuyệt đối là chịu không nổi đấy. Bởi vì loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Tại hắn lão tử đương quyền thời điểm ai cũng không dám đem loại chuyện này lấy ra giảng, nhưng là một khi dám lấy ra rồi cái kia đã nói lên hắn lão tử cháu không thể, đừng nói là loại chuyện này, cho dù là có lẽ có tội danh cũng có thể đem hắn phụ tử cho vạn ngã. Tường ngược lại mọi người đẩy, chính trị vốn chính là như vậy chuyện đáng sợ. Dùng Trần Húc địa ý định, vốn là chuẩn bị đem chuyện này giao cho hách ái quốc, tuy nhiên quân đội tin tức an toàn bọn này kỹ thuật viên chưa hẳn có cái gì thực quyền, nhưng là bọn hắn sau lưng đứng đấy tuy nhiên cũng là dạng gì đích nhân vật. Bởi vì SMMS kỹ thuật bên trên cường đại vượt lên đầu tính, quân đội các đại lão đã sớm nhận được tin tức cùng với tường tận phân tích. Phân tích trong báo cáo là tối trọng yếu nhất một đầu tựu là, người này kỹ thuật áp đảo toàn bộ thế giới phía trên. Quân đội phân tích là, cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ. Dùng SMMS hôm nay cường đại như vậy địa thực lực, che giấu tung tích là cam đoan chính mình an toàn cùng tự do phương pháp tốt nhất, bởi vì cho dù hắn gia nhập quốc gia quân đội, vậy cũng thế tất sẽ mất đi tự do. Bảo trì hiện tại che giấu tung tích là tốt nhất lựa chọn hơn nữa có thể để xác định chính là smms đối với quốc gia là có lòng trung thành bởi vì hắn không chỉ một lần tại toàn bộ thế giới trước mặt thừa nhận chính mình là người châu á hơn nữa nhiều lần đối với quân đội đã tiến hành trợ giúp hơn nữa căn cứ hắn sở tác sở vi có thể phát hiện người này đem quốc gia danh vọng cùng vinh dự xem vô cùng trọng tự lấy lần trước võ đạo gia trò chơi mà nói không thể gặp người hàn quốc như thế hung hăng càn quấy hẳn là thuộc về phái chủ chiến phái chủ chiến tốt phải biết rằng hiện tại những này nắm giữ lấy quân quyền treo tướng tinh địa các đại lão, có mấy cái là chim bồ câu phái hay sao? Có mấy cái là cái gọi là hòa bình chủ nghĩa người. Cho nên bọn này các đại lão, liền cùng một đám đã về hưu đấy. Nhưng là tại quân đội dậm chân một cái có thể dẫn phát thất cấp địa chấn các tướng quân, tại nhìn kỹ qua cái này SMMS đưa tin về sau, đều đối với cái này thần bí đệ nhất hacker sinh ra nồng hậu dày đặc địa hứng thú, hơn nữa cũng hạ lệnh đối với hắn hữu cầu tất ứng. Dùng một vị thượng tướng mà nói, chỉ cần không nguy hại quốc gia cùng xã hội an toàn, hữu cầu tất ứng. Có thể tưởng tượng thoáng một phát nếu như Trần Húc tìm bọn này đại năng lượng người hội tạo thành cái gì hậu quả. Trương Bác Hắn lão đầu tử điểm này năng lượng tại đám người kia địa trong mắt là hoàn toàn không đủ xem. Chỉ có điều dịch thủy hàn như vậy mở miệng, Trần Húc cũng tự ôm một loại giải trí tâm tình cùng hắn chơi đùa rồi, dù sao gần đây đi học rất nhàm chán đấy. Muốn làm một điểm có ý nghĩa sự tình, nói như thế nào, mình cũng là lấy đối phương 30% công ty cổ phần Đại cổ Đông à. Không thể thất thần như thế nào sự tình đều không làm a. À. Vì vậy Trần Húc ngay tại máy truyền tin bên trên cùng ích tổ chức nói thoáng một phát, xem bọn hắn có cái gì không sinh ý à, các loại có thể tiện nghi thoáng một phát chính mình cái bóng này công ty. Hơn nữa Trần Húc như vậy cách làm cũng là hướng ích cho thấy. Xem à xem à, ta có thể không mất tại trong hiện thực chỉ là vây quanh hợp hiệp đại học mấy một học sinh tại truyền à, ta cũng có trợ giúp người khác. Ít cái lúc này hay vẫn là tại đắm chìm ở Trần Húc cho bọn hắn ở chỗ nào hạng thế kỷ lớn nhất âm mưu, bày kế chính giữa, nhìn thấy SMMS về sau cung kính địa cực kỳ khủng khiếp, nghe khẩu khí của bọn hắn phảng phất đã có nhất định biệt tiến triển. Được rồi, thứ này nếu là thật có thể nghiên cứu ra cái gì đó đó mới là lạ, chậm rãi nghiên cứu đi thôi, ta ta không phụng bồi rồi. Nghe được là SMMS có yêu cầu, ích tự nhiên là tận hết sức lực hỗ trợ. Mặc dù chỉ là thuận tay trợ giúp một cái cỡ nhỏ công ty, nhưng là ích đối với phương diện này lại xem trọng yếu phi thường. Trần Húc ý tứ vốn chỉ là muốn cho cùng ích có hợp tác công ty tùy tiện rút một nhà đi ra cùng Violet, từ La Lan tiến hành một chút hợp tác hơn nữa rót vào tài chính hơn nữa cung cấp một ít kỹ thuật. Sau đó lại thông qua chính thức con đường khiến cho Trương Bác không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng là ích xử lý, lại đem chuyện này cho vô hạn khuếch đại rồi. Rất nhanh Thượng Hải buôn bán vòng tựu truyền ra một cái vô cùng kính bạo phát tin tức, Cisco System Company công ty đem cùng Violet từ La Lan công ty tiến hành mật thiết hợp tác, rót vào đệ nhất nhuận bút kim 3.000 vạn đô la cùng kỹ thuật ủng hộ, hơn nữa hứng lấy thượng hải thị chính phủ mạng lưới đổi mới trách nhiệm. Cisco System Company công ty là nổi danh thế giới mạng lưới thương nghiệp cung ứng, đã là không thể nghi ngờ mạng lưới người lãnh đạo. Cisco System Company công ty sớm tại Thượng Hải có được phòng làm việc, trong nước cũng có rất nhiều nghiệp vụ, nhưng là như lớn như vậy thủ bút đầu nhập còn là lần đầu tiên, mà càng làm cho không người nào có thể lý giải chính là hắn tại sao phải lựa chọn violet từ la lan loại này tại thượng hải tại trung quốc căn bản sắp xếp không bên trên danh hào tiểu nhân công ty đến hợp tác điểm này khiến cho rất nhiều không biết nội tình người không hiểu chút nào mà hiểu rõ nội tình thượng hải gành một đám thái tử đảng nhóm đám bọn họ tắc thì lập tức kéo xa cùng trương bác ở giữa khoảng cách hơi đen cảnh không đủ cường đại thái tử đảng đang tại hoàng an bình thản trương bác tầm đó tiến hành lựa chọn nhưng là nghe được tin tức này về sau lập tức tự đầu nhập vào hoàng an bình dưới trướng bởi vì này hết thảy phảng phất đều là tại hắn tính toán chính giữa cisco system company công ty tại toàn cầu tài phú xếp hạng đứng hàng thứ ba gần với microsoft cùng ibm lớn như vậy một khối rơi xuống vô duyên vô cớ địa đập vào tím bách hợp trên đầu hơn nữa tại như vậy một cái mẫn cảm thời cơ người có ý chí đều có thể nghe thấy được một ít chuyện ẩn ở bên trong rồi hơn nữa tại kế tiếp tin tức buổi trình diễn thời trang lên Cisco System Company công ty châu Á CEO tự mình trình diện. Đối với truyền thông tỏ vẻ, Violet từ La Lan là một nhà có được tuyệt đối hùng hậu thực lực công ty, sở dĩ mọi người không biết được tên của bọn hắn là vì mọi người còn chưa đủ hiểu rõ hắn. Lúc này đây Cisco System Company công ty cùng Violet từ La Lan tiến hành hợp tác là Cisco System Company công ty vinh hạnh, song phương là ngang hàng trên ý nghĩa hợp tác đồng bọn. Một câu nói kia thật giống như một cái búa, gõ địa sở hữu tất cả truyền thông không nhẹ, hợp tác đồng bọn, Violet từ La Lan công ty toàn bộ thân gia thêm cùng một chỗ cũng không có 3.000 vạn đô la, loại này hợp tác quan hệ giống như là một cái người trưởng thành cùng một cái nhà trẻ tiểu hài tử tiến hành hợp tác đồng dạng. Nhưng là Cisco System Company công ty châu Á CEO tắc thì cười trả lời vấn đề này, cho dù hắn là nhà trẻ hài tử, nhưng ai có thể cam đoan đứa bé này tương lai sẽ không thay đổi thành Einstein. Violet từ La Lan hiện tại đã bề ngoài hiện ra chính mình tiềm ẩn địa thực lực, cho nên chúng ta cảm thấy khoản này đầu tư là phi thường chính xác. Hơn nữa Violet từ La Lan công ty xuất sắc thực lực đã khuất phục chúng ta, mới một đời tổng đài điện thoại kỹ thuật thành thục không có ly khai Violet từ La Lan công ty trợ giúp. Mà thế hệ này tổng đài điện thoại cùng với Internet xây dựng tương quan kỹ thuật chúng ta tắc thì đem dẫn đầu dùng thử tại Thượng Hải thị chính phủ, đây là một cái sự kiện quan trọng giống như địa bay vọt. Lời nói này không tính là khoa trương, bởi vì nếu như kiểu mới mạng lưới cơ cấu thành công, như vậy kể cả xe cảnh sát ở giữa tức thời thông tin kỹ thuật, hệ thống chỉ huy, báo động xử lý hệ thống chờ các loại đều muốn có một cái phi thường đại bay vọt. Mà loại này bay vọt đồng dạng cũng sẽ ở mặt khác chính phủ văn phòng, xử lý phương diện biểu hiện ra ngoài. Như vậy công trình, hơn nữa hay vẫn là gần như tại giảm giá giá rẻ bán ra địa công trình, Thượng Hải thị chính phủ không có không tiếp đạo lý, huống chi Cisco System Company cùng Thượng Hải thành phố vốn tự thành lập nổi lên hài lòng nghiệp vụ quan hệ, cho nên nước lên thì thuyền lên đấy, violet từ la lan công ty địa vị cũng bỗng chốc bị rất trong lúc nhất thời thỉnh dịch hủy hàn dự tiệc người nhiều vô số kể dù sao lớn như vậy một khối bánh ngọt ai cũng muốn chia một ít hơn nữa cho dù phân không đến cùng cái này nhất định trở thành tân tấn quý tộc thanh niên đánh tốt quan hệ cũng là phi thường tất yếu đấy bởi vì chuyện kế tiếp chân phát nổ toàn bộ thượng hải gành hoặc là nói là cả nghiệp nội cisco system company cùng violet từ la lan đem một lần nữa tổ hợp thành lập một cái hoàn toàn mới công ty công ty danh tự chỉ có một chữ cái S, mà vùng đất mới S công ty chính giữa, Cisco System Company công ty chiếm hữu 45% địa công ty cổ phần, mà Violet Tử La Lan công ty tắc thì chiếm hữu còn lại 55% địa toàn bộ công ty cổ phần. Nói cách khác, Violet từ La Lan công ty định đoạt. Như vậy rất rõ ràng, đã có nhà kinh tế học dự đoán cái này mới đích S công ty chắc chắn trở thành một chi nghiệp nội mềm rủ xuống bay lên ngôi sao mới. Một năm thuần lợi nhuận đem rất nhanh đột phá ức nguyên đại quan. Dù sao, chỉ là xem công ty này tài sản, Cisco System Company công ty 3.000 vạn đô la, mặt khác còn có một không biết tên hội ngân sách cung cấp 5.000 vạn đô la. Đương nhiên cái này là Trần Húc làm ra đến đổ vật. Một cái sơ kỳ tài sản thì đến được 800.000 đô la công ty. Lãi hàng năm nhuận qua ước bất quá chỉ là nháy mắt mấy cái sự tình. Huống chi còn có SMMS cung cấp siêu nhất lưu tiên tiến kỹ thuật cùng Cisco System Company cường sức ảnh hưởng lớn cùng thị trường khuếch trương lực. Là trọng yếu hơn, có Trung Quốc như vậy một cái cường đại thị trường, đương nhiên, tại nơi này hoàn toàn mới ép công ty chính giữa. Dịch thủy hàn chính thức công ty cổ phần chỉ có 4%, mà 51% công ty cổ phần hoàn toàn đều nắm giữ ở Trần Húc trong tay, chỉ có điều Trần Húc chỉ lấy công ty cổ phần không làm sự tình, cái gì quyết sách hay vẫn là dịch thủy hàn chính mình đến quyết đoán. Có thể lên làm như vậy một cái giá trị con người mấy tỷ công ty CEO, dịch thủy hàn đối với SMMS cảm kích tự nhiên là hận không thể lấy thân báo đáp rồi đương nhiên hắn cho dù thật như vậy làm Trần Húc cũng sẽ không đáp ứng đấy. Cái lúc này dịch thủy hàn hoàn toàn không cần đi cân nhắc trương bác cái kia nhị thế tổ vấn đề, coi như là cha của hắn, hôm nay đứng ở trước mặt mình cũng phải khách khách khí khí đích. Nhưng là trương bác đâu này, trương bác cái lúc này đã hoàn toàn choáng váng, hắn tuyệt đối thật không ngờ bất quá cũng chỉ là một tuần lễ thời gian mà thôi, sự tình vậy mà biến thành cái dạng này. Lấy trước kia cái có thể làm cho hắn tùy tùy tiện tiện giấm, giống như đất dẻo cao su đồng dạng muốn như thế nào niết tựu như thế nào niết dịch hủy hàn, đột nhiên biến hóa nhanh chóng, ếch xanh biến vương tử rồi hả? Cha, ngươi nói câu nói à, ngươi cha bọn hắn à, coi như là ngạnh đuổi cũng phải đem bọn hắn đuổi ra Thượng Hải à. Hắn tại đâu đó diếu võ dương oai, ta một chút mặt mũi cũng không có. Trương bác phụ thân trương hoàng khí tay đều phát run, nhịn không được trùng trùng điệp điệp rút hắn một cái tát mắng, ngươi còn sĩ diện. Ngươi lão tử ta đều không có mặt mũi người còn muốn cho cái giám mặt mũi. Người có biết hay không hôm nay lão tử mọi người bị ngươi cho mất hết rồi. Trương Hoàng có thể không tức giận sao, có thể không tức giận sao. Hôm nay thị trường thiết yến, hắn hấp tấp đi. Tới đó dĩ nhiên là xem cho tới hôm nay tiệc tối nhân vật chính, thì ra là dịch thủy hàn. Cái lúc này Trương Hoàng đối với con mình cùng tím bách hợp tầm đó địa ân oán hay vẫn là hoàn toàn không biết gì cả đây này. Kỳ thật hắn biết rõ con mình cả ngày không dám cái gì chính sự, mượn hắn ra hồ kéo đại kỳ sự tình làm không ít. Nhưng tìm những cái kia công ty nhỏ mà thôi, có thể nhấc lên cái gì sóng đến. Hơn nữa Trương Hoàng Chính mình đối với loại phương thức này là phi thường coi được đấy. Loại này sách lược cùng Cisco System Company công ty sách lược rất giống, hắn còn ý định buổi tối hôm nay hảo hảo cùng Cisco System Company cùng Violet từ La Lan người bộ đồ lôi kéo làm quen đây này. Cisco System Company công ty tổng giám đốc Tiến Pốt tựu cho rằng đạt được phát minh tốt nhất cách tựu là đi mua, hắn cho rằng lý tưởng nhất địa cách làm tựu là mua xuống đang tại nghiên cứu chế tạo sản phẩm mới khoa học kỹ thuật công ty, đưa bọn chúng thu cho mình dùng, lớn như vậy lượng mua sắm tiềm lực cổ. Đã tiết kiệm tiền, lại có thể có được hiệu suất cao hồi báo. Cho nên hắn đối với nhi tử địa cách làm cũng rất hài lòng. Trương Bác tựu là như thế, chứng kiến một ít tiềm lực rất tốt công ty. Tự muốn tất cả biện pháp biến thành chính mình, tuy nhiên dùng đích thủ đoạn thập phần ám muội, nhưng là trương bác dưới cờ hoa lan công ty nhưng lại tựu thông qua loại thủ đoạn này càng làm càng lớn, hắn cái này đem làm lão tử trên mặt mũi cũng có quang. Đương nhiên, cái này hoa lan công ty nhất định là không có cách nào cùng mới thành đạp đất S công ty so sánh với, cho nên Trương Hoàng cũng đã nghĩ ngợi lấy mượn cơ hội này nhận thức thoáng một phát vị này tân tấn tương lai phú hào, tăng cường thoáng một phát xong phương hợp tác cùng liên hệ. Nhưng hắn nào biết đâu rằng, S công ty thành lập hoàn toàn là do con mình một tay thúc đẩy đấy. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được chính là, tự bởi vì chính mình nhi tử bảo bối cái kia ngây thơ cách làm, chọc giận một cái tuyệt đối không nên dây vào địa người, hắn chẳng qua là thuận miệng nói hai câu nói, lại lấy ra thụy sĩ trong ngân hàng một phần nhỏ tài sản, trực tiếp tự sáng tạo ra cái này sắp xỉ tại thần thoại siêu đại hình công ty, trực tiếp đem dịch thủy hàn cái này trung đẳng giai cấp trình độ địa người trẻ tuổi. Trực tiếp đẩy lên đám mây, cái kia dịch thủy hàn nhìn thấy trương hoàng lúc, có thể nói cái gì cho phải lời nói. Đừng nhìn Trương Hoàng là một cái bộ trưởng, chức quan không nhỏ. Nhưng là dịch thủy hàn hiện tại thế nhưng mà thị trường trước mặt người tâm phúc à, lần này cùng thị chính phủ hợp tác chẳng khác gì là tại thị trường công trạng bên trên thêm vào trùng trùng điệp điệp một số, cái này đối với hắn ngày sau tiến vào trung ương có lợi thật lớn đấy. Hơn nữa thị trường tin tức con đường đến vô cùng nhiều, tự nhiên đã đã biết dịch thủy hàn sau lưng, là cái kia trong chăn lãnh đạo đều coi trọng chạm đất, thế giới đệ nhất hacker. Tự sông phần này mặt mũi, toàn bộ Thượng Hải gành thật đúng là không có mấy người có tư cách đối với dịch thủy hàn bày sắc mặt cho nên tại trên tiệc rượu, dịch thủy hàn nhìn thấy Trương Hoàng Địa thời điểm, như vậy chế nhạo châm chọc. Lại để cho Trương Hoàng đang tại một đám quan lớn dưới mặt không xuống bậc thang. Nếu như không phải thị trường hòa giải, Trương Hoàng lúc ấy tự hận không thể trực tiếp thao khởi dao ăn chọc chết người này rồi. Nhưng là Trương Hoàng cũng biết chính mình đối với dịch thủy hàn không có một chút biện pháp. Chính trị tự là như vậy sự thật, đừng nhìn chính mình quan không nhỏ, mà dịch thủy hàn chỉ là thương nhân, nghiệp quan nghiệp quan, tại Trung Quốc quan vĩnh viễn so thương muốn đại. Nhưng là rất rõ ràng, thành phố bên trong càng nhiều nữa cao cấp cán bộ kể cả thị trưởng đều hoàn toàn đứng ở dịch thủy hàn bên kia, chính mình có lá gan đi làm một cái thương nhân, nhưng lại không có can đảm tử đi gây hắn thế lực sau lưng. Mà nghĩ đến đây chuyện dĩ nhiên là con mình làm ra đến, Trương Hoàng liền giết cái này tiểu vương bát đản tâm tư đều đã có. Nghe được chính mình phụ thân đều bị đương chúng cho nhục nhã rồi, Trương Bác cái thứ nhất muốn không phải như thế nào băng giúp phụ thân báo thù, Tục ngữ nói quân nhục thần chết, phụ nhục tử báo, Trương Bác Cái lúc này nhưng lại vẻ mặt mờ mịt, căn bản thật không ngờ phụ thân chịu nhục đâu sửa tình, chỉ là mờ mịt không liệu thì Thảo nói, vậy làm sao bây giờ, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Hắn nhất định sẽ tìm ta trả thù đấy. Chứng kiến Trương Bác Cái này bức bộ dáng, Trương Hoàng cảm thấy toàn thân đều không có khí lực rồi. Vốn cho là mình nhi tử có bản lĩnh, kết quả không nghĩ tới là như vậy củi mục, so về Hoàng An Bình tiểu tử kia, thật sự là kém quá xa lúc này thời điểm trương bác điện thoại đột nhiên vang lên trương bác vội vàng tiếp nghe xong bên kia truyền đến hoàng an bình thanh âm a à, trương bác ta nói không sai a à. hoàng an bình trương bác nghiến răng nghiến lợi ngươi là tới xem ta chê cười đấy sao hoàng an bình thanh âm hay vẫn là như vậy nhàn nhạt, nhạt đâu vào đấy ngươi chẳng lẽ không biết ngươi kỳ thật sớm liền trở thành một chuyện cười rồi đừng nóng giận ta là nói thật mà thôi ngươi biết vì cái gì ta một mực không muốn với ngươi thâm giao cũng là bởi vì ta biết rõ người cái kia phó ỷ thế hiếp người tính tình sớm muộn sẽ đem ngươi lôi xuống nước vì không dẫn lửa thiêu thân cho nên ta rất lý trí với người giữ vững khoảng cách chật chật không nghĩ tới a à, cũng bởi vì ngươi một câu smms tựu đã thành lập nên lớn như vậy địa một cái công ty đợi một chút trong cơn giận dữ trương bác đột nhiên nói người nói smms hắn thành lập công ty bên kia hoàng an yên ổn sững sờ sau đó mới bất đắc dĩ cười nói chơi ạ à, ta phát hiện ta cuối cùng hay vẫn là đánh giá cao ngươi chỉ số thông minh, ngươi thậm chí ngay cả chuyện này đến cùng là bởi vì sao, ngươi đến cùng đắc tội người nào cũng không biết. Đúng vậy, dịch thủy hàn là cái người tùy tùy tiện tiện có thể dẫm nhân vật, nhưng là sau lưng của hắn đột nhiên xuất hiện SMMS tuyệt đối là ta và ngươi có thể chọc được nổi địa. Ngươi cho rằng lần này động tĩnh là tất cả của hắn bộ thực lực sao? hư, tranh lệch địa xa, lúc này đây S công ty thành lập, Bất quá chỉ là vì kia thần long thấy đầu không thấy đuôi mạng lưới chi thần nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng mà thôi. Thiên, người tên ngu ngốc này vậy mà đến bây giờ đều không biết mình tại sao phải thua, ta cũng thật là phục ngươi rồi. Lời nói này không phải mắng chửi người, nhưng còn hơn dừng lại, một trầu thống mạ, trương bác bị nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt, đối với microphone quát, mẹ đấy. Không phải là SMMS sao, có gì đặc biệt hơn người địa, một cái núp ở trên internet không dám ra tới gặp người rác rưởi mà thôi hắn có tư cách gì đối với lão tử khoa tay múa chân đấy? Ta con mẹ nó mà đắc tội hắn thế nào a? À? có bản lĩnh hắn đi ra cạo chết ta à? Bên kia Hoàng An Bình chật chật thở dài hai tiếng, nhưng cái lúc này Trương Hoàng sắc mặt đã hoàn toàn biến thành thảm bại rồi, một cái tát phiến đi qua, người dám đắc tội SMMS. Người đắc tội vậy mà là người này, Trương Hoàng không phải làm máy vi tính kỹ thuật, thậm chí có thể nói hắn liền máy tính cũng sẽ không thao tác, cho nên lần này Cisco System Company cùng Violet từ La Lan, xác nhập, cái gì kỹ thuật phương diện đấy, có quan hệ SMS đồ vật cũng không có ai cùng hắn báo cáo, tại hắn xem ra tựu là một lần rất đơn giản hợp tác. Hoặc là nói Violet từ La Lan, địa bối cảnh rất lớn, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này bối cảnh vậy mà là tới từ ở vị này nhân vật trong truyền thuyết. Còn nhớ rõ năm trước lễ mừng năm mới thời điểm phát sinh chính là cái kia lúc tác thảm án sao tự là tiềm thức âm nhạc tạo thành cư dân giúp nhau chém giết do đó đem chọn tòa thành thị biến thành một cái tu la địa ngục sự kiện. Ngay lúc đó sa tăng tổ chức người sáng lập trong có một người chính tại Thượng Hải. Tiếp theo bị nắm, chộp chuyện kia, còn có SMMS phi quân đội cung cấp tiềm thức âm nhạc đại bi chú sự tình, Trương Hoàng vừa vặn biết rõ, hắn lúc ấy tự là phụ trách Thượng Hải thành phố an toàn quan viên một trong. Cho nên hắn tự nhiên biết rõ SMMS địa năng lực khác địa không nói, chỉ là chuyện này, trong Mỹ hai nước đều thiếu nợ hắn một cái giả dạ đại nhân tình. Kết quả con mình vậy mà hảo chết không chết đi gây loại người này. Hắn quả thực là không muốn sống nữa sao? Trương Hoàng càng nghĩ càng giận, có thể hết lần này tới lần khác trái tim của hắn còn không tốt, như vậy dưới sự giận dữ. Đau lập tức đã mất đi chi giác, mà khi Trương Hoàng bị đưa vào bệnh viện cấp cứu thời điểm. Hoàng An bình tự đối với Trương Bác nói, ta có thể rất phụ trách nhiệm nói cho ngươi biết, cái này ngươi xong đời. Bất quá niệm tại quen biết một hồi, ta hay vẫn là cho ngươi một câu lời khuyên, cảnh báo, ngươi hôm nay biện pháp duy nhất, tự là tự mình đi hướng dịch thủy hàn xin lỗi, nếu như dịch thủy hàn chịu tha thứ ngươi, nghĩ như vậy tất phía sau hắn SMMS cũng sẽ không biết với ngươi như vậy tiểu nhân vật làm nhiều so đo. Về sau ngươi tự kẹp lấy cái đuôi hảo hảo làm người, như vậy có thể bảo trụ an toàn của ngươi. Lời này nói chưa dứt lời, trường bác nghe xong ngay tại trong bệnh viện lớn tiếng giống mở, chó má. Muốn ta cho dịch thủy hàn cái kia dân công xin lỗi làm con mẹ nó mộng đẹp đi. Hoàng An Bình ta cho ngươi biết, chính là một cái SMMS, lão tử còn không để vào mắt, hắn dịch hủy hàn đắc ý. Hừ, ta xem hắn có thể được ý tới khi nào. Trương Bác sao có thể chịu được cái này khí, lúc trước nhưng hắn là phóng lại nói muốn dịch hủy hàn quỳ đến trước mặt hắn bưng trà xin lỗi, hôm nay đối phương chim sẻ biến phượng hoàng rồi, chính mình còn đi xin lỗi, cái kia muốn chuyển đi hắn về sau như thế nào hốn. Nghe được bên kia trùng trùng điệp điệp ngã điện thoại, bên này hoàng an bình trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhạt dáng tươi cười như thế nào hắn hay vẫn là không muốn xin lỗi người ý định xử trí như thế nào hắn dễ dàng đồng ngồi ở hoàng an bình bên cạnh đúng là hiện tại thượng hải gành như mặt trời ban chưa dịch thủy hàn dịch thủy hàn cười lạnh nhìn xem hoàng an bình người vừa rồi cái kia lời nói là ở khuyên hắn cúi đầu sao a à, hoàng an bình nở nụ cười đương nhiên không phải ta biết rõ hắn cho dù đến xin lỗi người cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn đã như vậy cần gì phải cho hắn tìm cái này dưới bậc thang tạo lối thoát đâu này. Đến lúc đó truyền đi, chẳng phải là nói người lòng dạ hẹp hòi. Dịch thủy hàn nhăn nhíu mày, ta đây là muốn cảm kích ngươi giàu tương đương. Chưa nói tới, theo như nhu cầu mà thôi, Hoàng An bình thản nhạt mà cười cười, hắn lão đầu tử rơi xuống, ta bên này cũng mới có lợi. Địch nhân địch nhân tựu là bằng hữu không phải sao, ta thừa nhận ta là tiểu nhân, nhưng chân tiểu nhân thường thường so ngụy quân tử muốn cho người yên tâm nhiều ít nhất ngươi bây giờ như mặt trời ban trưa, không cần lo lắng cho ta hội cắn ngươi một ngụm. Vậy sau này đâu này, vạn nhất ta lại ngã đi trở về đâu này, làm sao lại như vậy? Hoàng An Bình nhẹ nhàng vuốt vuốt chén trà trong tay, thanh danh của ta chắc hẳn ngươi cũng nghe qua, loại này lạm dụng quyền lực cùng nhân mạch địa sự tình ta đã làm mấy lần. Ta thừa nhận ta đầu cơ, hợp ý, nhưng ta không muốn đơn giản đi đắc tội với người. Huống chi người bây giờ giống như là sáng sớm ánh sáng mặt trời, ép công ty tiền cảnh, thế nhưng mà nghiệp nội toàn bộ đều coi được đấy. a à, vậy cũng khả năng cùng trong dầu mỏ đồng dạng, đưa ra thị trường về sau cổ phiếu sẽ không chướng qua. Hoàng An Bình ha ha cười cười, làm sao có thể. Đừng quên sau lưng người chính là cái người kia, chỉ cần có hắn tại, S tự vĩnh viễn sẽ không ngược lại. Nâng lên SMMS, dịch thủy hàn ánh mắt lộ ra thêm vài phần cảm kích thần sắc, nếu như không có người kia, mình bây giờ khả năng đã mắc nợ buồn thiêu, dựa vào rửa chén bát đến trả khoản nợ rồi. SMMS bề bộn nhiều việc, chắc có lẽ không có nhiều thời gian như vậy để ý tới công chuyện của công ty, đã hắn không có không, cái này công ty với tư cách hắn của chìm sản. Ta phải muốn kết thúc ứng tận trách nhiệm, giúp hắn đem công ty quản lý tốt. Bởi vì ta tin tưởng SMMS tuy nhiên không thiếu tiến, nhưng luôn có một ngày muốn dùng đến tiến, hơn nữa hắn giúp ta, để cho ta khởi tử hồi sinh, ta tự càng cần nữa giúp hắn kiếm lấy thêm nữa. Của Chìm phú, đây mới là ta có thể đủ cho hắn hồi báo nói lời nói này thời điểm, dịch thủy hàn trên mặt thần sắc vô cùng kiên nghị, trên thực tế cũng là như thế, tại cuộc sống sau này chính giữa, theo S công ty càng làm càng lớn. Tài sản càng ngày càng nhiều, đón lấy công ty đưa ra thị trường, cần cấp cho cổ phiếu, nhưng là cái kia 51% địa thuộc về SMMS cổ phiếu dịch thủy hàn tựu là không chịu đơn giản đi động. Mà có người giật dây hắn đem những số tiền này toàn bộ biến thành chính mình, hậu quả. Tự nhiên không cần phải nói rồi. Dịch thủy hàn chỉ là biết rõ, mình là một nam nhân, tích thủy tri ân, suối tuôn tương báo, huống chi là như vậy lại để cho hắn khởi tử hồi sinh. Cuối cùng nhất bước vào thành công thực hiện mộng tưởng ân huệ. Cái này đáng giá hắn dùng một cái mạng đi báo đáp. Hắn là nghĩ như vậy, nói như vậy, cũng là làm như vậy đấy. Đương nhiên, đây là nói sau rồi, tạm thời không đề cập tới. Đối với Hoàng An Bình người này, dịch thủy hàn không thế nào ưa thích, bởi vì này ra hỏa địa tâm kế quá sâu, nhưng là không phải không thừa nhận, hắn rất thông minh, hơn nữa ánh mắt rất chuẩn, hơn nữa sau lưng có rắc rối khó gỡ thế lực cường đại. Mà bây giờ dịch thủy hàn muốn chính thức tại Thượng Hải đứng vững gót chân, cũng cần như vậy một vị minh hiếu. Hơn nữa Hoàng An Bình làm địa sự tình hắn cũng có nghe thấy, tại thái tử đảng trong xem như nổi tiếng nhân vật số má, hơn nữa chưa từng nghe nói hắn như thế nào đi khi dễ nhỏ yếu đấy. Đã có nhân phẩm như vậy cam đoan, dịch thủy hàn cũng có thể yên lòng cùng hắn hợp tác. Mà về phần trương bác, vốn dịch thủy hàn là muốn hung hăng làm nhục hắn dừng lại, một trâu, dùng phát tiết trong lồng ngực oán khí, nhưng là lúc này thời điểm lên tới hôm nay vị trí, hắn đột nhiên cảm thấy, nếu như mình như vậy làm, đây chẳng phải là cùng trương bác đồng dạng. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, bất đồng chính là trương bác là dựa vào cha hắn, chính mình dựa vào là vị nào SMMS mà thôi. Nghĩ tới đây dịch thủy hàn cũng có chút hứng thú hết thời, lại để cho Hoàng An đặt ngang ra lời nói, về sau chỉ cần Trương Bác không đi gây hắn, cái kia còn chưa tính. Nhưng là hắn chịu được rồi, Trương Bác chưa hẳn chịu rồi. Lần trước địa yến hội về sau, không biết có phải hay không là tầng trên địa những người lãnh đạo đã biết vấn đề này từ đầu đến cuối, cũng biết dịch thủy hàn cùng Trương gia phụ tử địa ân oán, hay hoặc giả là có người ở sau lưng thôi động chuyện này, gần kề chỉ là ngày hôm sau, Trương Hoàng ngay tại trong bệnh viện nhận được đổi đi nơi khác báo cáo, đem hắn theo cái kia chất béo phong phú chức vị cho rời mở đi ra, đổi đã đến một cái nước trong nha môn. Hành động này cũng tự tỏ vẻ, Trương Hoàng cùng Trương Bắc phụ tử, triệt để thất thế rồi. Chuyện này tại Thượng Hải Thái tử Đảng trong hội chuyện nhanh chóng, hiện tại hết thảy mọi người cơ hồ cũng biết một câu, ngàn vạn không muốn đi gây cùng SMMS chuyện có liên quan đến, minh bạch nói cho người biết, người không thể trêu vào. Nói đi, lén lút mời ta ăn cơm, muốn làm gì? Chạm tinh nháy đôi mắt to sáng ngời, có chút tò mò có chút nghiền ngẫm nhìn xem Trần Húc, biểu lộ trước sau như một lạnh nhạt cô bé này nhẹ nhàng dùng thìa quấy lấy cà phê trước mặt nhìn xem ngồi ở hắn đối diện cái kia chỉ chọn quý không điểm đúng đấy hơn nữa vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười trần húc nhẹ nhàng nhấp một miếng cà phê nói đừng điểm nhiều như vậy ta ăn không vô đấy trần húc cười hắc hắc không có việc gì không có việc gì nghe nói nhà này bò biết tết rất không tồi n lại thêm một phần cánh gà đúng rồi đồ uống người uống gì màu xanh da trời yêu cơ phấn hồng giai nhân dựa vào phục vụ viên, không phải là nước trái cây sao? Khởi như vậy mập mờ danh tự làm gì vậy à? Được rồi hay vẫn là uống rượu đỏ a, à? Vương Triều làm hồng, N là hắn. Đúng rồi, người cái này ốc sen là dạng gì hay sao? Không phải là ven đường chảo a, à? vừa vừa mới mưa, ta muốn mới lạ, tươi sốt điểm đó a. À? Trạm tinh bất đắc dĩ trợn trắng mắt, nàng rất muốn nói cho Trần Húc nhà hàng Tây ốc sen đều là đặc chế, không phải cái loại này trời mưa đường lui bên cạnh vừa nắm một bó to cái chủng loại kia. Bất quá ngẫm lại hay vẫn là được rồi, tự không đã kích hắn rồi. Người này đêm qua thần thần bí bí qua tìm đến mình, sau đó lén lút giống như làm tặc đồng dạng bảo hôm nay thỉnh chính mình ăn cơm, được rồi, ăn cơm tự ăn cơm đi, nhưng dùng được lấy như vậy giống như dưới mặt đất đảng thành viên đồng dạng sao. Còn không để cho mình nói cho quản dịch cùng cao hiểu tiết. Bất quá chạm tình có thể để xác định chính là thằng này cũng không phải đối với chính mình có ý kiến gì không nàng có thể rất khẳng định hoàn toàn chính xác nhận thức điểm này, bởi vì nàng có thể để xác định, Trần Húc như vậy tính cách, tuyệt đối không dám đơn giản cùng nữ hài tử thổ lộ đấy. Nhất là đối với chính mình, cho nên thằng này như vậy lén lén lút lút, nhất định là có ý đồ khác, n, nàng mơ hồ đoán được là cái gì. Trần Húc lách ca lách cách chọn một đống lớn, hết cách rồi, đời này lần thứ nhất tiến nhà hàng Tây dùng dao nĩa ăn cơm, tuy nhiên thượng diện bia giá cả nhìn xem thật sự là không hợp thói thường dọa người, bất quá tốt xấu có lưỡng món tiền nhỏ. Ngẫu nhiên xa xỉ thoáng một phát cũng không sao cả, ha ha ha. Chạm tinh tựu như vậy nhẹ nhẹ uống vào cà phê, cũng không nói chuyện, nhưng Trần Húc có thể cảm giác được nha đầu kia ánh mắt hình như là con mèo nhỏ nhìn xem len sợi cầu, linh động hơn nữa mang thêm vài phần hiếu kỳ cùng vui vẻ. Hào khí có chút cứng ngắc, kỳ thật Trần Húc cho tới nay rất sợ cùng chạm tinh một mình ở chung đấy, vì vậy nữ hài quá an tính, có rất ít đã gặp nàng cố ý tìm lại nói, bất quá trường kỳ ở chung cũng làm cho Trần Húc đã biết, nàng loại này yên tĩnh cũng không phải rất tận lực đi cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài. Mà là tính cách của nàng tự là như thế, cho nên cùng nàng cùng một chỗ thời điểm, Trần Húc cảm thấy có đôi khi nói chuyện lên đến không chiếm được đáp lại rất xấu hổ đấy. Trần Húc ho khan hai cái, phụng trộm nhìn nhìn Trạm tinh biểu lộ, lúc này mới nói, cái kia, chạm tinh à. Người hacker kỹ thuật rất tốt, Trạm tinh mỉm cười, coi như cũng được a. À. Nếu người bình thường, lúc này thời điểm đằng sau có lẽ đuổi kịp một câu câu hỏi, ví dụ như người hỏi cái này để làm gì. Nhưng là Trạm Tinh không biết có phải hay không là cố ý, nói xong câu đó về sau cứ tiếp tục uống cà phê, đem Trần Húc cho thoáng cái treo trên không chung, cảm giác rất phiền muộn. Vì vậy Trần Húc chỉ cần ưỡn nghiêm mặt nói, cái kia, tốt tới trình độ nào à. So trọng tử ngữ đâu này, Trạm Tinh mỉm cười, lúc này thời điểm nàng càng xác định Trần Húc muốn làm gì rồi, nhưng nàng tự là không mở miệng. A, à, khó được có cơ hội như vậy có thể làm cho nàng cũng tinh nghịch thoáng một phát. Kỳ thật nàng không là vì yên tĩnh mà không tiếp Trần Húc lời nói mảnh vụn gốc đấy, là cố ý đấy. Nhìn xem Trần Húc vẻ mặt khổ tương, muốn nói cái gì nhưng là phảng phất lại không có ý tứ mở miệng. chạm Tinh cảm thấy không thể lại như vậy chơi hắn rồi. Ha ha cười buông ly, nói, được rồi, người muốn cho ta dạy cho ngươi sao? Ta, Trần Húc khẽ cắn môi, n cái kia, người có thể hay không giáo giáo ta à? Thực thật mất mặt à? Trần Húc cho tới nay đều có so sánh nghiêm trọng đại nam tử chủ nghĩa, N, loại này đại nam tử chủ nghĩa tuy nhiên còn không đến mức biểu hiện vô cùng khoa trương, nhưng là theo đáy lòng Trần Húc hay vẫn là bề ngoài hiện ra loại này đại nam tử chủ nghĩa trí thượng địa phương. Chính mình giàu gì cũng là tương lai thế giới đệ nhất lập trình viên à, vậy mà hôm nay lại để cho cái em em dạy mình hacker kỹ thuật. Quá suy rồi, hơn nữa cái này còn là mình chủ động yêu cầu đấy. Bất quá, Trần Húc nếu muốn tái tiến một bước, không có cao thủ chỉ đạo là tuyệt đối không có khả năng đấy. Dùng Trần Húc hôm nay kỹ thuật, hắn xuất chúng trụ cột tri thức tăng thêm trọng tử ngữ địa kinh nghiệm, Trần Húc hiện tại năng lực đã không kém gì một ít nổi danh hacker rồi. Đương nhiên, nổi danh, tuyệt đối không phải tốt nhất, nếu như dựa theo hồng khách chiến trường trình độ đến nói, Trần Húc hiện tại miễn cưỡng có thể tính toán trên mặt đất là một đầu dân pro rồi. Có người kỳ quái Trần Húc tài học này sao chút thời gian vì cái gì tiến bộ tốc độ nhanh như vậy. Cái này chỉ có thể nói, có lẽ Trần Húc bản thân tự đối với máy vi tính phương diện rất có thiên phú, hơn nữa công dục thiện chuyện lạ, tất trước lợi hán khí. Đã có hán ngữ nói cái này lập trình câu nói, Trần Húc học phi thường địa nhanh, lực lĩnh ngộ cũng rất cao. Đương nhiên cái này cũng cũng không phải là là trọng yếu nhất, là tối trọng yếu nhất hay vẫn là tiểu mẫn theo bên cạnh trợ giúp. Tuy nhiên tiểu mẫn cũng không thể giáo Trần Húc như thế nào trở thành một gã siêu cấp hacker, nhưng là nàng lại có thể trợ giúp Trần Húc trở thành một gã đỉnh cấp lập trình viên. Phàm là Trần Húc không hiểu, sẽ không đâu vấn đề, chỉ cần hỏi tiểu mẫn là có thể giải quyết. Cái này chẳng khác nào tùy thân thả một cái vạn năng từ điển, như vậy có tính nhắm vào học tập, thế nhưng mà so cái gì đều phải nhanh địa phương. Cho nên hôm nay máy vi tính địa cơ sở tri thức phương diện, Trần Húc dù là chỉ học tập hơn nửa năm, tự tương đương với người khác chính mình yên lặng khổ học đã nhiều năm rồi. Cái này cũng có thời gian nguyên nhân, cùng hắn dùng năm qua làm tính toán đơn vị, chẳng dùng tiếng đồng hồ so sánh tốt. Người bình thường học tập địa thời gian một ngày cũng cũng chỉ có 3-4 giờ, càng nhiều nữa người liền 3-4 giờ đều đến không được, đi học thất thần, bình thường đi ra ngoài chơi, khảo thi trước mới lấy ra đột kích thoáng một phát mà thôi. Mà Trần Húc mỗi lúc trời tối ngủ về sau cũng sẽ ở giả thuyết ảo cảnh chính giữa chuyên tấn công tốt mấy giờ học tập, ngày bình thường có rảnh cũng đang đọc sách, phương diện này hoa thời gian tựu so thường nhân nhiều hơn nhiều rồi, cho nên có như vậy tiến bộ mặc dù nói là ngoài ý liệu, kỳ thật cũng là hợp tình lý sự tình hôm nay Trần Húc đã lâm vào một cái bình cảnh. Trong biên chế trình phương diện, Trần Húc tiến thêm một bước cần gần kề chỉ là trước thông hiểu đạo lý trước khi học đồ vật là được rồi, cao siêu hơn đồ vật hiện tại học được cũng không có gì trọng dụng. Chủ yếu là không dùng được, còn có muốn củng cố trước kia tri thức, tham thì thâm đạo lý Trần Húc hay vẫn là minh bạch đấy. Theo máy vi tính lý luận tri thức đi lên nói, Trần Húc hôm nay tri thức không có thể có thể so sánh chạm tinh tranh lệch nhiều lắm, nhưng ở công kích địa thủ đoạn bên trên hoàn toàn không phải một cái cấp bậc hắn muốn cùng chạm tinh học, cũng là bởi vì biết rõ chính mình sao chết đọc sách là sẽ vô dụng thôi. Không riêng gì hacker kỹ thuật, kể cả lập trình à các loại, kỳ thật cũng phải cần ý nghĩ cùng kỹ xảo đấy. Là trọng yếu hơn là, vì tầng thứ hai quyền hạn. Trần Húc mơ hồ có thể cảm giác được quyền hạn cũng không phải đơn giản như vậy một việc, trước đó lần thứ nhất Trần phỉ cái kia tiểu vương bát đàn nói không tỉ mỉ, lúc nào không tiết điểm, cái gì nhân vật chính. Cái này chút ít đông tây huyền diệu khó giải thích, nhưng Trần Húc lại có thể cảm giác được hắn còn có rất nhiều thứ không có nói ra. Bởi vì này loại hiếu kỳ, Trần Húc rất giống vạch trần đáp án, nhưng là lúc này thời điểm hắn chỉ có thể mượn nhờ lực lượng của mình. Bởi vì hắn không có khả năng đem máy tính lấy ra lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Đây là Trần Húc địa cấm kỵ, cho nên không có cách nào, Trần Húc đành phải cầu trợ ở Trạm Tinh, cái này ôn nhu điểm tính nữ Hải Nhi. Có thể tại hồng khách trên chiến trường với tư cách trọng tài thân phận, Trạm Tinh kỹ thuật cùng lai lịch tuyệt đối đều không đơn giản nhìn xem trần húc như vậy một bộ có chút không tình nguyện lại có chút trên mặt không ánh sáng bộ dáng trạm tinh ha ha cười cười nói người chủ yếu muốn học phương diện nào địa mật mã phá giải trạm tinh nháy xinh đẹp mắt to người muốn học cái này những vật này có thể cũng không phải nói tùy tiện học một ít có thể học hội đấy mật mã phá giải là hacker kỹ thuật hạch tâm kỹ xảo một trong bởi vì này đầu năm cơ hồ sở hữu tất cả máy vi tính phòng ngự trong đều dùng đến mật mã phòng ngự cái này kỹ thuật cũng không phải là tốt như vậy học, tiểu mẫn gần kề chỉ là có thể cung cấp một ít công cụ, nhưng phải biết rằng, công cụ chỉ có thể là dùng cho bạo lực phá giải, mà loại này bạo lực phá giải gặp được dãy số tương đối giải mật mã quả thực tự là muốn chết địa phần. Cho nên chính thức mật mã chuyên gia, đều là cái loại này rất tinh thông tâm lý học, toán học, logic học, theo phương diện khác tìm kiếm dấu vết để lại đến phá giải mật mã đấy. Cho nên ở phương diện này, Trần Húc nhất định phải theo dựa vào người khác lực lượng đề cao trình độ của chính mình, Bằng không thì căn bản không có khả năng đột phá tiểu mẫn phòng tuyến. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn tiểu mẫn tại phòng ngự bên trên cường đại uy lực. Cái lúc này bồi bàn đã bưng đồ ăn lên đây, hai người tạm thời đình chỉ nói chuyện với nhau, Trần Húc đem khăn ăn cột vào trên cổ trật trật tán thưởng, không hỗ là nhà hàng Tây Hà. Tốc độ tự là nhanh, so trường học căn tin lầu 2 xào giao điểm mau hơn. Đoán chừng cái kia phục vụ viên cũng trò chơi bó tay rồi, cung kính một giọng nói thỉnh chậm dùng vội vội vàng vàng chạy ra cách được thật xa, Trần Húc còn mơ hồ nghe được hắn thấp giọng nói, đồ nhà quê. Ta rất thổ, Trần Húc liếc mắt, lúc này thời điểm một gã khác bồi bàn đem một lọ rượu đỏ mở ra, rót vào trong chén, lúc này thời điểm Trần Húc vội vàng nói, à đúng rồi, lấy thêm bình tuyết bích tới, ta hòa với uống, chạm tinh người muốn hay không. Chạm tinh hé miệng mỉm cười, đã nói à, những lời này vừa nói, Trần Húc lập tức thật giống như đã tìm được chi kỷ đồng dạng bay lên. Thao thao bất tuyệt nói, ta hãy nói đi, rượu đỏ đơn uống hương vị quá khổ rồi. Tăng thêm tuyết bích tựu tốt hơn nhiều rồi, ta muốn như vậy uống, quản dịch còn không phải nói ta không có văn hóa, choáng luôn, ta mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì chính quy lễ nghi rượu đỏ là như thế nào uống làm gì vậy, tự chính mình uống vào thoải mái là được rồi, bằng không thì thật vất vả tốn không ít tiễn mua bình rượu, kết quả uống vào còn khó chịu hơn, cái này nhiều khó chịu à. Chạm tinh cười cười, nụ cười kia tại trên mặt nàng chậm rãi tràn ra, bên cạnh phục vụ viên đều có chút ngây người. Trần Húc cho tới nay hấp dẫn lấy nàng, tự là phần này không bị trói buộc cùng đơn thuần. Trạm tinh tuy nhiên không biết Trần Húc sự tình khác, nhưng là cha hắn như vậy có tiền nhưng lại biết rõ địa phương. Tục ngữ nói nam nhân có tiền tự đổi bại, nhưng là điểm này tại Trần Húc trên người lại nhìn không ra. Theo tính, cái này xem như Trần Húc ưu điểm lớn nhất rồi. Kỳ thật Trần Húc cũng không phải không biết hồng trong rượu thêm tuyết bích thật là thổ cách làm, cái này lần trước quản dịch sẽ dạy qua hắn rồi, nhưng chính tông địa rượu đỏ cái loại này hương vị hắn uống vào không thói quen. Lần trước quản dịch mang đến cái kia bình hơn 3 vạn Peter rượu đỏ hắn uống vào cũng coi như nước trái cây rồi, cuối cùng còn ngại không đủ ngọt lại bỏ thêm tuyết bích, chứ nói chi là loại này treo đầu dê bán thịt chó, mấy trăm khối tiền một lọ, mặc dù nói không ra đi bên cạnh hàng nhưng là xa xa cùng giá cao không dính nổi bên cạnh bình thường rượu đỏ rồi. Mà về phần trần hút lần trước uống Peter rượu đỏ, đến nay hắn cùng cao hiểu tiết đều còn không biết cái kia bình rượu giá trị mà bọn hắn không biết, chạm tinh nhưng lại biết rõ, đem làm nàng sau khi trở về chứng kiến chai này rượu tên của lại càng hoảng sợ, mà nghe được Trần Húc uống pháp về sau càng là giờ khóc giờ cười. Nhưng là Trần Húc nói như vậy pháp nhưng lại làm cho nàng phi thường nhận đồng, ăn uống đông tây nguyên vốn là theo tính cùng với phù hợp cái dân cư vị, bỏ ra nhiều tiền như vậy, còn không có thể làm cho mình thỏa mãn, tiền kia cũng chẳng khác nào là mất trắng. Bất quá lần này cử động xem tại người khác trong mắt, tự nhiên là cho rằng hai người này là đồ nhà quê vào thành, nhất là đem làm ốc sen đi lên về sau, Trần Húc hô to gọi nhỏ, oa, cái này ốc sen lớn như vậy à? Đây là cái gì giống ốc sen à? Các người uy cho ăn, nó ăn tháng từ mập lớn đến từng này. a à, hương vị cũng tựu, không thể so với ốc vít tốt hơn chỗ nào. Nghe được câu này chạm tinh rốt cục nở nụ cười, nàng như vậy cười cười, Trần Húc đã cảm thấy nữ nhân này thật sự là có hại nước hại dân bao tự địa tiềm chất. Đương nhiên trạm tinh không giống bao tự như vậy cả ngày mặt lạnh lấy, cần phải làm cho chu u vương chơi bên trên một chỗ phong hỏa đùa giỡn chư hầu mới bằng lòng cười nhưng là nàng như vậy đột nhiên tách ra mở đích dáng tươi cười lập tức thật giống như mùa xuân ánh mặt trời tràn ngập tại cả gian phòng ốc chính giữa nàng vui vẻ như vậy đấy không hề băn khoăn dáng tươi cười đủ để cho hàn băng tại thời khắc này lập tức tuyết tan có chút nữ nhân thật sự không thể cười chạm tinh nếu phóng tới cổ đại tuyệt đối cũng là một hại nước hại dân yêu tinh mà hết lần này tới lần khác cái này yêu tinh còn không phải cái gì bình hoa mà là chính nhi bát kinh hách cơ cao thủ. Kế tiếp ăn cơm tây địa thời điểm, Trạm tinh tựu cùng Trần Húc nói phá giải mật mã vài loại phương thức. Loại thứ nhất phương thức, nhất bạo lực không có, nhất kỹ thuật hàm lượng bạo lực phá giải. Tựu là biên tập một cái nguyễn kiện, lại để cho cái này nguyễn kiện tự động tạo ra một loạt con số sau đó đi thử nghiệm, dựa vào ngạnh mông phương pháp đến phá giải cái này mật mã. Đương nhiên loại phương pháp này cũng là ngốc nhất đấy, nếu như mật mã chiều dài đủ dài hơn nữa là con số, anh văn thậm chí đặc thù ký tự xuyến tạo thành, như vậy cũng không cần suy nghĩ lấy phá giải, cái kia cần mấy năm thời gian. Loại thứ hai phương thức, trực tiếp nhất đấy, xóa bỏ số tài khoản mật mã văn bản tài liệu, bất luận cái gì hệ thống, cũng là muốn căn cứ vào máy vi tính chuẩn tắc, loại này chuẩn tắc lớn nhất một cái biểu hiện phương thức tự vi. Trong máy vi tính không có khả năng bịa đặt, đơn giản địa mà nói, một cái trò chơi, trong trò chơi bất luận cái gì nguyên tố đều là thông qua đọc đến văn bản tài liệu phương thức đến thực hiện, ví dụ như âm nhạc thì có âm nhạc văn bản tài liệu cg anime thì có anime văn bản tài liệu nếu như người tại trò chơi lắp đặt cặp văn kiện hạ tìm không thấy nên văn bản tài liệu cái kia tuyệt đối không phải trò chơi vấn đề mà là người vấn đề của mình kỹ thuật không đủ không biết cái nào văn bản tài liệu đối ứng cái gì hệ thống cũng là đồng dạng địa đạo mà nói lý vận hành từng cái nguyên tố đều cần phải có tương quan văn bản tài liệu đối với hắn tiến hành ủng hộ mật mã văn bản tài liệu cũng giống như vậy nhất định sẽ đặt ở một chỗ tiến hành chứa đựng, tự nhìn ngươi có thể hay không tìm được cái này văn bản tài liệu rồi. Ví dụ như hiện tại thường dùng địa Windows hệ thống, hắn khởi động máy mật mã là thông qua CMOS đến thực hiện, muốn phá giải WINDWOS mật mã đơn giản nhất một chiêu phương pháp tự là đem máy tính hủy đi. Sau đó đem bo mạch chủ bên trên CMOS -RAM tiến hành phóng điện, phóng điện đã xong về sau chứa đựng tại CMOS bên trong đích tham số tựu không cách nào đạt được cung cấp điện từ đó làm cho nội dung mất đi, khởi động máy mật mã vô cùng đơn giản có thể phá giải. Mà phá giải mật mã cũng có thể tại nguyễn kiện phương thức chấp hành. Đồng dạng dùng Windows hệ thống làm thí dụ, tại Windows lắp đặt mục lục ở dưới, PWL văn bản tài liệu cùng với profile cặp phân kiện hạ ghi chép địa tựu là người sử dụng địa thông tin cá nhân. Trực tiếp xóa bỏ là được hoặc là máy vi tính cao thủ có thể thông qua tiến vào đốt hệ thống hình thức sử dụng máy vi tính ngôn ngữ thanh trừ hơn nữa làm lại máy vi tính mật mã. Mà cao thủ chân chính căn bản không cần loại phương pháp này, trực tiếp có thể thông qua một ít thủ đoạn đọc đến bo mạch chủ bên trên địa tin tức. Ví dụ như rất kinh điển một cái nguyễn kiện BIOS PWDS. Cái này nguyễn kiện rất ngu dưa, chỉ cần nhẹ nhẹ một chút, nguyễn kiện là có thể tự động đọc đến BIOS bên trong nick sở hữu tất cả tin tức, kể cả phiên bản, ngày, sử dụng mật mã chờ chờ. Loại thứ ba, dựa vào là đoán. Kinh điển nhất một cái án lệ, một trận chiến thời kỳ nổi tiếng hậu thế nước nước nữ gián điệp maTA Cáp lị tại Paris làm nằm vùng thời điểm, vì thu hoạch lúc ấy nước Pháp thống soái bộ cao cấp cơ yếu quan mo căn tướng quân trong nhà, cất giữ tại tuyệt mật trong kim khố Anh quốc 19 hình xe tăng bản thiết kế, dùng Mỹ nhân kế phương thức tiến nhập mo căn ra. Nhưng là mo căn đối với kim khố mật mã thủ khẩu như bình, Cáp lị dùng hết phương pháp đều không thể moi ra đến. Mà nàng nhận được tin tức nên mật mã vi sáu vị mấy, vì vậy nàng ngay tại quá chén mo căn về sau ý đồ chính mình phá giải mật mã. Lúc kia sáu vị đếm được bảo hiểm kho mật mã đã là rất cường đại rồi, các lý bất kể như thế nào đều không thể mở ra bảo hiểm kho. Đột nhiên nàng thấy được một cái kiểu cũ xấu chung, Trung kim đồng hồ dừng lại tại 9 điểm 35 phân 15 giây bên trên. Lúc này thời điểm nàng nhớ tới mo căn rất dễ quên, vì vậy tự hoài nghi cái này đồng hồ đạt đúng là mật mã tin tức. Mà sáu vị đếm được mật mã so sánh với là đem 9 điểm đổi lại 24 tiếng đồng hồ, tự là 21 điểm, như vậy cái này bảo hiểm kho mật mã khả năng tự là 213.515. Nàng như vậy thử một lần, quả nhiên tới tay, cũng cho gián điệp sử thượng để lại ánh sáng trói lọi một số. Như vậy cái này loại thứ ba phương pháp, tự là khảo nghiệm một người địa cẩn thận trình độ cùng với hắn đối với mật mã thiết trí người rất hiểu rõ trình độ biểu hiện. Bởi vì thật giống như trước kia rất nhiều người vừa tiếp xúc mạng lưới thiết mật mã lúc dễ dàng dùng sinh nhật của mình, mã số giấy chứng minh nhân dân, số điện thoại chờ chờ với tư cách mật mã đồng dạng, kỳ thật coi như là hiện tại, tuyệt đại đa số người thiết trí mật mã cũng vẫn có nhất định quy luật đấy. Loại này quy luật thể hiện tại hai phương diện, một là thiết mật mã người, thứ hai, kéo dài ra, cũng có thể liên lạc với hệ thống bên trên. Hệ thống so người càng có quy luật tính, cái này quấn về tới loại thứ hai phá giải phương pháp lên, chỉ cần nắm giữ hệ thống mã hóa cơ chế, như vậy là có thể thông qua tương ứng đích thủ đoạn đem mật mã phá giải cho nên Trần Húc muốn phá giải tiểu mẫn cái kia khoản mật mã. Hôm nay địa đường ra bề ngoài giống như chỉ có hai cái, một cái tựu là đoán, đoán đối phương đến cùng biết sử dụng cái gì mật mã, thứ hai tựu là nghĩ biện pháp tìm được hệ thống mã hóa cơ chế sơ hở, sau đó đối với hắn tiến hành phản công kích. Đương nhiên Trần Húc biết rõ, cái này gần kề chỉ là đạo thứ hai quyền hạn, chắc có lẽ không rất biến thái, nếu như cái này quyền hạn cũng rất biến thái, cái kia chỉ sợ chính mình phải học trước 10 năm 8 năm mới có thể phá giải ra rồi. Phá giải mật mã kỳ thật tự là một loại say mê, Trạm Tinh nói, hiện tại rất nhiều mã hóa phương pháp đều là gia tăng lên vị mấy, ví dụ như ngân hàng cung cấp con số giấy chứng nhận, tựu trên cơ bản chọn dùng sảng khoái trước tiên tiến nhất địa phép tính. Cũng tỷ như ngân hàng căn cứ chính xác sách mã hóa. Đem cá nhân người sử dụng tin tức, tính danh, mã số giấy chứng minh nhân dân chờ chờ dùng đặc thù phép tính đến biên soạn vi dài đến 160 vị, thậm chí là 1024 vị hoặc là càng dài bay chiều dài cái lúc này muốn thông qua bình thường thủ đoạn phá giải mật mã là hoàn toàn không có khả năng đấy. Nhưng là cũng thực sự không phải là không chê vào đâu được, bởi vì chỉ cần là phép tính, tự nhất định có quy luật cùng công thức, như vậy có thể sử dụng ngược lại pháp suy tính ra loại này phép tính công thức. Do đó tiến hành phá giải, Trần Húc nghe xong đã tới rồi hứng thú, nói như vậy các người có thể phá giải ngân hàng địa giấy chứng nhận. Thật sự như trong truyền thuyết hacker như vậy, có thể đem ngân hàng coi như là máy rút tiền ATM. Chạm tinh cười nhạt một tiếng, trong truyền thuyết hacker là sẽ không làm loại chuyện này đấy. Hơn nữa chính thức làm cũng không có đơn giản như vậy. N, đơn giản mà nói, loại này phép tính giống như là hơn một cái nguyên phương trình, ví dụ như hai nguyên một lần phương trình, ít cùng y giá trị tự đại biểu tính danh cùng mã số giấy chứng minh nhân dân cái này hai chủng tin tức. Như vậy chỉ cần biết rõ cái này hai cái tin tức là có thể phản đẩy ra cái này phương trình. Nhưng là tam nguyên, bốn nguyên thậm chí thêm nữa, vậy thì không có đơn giản như vậy, kế tính toán là phi thường cố hết sức địa phương. Ta chỉ là cho người cung cấp một cái ý nghĩ đơn cử ví dụ mà thôi, người cũng không nên muốn quá nhiều, phải biết rằng công kích ngân hàng quốc gia thế nhưng mà trọng tội, không cần thẩm phán, trực tiếp phán tử hình đấy. Trần Húc trở mình mắt trợn trắng nói ta đương nhiên biết rõ. Ngân hàng quốc gia lớn nhất nha, có thể không đại nha, người ta tham quan một tham ô mấy ngàn vạn hơn trăm triệu, cũng tự phán cái vài thập niên cái nào đó không may hài tử bởi vì ngân hàng máy rút tiền trục chặt sau đó cầm đi hơn 10 vạn đã bị trực tiếp phán không hẹn. Hết cách rồi, đây là đang đoạt quốc gia tiến, muốn giết gà dọa khỉ địa. Bất quá chạm tinh nói như vậy cũng đích thật là cho Trần Húc cung cấp một cái cửa đường, bởi vì Trần vì cái kia tiểu vương bát đản đã nói, lúc này đây hệ thống là 128 vị mật thiệt, cái này mật thiệt nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Phải biết rằng Thụy Sĩ Ngân hàng mật mã mã hóa phép tính, khoảng chừng 10 vạn vị coi như là dùng siêu cấp máy vi tính đến phân tích, hừ hừ, vậy ngươi tựu đi hát hướng lên trời lại mượn 500 năm A. À. 500 năm, 5.000 năm, đều chưa hẳn đủ, tại đây muốn giải thích thoáng một phát, mật thìa cùng mật mã có ý tứ là không giống với, ví dụ như trên mạng ngân hàng mật mã chỉ cần thiết mấy vị, tối đa thì ra là hơn 10 vị, dù sao mật mã quá dài nào có cái gì người có thể nhớ kỹ. Nếu thiết đặt làm số pi 3, 1 triệu 415.926, như thế rất nhiều lưng vác qua người có thể nhớ kỹ, thế nhưng quá tốt đoán. Cho nên mật mã địa đưa vào chỉ cần mấy vị này bình thường mật mã là được, nhưng là mật mã đưa vào về sau tắc thì muốn thông qua giấy chứng nhận chính giữa địa phép tính chuyển biến làm 128 vị mật thìa do đó hoàn thành giao dịch. Nói cách khác trên mạng ngân hàng chính thức xem hơn là mật thìa mà không phải mật mã, cho nên muốn phá giải, bình thường thủ đoạn phá giải mật mã là vô dụng thôi, nhất định phải tìm được phép tính phá giải mật thìa. Tự là ý tứ này muốn tìm tìm phép tính quy luật, nhất định phải muốn thông qua bất đồng số liệu đến mô phỏng. Trần Húc ẩn ẩn có thêm vài phần nghĩ cách rồi, hắn mơ hồ nghĩ tới như thế nào phá giải đệ nhị trọng quyền hạn mật mã phương pháp, nhưng là cái này cũng cần một cái rất dài dòng buồn chán quá trình, đại khái muốn thay vào vô số lần số liệu mới có thể suy diễn đi ra. Bất quá Trần Húc cũng rất tốt kỳ, chạm tinh tuổi còn nhỏ, hơn nữa hay vẫn là nữ hài tử, làm sao lại có thể có như vậy một thân tốt kỹ thuật đâu này. Không phải nói Trần Húc xem thường nữ hài tử, đối với lam sắc bảo bối đại tỷ trần húc còn là phi thường tôn kính hắn chỉ là mơ hồ cảm giác có chút kỳ quái mà thôi đối với vấn đề này trạm tinh chỉ là mỉm cười nói một câu hứng thú vấn đề tự lách đi qua hiển nhiên là cũng không có tính thế nào nói chuyện bất quá đã người ta biểu thị ra chính mình không muốn nói chuyện nhiều trần húc cũng tự không bắt buộc rồi ưỡn nghiêm mặt truy vấn người ta tư ẩn đây không phải trần húc ưa thích làm sự tình như vậy một cái máy vi tính phương diện vấn đề xem như đã có đầu mối cái này lại để cho trần húc tâm tình vui sướng bay lên tuy nhiên còn không có giải quyết nhưng dù sao đã có phương pháp kế tiếp còn có thứ hai khiêu chiến tự là về cái kia khoản trò chơi chân thật chiến đấu không biết tương lai mình rốt cuộc là nghĩ như thế nào để cao máy vi tính phương diện thực lực còn chưa tính quá chân thật chiến đấu như vậy khắc khổ huấn luyện làm gì à lại vẫn yêu cầu muốn đạt tới cấp độ c chiến đấu trình độ chơi ạ à, cái này đến làm cho mình luyện tới khi nào mới có thể hết à mang vô cùng trầm thống vô cùng phiền muộn tâm tình, Trần Húc sốt cục lần nữa tiến nhập cái này giả thuyết BC bình đài trò chơi. Trần Húc đã có một đoạn thời gian chưa đi đến nhập chân thật chiến đấu rồi, bởi vì hắn đều tại mê lấy cái kia khoản võ đạo ra trò chơi. Tuy nói theo tính là chân thật đi lên nói, PC bình đài võ đạo ra cùng giả thuyết ảo cảnh bên trong đích chân thật chiến đấu là hoàn toàn không có được có thể so sánh tính, nhưng là vì cái gì Trần Húc còn có thể thiên vị cái này PC trò chơi đâu này. Đáp án rất đơn giản, ai muốn suốt ngày dùng sức bị hành hạ à? Tiến vào chân thật chiến đấu về sau, Trần Húc sẽ không nói ngày nào đó là hắn đi ngược đãi người khác. Cấp độ C, wow, cấp độ C biểu hiện tự tương đương với là một vị chiến đấu chuyên gia rồi. Mà Trần Húc thực lực bây giờ còn gần kề chỉ là tại cấp E bên trên bồi hồi lấy. Muốn tăng lên hai cấp, nói dễ vậy sao à? Vào lúc ban đêm, Trần Húc kiên trì một lần nữa tiến nhập chân thật chiến đấu cái này trò chơi chính giữa, đi vào về sau tự thấy được cái kia độc nhãn huấn luyện viên, hắn vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười địa nói một câu, người thật lâu không có tới. Trần hút đổ mồ hôi thoáng một phát, hắn biết rõ loại này mời đến cũng không phải độc nhãn huấn luyện viên rất chiếc có có nhân tính hóa rồi, mà là hệ thống thiết trí đấy. Nếu như mình có một thời gian ngắn chưa đi đến xuống đất lời nói, hắn sẽ nói như vậy lời kịch. Chỉ là loại này lời kịch nói thật sự là, ha ha, nếu như một mỹ nữ núng nịu nói như vậy sẽ để cho người cảm thấy thể xác và tinh thần vui sướng, gây chuyện không tốt còn có thể muốn cái này muốn cái kia nhưng như vậy một cái độc nhãn huấn luyện viên nói ra ách cảm giác kia tất nhiên không thể tốt rồi bất quá đây là đang trò chơi chính giữa độc nhãn huấn luyện viên cũng không có của trách hắn mà chỉ là hơi kỳ quái nói câu ồ người bây giờ thân thể tố chất so sánh với lần tốt hơn nhiều rồi xem ra ngươi gần đây không có hoang phế huấn luyện được rồi cùng ta vào đi lại để cho ta nhìn ngươi hiện tại thực lực trần húc biết rõ gần đây thân thể của mình tố chất hẳn là lên rồi bởi vì hắn tuy nhiên mỗi ngày hoang phế, nhưng là cái kia bộ động tác vẫn kiên trì luyện tập, hơn nữa cùng Nam Cung Lam học được không ít thứ đồ vật, thật muốn nói thân thể thực lực, hoàn toàn chính xác hẳn là so trước kia cường thêm vài phần mới được là. Mà hắn vừa tiến vào trò chơi, thân thể số liệu dĩ nhiên là hội đọc lấy ra. Trần Húc nhìn nhìn, lực lượng của mình, nhanh nhẹn đều so trước kia hiếu thắng thêm vài phần, trong nội tâm mừng thầm không thôi. Nhưng là hắn còn chưa kịp như thế nào vui vẻ, đột nhiên trước mặt một hồi quyền phong vang lên, Trần Húc căn bản không kịp nghĩ nhiều, một cái thiết bản kiều tựu té xuống, thuận thế một cái quét chân về phía trước công tới, cảm giác được đối phương vừa đỡ về sau, Trần Húc dựa thế hướng về sau một cọ nhảy ra vòng tròn luẩn quẩn, dùng tay trên mặt đất khẽ chống tựu đứng. Đứng lên Trần Húc cái này mới phát hiện dĩ nhiên là độc nhãn huấn luyện viên đánh lén hắn, độc nhãn huấn luyện viên nhìn xem Trần Húc gật đầu nói, đúng vậy, hơi dài tiến. Như vậy lại đến, vừa rồi trong lúc đánh nhau Trần Húc không kịp nghĩ nhiều, lúc này thời điểm mới phát hiện mình vậy mà tránh thoát độc nhãn huấn luyện viên địa đánh lén. Đây chính là từ trước tới nay lần đầu tiên lần thứ nhất à. Không khỏi tin tưởng đại trấn, nhìn thấy độc nhãn huấn luyện viên sông lên. Trần Húc Trấn tác tinh thần, triển khai Nam Cung Lam truyền thụ cho bát quái trưởng mà bắt đầu phản kích. Trần Húc bát quái trưởng là hoàn toàn học về phần Nam Cung Lam, trong đó bát quái trưởng nhất tinh túy bộ pháp đã lại để cho Trần Húc học được thêm vài phần thần tùy. Mà độc nhãn huấn luyện viên thế công chính là loại cố gắng thiếp thân đoản đà Trần Húc bộ này bộ pháp triển khai, lại hết lần này tới lần khác không cho hắn như ý. Bát quái trưởng bộ pháp dựa theo cửu cung bát quái số lượng, đương nhiên so không được kim dung trong tiểu thuyết lăng ba vi bộ như vậy địa thần diệu, nhưng là Trần Húc như vậy thi triển sập khai, thật ra khiến độc nhãn huấn luyện viên nhiều lần công kích rơi vào khoảng không. Hừ, không muốn một mặt tránh né, bắt đầu tiến công. Độc nhãn huấn luyện viên hét lớn một tiếng, thân thể lại kéo đi lên, như như giỏi trong xương, hắn địa chiêu thức cương liệt uy mãnh Trần Húc bị đánh nick chỉ có thể trốn tránh chống cự, rất khó tìm đến cơ hội phản kích. Trần Húc vẫn muốn thử xem hắn học cái kia chiêu nặng tay, nhưng vấn đề là chiêu này chuẩn bị thời gian quá dài, vận khí, dẫm trận tại chỗ, công kích, tối thiểu muốn 3 giây. Tại đây giống như đánh nhau chết sống chính giữa, 3 giây thời gian đã đầy đủ lại để cho hắn bị độc nhãn huấn luyện viên đánh gục. Trần Húc như vậy tránh né đại khái là xúc động cái gì chương trình thiết lập. Phải biết rằng, loại này giả thuyết ảo cảnh chính giữa trò chơi làm vô cùng chân thật, trong đó không biết gia nhập bao nhiêu phán đoán cơ chế cái gọi là phán đoán cơ chế cũng tỉ như nói vừa rồi trần húc vừa một lúc tiến vào huấn luyện viên nói hắn thật lâu không có tới cái này là gây ra một cái hệ thống điều kiện sau đó hệ thống đối với cái này làm ra đến chỗ này đáp lại chỉ là cái này trò chơi chính giữa địa phán đoán cơ chế rất nhiều nhiều nữa như vậy sẽ khiến cho nhân vật tiến vào cái này trò chơi về sau có thể cảm giác được trò chơi cùng chân thật đồng dạng thật giống như đối mặt tiểu mẫn địa thời điểm có đôi khi thật sự rất khó kịp phản ứng nàng đến cùng phải hay không một cái chân thật tồn tại nữ hài tử. Bất quá, đích thật là không có trí tuệ nhân tạo, tối thiểu cái này đài siêu cấp trong máy vi tính là không có trí tuệ nhân tạo, nhưng là NPC loại này nhân cách hóa độ, lại cũng đã là siêu cao được rồi. Độc nhãn huấn luyện viên một tiếng hô về sau, Trần Húc vậy mà có thể cảm giác được hắn cái kia chỉ độc nhãn chính giữa nhiều thêm vài phần hung lệ thần sắc, ánh mắt kia nếu để cho tiểu hài tử thấy được, tuyệt đối có thể được bị hù đái dầm. Nhưng Trần Húc hiện tại cũng không phải tiểu hài tử rồi, độc nhãn huấn luyện viên tuy nhiên cường hãn, nhưng là Trần Húc cái này qua lại trốn tránh, đến bây giờ thoáng cái trọng đều không có kể đến, ngược lại ẩn ẩn có vài phần có thể cùng độc nhãn huấn luyện viên địa vị ngang nhau trình độ, loại này tiến bộ lại để cho Trần Húc vô cùng hưng phấn. Nhưng là rất nhanh Trần Húc tự cao hưng không đi lên, độc nhãn huấn luyện viên trong mắt hiện lên hung lệ thần sắc về sau, chiêu thức của hắn cũng càng phát độc ác cùng rất nhanh, rốt cục hắn một cái vung cây roi thức nện đi qua, Trần Húc lúc này vừa phóng ra một bước, thân thể còn không có cân đối xuống, gặp được lần này muốn tránh cũng không được, chỉ phải vươn tay cánh tay ngạnh xanh xanh kháng lần này, ba địa một tiếng giòn vang. Tại cảm giác đau hệ thống toàn bộ triển khai giờ phút này. Trần Húc cảm giác mình địa cánh tay giống như ngạnh xanh xanh bị người dùng ống tuyếp đại lực quất một cái đồng dạng, toàn bộ cánh tay xương cốt đều tại đau. Lần này đem Trần Húc đánh chính là nhe răng trợn mắt. Thân thể nhịn không được một cái lảo đảo ngược lại lui lại mấy bước. Lợi hại như vậy, Trần Húc nhớ rõ cái này độc nhãn huấn luyện viên đã từng nói qua thực lực của mình tựu là cấp độ B, mà mẹ mày, đây mới là cấp độ B chính thức lực lượng sao. Trò chơi chính giữa thiết lập, cấp độ D tương đương với cảnh sát trường học địa loại ưu tốt nghiệp, cấp độ C tự là ưu tú chiến đấu huấn luyện viên thực lực, cấp độ B tự tương đương với tinh anh chiến sĩ cái chủng loại kia. Nói thí dụ như, nước Mỹ báo biển bộ đội, nước Mỹ báo biển nổi tiếng thiên hạ, vì cái gì gần kề chỉ là xếp hạng cấp độ B đâu này. A, à, cũng là bởi vì bọn hắn nổi tiếng thiên hạ, kỳ thật báo biển sức chiến đấu tại cao thủ chân chính trước không chịu nổi một kích, bởi vì phải biết rằng, phàm là có thể bày đặt tại ngoài sáng bên trên đấy. Tuyệt đối không thể nào là tốt nhất đấy, báo biển cũng gần kề chỉ là nước Mỹ quân đội bày tại ngoài sáng bên trên một chi bộ đội đặc trùng mà thôi. Mà cấp độ A, thậm chí là cao nhất cấp độ S. Những này cũng chỉ có thể dùng cỗ máy giết người loại này từ để hình dung. Trần Húc tận mắt qua cái này trò chơi chính giữa một cái mô phỏng video, là một cái người da vàng chiến sĩ. Trần Húc rất tin tưởng hắn là người châu Á. Người này chiến sĩ đang tiến hành một hồi vùng núi chiến đấu, hắn dùng lực lượng một người, sử dụng các loại ngụy trang ẩn núp phương pháp, chỉ dùng một con dao găm thu hoạch được 20 tên cầm thương chiến sĩ tánh mạng. Nhìn xem hắn cái chủng loại kia ẩn núp, ẩn nấp. Sau đó đột nhiên xuất kích, Trần Húc lúc ấy xem hơn là một thân mồ hôi lạnh, nhịn không được luôn hướng về sau xem. Sợ có một gia hỏa tiềm phục tại phía sau mình Trần thật chiến đấu cái này trò chơi chính giữa Tuy nhiên chủ yếu là vì rèn luyện chiến sĩ cận thân chiến đấu kỹ năng Nhưng là đến hậu kỳ cũng có mô phỏng thực chiến Loại này thực chiến tựu là ẩn núp tác chiến Chỉ bất quá bây giờ Trần Húc tiếp xúc địa hay vẫn là một versus một chính diện chiến đấu Không có học tập đến càng sâu tầng nội dung Nhưng là nói thật Có thể cùng một cái báo biển cấp chiến sĩ kiên trì đến nước này Trần Húc hiện tại cũng đủ để tự hào rồi cho dù Trần Húc đại đa số hay vẫn là để phòng ngự làm chủ. Độc nhãn huấn luyện viên một phát hung ác, cái kia công kích tốc độ cùng cường độ tựu lớn hơn nhiều, hơn nữa chiêu thức cũng càng phát ra tàn nhẫn, cái gì trêu chọc âm, chảo mắt, khóa cổ. Những này kim dung trong tiểu thuyết cái gọi là hạ lưu thủ đoạn dùng tại trong tay của hắn vô cùng tinh khiết sống hơn nữa độc ác. Rốt cục, Trần Húc vì trốn đối phương một cái trêu chọc âm chân rối loạn bộ pháp. Bị độc nhãn huấn luyện viên một cái tát trực tiếp đánh vào huyệt thái dương lên, lập tức trong đầu một mảnh ông ông tác hưởng. Kim hoa bay múa, đón lấy tự hôn mê bất tỉnh. Nếu như là tại sự thật chính giữa, huyệt thái dương như vậy cái yếu ớt địa phương đã trúng đối phương như vậy thoáng một phát, Trần Húc xác định vững chắc đi gặp Diêm Vương rồi, bất quá may mắn là tại giả thuyết chiến đấu chính giữa, Trần Húc choáng luôn thoáng một phát đã bị tiểu mẫn tỉnh lại rồi, sau đó cảm giác toàn thân cao thấp đều đắm chìm trong một mảnh ôn hòa địa bạch quang chính giữa, toàn thân lỗ chân lông đều tại mở ra, phảng phất là ngâm trong suối nước nóng đồng dạng, thật là thoải mái. Đợi cho Trần Húc theo bạch quang trong đứng lúc, trên người địa đau đớn đã hoàn toàn biến mất, chỉ có cái kia vừa rồi cuối cùng huyệt thái dương bị kích cái kia thoáng một phát cảm giác, còn bất chợt ở trong đầu của hắn vần quanh không nghỉ, ngẫm lại tự một hồi nghĩ mà sợ. Vừa rồi bạch quang tự là một loại trị liệu, đương nhiên, tại giả thuyết ảo cảnh trong là không thể nào bị thương, nhưng là vì không cho người lưu lại cái gì trên tinh thần di chứng hay vẫn là cần thông qua loại này sắp xỉ tại thôi miên đích thủ đoạn đến trị liệu thoáng một phát. Nói đơn giản, ở chỗ này sở hữu tất cả đau đớn, thậm chí là sở hữu tất cả cảm giác đều là do máy tính đến an bài, máy tính cường đại sức phán đoán sẽ cho người một loại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Cho dù là có chút cùng trong hiện thực không hợp, nhưng là trên cơ bản cũng không sai biệt nhiều rồi. Có nhà khoa học đã làm thí nghiệm, tự là nhân thể tại trên tinh thần tổn thương cùng trong hiện thực nhưng thật ra là cùng cấp đấy. Kinh điển nhất một cái án lệ tự là các khoa học ra đem một cái không may thí nghiệm người đã tiến hành thôi miên, Thôi miên trong tắc thì nói cho hắn biết muốn dùng bàn ủi bị phỏng cánh tay của hắn loại này ám chỉ đạt tới nhất định được trình độ về sau các khoa học gia sử dụng khối băng dán tại cánh tay của hắn lên ngay tại lúc này người kia đột nhiên kêu to một tiếng hắn cánh tay bị khối băng rán đích cái kia khối vị trí làn ra giống như đốt trọi đồng dạng tạo thành nghiêm trọng bị phỏng mà giả thuyết ảo cảnh tựu là như thế như vậy rất thật ảo cảnh khiến cho mọi người đã không dám xác định mình bây giờ người ở chỗ nào nếu như ở chỗ này lọt vào nghiêm trọng tổn hại làm cho bị thương như vậy sự thật chính giữa cũng sẽ biết tạo thành đồng dạng hậu quả. Ví dụ như đã đoạn chân, đã đoạn cánh tay, như vậy đến trong hiện thực rất có thể cái chân kia cùng cái kia cánh tay tựu không dùng được rồi. Cho nên cái lúc này thì có một cái thôi miên trị liệu. Lại để cho người biết rõ chính mình cái gì thương đều có thể bị trị liệu đấy, quá trình này tựu là giảm bớt đau xót do đó lại để cho thần khí toàn bộ khép lại quá trình. Bằng không thì trước một giây đồng hồ còn toàn thân đau đớn thống khổ sau một giây đồng hồ tại máy tính địa dưới tác dụng tỉnh lược quá trình trực tiếp khôi phục hoàn hảo, hậu quả như vậy hội làm cho tinh thần thất thường đấy. Chứng kiến Trần Húc, độc nhãn huấn luyện viên hừ một tiếng nói, thật sự là một cái phế vật, hảo hảo vậy mà đi học bát quái trưởng loại công phu này, vốn ta nghĩ đến ngươi trong khoảng thời gian này tại trong hiện thực tiến bộ rất nhanh, nào biết được ngươi hoàn toàn là ở lãng phí thời gian. Nghe được câu này Trần Húc tự có chút bất mãn, bát quái trưởng làm sao vậy? Trần Húc suy nghĩ một hạ nam cung lam thân thủ, tuyệt đối không kém không biết so về huấn luyện viên như thế nào nhưng là nơi này là giả thuyết ảo cảnh địa thế giới trần húc trong đầu suy nghĩ đồ vật đều là không có dấu diếm đấy đương nhiên trần húc có thể tiến hành thiết trí bất quá hắn không cần phải thiết trí đối mặt đều là npc cái này có quan hệ gì cho nên khi hắn tưởng tượng nam cung lam thời điểm độc nhãn huấn luyện viên tự cười lạnh một tiếng người suy nghĩ chính là cái kia gọi nam cung lam bát quái trưởng địa tiểu tử đúng vậy công phu của hắn đã đến ám kinh xem như một gã cao thủ nhưng là nếu như gặp gỡ ta có lẽ ta đánh không lại hắn nhưng ta nhất định có thể giết hắn đánh không lại hắn nhưng có thể giết hắn những lời này trần húc suy nghĩ thoáng một phát sẽ hiểu nghĩ vậy khoản trò chơi ước nguyện ban đầu